chương 21, khi hai người đang ăn ở quán cơm nhỏ cạnh chung cư, Lữ Dương lại nhắn tới. Lần này gửi qua một tấm ảnh chụp toàn thân, nhìn bối cảnh thì hẳn là ở trong một phòng triển lãm nào đó, trên bức tường màu xám trắng có treo mấy bức tranh. Thiếu niên đứng bên cạnh một bức tranh, chỉ chụp nửa người trên. Tóc Lữ Dương hơi xoăn, không dài cũng không ngắn, mái tóc hơi che khuất một chút lông mày, vừa nhìn đã biết là cố ý định hình, còn rất có cảm giác tạo hình. Sống mũi của cậu rất cao, đeo một cặp kính gọng mỏng, Đôi mắt ẩn đằng sau tròng kính vừa đen vừa sáng, ăn mặc không đơn giản. Ở cái tuổi này phần lớn đều là mụn đơm đầy mặt, diện mạo này rất nổi bật. Lữ Dương, đây là tôi. Thịnh Tinh Hà buông đủ trả lời, được rồi, tôi sẽ nhận ra. Hà Kỳ Niên ngồi đối diện Thịnh Tinh Hà, cổ vương dài ra y như hưu cao cổ, người này là ai vậy? Ồ, cậu cháu ngoại nhỏ của huấn luyện viên của tôi. Thịnh Tinh Hà nói, con của chị hoặc em gái, gọi mình bằng cậu. Huấn luyện viên nào? cái người mà lần trước anh đã nhắc đến với tôi đó à? Hà Kỳ Niên hỏi, ừm, đúng rồi. Thịnh tinh Hà gật gật đầu, cháu trai thầy ấy cũng thi đậu đại học T, sắp khai giảng rồi, để tôi để ý đến một chút, có phải mẫu giáo đâu, còn cần trong năm nữa hả? Cậu ta tới trước làm quen hoàn cảnh một chút, dù sao có thể quan tâm thì quan tâm chút, tôi cũng đâu có thiếu miếng thịt nào. Thịnh tinh Hà nói, ô Hà Kỳ Niên thuận miệng hỏi, cậu ấy học chuyên ngành gì vậy? thịnh tinh hà cào cào tóc, hình như là tài chính, tôi không để ý lắm. Hà kỳ niên biểu môi, nhìn không giống à, có ai mua bảo hiểm để bán bảo hiểm đâu. Thịnh tinh hà nở nụ cười, ai nói với cậu học tài chính thì chính là bán bảo hiểm, càng không giống ngành ngân hàng chứng khoán, cậu đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thịnh tinh hà ngước mắt lên nhìn cậu, hơn nữa, nhìn bộ dạng của cậu cũng đâu giống một người muốn làm truyền thông. Hà kỳ niên hứa một tiếng, sao lại không giống chứ? hình tượng lẫn khí chất của tôi đều tốt như vậy mà. Trong đội điền kinh đại học T đều là sinh viên chuyên ngành thể thao, nhưng Hạ Kỳ Niên là một ngoại lệ, năm đó cậu đăng ký chuyên ngành phát thanh và dẫn chương trình, dự định phát triển theo hướng bình luận viên thể thao. Kết quả ngay tại đại hội thể thao mùa thu của trường lại được huấn luyện viên vương liếc mắt cái liền chấm trúng, đưa vào đội huấn luyện, sau đó lần lượt tham gia không ít cuộc thi, giải thưởng và chứng chỉ nhận được cũng không ít hơn vận động viên chuyên nghiệp đôi khi không thể không cảm thán số phận thật kỳ diệu dường như mọi thứ đều đã được sắp xếp hết cả rồi thịnh tinh hà đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ chủ nhiệm tôn đã nói với anh một câu thứ như thiên phú là bẩm sinh chỉ một chút thôi đã bỏ xa người bình thường rồi rất nhiều người hao tốn cả đời cũng không chạm đến được độ cao đó nghe có vẻ như là một sự thật vừa đáng sợ lại bất đắc dĩ nhưng trong mắt của anh thiên phú không có nghĩa là tất cả thiên phú có thể quyết định một người đang ở đâu nhưng thành công không phải là ngẫu nhiên đằng sau thiên phú càng nhiều hơn là mồ hôi trả giá và kiên trì nghĩ tới đây thịnh tinh hạ lại có chút lo lắng về vấn đề lập kế hoạch cho thời gian sau của hà kỳ niên nếu như muốn phát triển theo hướng tuyển thủ chuyên nghiệp vậy thì sau này cậu nhất định phải tham gia các loại tập huấn và thi đấu sẽ làm chậm trễ việc học của cậu thậm chí có thể vì thi đấu mà tốt nghiệp bị trì hoãn còn nếu không phát triển theo hướng chuyên nghiệp lại là một chuyện khá đáng tiếc Nhìn thì chỉ như là một đề tài lựa chọn nho nhỏ, nhưng liên quan đến những gì cậu sẽ đối mặt trong tương lai, một bước đi chệt, cuộc đời sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, cậu khai giảng thì vào năm ba rồi. Thịnh Tinh Hà nhìn cậu, dòng điều hiếm khi được ôn hòa, có nghĩ tới sau này cụ thể sẽ phát triển ở phương diện nào không? Dù sao cũng không thể vừa là dẫn chương trình vừa thi đấu được, đương nhiên là thi đấu rồi, Hà Kỳ Niên trả lời đơn giản dứt khoát, khiến cho Thịnh Tinh Hà thấy trước mắt sáng ngời. Đây thực sự là câu trả lời mà anh muốn nghe. Cho dù trong lòng có không muốn thừa nhận như thế nào đi nữa thì quả thật, Hà Kỳ Niên vẫn là đội viên mà anh coi trọng nhất, tự như thầy giáo sẽ thích đứa trẻ thông minh, làm huấn luyện viên cũng vậy. Tự tin dũng cảm, tích cực lạc quan, có sức bật kinh người và tiềm năng, mỗi đặc điểm này đều vô cùng đáng quý, nói chi đến chúng cùng ngưng tụ trên một người. Quả thực là quý hiếm, Hà Kỳ Niên buông đổ xuống, nghiêm túc nói, tôi vốn rất thích thể thao, Lúc ấy đăng ký vào chuyên ngành này là vì nghĩ có thể tiếp xúc với những thứ liên quan đến các sự kiện thể thao, các phương diện khác tôi không cảm thấy hứng thú, cậu có chắc rằng đã nghĩ kỹ chưa? Thịnh tinh Hà lại hỏi, Hạ Kỳ Niên dùng sức gật gật đầu, chắc chắn 100%, tôi thật sự rất thích nhảy cao, hai năm nay nó mang đến cho tôi rất nhiều trưởng thành và thu hoạch, mỗi lần vượt qua một độ cao, mỗi lần lấy được một huy chương, loại cảm giác thành tựu và vinh quang này bất cứ thứ gì cũng không thể thay thế chưa từng có chuyện gì có thể khiến cho tôi có loại cảm giác như vậy cả đều từ cùng một con đường đi tới loại cảm giác mà hạ kỳ niên này thịnh tinh hà có thể lĩnh hội sâu sắc tình yêu nồng cháy là động lực của sự kiên trì nhưng mà tôi cũng muốn nói cho cậu biết nghề này nhất định còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của cậu tôi biết hạ kỳ niên ngước mắt nhìn anh không phải anh cũng kiên trì đó sao nếu anh có thể thì tôi chắc chắn cũng có thể nếu như trước khi gặp thịnh tinh hà Lựa chọn này còn có khả năng bị dao động, sau khi gặp anh liền trở nên kiên định, cũng không chỉ vì muốn bên nhau với Thịnh Tinh Hà, mà cậu còn hy vọng bản thân có thể tạo nên giá trị trong sự nghiệp mình yêu thích. Ánh mắt Hạ Kỳ Niên sáng ngời, Thịnh Tinh Hà cảm thấy mỹ mãn gật đầu, nhớ kỹ những gì cậu đã nói hôm nay. Tất cả thời gian buổi chiều đều dành cho huấn luyện. Trong nhà Thịnh Tinh Hà có một ít dụng cụ thể thao tiện mang theo như tạ tay, dây kháng lực, bóng tạ thể lực, vòng tập bụng, vân vân. Hạ Kỳ Niên cũng thường mượn dùng. Vừa mới bắt đầu, Thịnh Tinh Hà còn lo lắng cậu bị căng cơ vì động tác không đúng, cho nên toàn bộ quá trình đều theo kèm, từ từ mới để cậu chơi một mình. Thật ra chỉ cần nắm giữ kỹ xảo huấn luyện thì một sợi dây đàn hồi thôi cũng có thể luyện hết cơ bắp toàn thân. Buổi tối ăn cơm, Thịnh Tinh Hà đưa chìa khóa dự phòng trong nhà cho Hạ Niên. Sáng mai tôi phải đến ga xe lửa đón người, sẽ không rèn luyện với cậu, cậu muốn chơi cái gì thì tự lấy chơi, tôi để hết ở trong phòng khách. Wow. Hạ Kỳ Niên xoay vòng chìa khóa trên tay, "Tin tưởng tôi như vậy sao? Thứ đáng giá nhất trong nhà chính là đây này." Thịnh Tinh Hà chỉ vào sống mũi mình, nhiệt độ trong lòng bàn tay thiếu niên chẳng mấy chốc đã ủ nóng cả chìa khóa. Lữ Dương đặt vé là buổi tối xe chạy, 7 giờ sáng đến thành phố B, Thịnh Tinh Hà sợ đến trễ, cố ý dậy sớm. Đáng tiếc ông trời không thuận ý người, từ rạng sáng đã bắt đầu mưa, vẫn chưa dừng. Thịnh Tinh Hà lục một vòng cũng không tìm được ô liền đi lầu đối diện gõ cửa nhà Hạ Niên. Lát nữa anh chuẩn bị bắt taxi qua đó sao? Hạ Kỳ Niên tìm được một chiếc ô dài bên tủ giày đưa qua, phải? Thịnh Tinh Hà nói, cậu ấy mang theo rất nhiều hành lý, đi xe buýt chắc chắn là bất tiện lắm, vậy tôi cũng đi nữa. Hạ Kỳ Niên nói, Thịnh Tinh Hà bị mưa to làm cho nhíu mày. Trời mưa to, cậu đi gấp vui cái gì? Tôi không yên tâm anh. Hạ Kỳ Niên nói lời này vừa lúc đang không lưng cầm giày, hơn nữa thanh âm nói chuyện của cậu vốn không lớn tiếng mưa hoàn toàn bao trùm lời cậu thịnh tinh hà nghiêng đầu a một tiếng hỏi cậu mới nói cái gì vậy tôi nói góp vui là việc người trung quốc thích nhất đó hạ kỳ niên thắt chặt dây dày cầm chìa khóa đóng cửa phòng không cho đối phương được có một chút do dự nào nói vậy câu vừa rồi của cậu rõ ràng rất ngắn thịnh tinh hà mở ô ra thì tôi thích góp vui hạ kỳ niên nói mặc dù Hạ Kỳ Niên đem theo một chiếc ô dài, nhưng bởi vì vóc dáng hai người quá cao nên rất nhanh nửa người dưới đã ướt đẫm, hai chân ngâm trong giày ướt sũng, khó chịu muốn chết. Còn thích đi gấp vui không? Thịnh Tinh Hà nói, ở nhà chơi điện thoại sướng biết mấy, thật sự là nhàn rỗi đến đau trứng. Hạ Diễm Niên cúi đầu thở dài, biết vậy đã đi dép lê rồi. Thịnh Tinh Hà vẫn ngón chân cái lên, đắc ý nói, cậu coi, tôi đã lường trước rồi nè. Hạ Kỳ Niên nói đùa, vậy đổi với anh thịnh tinh hà thốt lên chân tôi đâu có bự như cậu à hạ kỳ niên ngẩng người quay đầu nhìn anh thịnh tinh hà từ trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ta bỗng nhiên ý thức được cái gì hối hận vạn phần cắn mạnh môi nhưng lời cũng đã nói ra rồi giải thích thế nào cũng vô ích chỉ nhắm mắt lại thầm nghĩ xong đời hai mắt hạ kỳ niên vững vàng tập trung trên mặt anh hỏi đôi giày đinh kia vốn không phải của anh đúng không thịnh tinh hà không nói gì Phản ứng này trên cơ bản đã chứng thực phỏng đoán của cậu, vui sướng tự nhiên sinh ra lập tức hiện lên mặt, lông mày Hạ Kỳ Niên nâng lên, anh cố ý mua cho tôi đúng không? Cậu không chịu buông nghi hoặc của mình, Thịnh Tinh Hà cảm giác đầu có chút to, gian nan vãn hồi, chỉ là lúc đi trung tâm thương mại ăn cơm, có đi ngang qua cửa hàng giày nên mới thuận tiện mua, cũng không phải cố ý. Hạ Kỳ Niên đã hoàn toàn đắm chìm trong sung sướng huấn luyện viên cố ý mua giày cho tôi không cách nào tự kiềm chế, không nghe thấy anh nói gì anh đối với tôi tốt quá cách biểu đạt của người trẻ tuổi hơi bị thẳng thắn mặt già dạ của thịnh tinh hà đỏ lên cạn lời tôi rất cảm động hạ kỳ nghiêng thâm tình nhìn anh thịnh tinh hà sợ tới mức phải dời tầm mắt chỉ có một đôi giày mà thôi đừng có yên tâm quá là anh cố ý mua cho tôi tôi đương nhiên phải yên tâm rồi mẹ nó sao lại vòng về sắc trời âm u mưa càng lúc càng lớn không hề có dấu hiệu nhỏ đi thịnh tinh hà đứng ở ngã tư hơn nửa ngày rốt cục cũng đón được một chiếc xe cho thuê, vội vàng vỗ vỗ thắt lưng cậu. Mau lên, cậu lên trước, Hạ Kỳ Niên cầm ô che trên đỉnh đầu anh, anh lên trước đi, thịnh tinh Hà cao lớn, Hạ Kỳ Niên sợ anh đụng phải đầu nên lấy tay che trên khung cửa, quả nhiên, một giây sau đầu người nào đó đã nện ngay vào lòng bàn tay cậu, ái. Hạ Kỳ Niên đau đến hít một hơi khí lạnh, thế nhưng trong lòng vẫn rất vui sướng, cậu đưa tay chà sát gáy thịnh tinh Hà, đau lắm không, cậu nói coi, thịnh tinh hà nheo mắt lại hạ kỳ niên đẩy lưng anh mau 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 còn bị xối thêm nữa thì quần lót của tôi cũng sẽ ướt đẫm luôn thịnh tinh hà nhìn lướt qua ống quần đã đổi màu sắc của cậu bật cười hai người thân cao chân dài không gian trong xe có vẻ hết sức chật chội trong không khí còn tràn ngập một mùi thuốc lá nồng nặc thịnh tinh hà mở hé cửa sổ xe ra một khe nhỏ lúc quay đầu lại thấy làn da trên mu bàn tay hạ kỳ niên phím hồng đụng đau cậu vẫn ổn hạ kỳ niên thiếu chút nữa đã thốt lên không đau nhưng cắn lại đúng lúc gật đầu ừ một tiếng có chút sau đó cậu lại làm bộ sờ sờ mu bàn tay sờ vô như vậy hình như còn đau lắm thịnh tinh hà nhìn không được nở nụ cười rốt cuộc có đau hay không trả lời trong ba giây hạ kỳ niên gật gật đầu biểu tình cũng trở nên dữ tợn đau đau dễ sợ có thể cần thổi một chút mới bớt hơn được thổi một chút thịnh tinh hà khiếp sợ cười to cậu bao nhiêu tuổi a? À? ai quy định 20 thì không thể thổi một chút chứ. Hạ Kỳ Niên hợp tình hợp lý đưa tay về phía anh anh đụng, anh phải chịu trách nhiệm, ấu trĩ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thịnh tinh Hạ vẫn thổi qua loa hai cái, còn đau không? Hạ Kỳ Niên khoa trương qua một tiếng, lắc lắc bàn tay, quả nhiên bớt hẳn luôn nè. Tài xế ở hàng ghế trước phi cười, vành tay thịnh tinh Hạ có chút nóng lên, trợn trắng mắt, mắng, đồ ngốc, ngày mưa đường tắt, dòng xe chậm hơn bình thường rất nhiều, từ cửa sổ xe nhìn ra chỉ thấy toàn là một vùng đèn đỏ thịnh tinh hà ông cánh tay suy nghĩ vài chuyện bỗng nhiên cảm giác vai phải mình trầm xuống đầu hà kỳ niên nghiêng qua dựa trên vai anh thịnh tinh hà hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái hà kỳ niên hai mắt nhắm nghiền điện thoại di động trong tay cũng đã trượt xuống đền trạng thái này rõ ràng là đã ngủ thiếp đi rồi thịnh tinh hà lo lắng lỡ đâu tài xế đạp thắng điện thoại di động sẽ bị rơi xuống nên thuận tay cầm lấy màn hình khóa điện thoại di động là một con mèo chân ngắn xinh đẹp nằm trong ổ mèo lười biến phơi nắng, cái bụng màu trắng nhìn thấy là nhịn không được muốn gãi một cái. Đầu đinh của Hà Kỳ Niên vừa mới cắt không được bao lâu, còn hơi đâm vào người, tài anh đã nhiều lần đụng phải tóc của cậu bạn nhỏ, cảm thấy hơi ngứa ngáy, muốn né ra lại sợ đánh thức người ta, cũng chỉ đành cứng cổ chịu đựng. Xe khởi động, đầu Hà Kỳ Niên nhẹ nhàng lắc lư, Thịnh Tinh Hà lập tức giơ tay lên đè trán cậu lại để tránh lăn xuống. Trong tiếng nhạc vui vẻ trên xe, khóe miệng cậu bạn Hạ gợi lên một độ công khó phát hiện. Thịnh tinh Hà vừa đến ga xe lửa đã nhận được điện thoại của Lữ Dương ngay. Tôi đã đến cổng ra, anh tới chưa? Tới liền. Bên ngoài nhà ga xe lửa đang tắt rất nhiều xe riêng và taxi, thịnh tinh Hà nheo mắt lại trong mưa lớn, thì lực của anh không tốt lắm, đặc biệt là vào lúc thời tiết mưa to này, nhìn thấy đều là sương mù. Mặc quần áo gì, tôi cùng tìm giúp anh. Hạ Kỳ Niên cầm chiếc ô lớn trong tay giơ qua đỉnh đầu Thịnh Tinh Hà, nửa bả vai của mình đã hoàn toàn ướt đẫm, không biết. Đầu ngón tay Thịnh Tinh Hà trượt hai cái trên màn hình, lớn lên nhìn như vậy nè. Hạ Kỳ Niên ngước mắt lên nói, tôi nhìn thấy rồi, diện mạo của Lữ Dương giống hệt như trong ảnh, rất dễ nhận ra, chiều cao đại khái khoảng 1 m tám, mặc áo thun màu xám nhạt phối với một chiếc quần kaki, túi sách hai quai treo trên vali thật lớn, lúc này đang đeo tai nghe nghe nhạc. Lúc cậu ta quay đầu sang cũng nhìn thấy thịnh tinh hà, nhưng mà cậu ta lại có chút do dự, cũng không có bước tới. Lữ Dương đúng không? Thịnh tinh hà đứng trước người cậu nói. Tôi là thịnh tinh hà, lúc trước đã từng nói chuyện qua trên uy chát. Lữ Dương sững sờ nhìn anh. Anh cũng cao quá đi, anh làm tôi thấy rất áp lực đó. Thịnh tinh hà nở nụ cười, cậu cũng không có chung đối tượng với tôi, vì sao phải áp lực? Hà kỳ niên liếc mắt nhìn anh. Lữ Dương tháo tai nghe xuống đeo trên cổ đây không phải là vấn đề đối tượng đứng chung một chỗ với anh tôi cảm thấy mị lực của tôi cũng không thể phóng thích ra được nữa hà kỳ niên cười rạng rỡ cậu cười cái gì lữ dương chỉ vào hà kỳ niên người này là ai vậy bạn anh hả làm sao một người lại cao hơn một người vậy luyện nhảy cao có thể không cao sao thịnh tinh hà nói lữ dương mở to hai mắt luyện nhảy cao còn có thể phát triển chiều cao ư thịnh tinh hà cười luyện nhảy cao có thể phát triển hay không tôi không chắc lắm nhưng hai người bọn tôi ban đầu đều là bởi vì cao mới bắt đầu nhảy cao trên đường ra khỏi nhà ga lữ dương giống như miếng thịt hamburger bị hai người kẹp ở giữa vẻ mặt đầy oán niệm có thể hơi cách xa tôi ra một chút không hai người đi sát như thế này tôi giống y như một tên tội phạm vậy thình tinh hà thỏa mãn yêu cầu của cậu ta giữ khoảng cách năm thước rồi điều khiển từ xa phía trước trẻ phải bắt taxi bắt được xe bỏ hành lý lên xong, Lữ Dương bước thẳng lên ngồi ở hàng ghế trước, cậu ta quay đầu lại hỏi, người bên cạnh anh là ai thế? Sao lại nhiệt tình chạy tới đón tôi như vậy, tôi cũng không phải vì đón cậu mới đi tới đây đâu. Hạ Kỳ Niên nói, vậy thì vì cái gì, cậu ấy chỉ ham góp vui lung tung. Thịnh Tinh Hà giới thiệu, cậu ấy tên là Hạ Kỳ Niên, cũng là học sinh đại học T, lớn hơn cậu 2 tuổi, cậu có thể gọi cậu ấy là đàn anh. Hạ cái gì cơ? lữ dương hít mắt lại không nghe rõ lắm hạ kỳ niên niên trong kỳ niên ngọc tuế hạ kỳ niên nói kỳ nghĩa là ngọc đẹp ngọc là ngọc thạch niên và tuế đều có nghĩa là năm tuổi à lữ dương quay lên qua một hồi lâu lại quay xuống hỏi tề niên ngọc toái là có ý gì tề niên đập nát ngọc hả toái là vỡ bể nát ngày mưa đi lại bất tiện Lữ Dương không có hứng thú gì với những nơi như rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại nên Thịnh Tinh Hà đành phải dẫn cậu ta về chung cư trước rồi mới bàn sau. "À, chỗ này của anh không tệ nha." Lữ Dương để vali ở cửa, đang chuẩn bị vào nhà tham quan thì đã bị Hạ Kỳ Niên gọi lại. "Đổi dây, tối hôm qua tôi vừa mới lau nhà đó." Lữ Đồng ồ một tiếng. "Hai người ở chung với nhau à? Không phải, cậu ấy ở tòa nhà đối diện, có điều thường qua giúp tôi làm vệ sinh gì đó." Thịnh Tinh Hà nói, Lữ Dương thuận miệng tiếp một câu, tốt vậy luôn hả? Tốt trái trắm ấy, cậu ta chính là qua đây có cơm chiều thì có. Hạ kỳ niên hừ lạnh một tiếng, lòng tốt lại bị coi thành lòng lan dạ sói. Thịnh Tinh Hà lập tức đổi giọng, hiền lành, cậu thật sự là đứa con trai hiền lành nhất mà tôi từng gặp đó. Trong nhà Thịnh Tinh Hà không có dư dép lê, đem đôi của mình đưa cho Lữ Dương, cậu mang của tôi đi, không sao, tôi đi chân trần cũng được. Lữ Dương đi thăm thú xung quanh đánh giá hoàn cảnh ở đây không tệ nha ừm chủ yếu là gần trường học đi qua cũng không mất bao lâu trước sau đều có phố thương mại mua đồ rất thuận tiện vậy anh có thời gian không đi dạo một vòng với tôi đi tôi có chút mù đường lữ dương nói được thịnh tinh hà gật đầu trong góc toát ra một âm thanh lạnh lẽo thời đại nào rồi không biết dùng chỉ đường sao mù đường thì làm sao chạy đến thành phố b được hay vậy ngồi xe đi Lữ Dương hợp tình hợp lý, hùng hồn nói, vậy không phải là được rồi sao? Hạ Kỳ Niên chỉ vào cửa sổ ban công nói, muốn đi học thì ra ngoài rẽ trái đón xe 104, muốn tới phố đi bộ thì lên 216, sau đó muốn chơi gì cũng có thể chơi, người đã lớn như vậy rồi, Hạ Kỳ Niên. Thịnh tinh Hà đè lại bả vai cậu, cậu ấy lần đầu tiên đến đây mà, Hạ Kỳ Niên suy nghĩ một chút nói, lát nữa tôi cũng đi cùng, cậu lo huấn luyện cho đàng hoàng đi lời này vừa nói ra trong lòng hạ kỳ niên ít nhiều gì cũng có chút tức giận vì bị đối xử bất công thịnh tinh hà đã nhiều lần từ chối lời mời tụ tập của cậu thằng nhóc hư này vừa tới thì ngay cả huấn luyện của cậu cũng không thèm quan tâm nữa mặt mũi bự ghê ha lữ dương cũng không nhận ra điều gì còn vui vẻ cười ha ha vỗ vai thịnh tinh hà một chút lần sau anh đến nam thành chúng tôi du lịch tôi cũng sẽ dẫn anh đi khắp nơi chơi cho đã quê nhà chúng tôi có rất nhiều đồ ăn ngon rất nhiều chỗ chơi vui Thịnh Tinh Hà gật gật đầu. Được đó, Hạ Kỳ Niên đảo mắt xem thường, sắp đảo lên tới trời luôn rồi. Sau khi mưa ngừng, Thịnh Tinh Hà dẫn Lữ Dương ngồi xe đến trường làm quen với hoàn cảnh. Trường đại học Tây chia làm hai khu giảng dạy, chỉ loanh quanh sơ qua một vòng đã hao phí cả buổi chiều. Thịnh Tinh Hà thấy sắc trời không tốt lắm, liền dẫn Lữ Dương vào siêu thị gần đó mua chút nhu yếu phẩm sinh hoạt. Chờ khi bọn họ đi ra khỏi siêu thị, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hơn nữa lại mưa to giờ chúng ta đi khách sạn hả lữ dương hỏi à thịnh tinh hà vỗ đùi một cái tôi quên đặt khách sạn cho cậu rồi buổi trưa khi tôi ăn cơm còn nhớ tới quả nhiên lớn tuổi trí nhớ liền không tốt tối hôm qua thịnh tinh hà có lên mạng tìm qua mấy khách sạn giá cả coi như bình dân đều đã lưu lại trong bộ sưu tập nhưng mà lữ dương vừa nhìn hoàn cảnh đã từ chối ngay phòng này quá nhỏ chuồng chó nhà chúng tôi còn lớn hơn cái chỗ này nữa thiếu gia à cậu ở một mình cần bao nhiêu chỗ ba phòng ngủ một phòng khách hả lữ dương chỉ màn hình anh coi phòng tắm này đi ngay cả một cái cửa cũng không có hoàn toàn trong suốt thịnh tinh hà nhìn không được bật cười cậu ở có một mình cần cửa làm gì cũng không có ai nhìn cậu hết lữ dương hừ lạnh một tiếng dù sao tôi cũng không ở được tìm không thấy chỗ nào tốt tôi sẽ ở chỗ anh thịnh tinh hà quay đầu nhìn cậu ở lại chỗ tôi thì không ngại nhỏ nữa sao Chỗ đó của tôi cũng chỉ có hơn 10 mét vuông thôi, sao chứa nổi pho đại Phật như cậu chứ? Lữ Dương cười, ít nhất phòng vệ sinh có cửa nha. Anh còn có thể trong năm tôi 24, 24, thịnh tinh hà liếc cậu một cái, hóa ra thật sự coi tôi là bảo mẫu đúng không? Lữ Dương ôm bả vai anh vỗ vỗ, cũng chỉ có hai ngày thôi. Không phải anh đã hứa với cậu tôi là sẽ chăm sóc tốt cho tôi sao? Hôm nay tôi dầm hai trận mưa, lại chạy nhiều đường như vậy lỡ như đêm nay tôi bị sốt cảm lạnh thì làm sao bây giờ lỡ tôi chết trong khách sạn không ai hay thì làm sao anh ăn nói với gia đình tôi thịnh tinh hà cười nhạo một tiếng nhìn cái trạng thái này của cậu tôi có chết cậu cũng không chết được cãi nhau cả nửa ngày cuối cùng anh vẫn đồng ý để lữ dương ở lại hai ngày trước đã trời mưa không dễ gọi taxi thịnh tinh hà đang chuẩn bị đặt một chiếc tích tích hà kỳ niên đã gọi tới chừng nào anh quay lại tôi mới ra ngoài mua mì lạnh với sủi cảo nhân thịt nè mang cho anh một phần thật sự siêu ngon tôi hận không thể ngay cả đáy bát cũng liếm sạch sẽ luôn đó về ngay đây chúng tôi đã trên đường trở về rồi thịnh tinh hà nói chúng tôi hạ kỳ niên nhíu nhíu mày thằng nhóc đó còn ở chung một chỗ với anh hả ừm đồ đạc trong tay thịnh tinh hà quá nhiều không tiện nghe điện thoại liền mở loa ngoài chúng tôi bây giờ đang bắt taxi ở giao lộ ồ vậy anh có muốn đưa cậu ta đến khách sạn trước không Hà Kỳ Niên hỏi, Thịnh Tinh Hà nhìn lướt qua Lữ Dương, không cần, trực tiếp đến chỗ tôi ở luôn. Cậu ta muốn ở chỗ anh hả? Hà Kỳ Niên khiếp sợ, Thịnh Tinh Hà thiếu chút nữa bị giọng cậu làm điếc luôn. Đúng thế. Sao vậy? Căn hộ của tôi không phải còn một gian phòng trống sao? Lát nữa cậu qua giúp tôi thu dọn, bữa khác tôi lại mời cậu ăn cơm. Hà Kỳ Niên giận tới tức ngực, cả nửa ngày sau mới tức giận mắng anh. Năm. Mơ. Thịnh Tinh Hà nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, cảm giác không giải thích được. Không giúp thì không giúp, cậu hung giữ cái gì vậy? Hạ kỳ niên cúp điện thoại, như một con cá chép nhảy bật lên từ trên giường. Sống cùng nhau? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào thằng nhóc đó lớn lên bị luồn hay là đầu óc thiếu cộng dây nào? Cậu và Thịnh Tinh Hà quen biết lâu như vậy, rõ ràng đã ám chỉ nhiều lần như vậy cũng còn chưa đến lượt cậu được vào nghĩ lại, vậy mà phải nhường cho người khác ở. Còn giúp dọn dẹp bạn nhỏ hạ càng nghĩ càng tức, đạp ngã luôn cái thùng rác bên chân, chai nước giải khát, vỏ hoa quả rơi vải ra mặt đất, cả phòng đều toàn là mùi giấm chua. Cùng lúc đó, Lữ Dương nhìn màn hình điện thoại di động của Thịnh Tinh Hà hỏi, anh ấy là em trai anh à? Không phải. Thịnh Tinh Hà vừa đặt xe vừa nói, là một sinh viên tôi hướng dẫn. À, vậy anh ấy còn quản anh nhiều như vậy. Thịnh Tinh Hà nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, không nói gì lữ dương lơ đã nói những lời này ngược lại đã nhắc nhở anh dạo này mình với hạ kỳ niên quả thật quá gần gũi trong mắt người khác đều chẳng khác nào anh em giữa huấn luyện viên và học sinh nên giữ khoảng cách nhưng nghĩ lại bây giờ cũng không phải ở trường vẫn cần phải phân biệt rõ ràng như vậy sao trước đó khi còn học ở đại học t huấn luyện viên vương biết điều kiện gia đình của anh không tốt còn thường xuyên đưa anh về nhà ăn tối hành vi này có quá đáng không không Điều này chỉ có thể chứng minh huấn luyện viên Vương chính trực lại hiền lành, đối xử với học sinh có hoàn cảnh gia đình không tốt cũng giống như đối xử với con mình, không có bất kỳ thành kiến nào. Tình huống hiện tại của Hạ Kỳ Niên cũng không khác gì anh năm đó, không có cha thương không có mẹ yêu, cái gì cũng phải tự lực cánh sinh, anh giúp đỡ chiếu cố một chút thì có làm sao? Không phải chỉ tặng một đôi giày thôi sao? Không phải chỉ cho cậu mấy bữa cơm thôi sao? Không phải chỉ lén huấn luyện cho mấy ngày thôi sao? Không phải chỉ đem chìa khóa nhà đưa cho người ta thôi sao? này, sự tự an ủi của anh cuối cùng cũng không thể tiếp tục nổi nữa, anh sao vậy? Mặt mày ủ rũ. Lữ Dương nhìn anh, không phải chỉ ở nhờ chỗ anh hai ngày thôi sao, cùng lắm thì tôi đưa anh tiền ở với tiền ăn thôi. Thịnh tinh hà thở dài, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có mất hứng. Lữ Dương chỉ vào mi tâm của anh, lông mày của anh sắp nhăn thành chữ xuyên, luôn rồi, còn nói không mất hứng à, nếu anh thật sự không thích tôi chuyển qua thì cứ nói thật đi tôi cũng không phải là người hay để ý đâu. Cậu nói nhảm nhiều thật đó. Đúng lúc xe đặt tích tích dừng ở trước mặt bọn họ, thịnh tinh hà một tay đẩy cậu ta vào. Hơn 10 phút sau, hai con gà ướt lúc xúc cũng về đến căn hộ. Lữ Dương vừa vào phòng liền vội vàng cởi dậy ướt đẫm ra, chân trần dẫm lên sàn nhà, cậu vọt vào phòng vệ sinh, để lại một chuỗi dấu chân dài ở phía sau. Tôi đi xối chân trước, khó chịu chết đi được, sắp tới còn mưa nữa, ông trời cố ý đối nghịch với tôi. Thịnh tinh hà ồ một tiếng, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho hạ kỳ niên người sau ngược lại đã chủ động tìm tới cửa mua mì lạnh cho anh sau khi hạ kỳ niên vào nhà đặt túi ni lon lên bàn trà người kia đâu thịnh tinh hà trở tay chỉ một cái rửa chân rồi hạ kỳ niên rút ra mấy tờ khăn giấy đắp lên tóc anh lau lau anh cũng mau tắm rửa đi đều ướt nhẹp hết rồi Ô, thịnh tinh hà cầm khăn giấy lau mặt một chút cậu ăn cơm tối chưa hạ kỳ niên thấy lữ dương từ phòng tắm đi ra bày ra khuôn mặt thối không có khẩu vị không muốn ăn cậu nghĩ tâm trạng mình đã như vậy rồi thịnh tinh hà thế nào cũng nên quan tâm mình một chút ai biết người nào đó chỉ liếc mắt nhìn cậu bật cười ha một tiếng cậu mà cũng có lúc có khẩu vị hay không nữa hả hạ kỳ niên liếc anh một cái xoay người nói tôi về này thịnh tinh hà vương bàn tay nhĩ khang cậu chờ một chút anh sờ sờ gáy chìa khóa dự phòng của tôi giờ cậu có mang theo không bàn tay nhĩ khang Hạ Kỳ Niên chậm rãi hít sâu một hơi, phòng ngừa mình bị khí huyết đảo ngược mà chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ở đây, có chuyện gì không? Anh muốn đưa nó cho cậu ta phải không? Hai mắt cậu hung tợn nhìn chầm chầm Lữ Dương. Lữ Dương ngồi trên sofa, hoàn toàn không liên quan gì vào tình huống này, vẻ mặt mê mang khoát tay nói, tôi không cần, tôi và anh Thịnh cùng nhau ra ngoài là được. Hạ Kỳ Niên dằn chìa khóa xuống cạnh mì lạnh, vẫn trả lại cho anh đi thì hơn, dù sao tôi cũng không cần cậu làm gì vậy tức giận dữ như vậy tâm tình không tốt à thịnh tinh hà nhìn cậu hạ kỳ niên hừ một tiếng anh quản cậu ta cho tốt trước đi rồi nói sau cả phòng đầy mùi dấm ngay cả lữ dương cũng cảm giác được một chút khác thường ông một đống đồ đạt dời vào phòng ngủ thứ hai thịnh tinh hà ấy một tiếng trong phòng tôi có một cái ga sạch đó tôi còn chưa xài đừng mở cái mới mua kia của cậu ra mai mốt lại gỡ ra phiền phức lắm hạ kỳ niên nhắm mắt lại thở dài trước đó còn cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi dạo phố cùng nhau đi siêu thì cậu cũng không nói gì thậm chí ngay cả ở chung cậu cũng có thể nhìn nhưng những lời này của thịnh tinh hà đã triệt để kích thích làm cậu đỏ mắt đến hôm nay cuối cùng cậu cũng biết thịnh tinh hà dịu dàng săn sóc chưa bao giờ là chỉ với một mình cậu cái gì mà thiên vị hay không căn bản là cậu tự mình đa tình nếu thật sự so sánh thì sự săn sóc hôm nay phải thiên vị tới tận siberia luôn rồi đáng buồn hơn chính là cậu bỗng nhiên ý thức được mình căn bản không có tư cách để nói gì thậm chí ngay cả một nơi kể khổ cũng không có cậu giống như một con vật nhỏ bị thất sủng đứng ở trong phòng khách biểu môi một cái trong mắt đều là tuổi thân thình tinh hà ở trong phòng nghe thấy tiếng cửa nhà tự động khóa quay đầu lại nhìn lại người trong phòng khách đã không thấy đâu anh cảm giác được tâm tình hạ kỳ niên hôm nay quả thật không đúng ngay cả một câu chào hỏi tối thiểu cũng không chào không đợi anh suy nghĩ kỹ thanh âm lữ dương lần thứ hai vang lên không có gối đầu làm sao tôi ngủ được thịnh tinh hà lấy trong tủ quần áo ra một cái gối đầu và vỏ gối ném cho cậu đại thiếu gia vỏ gối biết bao chứ dây kéo ở cạnh bên đó lữ dương anh coi tôi là một thằng ngốc à dù sao chỉ số thông minh cũng không cao mưa rơi vào cửa sổ ban công phát ra tiếng lộp bộp mưa lại dần dần lớn lên tia chớp giống như từng sợi bạc uốn lượn bổ xuống mặt đất tiếng vang nặng nề chấn động khiến lòng người run lên sắc trời âm u, giống như sắc mặt của người nào đó bây giờ vậy. Tâm tình Hạ Kỳ Niên không tốt, ngồi trên bậc thang của chung cư ngẩn người. Lúc cậu ra cửa quên cầm ô, lúc này lao ra chỉ sợ sẽ bị ướt thành chuột lột mất. Có điều Thịnh Tinh Hà sợ là không có thời gian lo cho cậu nữa. Thích cùng ghen tị rất nhiều lúc có liên quan chặt chẽ với nhau, cho dù biết Thịnh Tinh Hà không có khả năng có ý gì với Lữ Dương, nhưng vẫn sẽ cảm thấy chua xót và khó chịu, bởi vì sự thiên vị đó không còn thuộc về một mình cậu nữa. Sau khổ tìm mọi cách, cuối cùng đều hóa thành thở dài bất đắc dĩ, có một đôi tình nhân dẫm lên nước mưa đi vào lầu, cô gái chỉ lo che đầu xông loạn về phía trước, không cẩn thận đụng phải cửa kính, tiếng va đập nghe rất nặng nề, ôi lên một tiếng, chàng trai kia thoạt nhìn còn sốt ruột hơn cô, vội vàng xoa đầu cô, "Đụng có đau không?" Cô gái khoa trương kêu lên, "Đau quá." Chàng trai cười thổi thổi đầu cho cô, "Còn đau không?" "Không đau nữa." Hạ Kỳ Niên theo bản năng nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình, gió đêm thổi cho đầu óc trở nên tỉnh táo, bao nhiêu bất mãn cũng theo tiếng mưa này mà dần dần trầm tĩnh lại. Cậu bắt đầu nhận ra rằng tất cả hành vi và lời nói của mình ngày hôm nay đều quá mức. Lữ Dương là cháu trai của Biên Hãng Lâm, Biên Hãng Lâm lại là ân sư của Thịnh Tinh Hà, nếu như năm đó không phải Biên Hãng Lâm nguyện ý đứng ra, Thịnh Tinh Hà đã phải đối mặt với 4 năm cấm thi đấu, toàn bộ sự nghiệp thể thao phải chấm dứt ở đó. Ân tình lớn như vậy, hỗ trợ chăm sóc một chút cũng là chuyện nên làm. Huống chi, không phải chỉ là hai ngày này thôi sao sau khi chui ra khỏi ngõ cục phương thức tư duy của hạ kỳ niên rốt cục cũng vận hành lại theo hướng bình thường huấn luyện viên thịnh của cậu ấm áp lại đầy trách nhiệm nếu đã đồng ý với huấn luyện viên biên vậy khẳng định phải chăm sóc tốt thằng nhóc hư kia nên mới nhất thời không để ý tới cậu mà thôi cẩn thận hồi tưởng lại sắc mặt hạ kỳ niên càng ngày càng đỏ vừa rồi cậu cứ dằn chìa khóa lên bàn trà như vậy còn dùng loại thái độ đó nói chuyện với thịnh tinh hà thực sự rất bất lịch sự, cậu thực sự là bị ghen tuông làm mù mắt. Hạ Kỳ Niên chạy vội lên lầu, một lần nữa đứng trước cửa căn 301, tay cứ dơ lên hạ xuống nhiều lần cũng không thể không biết xấu hổ mà ấn chuông cửa. Nói cái gì bây giờ? Có xin lỗi không? Nếu chỉ có mình thịnh tinh hà, nói xin lỗi cũng không sao cả, nhưng dù sao cũng còn có người ngoại ở đây, hưng sư động chúng chạy lên lầu xin lỗi như vậy cũng quá mất mặt. Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra từ bên trong, Hà Kỳ Niên sợ tới mức nhảy dựng lên tại chỗ, liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa trèo luôn chân. Thịnh tinh Hà cũng bị cậu làm cho kinh hãi lui về phía sau hai bước, vỗ vỗ ngực mình nói, sao cậu còn chưa đi? Trời mưa to, tôi vừa núp ở cầu thang một lát. Trái tim Hà Kỳ Niên còn đang đập kịch liệt, anh làm gì vậy? Thịnh tinh Hà lắc lắc ô trên tay một chút, tôi vừa nhìn đèn phòng cậu còn chưa sáng, nên nghĩ có phải cậu quên cầm theo ô hay không, đợi nửa ngày cậu cũng không đi lên nên muốn đi xuống xem xem cậu đã đi chưa. Cậu không có ô thì đi lên lấy đi, ở cầu thang làm gì? Hà Kỳ Niên không có cách nào giải thích với anh hành vi ngu xuẩn trốn ở cầu thang là xuất phát từ đâu, nhưng nhìn chiếc ô trong chốc lát, ngực giống như bị móng mèo con cào một cái, mềm mềm, ngứa ngứa, cả người đều sáng tỏ thông suốt, không cần giải thích cũng không cần xin lỗi bởi vì huấn luyện viên thịnh của cậu không bao giờ tức giận, cảm ơn. Cậu nhận lấy ô, xoay người đi xuống lầu, thịnh tinh hà ở phía sau hô một tiếng. Mặt đất rất trơn, cậu đừng có chạy, ừm, hạ kỳ niên thần thanh khí sản xuống cầu thang ngầm, trong đầu chợt lóe sáng, hiện lên một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm nếu thịnh tinh hà đã thoải mái mà để cho người khác ở thì nhiều thêm một người cũng có sao đâu. Cậu bị cái suy nghĩ gian ác này của mình làm chấn động mất ba giây, bước chân cũng dừng lại, phải há? tại sao cậu không nghĩ tới sớm hơn không 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 bây giờ không muộn chính xác mà nói thì lúc này mới là thời cơ tốt nhất thịnh tinh hà có thể đồng ý cho lữ dương tạm trú thì lại càng không có lý do gì để cự tuyệt một người vô gia cư như mình giống như giải được câu hỏi lớn cuối cùng của đề thi đại học cậu bỗng nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại lỗ chân lông cả người đều mở ra thịnh tinh hà trở vào nhà vừa mới mở đũa ra chuẩn bị thưởng thức phần mì lạnh ngon đến liếm tới đáy chén trong truyền thuyết này thì chuông cửa lại vang lên anh vừa mở cửa vừa cười sao vậy tôi quên mang theo chìa khóa nhà hạ kỳ niên cau mày vẻ mặt vừa sầu khổ lại vừa ảo não liên tục thở dài sợ thịnh tinh hà không tin cậu còn lộn túi quần ra ngoài ai anh xem trí nhớ này của tôi tôi thật phục cậu luôn cái này mà cũng có thể quên được nữa hả thịnh tinh hà rút điện thoại di động trong túi ra Bằng không thì tôi gọi thợ khóa mở khóa giúp cậu đi, đợi một lát, để tôi tìm xem gần đây có công ty mở khóa hay không, ấy ấy ấy. Hạ Kỳ Niên vội vàng ngăn cản anh, không cần không cần, chỗ chủ nhà có chìa khóa dự phòng, để tôi hỏi mượn ông ấy sau là được rồi, tìm người mở khóa một lần hơn một trăm lần, quá đắt, huống chi trời còn mưa thế này, chắc chắn sẽ làm thịt tôi một trận, vậy bây giờ cậu có thể liên lạc với chủ nhà được không? Thịnh Tinh Hà hỏi, có thể, có thể liên lạc được, nhưng mà giờ ông ấy đang ở nơi khác, nói phải qua hai ngày nữa mới trở về. Hạ Kỳ Niên nhẹ nhàng thăm dò, anh à đêm nay tôi có thể ở nhờ anh một đêm không? Ở khách sạn đắt quá hà, huống chi còn mưa nữa, à thịnh tinh hà gãi ót, mặt lộ ra vẻ khó xử, cũng được, có điều, Lữ Dương duỗi cổ dài ra như hưu cao cổ, thay anh nói ra vấn đề, ảnh ở chỗ này vậy tôi ở chỗ nào? Tôi đến trước đó nghe, Hà Kỳ Niên hứa một tiếng, tôi cũng đâu có ở cùng một phòng với cậu cậu gấp cái gì khi nhìn thịnh tinh hà trái tim cậu đập thình thịch trong lòng ông cả vạn phần chờ mong, nhỏ giọng hỏi anh tôi có thể ở cùng phòng với anh không tôi ngủ rất ngoan cam đoan nửa đêm không nói mớ không nghiến răng cũng không đá người yò à, thật là kỳ lạ à nha lữ dương trêu ghẹo nói bản thân mình có nghiến răng hay không mà anh cũng thể biết được nữa hả bây giờ có rất nhiều phần mềm có thể đo chất lượng giấc ngủ Hạ Kỳ Niên nhân cơ hội chen vào nhà, trở tay đóng cửa lại. Trời cao có thể chứng giám, tôi thật sự chưa bao giờ nói mớ, cũng không ngấy luôn. Thịnh Tinh hài nhìn một lớn một nhỏ trong phòng khách, bất đắc dĩ thở dài, hóa ra đều coi nơi này của anh thành nơi thu nhận. Được rồi, huấn luyện viên Thịnh vừa phát lệnh một tiếng, trong lòng Hạ Kỳ Niên lập tức yes một tiếng, cậu lau lòng bàn tay đầy mồ hôi, ngoài miệng lại thản nhiên, thậm chí còn lộ ra vẻ hối hận thật sâu sắc. Ai lần sau tôi nhất định sẽ treo chìa khóa lên cổ, như vậy sẽ không quên nữa. Thịnh tinh hà tưởng tượng hình ảnh cậu treo chìa khóa trên cổ, cười ha hả, đồ ngốc. Hạ kỳ niên lúc này đã vui vẻ tới mức hận không thể ra ngoài chạy hai vòng, thuận miệng nhận luôn, đúng vậy, tôi chính là đồ ngốc. Lữ Dương hoảng sợ nhìn cậu, cảm thấy tên này bệnh không nhẹ đâu. Thịnh tinh hà ngồi trở lại bàn trà ăn mì lạnh, đúng lúc đồ ăn gọi ngoài của Lữ Dương cũng giao đến chỉ có hạ kỳ niên lửng bụng cùng mình trên sofa nhìn hai người ăn sở dĩ nói lửng bụng là bởi vì lúc trước khi trở về đã ăn một bữa rồi một phần mì lạnh lớn còn xin bà chủ cho thêm chút mì nhưng nhìn thịnh tinh hà ăn lại hơi muốn ăn tướng ăn của thịnh tinh hà tuy không tính là tao nhã nhưng cũng không phải loại ăn như hùng như sói cho dù miệng bị nhét phồng lên cũng rất đáng yêu giống như một con chuột nhỏ rất nhiều người thích xem video và lướt Weibo khi ăn nhưng anh luôn nhìn chăm chú vào bát cơm Ăn rất tập trung, Hạ Kỳ Niên túm lấy gối dựa nhỏ trên sofa ôm trước ngực, lẳng lặng thưởng thức chương trình ăn uống trực tiếp. "Mì lạnh có ngon không?" Cậu hỏi, "Không phải cậu đã ăn rồi sao?" Thịnh Tinh Hà nhướng mi lên nhìn cậu, "Ngon đến liếm đáy bát luôn mà." Hà Kỳ Niên cười ha ha, "Dì này mỗi ngày sau 5 giờ chiều mới ra bán, còn muốn ăn thì lần sau tôi mang cho anh, ngoài mì lạnh còn có mì gà gì đó nữa, đều rất ngon." Miệng Thịnh Tinh Hà còn ngậm đồ ăn hàm hồ đáp, được thôi, có thể mang thêm một phần cho tôi không? Lữ Dương liếc mắt nhìn mì lạnh trong bát thịnh tinh hà, nhìn có vẻ rất ngon, có thể chứ, một phần năm mươi. Hạ Kỳ Niên xuề lòng bàn tay ra, ánh mắt Lữ Dương trợn đến tròn trịa. Mì lạnh bằng vàng lá sao, đắt dữ vậy, Hạ Kỳ Niên nhún nhún vai, thích thì ăn, cũng đâu có ai ép cậu, tốt xấu gì cũng là học tài chính, đạo lý trung gian kiếm hời chênh lệch giá này mà cũng không hiểu sao chuẩn bị học chứ còn chưa học. Lữ Dương sửa lại, cậu có muốn ăn không? Thịnh tinh hà đẩy bát nhựa qua. Nửa bên này tôi còn chưa động tới nè, cậu tự gấp một chút qua nếm thử đi, cũng rất ngon, cảm ơn. Lữ Dương Dương đắc ý hừ một tiếng với Hạ Kỳ Niên. Hạ Kỳ Niên trợn trắng mắt, đồ ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Lữ Dương, tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển, ăn nhiều thì sao? Hạ Kỳ Niên ngửa đầu cười ha ha vóc dáng này của cậu chính là hết lớn rồi đó. Lữ Dương nhìn cậu, cứng nhắc giật giật khóe miệng, chỉ có dáng người của anh là tốt thôi, ra ven đường đứng một cái, không biết còn tưởng đâu là cột điện không à. Hạ Kỳ Niên vén áo thun lên, chỉ vào chỗ bụng dưới, cậu có thấy cột điện nào có tám khối cơ bụng chưa? Lữ Dương, giờ thấy rồi. Hạ Kỳ Niên dùng sức vung tay lên, gối dựa bay ra ngoài, tay chân Lữ Dương nhanh nhẹn, ngửa người ra sau, gối dựa nện bịch vào giữa ốc thịnh tinh hà. Ha ha, lữ dương vỗ tay cười dữ dội thịnh tinh hà nhặt gối vỗ lên mặt cậu hai người có bớt ấu trĩ đi được không sau bữa tối lữ dương chiếm phòng tắm tắm trước thịnh tinh hà lấy nửa quả dưa ha mi và một quả dứa từ tủ lạnh ra quay lại hỏi hà kỳ niên cậu muốn ăn dưa ha mi hay dứa không người lớn chúng ta đương nhiên là cả hai đều muốn tay thịnh tinh hà cầm trái cây dơ lên dùng khuỷu tay đóng cửa tủ lạnh lại trái cây tối qua anh mua ở xe quầy hàng dưới lầu anh thấy ông bác lớn tuổi quá đáng thương, liền tiện tay mua nguyên luôn hai thứ, không cắt ra. Thịnh Tinh Hà cũng không nấu cơm, trong nhà chỉ có một con dao gọt hoa quả bỏ túi khoảng chừng 10 cm, lưỡi dao còn hơi cùng, bình thường gọt một hai quả táo thì cũng được, nhưng làm sao để cắt dứa lại là một vấn đề nan giải. Hạ Kỳ Niên đi theo vào phòng bếp, có cần tôi giúp không? Cậu có được không đó? Thịnh Tinh Hà buông tay ra, quay lại nhìn cậu, dao này chỉ bén có một chút trên đầu, phần sau cùng lắm anh đừng có luôn nghi ngờ năng lực của tôi được không vậy. Hạ kỳ niên tay trái bắt lấy quả dứa, một đao phạt qua, đầu quả dứa rớt xuống, lợi hại nha. Thịnh tinh hà viện bả vai cậu cười, chứ sao? Hạ kỳ niên lại dùng sức mạnh để cắt đuôi quả dứa, thịnh tinh hà chỉ huy nói, cắt miếng lớn một chút, ăn mới đã, hơi thở ấm áp bỗng nhiên phất qua cổ, đầu ngón tay hạ kỳ niên sừng lại một chút khoảng cách ái muội và nhỏ giọng thì thầm thế này làm ngực cậu dần dần nóng lên khoảng cách quá gần hà kỳ niên trong lòng phán đoán mình chỉ cần quay đầu một cái nhất định có thể hôn lên nhưng muốn hôn không làm bộ như không cẩn thận hôn trúng tư duy một khi hỗn loạn làm việc liền trở nên vụng về lời khen mới ra miệng không quá nửa phút người nào đó đã bị đánh vào mặt bóp bóp ngón tay cậu không cẩn thận bị cắt trúng vết trách cũng không lớn nhưng chảy máu không ngừng hà kỳ niên hết hồn còn lấy tay ấn vào miệng vết thương chất lỏng ấm áp theo kẻ ngón tay cậu chảy ra thịnh tinh hà vội vàng rút khăn giấy cuốn lấy ngón tay cậu thật sự là không nên khen lại đây tôi xức chút thuốc sát trùng lên cho tuy hà kỳ niên thường xuyên đến nhà thịnh tinh hà ăn cơm nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai bước vào phòng ngủ trên bàn để một ít sách vở chất đóng lộn xộn có cả sách chuyên nghiệp lẫn sách giải trí gần đây anh đang đọc một quyển tác phẩm song ngữ nổi tiếng bởi vì nó đang được đặt trên đầu giường ở giữa còn có một cái đánh dấu trang bằng kim loại anh cũng đọc tác phẩm nổi tiếng nữa à hà kỳ niên hỏi ừm tùy tiện đọc thôi tại sao lại mua song ngữ tiếng anh của tôi không tốt lúc thuận tiện thì học mấy từ thịnh tinh hà nói tới đây thì cười trước kia khi còn đi học cứ luôn cảm thấy học ngoại ngữ cũng không có tác dụng gì đến dạo trước khi ra nước ngoài thi đấu người nước ngoài nói một đống trên loa tôi đều nghe không hiểu không sao văn hóa trung quốc phong phú uyên bác tôi nghĩ người nước ngoài nhất định cũng nghe không hiểu anh và đồng đội của anh đang nói cái gì đâu. Thịnh tinh hà ngửa đầu cười ha ha, có lý, chắc chắn là anh học rất chậm, hơn nữa còn rất khô khan. người nhà tôi trước đây mua cho tôi rất nhiều lớp học trực tuyến, có chuyên tập trung vào nói chuyện hàng ngày. Người nhà cậu à? Thịnh tinh hà quay sang nhìn cậu, hà kỳ niên rất ít khi nhắc tới hà tử Hinh với người khác, đây là lần đầu tiên cậu nói lỡ miệng, trong chớp mắt sửng sốt mất hai giây, cô tôi vậy lúc trước cậu còn nói bà ấy chưa bao giờ lo cho cậu cũng không cho cậu tiền thịnh tinh hà rốt cục cũng tìm được một hộp thuốc nhỏ ở dưới ngăn kéo cuối cùng tôi đã nói vậy à hạ kỳ niên chớp chớp mắt hoàn toàn đã quên mất chuyện này lúc ấy tôi hỏi vì sao cậu đi làm thuê cậu nói không có tiền tôi lại hỏi có phải người nhà cậu không cho cậu tiền hay không cậu còn lắc đầu đây tôi có ấn tượng đặc biệt sâu thịnh tinh hà nói đúng vậy anh cũng nói tôi lắc đầu chứ có phải gật đầu đâu. Không ngờ vậy mà lại là một tên lừa đảo nhỏ. Mệt anh còn tưởng Hạ Kỳ Niên vừa nghèo khó chán nản, suốt ngày chạy tới đưa ấm áp. Thình Tinh Hà từ từ dở khăn giấy lên, phát hiện máu vẫn còn chảy chưa chịu ngừng. Khăn giấy cũng bị nhuộm màu, nhìn mà giật mình. Bị thương chính là ngón trỏ của Hạ Kỳ Niên, mặt bên hở ra một vết cắt rất sâu. Thật ra thì dao cũng không sắc bén lắm, nhưng Hạ Kỳ Niên dùng sức quá mạnh, một dao cắt xuống, móng tay và da thịt đều bị cắt ra. Bằng không thì đến bệnh viện khám đi, có thể cần phải khâu một chút. Thịnh Tinh Hà nói, không đến mức đó. Hạ Kỳ Niên lại rút khăn giấy đè vết thương lại, không đau lắm, lát nữa là tốt thôi, không cần phải phiền phức như vậy. Thịnh Tinh Hà không nói nữa, hai người ngồi ở mép giường trầm mặc nhìn nhau một hồi. Hạ Kỳ Niên hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn chầm chầm ngón tay mình, thật sự không cần phiền như vậy đâu. Thịnh Tinh Hà vui vẻ, không phải cậu sợ khâu đó chứ, đương nhiên là không rồi. Hà Kỳ Niên biểu môi một cái, cắt trái cây thôi cũng bị đứt tới nổi đi bệnh viện, thật mất mặt, cái này có gì đáng xấu hổ chứ. Thịnh Tinh Hà bỗng nhiên phát hiện mình không cách nào hiểu được suy nghĩ của bạn nhỏ này, dù sao thì tôi cũng không đi. Giọng Hà Kỳ Niên vừa nhẹ vừa mềm, còn mang theo vài phần ngoan cố của thiếu niên. Được rồi, Thịnh Tinh Hà tiếp tục đè vết thương của cậu để cầm máu vậy quan hệ của cậu và cô mình rốt cuộc là thế nào? Không phải trước đây cậu nói là không tới lui sao? Hạ Kỳ Niên sờ sờ lông mày, thì cứ như vậy thôi, công việc của cô ấy rất bận rộn, không dẫn theo tôi được, lúc trước bởi vì chọn chuyên ngành mà trong nhà sinh vài chuyện, náo loạn đến hơi cứng nhắc, cho nên từ năm nhất tôi đã không lấy khoản tiền nào của cổ, đợi tương lai kiếm được tiền rồi sẽ trả lại hết cho cổ. À, thịnh tinh Hà hiểu ra, thì ra là vậy. Hạ Kỳ Niên cũng không muốn nói chuyện của Hạ Tử Hinh, vì thế nên đổi đề tài khác. Nếu anh muốn học tiếng Anh, tôi trở về rồi sẽ gửi địa chỉ web và mật khẩu tài khoản qua cho anh nhé. Được, cảm ơn cậu nhiều. Cái này có gì đâu mà cảm ơn. Một lát sau, thịnh tinh hà dở khăn giấy ra lần nữa, máu còn chưa hết chảy hẳn, nhưng tốc độ chảy máu rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều. Sau nhiều lần ấn chặt và lau máu, miệng vết thương rốt cuộc cũng không chảy máu nữa, thịnh tinh hà một tay nắm lấy ngón tay hạ kỳ niên một tay bôi y ốt cho cậu xương cốt cùng chiều cao của con người có quan hệ chặt chẽ với nhau hạ kỳ niên thân hình cao ngất thon dài ngón tay so với người bình thường cũng dài hơn rất nhiều móng tay được cắt sửa sạch sẽ mượt mà lộ ra màu hồng khỏe mạnh còn có trăng khuyết nhỏ công công ngón tay cậu thật dài thịnh tinh hà thuận miệng khen một câu vậy hả hạ kỳ niên nhếch khóe miệng nhưng mà trên người tôi dài nhất cũng không phải ngón tay Thịnh Tinh Hà ngước mắt nhìn lướt qua cậu một cái, cười xấu xa. Tôi hoài nghi cậu đang có tư tưởng đồi trụy. Hạ Kỳ Niên duỗi chân phải, ý tôi là cái này nè. À, Thịnh Tinh Hà cười đến rung tay. Hạ Kỳ Niên nhìn thấy khóe miệng anh cong lên cũng cười không ngừng. Bằng không anh cho là cái gì? Ruột non. Thịnh Tinh Hà nghiêm trang nói, cái rắm. Vừa rồi anh cười bị ổi như thế, vẫn thế mà. Lần đầu tiên hai người kề sát nhau như vậy, hơi nghiêng về phía trước là có thể đụng vào nhau thịnh tinh hà bôi thuốc cũng chuyên chú như lúc anh ăn cơm vậy hà kỳ niên cứ như thế mà nhìn chằm chằm mấy sợi tóc ngốc vểnh lên trên đỉnh đầu anh khóe miệng từng chút từng chút cong lên cậu nghĩ mình đại khái là điên rồi thế mà lại cảm thấy một dao này rạch rất đáng giá còn nổ nữa không thịnh tinh hà nhấc mí mắt nhìn cậu là tôi đã đánh giá thấp năng lực của cậu hả hà kỳ niên hừ một tiếng lúc này cậu không còn hứng thú cãi nhau với thịnh tinh hà nữa chỉ thầm nghĩ cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn anh khi thịnh tinh hà chuyên chú vào một chuyện luôn không tự chủ được mà nhíu mày ngay cả tiếng hít thở và nói chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng mềm mềm mại mại giống như một mớ bông trong phòng ban đêm vô cùng yên tĩnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đang xen của nhau hà kỳ niên nghĩ thầm nếu các bon dioxin có màu sắc khí mà họ thở ra lúc này nhất định là cuốn quanh với nhau cổ áo thịnh tinh hà rất rộng lỏng lẻo thõng xuống từ góc độ của Hạ Kỳ Niên nhìn qua, mơ hồ thấy được một chút của vật hồng hồng mềm mềm kia, tiếp theo là đường công cơ bắp rõ ràng. Tầm mắt cậu tùy ý càng quét, ít hầu nhẹ nhàng trượt một chút, à, không thể tưởng tượng như vậy tiếp nữa. Hạ Kỳ Niên lái tầm mắt đi chỗ khác, hít sâu một hơi, thịnh tinh hà bôi thuốc xong, thổi vào miệng vết thương của cậu, ngước mắt hỏi, còn đau không? Trái tim Hạ Kỳ Niên đập rất mạnh, không biết là bởi vì khẩn trương hay do giữ yên một động tác quá lâu, đầu ngón tay cậu hơi run rẩy cậu không dám nhìn thẳng vào mắt thịnh tinh hà chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón tay nói có hơi đau nếu không anh thổi thêm một chút có thể sẽ tốt hơn rất nhiều đó trạng thái thế này rõ ràng là không còn đau thịnh tinh hà nhanh chóng rút ra một cuộn băng gạt cuốn quanh miệng vết thương của cậu lại dùng băng dính dán lại một lần nữa đứng cạnh cái thất gỗ đã đổi thành thịnh tinh hà làm hạ kỳ niên đứng bên cạnh anh nhỏ giọng nhắc nhở anh cẩn thận một chút thịnh tinh hà không tiếp lời tầm mắt quét tới ngón trỏ của cậu đang vểnh lên bật cười anh cười cái gì chứ tay phải hà kỳ niên nhẹ nhàng đặt lên mặt bạn nghiêng người nhìn anh lúc nãy nếu không phải vì anh ở bên cạnh quấy rối tôi có thể cắt trúng tay sao muốn đổ tội lo gì không có cớ thịnh tinh hà quả thực sợ ngây người tôi quấy rối hồi nào ai hà kỳ niên cảm thấy mình không giải thích được thúc giục nói anh cắt nhanh lên tôi muốn ăn dứa Thịnh tinh hà tiện tay dùng dao đâm một miếng, đút đến bên miệng cậu. Lúc hạ kỳ niên cắn miếng dưới kia, cảm giác đến xương đầu gối cũng muốn mềm nhũng luôn. Ngọt không? Thịnh tinh hà hỏi. Hạ kỳ niên gật đầu thật mạnh, giơ tay ông bả vai anh, bị thịnh tinh hà vả một phát lên cổ tay. Buông tay, đừng ảnh hưởng đến tôi phát huy. Hạ kỳ niên cười. Tôi đứng bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến anh sao? Nói nhảm. Thịnh tinh hà lấy chui đau chọc bụng cậu, lớn đầu như vậy rồi trong lòng còn không tự biết ý tứ nữa hả? Che khuất hết cả ánh sáng, ồ, Hà Kỳ Niên biểu môi, tránh ra, chờ Lữ Dương đi ra khỏi phòng tắm, trên bàn trà đã bày ra hai đĩa trái cây màu sắc hấp dẫn, nhìn một cái đã thấy rất ngọt rồi, vô tình nhìn thấy băng gạt trên ngón trỏ của Hà Kỳ Niên, cậu ta giật mình nói, cắt hơi trái cây cũng cắt vô tay nữa hả? Anh cũng trâu bò quá chứ, vậy cũng tốt hơn mấy người chỉ ăn chứ không làm à. Hạ Kỳ Niên nhàn nhạt nói, tôi là khách mà, đương nhiên không giống. Lữ Dương khinh bị cắm liền ba miếng, ngửa đầu nhét vào miệng, khách. Trong lòng Hạ Kỳ Niên giống như bị thứ gì đó chạm vào, chợt tỉnh ngộ lại. Đối với thịnh tinh Hà mà nói, mình đã không còn là khách cần chiêu đãi nữa, cũng không phải học sinh, mà là quan hệ thân mật hơn một chút. Thân mật đến mức có thể được sai biểu bất cứ lúc nào, cũng có thể cùng ngủ trên một chiếc giường. Vừa nghĩ như vậy, cậu lại bắt đầu dân trào trong lòng. Thịnh tinh hà liếc mắt nhìn cậu, lại cười ngây ngô cái gì đó. Không có. Hạ kỳ niên hắn giọng, chuyển đề tài, chúng ta xem tivi đi, đã lâu lắm rồi tôi không xem tivi. Trước khi khai giảng hiếm khi được thư giãn một chút, thịnh tinh hà không có ý kiến gì, xem cái gì đây, hay là xem phim đi. Lữ Dương liếc xem thời gian, xem xong cũng vừa lúc có thể đi ngủ luôn, hợp lý. Đây là lần đầu tiên thịnh tinh Hà bật chiếc tivi trên tường kể từ khi chuyển vào ở. Bình thường anh không có thói quen theo dõi phim truyền hình, ngay cả phim điện ảnh cũng rất ít xem, bình thường bật TV đều là để xem trực tiếp trận đấu. Anh luôn cảm thấy dùng máy tính và điện thoại di động xem video vẫn thuận tiện hơn, nhưng nếu gia đình đông người, xem TV lại có loại cảm giác ấm áp khác. Mô đen của TV là kiểu mới ra những năm gần đây, có đầy đủ chức năng, kết nối với Wi-Fi có thể chiếu trực tiếp từ di động ra. Đương nhiên, chức năng này vẫn là do Lữ Dương phát hiện. Thịnh Tinh Hà đối với việc này một chút cũng không biết, giống như một ông cụ 70 tuổi, toàn bộ quá trình đều là a. Tôi không biết à, bị hai sinh viên ghét bỏ, chúng ta xem một bộ phim ma đi. Sau khi tìm kiếm một hồi trên trang chủ của app, Lữ Dương đưa ra đề nghị, a. Âm cuối của Hà Kỳ Niên kéo ra rất dài, nghe có vẻ không ưa nổi, từ biểu cảm của cậu cũng có thể thấy được, cậu không hài lòng chút nào với đề nghị này. Thế nào? Anh có sợ không? Lữ Dương nhếch khóe miệng lên cười, Hạ Kỳ Niên cười nhạo một tiếng, cái này có cái gì đáng sợ, chẳng qua tôi cảm thấy rất nhiều phim mà không có nội hàm gì, xem xong cũng không biết là phim quay về cái gì, điểm số cũng rất thấp. Lữ Dương cầm điện thoại di động, kiên trì nói, phim ma mà, mà anh còn muốn nội hàm gì, đủ đáng sợ là được. Trong lòng Hạ Kỳ Niên có cả 10.000 chữ tục tiểu bay qua, ngay trước khi Lữ Dương nhấp vào hình chiếu, cậu lại nhìn về phía thịnh tinh hà, ý đồ giải dụa lần cuối anh có sợ không? Sợ chúng ta sẽ không xem, thịnh tinh hà lắc đầu, xem đi, tôi cũng lâu rồi không xem phim kinh dị. Vẻ mặt hà kỳ niên đông cứng lại, túng chặt gối ông trước ngực, sau khi kết nối trình chiếu thành công, cậu lặng yên không một tiếng động nhích lại gần thịnh tinh hà. Xem phim kinh dị, cần chú ý nhất là bầu không khí. Lữ Dương đứng dậy kéo tất cả rèm cửa sổ trong phòng lại, xong xuôi còn ra lệnh cho thịnh tinh hà tắt hết đèn phòng khách đi. Tôi vào phòng lấy cái gì đó ra ăn. May là tôi có mang theo ít khoai tây chiên và bỏng ngô, anh thích ăn vị gì? Thịnh tinh hà khoát tay, tôi không ăn đồ ăn vặt. Không thể nào, tôi chưa từng thấy người trẻ tuổi nào không thích ăn vặt hết, anh đừng khách sáo với tôi. Thịnh tinh hà muốn nói mình cũng không phải là khách sáo với cậu ta, bỗng ngô đường cao nhiệt lượng cũng cao, cộng thêm những thứ này còn chứa chất phụ da không có lợi cho cơ thể, cho nên anh vẫn luôn hết sức tránh xa, nhưng Lữ Dương đã xoay người vào phòng, anh cũng lười giải thích. Thịnh tinh hà đưa tay tắt đèn, Hà Kỳ Niên cơ hồ là ném luôn tôn nghiêm đàn ông mà xin, không thì để một cái đèn đêm nhỏ đi, bằng không một hồi muốn ăn cũng không thấy đường mà ăn. Lữ Dương xách một cái túi lớn đi ra, chế dễu, tay của bản thân anh còn có thể đút đồ vô lỗ mũi anh sao? Trong lòng Hạ Kỳ Niên lại có một vạn câu tục tiểu bay qua, đàng hoàng mà làm người không được à? Thịnh tinh Hà cười cười, tắt hết đèn đi, rèm cửa sổ trong phòng che hết ánh sáng, ban ngày mà kéo toàn bộ rèm lại phòng khách còn tối đen như mực huống chi là buổi tối, hoàn toàn là hiệu quả đưa tay không thấy năm ngón. Giờ khắc này, ngoài cửa sổ đang có mưa to, gió mạnh thổi lá cây kêu sàn sạc làm bầu không khí trong phòng càng trở nên ma quái. Hạ Kỳ Niên thầm niệm trong lòng, trên đời này không có ma, không có ma, không có ma. Bộ phim bắt đầu, đây là một bộ phim Mỹ của 10 năm trước, xếp hạng rất cao, trước khi phim chiếu, Hạ Kỳ Niên cố ý nhìn thoáng qua giới thiệu sơ lược và đánh giá, là về nguyền rũa và búp bê. Lần trước cậu xem phim kinh dị đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhàn rỗi nhàm chán một mình trốn trong phòng xem bộ phim chú oán, sợ tới mức nguyên một tháng cậu không dám nửa đêm dậy đi vệ sinh, sau đó cũng không xem phim kinh dị nữa. Chuyện cậu sợ ma này còn chưa có ai biết. Mở đầu bộ phim là một người đang thiết kế và chế tạo búp bê, bút chì vẽ bản phát thảo trên giấy, đồng tử của con búp bê kia trận lên rất lớn, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa dữ tận vừa ma quái, muốn đáng sợ cỡ nào thì đáng sợ cỡ đó, vẻ mặt ấy liếc mắt một cái sẽ không quên được. Hà Kỳ Niên không tự chủ được dựa vào sofa, những lúc thế này, chỉ có sau lưng dựa được vào vật gì đó thì mới có thể khiến cậu có chút cảm giác an toàn nho nhỏ. Lữ Dương thử ấn điều khiển từ xa vài cái, sao tivi này lại im lặng vậy? Làm sao có thể chứ? Thịnh Tinh hài nhận lấy điều khiển từ xa ấn ấn hai cái, quả thật không có âm thanh, Lữ Dương cố ý hạ thấp giọng âm trầm nói, không phải là tivi này bị nguyền rủa đó chứ. Hạ Kỳ Niên hoàn toàn ngây dại trong bóng đêm, trong đầu hiện ra vô số cảnh kinh dị. Không, không, không phải chứ. Cậu cũng không thể tin được là mình lại lắp bắp, ầy, không lắp pin. Thình tinh Hà dùng đèn điện thoại di động soi sáng, lấy hai cục pin từ trong ngăn kéo ra lắp vào khe. Hạ Kỳ Niên cúi đầu che mặt một chút, thật sự quá mất con mẹ nó mặt. Linh hồn của phim ma nằm ở âm thanh của bối cảnh, cho dù đã xây dựng tâm lý đầy đủ, nhưng khi thanh âm này vừa xuất hiện, da gà của Hạ Kỳ Niên vẫn nổi lên rần rần trong chớp mắt, cậu nhỏ giọng mắng một câu, móa, thịnh tinh hà và cậu cách rất gần, thoáng cái đã nghe ra chút manh mối từ trong thanh âm run rẩy này, nhưng vì giữ mặt mũi cho Hạ Kỳ Niên, anh cố ý dán đến bên tai cậu cười nói, không phải là sợ đó chứ bạn nhỏ, đây là danh xưng mà thịnh tinh hà dùng để gọi cậu ngoài tên đầy đủ, Hạ Kỳ Niên kinh hỉ vạn phần, có điều vạn phần kinh hỷ này chẳng mấy chốc đã bị vạn tấn kinh hải đè bẹp xuống. Nữ chính trong phim nhận được một con búp bê tươi cười ma quái, cô đặt nó trên ghế sofa, nhìn chầm chầm hai giây, miệng con rối đột nhiên cách một tiếng, mở ra, á. À. Hạ kỳ niên sợ tới mức hai vai rụt lại, linh hồn run rẩy. bỗng ngô trong tay lữ dương bị một tiếng hét này của cậu hét cho rơi xuống đất, nhíu mày quay qua. Móa nó, hù tôi giật nảy mình, anh đừng có ba hồi giật mình ba hồi là hét như một đứa con gái có được không? Hạ Kỳ Niên cảm giác nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, may mà có bóng tối che giấu vẻ mặt kinh hoảng vừa rồi của cậu, cậu chột dạ nâng giọng cao lên một chút, tôi chính là dọa cậu đó, được không? Thịnh tinh hà trong bóng tối buồn cười chịu không nổi, dán vào bên tai cậu nhẹ giọng nói, sợ cái này hả? Trong tiếng cười này còn mang theo chút mùi vị trêu chọc, Hạ Kỳ Niên nhẹ nhàng hừ một tiếng, đây là tôi đang cố ý tạo bầu không khí hồi hộp kích thích đó. Anh có hiểu không? Mẹ nó chứ tạo bầu không khí, Thịnh Tinh Hà càng cười càng lớn tiếng hơn. Trong phim, người phụ nữ đặt con búp bê kỳ lạ lên giường của mình, chuẩn bị hù cho người yêu sợ. Ngoài cửa sổ trong màn hình cũng đang mưa to, nhạc nền càng ngày càng u oán ma quái, búp bê lại lộ ra một nụ cười khiến người ta kinh hãi. Mẹ kiếp, cô gái này đúng là bị bệnh, đem thứ này đặt ở đầu giường, nửa đêm nhìn thấy không khéo bị hù dọa ra bệnh tim luôn. Lữ Dương vừa nhai bỗng ngô vừa nói, Hạ Kỳ Niên đem hai chân co lên sofa, mắt hiếp thành một khe nhỏ, giảm thiểu cảm giác chấn động mà hình ảnh mang đến. Người phụ nữ kia hình như cũng cảm giác được một chút khác thường, lại đi từ phòng khách trở về phòng ngủ, muốn liếc mắt nhìn con búp bê kia lần nữa. Ai ai ai, đừng có đi vào à. Lữ Dương la lên, đồ ngốc. Hạ Kỳ Niên mắng, cậu kêu thì cô ấy không đi vào sao? So với hình ảnh trong phim, thì trí tưởng tượng của con người còn kinh khủng hơn, cộng thêm với nhạc nền kỳ lạ bí ẩn, rất dễ liên tưởng đến một số hình ảnh làm lông tơ dựng đứng. Hạ Kỳ Niên đoán người phụ nữ kia hơn phân nửa là không sống nổi. Người phụ nữ trở lại cửa phòng, nhạc nền đột nhiên tăng cao mà không hề báo trước, chấn đến ngực người ta cũng căng thẳng. Kèm theo một tiếng nổ lớn, Hạ Kỳ Niên kinh hãi kêu lên, cả người giống như một con mèo bị giật mình nhảy bật lên trên sofa, nhào vào người thịnh tinh hà, sợ tới mức cả lỗ chân lông cũng quéo luôn. Cảm xúc hoảng sợ sẽ lây nhiễm, trong phút chốc cả căn phòng toàn là tiếng thét chói tai cao vút âm thanh cường độ cao của ba người đàn ông hoàn toàn bao phủ tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia trên tv Thình tinh hà hoàn toàn bị giọng của hạ kỳ niên dọa cho sợ sau khi phản ứng lại thì trước tiên thôi la hét xoa xoa lỗ tai nói màn nhĩ của tôi cũng bị chấn lũng luôn rồi đúng đó lữ dương quay qua lại mắng một tiếng lên án anh rú cái rắm gì hà kỳ niên lấy gối ông ném cậu mẹ nó chỉ có cậu là kêu hăng hái nhất đó còn không phải là bị anh hù ư, bỗng ngô của tôi cũng văng gần hết sạch rồi nè. Rõ ràng đều sợ hãi, nhưng ai cũng không muốn thừa nhận. Lữ Dương vương tay phải ra, chỉ về phía sau đỉnh đầu Hà Kỳ Niên, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, anh nhìn coi đằng sau anh là cái gì kìa. Hà Kỳ Niên sợ tới mức tê dại cả da đầu, cố nín không kêu lên, một tay ông lấy cổ thịnh tinh Hà ghì vào ngực mình. Cái gì vậy? Ánh mắt Lữ Dương trống rỗng nhìn chầm chầm vào vị trí kia không nhúc nhích, anh tự quay lại nhìn đi. Tôi không dám." nội Tâm Hà Kỳ Niên điên cuồng gào thét, mặt ngoài vẫn bình tĩnh cười lạnh, "Ha ha, sao cậu không nhìn phía sau mình kìa?" Đệt. Đầu Thịnh Tinh Hà còn bị ghìm vào ngực Hạ Kỳ Niên, bị một đôi cánh tay mạnh mẽ siết đến đầu óc choáng váng, cổ cũng sắp bị bẻ gãy, anh vừa cười vừa dãy dụa, buông ra coi, cái đồ ngốc này." Hạ Kỳ Niên vốn dùng hai tay ôm đầu Thịnh Tinh Hà ở trước ngực, nhưng vì Thịnh Tinh Hà không ngừng dãy dụa, đầu càng ngày càng lệch, không cẩn thận xương sống mũi liền tiếp xúc thân mật với đùi trong. Hạ kỳ niên chợt buông tay, không lưng bụng đúng quần, nhỏ giọng ai một tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt nện xuống kia, thịnh tinh hà cũng đã cảm giác được cái gì rồi nhưng không xác định lắm, mắt thấy vẻ mặt hạ kỳ niên đau khổ như thế, lập tức liền xác định suy nghĩ vừa rồi. Thực sự va trúng, đàn ông mà bị đụng phải một chút thì đau đớn bao nhiêu, chính anh cũng biết. Thịnh tinh hà xoa xoa sống mũi, tức giận nói, còn quậy nữa không? Hai mắt hạ kỳ niên đỏ bừng, cắn răng lắc đầu. Bộ phim kết thúc trong trận tiếng ma kêu quỷ hú, cánh tay, đùi và cổ của thịnh tinh hà đều hàng dấu tay rõ ràng bị hạ kỳ niên nắm mà ra. Đàn ông con trai sợ ma sợ đến thành bộ dáng này anh cũng là lần đầu tiên mới gặp, ghê gớm hơn là còn có thể mặc dậy nói tôi căn bản không sợ. Lữ Dương ở lại phòng khách quét sạch bổng ngô và dọn coca bị đổ, Hạ Kỳ Niên dính sát gót thịnh tinh Hà đi vào phòng. Hạ Kỳ Niên nện người ngã xuống giường, ván giường phát ra tiếng không nhỏ. Ê, cậu vừa vừa phải phải một chút chứ, người to như vậy còn không tự biết nữa hả? Dường sập rồi, cậu có bồi thường không? Không sập được đâu. Hạ Kỳ Niên lăn một vòng trên giường, lại chậm rãi nhích đến đầu giường, nằm lên gối đầu của Thịnh Tinh Hà. Đó là một mùi hương mờ nhạt nhưng quen thuộc, khi tới gần Thịnh Tinh Hà luôn có thể ngửi được, dựa vào kinh nghiệm của cậu mà đoán thì đây không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm của một loại nước xả quần áo làm mềm vải. Hương vị này và thịnh tinh hà liên quan chặt chẽ cùng nhau khiến cho cậu có chút muốn ngủ. Thịnh tinh hà mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo để thay treo trên cánh tay. Cậu tắm trước hay tôi tắm trước? Hà Kỳ Niên vùi cầm vào gối, chớp chớp mắt nói, không thể cùng tắm sao? Còn có thể tiết kiệm nước, thịnh tinh hà trợn trắng mắt, quần áo cậu tự chọn đi, tôi tắm xong tới lượt cậu. Hạ Kỳ Niên vùi luôn cả khuôn mặt vào trong gối đầu, nhẹ giọng thở dài, đã quyết định xong còn hỏi tôi làm gì? tủ quần áo của thịnh tinh hà lần trước hà kỳ niên đã từng tham quan rồi trên cơ bản đều là áo thun thể thao và đồ bảo hộ không biết là lựa chọn hay cảm thấy ưa thích kiểu dáng đơn giản tiện lợi kia mấy bộ quần áo đều giống nhau như đúc chỉ khác màu sắc một chút đại khái là sợ người ta cảm thấy mình không thay đồ hà kỳ niên bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên vào phòng ngủ thịnh tinh hà quét dọn đã phát hiện ra vớ và quần lót ren liền kéo ngăn kéo ra nhìn những thứ của người thuê trước đã biến mất Đổi thành quần lót nam và vớ đủ loại màu sắc, cái cũ cái mới, tất cả đều lẫn vào với nhau. Hà Kỳ Niên dũng một cái quần lót ra khoa tay múa chân ướm lên xương hông, cảm giác hình như nhỏ hơn một chút, cậu không thể không bật cười. Mùa hè thịnh tinh Hà tắm rửa rất nhanh, chưa đến 10 phút đã trở lại phòng ngủ, Hà Kỳ Niên vẫn còn lười biếng nằm dài trên giường xem điện thoại di động, mép giường có thêm áo thun trắng với quần đùi, quần lót của tôi có cái mới, ở tầng dưới kìa, cậu có cần không? tôi lấy cho Thịnh Tinh Hà hỏi, tôi mới xem thử rồi. Hạ Kỳ Niên buông điện thoại xuống nhìn anh, chắc là tôi không mặc được. Thịnh Tinh Hà có chút ngoài ý muốn, dù sao hai người bọn họ chiều cao không khác nhau lắm, lớn quá hả? Hạ Kỳ Niên cười mà không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng. Thịnh Tinh Hà lập tức phản ứng lại, khóe miệng giật giật, vậy eo của cậu cũng ít có thô quá ha? Hạ Kỳ Niên vẫn vùi trong gối cười ngây ngô, bị Thịnh Tinh Hà cho một cước đá xuống sàn nhỏ thì nhỏ, nhưng mấy thứ như quần lót luôn có độ đàn hồi nhất định, có điều khi mặc vào hơi siết chút đỉnh thôi. Hà Kỳ Niên vốn muốn ngủ khỏa thân, nhưng thịnh tinh Hà nói không mặc không cho lên giường, còn thật sự nhét cho cậu một cái mới. Một cái bàn chải đánh răng mới đã được chuẩn bị sẵn cạnh bồn nước, nhưng không có khăn tắm. Hà Kỳ Niên nép sát khung cửa hỏi, anh, tôi dùng khăn nào vậy? Không có phần của cậu, tắm xong dùng quần áo bẩn của mình lau khô người là được rồi. Thật ra thì trên kệ chỉ có hai cái khăn mặt, một xám một trắng kiểu dáng hoa văn giống nhau như đúc sờ lên còn có chút độ ấm đoán cũng có thể đoán được hai cái này đều là thịnh tinh hà vừa mới giặt rồi hạ kỳ niên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh với khăn mặt của thịnh tinh hà tắm xong mặc quần lót vào thật sự cảm thấy hơi bị bó vừa vào cửa cậu đã nói có cảm giác bị bó buộc thịnh tinh hà đang dựa vào đầu giường xem trận đấu nghe thấy lời này thì ngẩng đầu liếc cậu một cái cậu cũng có thể để trần mà ngón tay cái của Hạ Kỳ Niên luồn vào lưng quần kéo kéo. Anh nói đó nha, tôi cởi ra thật à. Thịnh tinh Hà chỉ vào cửa phòng. Trần truồng thì ở phòng khách đi. Hạ Kỳ Niên buông lưng quần ra. Trong phòng bật điều hòa, cậu đang chuẩn bị chui vào chăn, chỉ thấy thịnh tinh Hà kéo chăn sang bên cạnh. Trong tủ còn có chăn kìa, tự lấy đi, cái này của tôi. Hạ Kỳ Niên khiếp sợ. Hai chúng ta còn chia hai cái chăn à? Thịnh tinh Hà hỏi ngược lại, chứ không thì sao? Hạ Kỳ Niên biểu môi. Sao anh với tôi mà còn khách sáo như vậy? Đây không phải là khách sáo." Thịnh Tinh Hà nói, "Tôi ngủ không tốt, bật điều hòa suốt, lỡ sau đó cậu bị tôi cướp chăn rồi bị lạnh tới cảm luôn thì làm sao bây giờ?" Hạ Kỳ Niên, "Tôi không sợ. Tôi sức khỏe tốt. Từ hồi tôi còn học tiểu học đã không cần đến bệnh viện nữa rồi." "Vậy cũng không được." Thịnh Tinh Hà đem chăn nhét xuống dưới người. Hạ Kỳ Niên nghiêm mặt, "Kết luận, đúng là khách sáo rồi." Thịnh Tinh Hà cảm thấy người này cũng thiệt thần kỳ ghê, thân là một gây lâu năm, làm sao lại không biết xấu hổ mà đòi đắp chung một cái chăn với anh chứ? Bộ chưa bao giờ lo người khác suy nghĩ nhiều hay sao? Khi cậu ở nhà người khác cũng như vậy hả? À! Hạ Kỳ Niên sững lại, tôi chưa từng ở nhà người khác. Tuy rằng biểu cảm của Thịnh Tinh Hà thoạt nhìn cũng không tin tưởng lắm nhưng quả thực là cậu nói thật, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng đến ở nhà người khác, chứ đừng nói chi là đắp chung một cái chăn. Thịnh Tinh Hà nhường chăn cho cậu, tự mình đứng dậy lấy một cái chăn mỏng trong tủ ra. Hà Kỳ Niên nhìn đường ranh giới rõ ràng ở giữa, thật cẩn thận hỏi, có phải anh không quen chen chút ngủ chung với người khác không? Thịnh Tinh Hà ừ một tiếng, vậy tại sao anh còn nhường nhìn tôi như vậy, không để tôi chen chút ngủ chung với Lữ Dương? Hà Kỳ Niên hỏi, Thịnh Tinh Hà quay qua nhìn cậu, được không? Hà Kỳ Niên, không được, tôi không quen cậu ta, không muốn ngủ chung với cậu ta đâu. Thịnh Tinh Hà cười cười vậy lại ở đây gây họa cho tôi hà kỳ niên hơi dịch về phía anh nhẹ nhàng nói thật ra anh có thể không cần quan tâm đến tôi nhưng anh vẫn lựa chọn giúp tôi anh là huấn luyện viên dịu dàng nhất mà tôi từng gặp thịnh tinh hà bây giờ đã có chút thích ứng với kiểu khen ngợi thẳng thắn này của bạn nhỏ trong lòng có cảm giác ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn phải hơi khiêm tốn một chút vậy à ừm đêm khuya mệt mỏi có thể khiến người ta cảm thấy đa sầu đa cảm nhưng đôi khi sẽ mang lại can đảm cho những người mắc kẹt trong khó khăn giống như có người rót năng lượng vào trong cơ thể mình hà kỳ niên nhìn lông mi thịnh tinh hà nhẹ nhàng rung động nghiêm túc nói tôi vẫn cảm thấy thật may mắn khi quen biết anh anh luôn giúp đỡ tôi vô điều kiện huấn luyện cho tôi dạy tôi rất nhiều thứ thịnh tinh hà quay qua nhìn cậu một cái mỉm cười bởi vì cậu còn nhỏ mà trên thực tế khoảng cách tuổi tác sẽ mang đến cho người ta rất nhiều ảo tưởng đặc biệt là độ tuổi hai mươi lăm ba mươi không ngừng chịu sự tác động tàn nhẫn của thực tế ăn rất nhiều thiệt thòi đi rất nhiều con đường vô ích cũng làm ra rất nhiều lựa chọn quan trọng có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống những kinh nghiệm này sẽ làm cho mọi người ngày càng trở nên lý trí hơn ngày càng trưởng thành ngày càng lạnh nhạt khi nhìn lại những học sinh mới trưởng thành kia sẽ chủ quan cho rằng bọn họ còn nhỏ còn không hiểu chuyện loại không hiểu chuyện này cũng không phải nói cậu không hiểu lý lẽ không phân biệt trắng đen mà là tiếp xúc chuyện còn quá ít nhìn thấy dụng ý xấu cũng quá ít cho nên anh mới luôn coi Hạ Kỳ Niên như em trai, hoặc đúng hơn là xem như quá khứ của mình mà đối xử. 20 tuổi là thời gian có được một trái tim chân thành và nóng bỏng nhất, anh không đành lòng dập tắt kỳ vọng của Hạ Kỳ Niên đối với thế giới này, bảo vệ cậu như bảo vệ một con vật nhỏ. Anh cũng hy vọng trong ký ức của Hạ Kỳ Niên có thể lưu giữ lại nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu tiếp theo của tôi chính là tiến vào đội tuyển quốc gia, anh nhất định phải chờ tôi, đến lúc đó anh vẫn sẽ là đàn anh của tôi trong mắt Hạ Kỳ Niên tràn đầy ánh sáng. Thịnh Tinh Hà cười cười. Được, tôi chờ cậu. Hạ Kỳ Niên vương ngón tay út ra. Lần này Thịnh Tinh Hà vô cùng phối hợp móc ngéo. Anh không được phép giải nghệ trước khi tôi gia nhập đội tuyển quốc gia đâu đó. Không thể nói chắc được. À. Hạ Kỳ Niên nóng nảy. Không được không được. Điều đó không thể. Anh không được nghỉ hưu. Anh đi rồi, một mình tôi cô đơn biết mấy chứ. Trong đội có rất nhiều vận động viên và huấn luyện viên bọn họ đều rất hòa đồng, nhưng họ cũng không phải là anh. Khóe miệng thịnh tinh hà khẽ nhếch lên. Được, vậy cậu phải nhanh lên, qua hai năm nữa không chừng tôi sẽ nhảy không nổi nữa. Tuân mệnh. Tôi phải cố gắng hơn nữa. Thịnh tinh hà giơ tay lên tắt đèn, bắt đầu lướt coi tin thể thao. Cái đầu bên cạnh im hơi lặng tiếng sáp lại. Anh à, lúc trước vì sao anh lại chọn nhảy cao vậy? Thịnh tinh hà xoay người, đối diện với trần nhà, khó có được lúc nhớ lại chuyện khi còn bé cha mẹ anh ly dị rất sớm bởi vì cha anh nghiện cờ bạc tòa án mới xử anh theo mẹ từ sau khi mẹ qua đời vì tai nạn xe anh liền sống cùng gia đình cậu khi đó còn nhỏ quá nên cũng không biết sự xuất hiện của mình mang đến cho cả nhà cậu bao nhiêu gánh nặng chỉ nhớ rõ cậu và mợ thường xuyên cãi nhau vì chuyện tiền bạc cậu và em gái trốn trong phòng không dám lên tiếng ban đầu là bởi vì nghe người ta nói tham gia cuộc thi nhảy cao mà đoạt giải thì sẽ có tiền mặc dù lý do này nghe có vẻ nông cạn nhưng đó là sự thật, tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi thi đấu nhận được 100 đồng tiền thưởng, vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được. Thịnh Tinh Hà nói xong thì nở nụ cười. Tôi muốn mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi mà trước kia không nỡ mua, nhưng đến cửa hàng rồi cũng vẫn không nỡ mua. Hạ Kỳ Niên chăm chú nhìn sườn mặt anh, "Vậy cậu mợ anh đối với anh có tốt không?" "Rất tốt, cho nên tôi mới hy vọng mình có thể sớm kiếm được tiền, giảm bớt một chút gánh nặng cho họ." Thịnh Tinh Hà quay sang nói, tôi cảm giác vận mệnh thật sự là thứ rất kỳ diệu nếu như không phải vì một câu kia có thể tôi sẽ nghĩ cách khác để kiếm tiền có lẽ cả đời cũng sẽ không dính líu gì đến nhảy cao hà kỳ niên vui vẻ nói đúng vậy thật sự rất kỳ diệu bằng không chúng ta sẽ không gặp nhau mưa bên ngoài cửa sổ không biết khi nào đã nhỏ hơn âm thanh trở nên rất nhẹ và xa xôi tí tách tí tách giống như sắp tạnh thịnh tinh hà chớp chớp hai mắt muốn gắn gượng thêm một lát nữa nhưng mí mắt mỗi lúc mỗi trở nên nặng nề thêm bên tai là giọng hà kỳ niên nhỏ nhẹ thì thầm tán gẫu chuyện thú vị xảy ra khi còn học tiểu học tiếng cười càng ngày càng nhẹ hà kỳ niên quay sang nhìn anh anh buồn ngủ à thịnh tinh hà ừ một tiếng vậy anh ngủ đi tôi không nói nữa thịnh tinh hà nửa tỉnh nửa mơ cảm giác người bên cạnh cử động anh muốn mở mắt nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì cũng không mở ngay ra bên tai là tiếng hít thở đều đều càng lúc càng tới gần tim anh rung lên, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Hạ Kỳ Niên đưa tay thay anh kéo chăn lên ngực, sau đó nằm trở về. Động tác nhỏ dịu dàng này khiến mi tâm hơi nhíu lại của thịnh tinh hà giãn ra, cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong chớp mắt nghe thấy động tĩnh kia, trong đầu anh giống như bị sét đánh trúng, theo bản năng liên tưởng đến một ít hình ảnh. Tráng, chóp mũi hoặc môi, nhẹ nhàng chạm vào. Những lời Hạ Kỳ Niên nói tối nay, cùng với ánh mắt mập mờ kia luôn khiến anh liên tưởng đến phương diện không nên nghĩ đến, nhưng may mắn không có gì xảy ra, bằng không anh thật sự không biết nên đối mặt với tình cảm này như thế nào. Hai giờ sáng, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã ngừng, người bên cạnh ngủ thiếp đi, tiếng hô hấp trở nên rất nặng. Lúc này Hà Kỳ Niên mới thoát Weibo, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu đã giả vờ ngủ vô số lần, cho nên trước khi dự mưu chuyện hôn trọng này, cậu phải phán đoán thịnh tinh Hà có phải đã ngủ thật hay không lúc trước cậu dùng phần mềm theo dõi âm thanh sau khi mình ngủ nên đã phát hiện ra một quy luật thú vị đó là sau khi thực sự ngủ rồi tiếng hít thở sẽ trở nên nặng hơn trước khi ngủ có quy luật hơn một chút hạ kỳ niên xoay người nằm úp sấp trên giường lợi dụng sức mạnh hai khuỷu tay dịch từng chút từng chút về phía thịnh tinh hà đèn nhỏ ở đầu giường vẫn còn sáng cậu có thể quan sát rõ ràng từng chi tiết trên mặt thịnh tinh hà bởi vì nằm nghiêng mái tóc đều bị lộn xộn nhưng tóc của anh nhìn có vẻ rất mềm mại hà kỳ niên nhìn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt một chút xúc cảm kia quả thật rất mềm giống như là đang vuốt ve lưng mèo con ngũ quan thịnh tinh hà soi không ra khuyết điểm gì thuộc loại kinh diễm mà chỉ cần bạn vô tình liếc mắt nhìn thấy một cái sẽ phải lập tức quay đầu lại nhìn cho kỹ vẻ đẹp ấy tuy dạo này do huấn luyện nên rõ ràng đã bị rám nắng một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh ngược lại càng có vẻ nam tính hơn so với những người có làn da trắng nõn xinh đẹp đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu Hà Kỳ Niên càng thích loại tuyển thủ thể thao tràn đầy sức mạnh này, lúc nào cũng phóng thích hột mon nam dư thừa. Cậu nín thở nhích tới từng chút từng chút, 20cm, 10cm, 5cm, nhịp tim đập điên cuồng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, quả thực sắp nổ tung rồi. Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng mổ vào mục tiêu, còn chưa kịp cảm nhận được cái gì đã sợ tới mức vội vàng lùi sang một bên, phủ chăn che kín đầu, chân tay cậu run rẩy vì căng thẳng quá mức, thật kích thích hô hấp dần dần ổn định lại, cậu mới mở mắt ra trong bóng tối, liếm liếm môi. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, cậu cảm thấy hương vị này có chút ngọt ngào, giống như đã đi vào một cửa hàng kẹo, ngay cả không khí hít vào cũng là hương vị ngọt ngào. Cậu đấm mạnh ngực mình hai cái, chui ra khỏi chăn hít thở oxy, chăn vẫn còn đắp lên tới tận óc cậu như cũ. Hôn môi sẽ gây nghiện, cậu nhìn môi thịnh tinh hà mà cười ngây ngô một hồi lâu, lại nhích tới gần chạm vào. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lữ Dương bị nghẹn tiểu mà tỉnh, cậu đi vệ sinh xong muốn liếc mắt nhìn một cái xem thịnh tinh hà dậy chưa. Vừa đẩy cửa phòng ra, hai mắt sau trồng kính đã trợn tròn. Wow cậu ngạc nhiên cảm thán. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ chênh lệch rất rõ ràng với phòng khách. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ quá thấp nên hai người kia ôm nhau, chính xác mà nói thì là hạ kỳ niên ôm người ta vào trong ngực. Nửa bên giường hoàn toàn trống rỗng, một cái chăn trượt xuống đất, chỉ có một cái hơi mỏng đắp ở bên hông. Bởi vì vấn đề góc độ nên cậu chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Hạ Kỳ Niên và một cái chân chen ra từ giữa hai đùi cậu ta. Lữ Dương đẩy kính, lại đến gần một chút, mới phát hiện thì ra hai người ngủ mặt đối mặt nhau. Tay chân Hạ Kỳ Niên lần lượt đặt lên thắt lưng và đầu gối của Thịnh Tinh Hà, hai tay Thịnh Tinh Hà buông xuống tự nhiên, tráng dựa sát ở cổ Hạ Kỳ Niên. Tư thế ngủ của hai người làm cậu nhớ tới cặp trẻ song sinh đã thấy trên tin tức trước đó. Lữ Dương rón ra rón rén đi tới bên mép giường, nhặt chăn trên mặt đất lên đắp cho hai người, lại chỉnh nhiệt độ điều hòa lên hai độ. Điều khiển từ xa vừa ấn vào đã vang lên âm thanh, động tĩnh này ngược lại đánh thức thịnh tinh hà. Toàn bộ khuôn mặt của anh chôn trong ngực của người nào đó, chỉ có thể nhíu mày trong bóng tối. Cái cổ cứng nhắc thoáng giật giật một chút, ý thức cùng ngủ giác của anh dần dần thức tỉnh, anh cảm giác dưới cổ mình không phải là gối đầu, mà là một cánh tay dài mảnh. Trái tim giật thót, trong nháy mắt anh tỉnh hết cả người. Lữ Dương chuồn rất nhanh, chờ thịnh tinh hà mở hai mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cầm và yết hầu của hạ Kỳ Niên. Anh nửa ngửa đầu, muốn nâng tay dụi mắt một chút lại phát hiện cả cánh tay với bắp chân đều bị kẹp đến tê dại, trong bắp thịt như đang có trăm ngàn con kiến đang gặm cắn, hoàn toàn không nhúc nhích được, ngũ quan thống khổ đến vặn lại cùng một chỗ. Tư thế ôm nhau này làm cho đại não thịnh tinh hà bị thiếu oxy, mặt đỏ bừng, bởi vì bắp chân của anh bị kẹp ở vị trí thật sự quá xấu hổ thậm chí anh còn cảm giác được anh bạn nhỏ của người nào đó đang tinh thần phấn chấn, bừng bừng sức sống. Này. Thịnh Tinh Hà nhấc đầu gối thúc một cái lên bụng Hạ Kỳ Niên. Á. À. Hạ Kỳ Niên bừng tỉnh, mở mắt hét lớn, làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Thịnh Tinh Hà lạnh lẽo nhìn cậu, cậu coi lại tướng ngủ của mình đi, tôi sắp bị cậu lấn cho rớt xuống đất rồi. Hạ Kỳ Niên chớp chớp mắt, đầu óc cũng từ từ tỉnh táo lại, cậu theo bản năng lau khóe miệng, giải thích tối hôm qua anh đá chăng, tôi đắp lại cho anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn đá, tôi đành phải ông anh lại như vậy. Cậu nói xong còn đặt tay chân lên người thịnh tinh hà tái hiện lại tư thế, sau đó bị thịnh tinh hà cho thêm một gối, phải gân cổ gào lên lần nữa. Tôi sai rồi, tuy cậu không biết mình sai chỗ nào, nhưng cả buổi sáng đều lẻo đẻo theo sau mong thịnh tinh hà xin lỗi. Rất nhiều lúc, cậu cũng không thể hiểu được suy nghĩ của thịnh tinh hà rõ ràng là trai thẳng mà thần kinh còn mẫn cảm hơn một tên gây như cậu nữa chỗ này không thể sờ chỗ kia không thể đụng hơi vượt qua ranh giới liền giống y như một con mèo lập tức xù hết lông lên là sợ bị một tên gây lợi dụng hay là sợ mình bị bẻ cong Hạ kỳ niên nhìn thịnh tinh hà buồn bực đánh răng nhẹ nhàng thở dài không thể nào biết được câu trả lời thịnh tinh hà rửa mặt xong thuận tay kéo khăn mặt màu trắng phủ lên mặt lau hai cái bỗng nhiên nghe thấy hà kỳ niên ở bên cạnh nói khăn mặt của anh xài tốt ghê á. Thịnh tinh Hà ý thức được cái gì, mở bừng mắt quay phát đầu lại. Hai người nhìn nhau một giây, Hà Kỳ Niên giống như thỏ nhìn thấy sói, nhấc chân bỏ chạy. Hà Kỳ Niên. Cậu đứng lại đó cho tôi. Thịnh tinh Hà vứt khăn đuổi theo. Mẹ nó. Rốt cuộc cậu dùng khăn mặt của tôi lau những chỗ nào, không nói cho anh biết đâu, tới chết tôi mới nói cho anh biết. Hai người từ căn hộ đánh tới tận cửa hàng bán đồ ăn sáng ở tầng dưới. Đợi đến sau khi khai giảng, cuộc sống của Hạ Kỳ Niên thoáng cái trở nên bận rộn. Mỗi buổi sáng cậu phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, vội vàng rửa mặt, sau khi khởi động, tập thể dục 2 giờ rồi mới lên lớp vào 8 giờ. Học viện phát thanh và dẫn chương trình cách khu thể thao rất xa, ban ngày có rất ít thời gian chạy tới huấn luyện. Bình thường đều phải chờ khi kết thúc hết các môn học buổi chiều mới tới luyện tập chung với mọi người 2 tiếng. Hầu hết thời gian ban đêm cậu đều tự ngâm mình trong thư viện và phòng tự học. Lên lớp học huấn luyện, làm bài tập ở nhà, ngủ. Ngày này qua ngày khác đều bận rộn như vậy. Khi nhịp sống căng thẳng mà phong phú sẽ không dễ gì cảm thấy thời gian trôi qua, thường là khi giơ tay lên nhìn vào đồng hồ thì mới thấy 2 giờ đã trôi qua rồi. Dường như chỉ trong nháy mắt thì đã đón ngày cuối tuần đầu tiên sau khai giảng rồi, lại nháy mắt nữa, huấn luyện quân sự của đám sinh viên năm nhất đều đã kết thúc. Khi Hạ Kỳ Niên gặp Lữ Dương lần nữa là vào cuối tháng 9, hôm đó là thứ sáu, buổi chiều chỉ có một tiết phỏng vấn tin tức, cậu đã đến sân thể dục của trường từ rất sớm để tập luyện, lại phát hiện có một người đang đứng bên cạnh thịnh tinh hà. Lữ Dương chịu tội gần một tháng, cả người gầy đi một vòng lớn, hơn nữa còn thành công phơi thành một cục than đen, cả gương mặt dễ thấy nhất chính là tròng trắng mắt, lúc cậu ta quay đầu lại. Hạ Kỳ Niên nhìn chầm chầm mất vài giây, thiếu chút nữa không nhận ra, sao lại phơi nắng tới nỗi này. Vẻ mặt Hạ Kỳ Niên kinh ngạc, trên mũi còn bị lột da nữa. Lữ Dương kéo khẩu trang trật xuống cầm lên lại. Nói nhảm, anh ngon thì đi phơi dưới ánh mặt trời cả ngày thử xem, tôi thế này còn tốt chán, hai tuần trước cũng có dùng kem chống nắng, trưởng phòng ký túc xá của chúng tôi còn y như rắn đang thay da nữa kìa. Lúc tôi giúp cậu ấy lột da ở cổ xuống còn có thể nhìn thấy mấy giọt máu nhỏ rướm ra, để tôi cho anh coi ảnh, tôi có chụp lại nè, ai ai ai. Trong đầu Hạ Kỳ Niên đã hiện lên hình ảnh kia, vẻ mặt ghét cay ghét đắng nhắc lời cậu ta đủ rồi, tôi mới không thèm nhìn đâu, cậu tới đây làm gì vậy? Lữ Dương nhướng mày, anh tới làm cái gì thì tôi cũng tới làm cái đó. Hà Kỳ Niên cười ha ha, tôi tới đây luyện nhảy cao, cậu cũng luyện sao? Lữ Dương đương nhiên không có khả năng tới đây để luyện nhảy cao, mấy ngày trước cậu ta lướt vòng bạn bè của Thịnh Tinh Hà, trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung ở quán mì, cảm thấy trong đó có một em gái bộ dạng đặc biệt hợp khẩu vị của mình, nên mới muốn đến nhìn người thật thịnh tinh hà nhìn thấy lưu vũ hàm đi vào đụng cánh tay cậu ta người cậu thích tới rồi kìa này chỉ mới nhìn rất vừa mắt thôi còn chưa tăng lên tới trình độ thích nha lữ dương sửa lại thông thường khi những người trẻ tuổi nói tới từ thích và người họ thích thì luôn luôn lộ ra vẻ xấu hổ loại da mặt dày như lữ dương cũng không ngoại lệ hà kỳ niên nhìn theo tầm mắt của cậu ta thấy được đối tượng vừa mắt của cậu ta lưu vũ hàm cái giống loài người thần kỳ mà mới nhìn không sao biết được là nam hay nữ mọi người đều gọi cô nàng là hốt boy khoa thể thao. Bình thường là cô gái đặc biệt có duyên, bình thường hay xưng anh gọi em với các sinh viên thể thao trong đội điền kinh, cho nên đám con trai vớ vẩn cũng không dám tùy tiện trêu chọc cô. Hạ Kỳ Niên nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải vỗ vai cậu. Sao cậu lại nghĩ không thông như vậy, thích cô ấy và thích con trai có gì khác nhau đâu, anh không hiểu gì hết. Lữ Dương đẩy kính, anh không cảm thấy cô ấy rất ngầu sao? có rất nhiều đặc tính mà nhiều cô gái khác không có. Hà Kỳ Niên cẩn thận đánh giá lại Lưu Vũ Hàm ở cách đó không xa. Nếu mày nói, đặc tính gì? Khí chất đàn ông hả? Thịnh Tinh Hà không nhìn được, bật cười. Trương Đại Khí như một hồn ma, trôi ra sau lưng bọn họ, hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Còn cười vui vẻ như vậy nữa. Nói một chút về mấy chuyện tình cảm thường gặp của tuổi vị thành niên. Thịnh Tinh Hà ông cánh tay thản nhiên nói, ô. Trương Đại Khí rất có hứng thú với mấy loại gút mắt tình cảm này, mặt mày hớn hở hẳn lên, tò mò nói, ai nha ai nha. Ai chia tay vậy? Lữ Dương quay đầu lại liếc cậu một cái rồi nhìn sang Thịnh Tinh Hà. Người này là ai vậy? Thịnh Tinh Hà giới thiệu hai người với nhau, cậu em cũng có hứng thú với nhảy cao hở. Trương Đại Khí đánh giá cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, tỷ lệ vóc người của cậu khẳng định không nhảy cao được đâu, không thì đến phòng bên cạnh luyện toàn năng đi, Bên đó không có hạn chế chiều cao lắm, khoảng 1 mét 8 cũng được rồi. Hạ Kỳ Niên nói, cậu ấy không có hứng thú với nhảy cao, mà là hứng thú với bạn nữ trong nhóm nhảy cao của chúng ta đó. Ai vậy? Ai? Người đẹp trai nhất đám. Hạ Kỳ Niên nói, anh hàm của chúng ta à. Trương Đại Khí thoáng cái đã phản ứng lại liền. Gan cậu cũng to thiệt à nghe, cô ấy bao nhiêu tuổi vậy? Lữ Dương hỏi, Trương Đại Khí bấm ngón tay tính toán cô ấy lớn hơn cậu ba tuổi nhưng không sao nữ lớn hơn ba ông gạch vàng mà bị cậu ta nói như vậy lữ dương quả thật có chút do dự cũng không phải là cậu không thể chấp nhận tình chị em mà là cậu biết rất nhiều cô gái không thích người nhỏ hơn mình cảm thấy còn trẻ con chưa chín chắn vậy anh có biết hướng chọn bạn đời của cô ấy không có thể chấp nhận người nhỏ hơn mình không lữ dương hỏi cái này sao anh biết được trương đại khí cười nói nhưng mà anh luôn cảm thấy cổ có xu hướng chọn bạn đời nghiêng về giới nữ. Lữ Dương quay qua nhìn Thịnh Tinh Hà, anh có thể tư vấn giúp tôi từ không? Tôi tư vấn. Thịnh Tinh Hà chỉ vào mũi mình, không thích hợp lắm đâu. Lữ Dương có chút chán nản, trương đại khí an ủi, không có việc gì, để anh nói bóng nói gió một chút cho. Hà Kỳ Niên di chuyển đến cạnh Thịnh Tinh Hà, làm như lơ đảng hỏi, huấn luyện viên, vậy anh có thể tiếp nhận đối tượng lớn hơn anh rất nhiều hoặc nhỏ hơn anh rất nhiều không? Vậy còn phải xem lớn bao nhiêu nhỏ bao nhiêu đã, Hà Kỳ Niên cảm thấy nếu báo luôn 7 tuổi thì rõ ràng quá rồi, thế nên mới dò xét lòng vòng, lớn hơn 10 tuổi hoặc là nhỏ hơn, 10 tuổi thì sao? Thình tinh Hà nhìn bàn bóng bàn cách đó không xa, suy nghĩ một hồi lâu lớn hơn 10 tuổi không thể tiếp nhận, lớn hơn khoảng 3 tuổi thì còn được, nếu nhỏ hơn tôi 10 tuổi, nghĩa là còn chưa trưởng thành, không thể chấp nhận được, Hà Kỳ Niên có chút nóng nảy, vậy, còn nhỏ hơn 6 tuổi thì sao? phải xem xem nói chuyện có hợp nhau không tôi thích lý trí thành thục dễ giao tiếp đôi khi chỉ cần một ánh mắt của tôi đối phương đã có thể hiểu được ý của tôi là gì trong cuộc sống có thể chăm sóc cho tôi một chút thông cảm cho tôi một chút chứ không cần tôi phải luôn chăm sóc người đó ở đây thịnh tinh hà dùng chữ ngôi thứ ba số ít chỉ nam chứ không phải ngôi thứ ba số ít chỉ nữ cả hai chữ này đều đọc là tha chọn như vậy à hạ kỳ niên nhỏ giọng lầm bầm cậu mới vừa nghĩ đến đủ thể loại biểu hiện ngây thơ của mình trước mặt thịnh tinh hà thôi đã nổi điên muốn tác cho mình vài cái. Một khi đã bắt đầu nói về vấn đề tình cảm thầm mến và theo đuổi này, Trương Đại Khí không khỏi nhớ tới cái người miền Nam dịu dàng săn sóc lại lương thiện mà anh Niên đã nhắc đến lần trước ở Cơ Vờ. Đã khai giảng một tháng rồi, người nọ đến tột cùng là thần thánh phương nào cậu vẫn còn chưa hỏi thăm rõ ràng, bên cạnh Hạ Kỳ Niên cũng không có cô gái nào xuất hiện, vì thế mới quay qua hỏi, anh Niên, Cô gái lần trước cậu nói kia đã theo đuổi được chưa? Tầm mắt Lữ Dương và Thịnh Tinh Hà đồng thời tia về cùng một chỗ. Sắc mặt Hà Kỳ Niên lập tức đỏ chót, chột dạ cao giọng, mẹ nó ai nói với cậu là tôi đang theo đuổi con gái. Trương Đại Khí cậu còn biết bịa đặt ghê quá ha, ai, cậu coi cậu này, còn ngại thừa nhận nữa. Trương Đại Khí chỉ chỉ vào khuôn mặt nhỏ của cậu cười xấu xa, hôm đó ở Cơ chính tay tôi nghe đây, cậu nói có cô gái mình thích, mọi người đều có thể làm chứng cậu ta duỗi dài cổ ra, đang chuẩn bị gọi Lưu Vũ Hàm tới làm chứng cho mình đã bị Hạ Kỳ Niên siết cổ cuộc ra đất. Hạ Kỳ Niên sợ thịnh tinh Hà sẽ hiểu lầm gì, trước tiên ngồi lại giải thích, cậu ta bịa đặt lung tung đó, tôi chưa từng nói qua, có trời đất chứng giám. Trương Đại Khí tôi chưa bao giờ gạt người. Trương Đại Khí đứng lên khỏi mặt đất, gân cổ họng lên hô to, anh Hàm, cậu nói lần trước có phải cậu ấy ở kệt vờ đã, lời còn chưa dứt, đã bị Hạ Kỳ Niên che miệng quát lớn, mẹ nó cậu có phải muốn chết hay không bịa đặt còn dám bịa lên tới trên đầu tôi giờ khắc này cậu bỗng nhiên hiểu ra vì sao thịnh tinh hà lại thích loại người có thể đọc hiểu tâm tư đối phương chỉ bằng một ánh mắt ánh mắt của cậu cũng sắp chọc mù trương đại khí rồi cậu ta còn mẹ nó nhìn không hiểu ý của cậu quả thực là muốn điên rồi sắc mặt thịnh tinh hà vẫn như thường anh đứng dậy nói tranh thủ thời gian khởi động đi tôi còn có việc hôm nay không có cách nào huấn luyện với các cậu anh đi đâu vậy hạ kỳ niên ném trương đại khí xuống rất nhạy cảm hỏi đến bệnh viện trung ương một chuyến mắt cá chân của tôi phải đi chụp hình thịnh tinh hà nói hạ kỳ niên lo lắng nói anh bị thương à không phải kiểm tra định kỳ mà thôi à sắc mặt hạ kỳ niên còn có chút ửng đỏ cơ hồ không dám nhìn thẳng vào mắt anh vậy trên đường anh nhớ chú ý an toàn ừm cả buổi chiều thịnh tinh hà hầu như đều ở trong nhà lúc đi ra khỏi sân huấn luyện bị ánh mặt trời làm chói mắt một chút trong đầu không ngừng quanh quẩn hai câu nói của trương đại khí cái tên trương đại khí này tuy rằng vừa ồn ào lại vừa nhiều chuyện nhưng còn không đến mức nói dối trong mấy chuyện thế này hơn nữa hạ kỳ niên lại có phản ứng chột dạ trong lòng anh cũng đã có phán đoán hạ kỳ niên hẳn là lưỡng tính hoặc là lúc trước nói thích đàn ông chỉ là đùa giỡn cách thời gian cũng lâu như vậy rồi anh đã không nhớ rõ nguyên văn lúc đó hạ kỳ niên nói là gì Tin tức Hạ Kỳ Niên có cô gái mình thích đến vô cùng đột ngột, trong nháy mắt khiến cho anh cứng đờ, trái tim giống như bị mũi kim đâm nhẹ một cái, có cảm giác đau đớn. Kinh nghiệm tình cảm của anh như mặt nước lặng, lần đầu tiên mời cảm nhận được loại cảm giác này. Anh đã rất ngạc nhiên vì phản ứng đầu tiên của mình. Rất không nên như thế. Cho dù Hạ Kỳ Niên đã có cô gái mình thích thì có quan hệ gì với anh đâu. Từ góc độ thực tế mà xem, ở độ tuổi này của hà kỳ niên thì có cô gái mình thích hẳn cũng là một chuyện đáng để vui vẻ như vậy còn tốt hơn là thích con trai ít nhất không phải chịu sự chỉ trích và phân biệt đối xử có thể đàng hoàng công khai nắm tay nhau mà yêu đương rất tốt không phải ư thịnh tinh hà hít sâu một hơi bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm hù cho anh có rụt cả hai vai huấn luyện viên a à. thịnh tinh hà quay đầu cậu làm gì vậy hà kỳ niên hai tay đút túi biểu môi muốn nói lại thôi trong lòng đã đem trương đại khí ra bóp chết một vạn lần thời cơ căn bản không đúng cậu không dám tùy tiện tỏ tình hai người im lặng nhìn nhau hai giây làm sao vậy thịnh tinh hà lại hỏi một lần nữa hạ kỳ niên giơ tay sờ sờ gáy giải thích trương đại khí nói bậy đó tôi căn bản không có theo đuổi con gái. cậu vừa nhìn thấy mặt thịnh tinh hà đã bắt đầu hồi hộp đại não liều mạng tổ chức ngôn ngữ muốn nói mình có người thích nhưng không phải là con gái lại bị thịnh tinh hà cướp lời trước thời gian học đại học rất ngắn ngủi nếu có cô gái mình thích thì nên tranh thủ đi ra trường rồi muốn tìm đối tượng sẽ càng khó hơn thịnh tinh hà đứng ngược sáng nhưng hạ kỳ niên vẫn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh nụ cười thông dong lời nói dịu dàng những thứ đã từng chữa khỏi cho cậu lại đang làm cậu tổn thương cuối cùng cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng mỉm cười hỏi anh không tò mò người tôi thích là ai ư so với nghi vấn thì giọng điệu này của cậu khiến những lời này càng giống như chất vấn hơn thình tinh hà gần như thốt lên tại sao tôi phải tò mò ngay sau đó lại thoải mái bổ sung một câu chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập và huấn luyện là được rồi à hà kỳ niên nghe vậy thì như hiểu ra điều gì từng bước một lùi về phía sau trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt giống như vậy tôi biết rồi tôi sẽ theo đuổi giọng nói của cậu nhẹ hơn bình thường nhiều vì tự tin đã giảm xuống Thịnh tinh hà nhìn chăm chú vào hai mắt cậu bỗng nhiên không biết nên đáp lại thế nào huấn luyện viên hạ kỳ niên bỗng nhiên hô một tiếng dừng bước anh không tò mò cũng không vô dụng đâu ngày nào đó tôi theo đuổi được rồi nhất định sẽ chia sẻ ngay với anh nhớ cho chúng tôi một lời chúc phúc tốt đẹp đó Ừm. Thịnh tinh hà ngoài miệng tuy đồng ý như vậy nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận chua xót thằng nhóc này thật sự là mẹ nó rất thiếu đánh anh niên này này Trương Đại Khí đưa tay lắc lắc trước mắt Hạ Kỳ Niên, thấy cậu không có phản ứng, bèn đưa ta đẩy vai cậu. Hạ Kỳ Niên! Hồn về với xác đi nè! à. Hạ Kỳ Niên ngồi trên ghế bỗng nhiên thẳng lưng lên, mờ mịt hỏi, nhảy xong rồi sao? Đúng vậy! Trương Đại Khí nhìn lướt qua quyển sổ trong tay cậu, có ghi số lần và thành tích cho tuổi này không? Hạ Kỳ Niên giật thoát trong lòng, cúi đầu, ngoại trừ hai lần nhảy đầu còn ghi lại một chút, những lần sau đều đã thả hồn theo mây gió cả cậu xoa gáy mình xin lỗi tất cả mọi người tôi xin lỗi không có việc gì dù sao hôm nay huấn luyện viên cũng không có ở đây tôi tùy tiện điền mấy cái để đối phó một chút đi trương đại khí quan tâm hỏi cậu bị sao vậy có cảm thấy không khỏe không hạ kỳ niên thở ra một hơi có một chút nhưng không phải thân thể không thoải mái mà là trong lòng kìm nén đến hoảng hốt mặc dù cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện đều là tự mình cam tâm tình nguyện nhưng đằng sau lòng tự nguyện này vẫn còn cần rất nhiều niềm tin và khát vọng chống đỡ hy vọng sẽ nhận được một chút phản hồi hy vọng thịnh tinh hà có thể nhìn mình nhiều hơn một cái nhưng mấy câu nói kia của thịnh tinh hà như đã dứt khoát cắt đứt những nhớ nhung và chờ mong của cậu cuối cùng cậu cũng bắt đầu tin vào cùng từ trai thẳng thực sự là bẻ không công mấy ý tưởng này vừa xuất hiện tự tin liền sẽ sụt giảm đáng kể mấy vòng nhảy thử kết thúc một đám người thư thất ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, Trương Đại Khí móc một chai nước khoáng từ trong túi ra đưa cho Hạ Kỳ Niên. "Nếu thân thể cậu không thoải mái thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, huấn luyện viên cũng sẽ không trách cậu đâu." Không biết vì sao, vừa nghe thấy ba chữ huấn luyện viên, da Hạ Kỳ Niên đều căng hết cả lên, cậu uống hai ngụm nước, do dự hỏi, "Cậu có thích người nào không?" "Có, tôi rất thích Lưu Diệt Phi." Hạ Kỳ Niên đỡ trán. "Vậy cậu cảm thấy con người tôi có chính chắn không?" Trương Đại Khí tôi thấy còn chưa trưởng thành như tôi đâu. Thật sự là càng hỏi càng thương cảm, Hà Kỳ Niên nặng nề thở thở dài. Không tìm thấy đối tượng để chuyện trò về cuộc đời, đành phải nuốt hết tất cả mờ mịt và không xác định vào bụng. Ở phương Nam dường như chỉ có hai mùa là mùa hè và mùa đông, rõ ràng đã gần tháng 10, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn còn cao quá đáng. Khi Hạ Kỳ Niên ra khỏi phòng tập thể dục đã bị sóng nhiệt dập ngay vào mặt, nhiệt lượng trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi, làn da trở nên dính dấp, đi đến một chuyến đến căng tin nhưng thức ăn đã bán gần hết rồi cậu đành phải đi ra ngoài kiếm ăn mua một phần mì trộn một phần mì lạnh và một chén canh đậu xanh nhớ tới thịnh tinh hà có thể còn chưa ăn cơm tối cậu cúi đầu gửi tin nhắn qua n anh đã về nhà chưa có ăn cơm tối không thịnh tinh hà đang ăn n ăn gì vậy chỉ có một mình anh thôi sao thịnh tinh hà không phải còn có lữ dương chúng tôi đang ăn tôm hùm đất này gọi là gì tôi tâm tâm niệm niệm đều là anh, mà anh lại thông dong vui vẻ với người khác. Giờ phút này nội tâm của Hạ Kỳ Niên ngũ vị tạp trần, ngũ vị, ngọt, chua, cay, mặn, đắng, lẫn lộn, có ý chỉ tâm trạng phức tạp, hỗn loạn. Nhóc này, còn muốn thêm gì nữa không? Bà chủ nhiệt tình hỏi, Hạ Kỳ Niên lắc đầu, chỉ có nhiều đây thôi, như một định luật. Khi con người ta đang đau lòng khó chịu thì luôn có những điều còn buồn bực hơn theo ngay đến. Hà Tử Hinh gọi điện thoại cho cậu. Nói một ít chuyện mà cậu vẫn luôn không muốn nói đến. Thật ra từ khi cậu học năm nhất, Hà Tử Hinh đã nhắc tới chuyện du học nhiều lần rồi, nhưng vẫn bị cậu dùng đủ loại lý do để từ chối. Hiện tại đã biến thành ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Chế độ giáo dục đối với nghiên cứu sinh ở nước ngoài nói chung chỉ cần một hai năm, chương trình giảng dạy chặt chẽ, tốt nghiệp sớm hơn trong nước. Ngoài ra cũng có thể mở rộng tầm nhìn, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, có thể được coi là một chuyến đi dài. Hạ Tử Hinh nói trên điện thoại rằng có rất nhiều chỗ tốt hấp dẫn, chú Triệu mà lần trước cùng nhau ăn cơm hồi năm mới đó, còn có nhớ không? Con trai ông ấy học chuyên ngành biên đạo, năm trước đã ra nước ngoài, nếu con qua đó, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hạ Kỳ Niên cũng hết chỗ nói, chú Triệu là ai vậy? Con không có ấn tượng, con trai ông ta con còn không biết mặt, chăm sóc cái rắm, con nói chuyện kiểu gì đó. Hạ Kỳ Niên không chịu thua nói, con không muốn ra nước ngoài tại sao? Hạ tử hình nhíu mày, không phải lúc trước con đã hứa với mẹ sẽ chuẩn bị thật tốt sao? Thật ra trước khi chưa luyện nhảy cao, cậu quả thật đã từng cân nhắc tới chuyện đi du học, bởi vì cậu căn bản không có mục tiêu sống xác định, chỉ có thể đi theo con đường trước mắt này. Người khác đều đang làm cái gì, cậu cũng làm theo cái đó. Nhưng từ khi nếm được rất nhiều vị ngọt trong nhảy cao, cậu dần dần xác định được phương hướng cuộc sống của mình, cậu muốn tiếp tục nhảy cao, muốn cùng thịnh tinh hà tiến vào đội tuyển quốc gia nếu có cơ hội được thi đấu cùng nhau thì càng tốt. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù đã học được rất nhiều thứ, nhưng thực sự khiến cậu hưởng thụ được cảm giác hưng phấn và hài lòng thì chỉ có nhảy cao mà thôi. Để nhảy cao, cậu có thể đổ mồ hôi như mưa trên sân đấu chói chang ánh mặt trời, cũng có thể một mình chạy trên sân thể dục giữa màn đêm yên tĩnh. Mắt thấy thành tích của mình từng chút từng chút đi lên, bây giờ lại bảo cậu buông bỏ, còn không bằng cho cậu một dao còn hơn. Thành tích ai eo của con không đi được cậu cảm thấy lý do của mình dường như không được thuyết phục nói thêm con đã tìm thấy thứ có ý nghĩa hơn vì vậy con không muốn đi ra nước ngoài nhảy cao sao ừm hạ kỳ nghiên con điên rồi thanh âm của hạ tử hình vốn đã tương đối sắc bén sau khi tông giọng đột nhiên cất cao lên cơn tức giận được truyền qua điện thoại di động một cách rõ ràng lúc trước con nói con thích phát thanh và dẫn chương trình sống chết gì cũng muốn đi đăng ký chuyên ngành này mẹ ngăn cản con không được chỉ có thể giúp con nghĩ biện pháp học thêm chút gì đó, bây giờ học được hai năm, con lại nói với mẹ con muốn nhảy cao. Con làm gì cũng chỉ ba phút chán, có thể có tiền đồ gì chứ, Hà Kỳ Niên trầm mặt nhìn hộp cơm dùng một lần trên bàn, bỗng nhiên không còn khẩu vị nữa, con nói con thích nhảy cao, con cũng có thể nhảy ba năm, năm năm, nhưng con có thể nhảy cả đời sao? Con nhìn các vận động viên trên TV xem, người nào mà thân không đầy vết thương buồn bã giải nghệ những người nổi tiếng con nhìn thấy còn tốt đó là số ít nhận được hồi báo cho những trả giá của mình nhưng còn những người mà con không thể nhìn thấy thì sao bây giờ mẹ rất nghiêm túc nói cho con biết giới thể thao còn tàn khốc hơn giới giải trí nhiều ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc nhưng đứng đầu cả nước có thể khiến người ta nhớ kỹ chỉ có mấy người thôi con nhảy cao cũng không phải vì để cho người ta nhớ kỹ mình hạ tử hình giống như nghe được chuyện hài gì đó bật cười trong tiếng cười kia tràn ngập chăm chọc con không muốn giành chức vô địch còn tham gia cuộc thi làm gì? Không muốn giành chức vô địch còn tham gia cuộc thi làm gì? Mỗi một chữ từ miệng Hà Tử Hinh nói ra đều hóa thành mũi nhọn, đâm vào lòng ngực cậu. Hạ Kỳ Niên mệt mỏi xoa xoa mặt. Bây giờ con nói rõ ràng cho mẹ biết, con chính là thích nhảy cao, giống như mẹ thích diễn xuất vậy, không được sao? Vậy mẹ cũng có thể nói rõ ràng với con, chuyện nhảy cao là không có khả năng, con đã trưởng thành. Tại sao mẹ cứ luôn quyết định thay con như vậy? Hạ Kỳ Niên nổi giận đùng đùng cúp máy, ném điện thoại lên bàn trà, kính màn hình bị vỡ. Vài giây sau, Hạ Tử Hinh lại gọi tới, Hạ Kỳ Niên chỉnh điện thoại di động thành im lặng đặt trên bàn, xoay người vào phòng tắm rửa. Vừa nhắm mắt lại, những lời của Hạ Tử Hinh vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Thật ra Hạ Tử Hinh nói cũng không sai, giới thể thao quả thật còn tàn khốc hơn giới giải trí nhiều, trừ giành được huy chương ở các đại hội thể thao quốc tế và thế vận hội Olympic ra, có rất ít người được nhớ đến nhưng người sống chính là vì để cho người khác nhớ kỹ mình sao bản thân mình cảm thấy có ý nghĩa mới là quan trọng chứ chuyện tình cảm không được như ý sự nghiệp thể thao cũng không thuận lợi đêm đó hà kỳ niên mang theo tâm tình vô cùng phức tạp đi ngủ sáng sớm hôm sau tỉnh lại nhìn thấy trên uy chát có một chấm đỏ nhỏ nháy mắt trong đầu cậu hiện ngay lên hình đại diện của thịnh tinh hà vui mừng điểm vào lại chỉ có một tin nhắn của trương đại khí gửi tới đại khí giúp tôi chém một đao đê đây là phúc lợi của Pindudao, hoàn phí tiêu dùng cung cấp cho người dùng. Chém giá còn không đồng là có thể nhận miễn phí. Linh, N, Lăng, tôi không cài Pindudao. Đại khí, vậy vừa vặn, người mới chém nhiều lắm, giờ cậu là người tiếp theo. N, đại khí, được không? Chém bao nhiêu? N, 8 đồng mốt. Đại khí, vậy là vận may của cậu không ổn rồi, anh hàm chém được hai đồng kìa. N, Cúc, Hạ Kỳ Niên kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy đèn trong phòng ngủ thịnh tinh hà đã sáng lên liền tùy tiện nhấn sao chép liên kết chém giá chia sẻ qua thịnh tinh hà cũng không có trả lời thậm chí ngay cả từ chối lấy lệ cũng không có nỗi tuổi thân của hạ kỳ niên tiếp tục bành trướng cậu trút tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình vào huấn luyện không ngủ được liền ra ngoài chạy bộ cho đến khi cả người mệt mỏi mới rốt cuộc không còn thời gian lo nghĩ nữa thịnh tinh hà nhìn cậu có thể ăn uống còn có thể nhảy cũng không nghĩ nhiều thẳng đến hai ngày sau mới phát hiện tình huống hình như có chút khác thường. Trưa hôm đó, anh ăn cơm với đám sinh viên trong nhóm nhảy cao ở căng tin. Trương Đại khí tiện tay lướt tới một vòng bạn bè, hô to: "A, à, anh Miên, tối hôm qua 3 giờ sáng còn đang chạy buổi tối, đầu óc có hố hả? Giờ này còn không ngủ?" Tần Phái đi qua nhìn, phát hiện thật đúng là vòng bạn bè vào hơn 3 giờ. 3 giờ tính là chạy tối hay là chạy sáng? Chắc là chạy buổi tối. Cốc Tiêu Tiêu ở xa xa duỗi cổ qua, "Cho tôi xem một chút, cậu ta úp cái gì?" Một con mèo gặp phải khi đang chạy. Trương Đại Khí đã trượt đến cái tiếp theo, "Ai, cậu không phải cũng có điện thoại di động sao, tự mình xem đi." Cốc Tiêu Tiêu sau khi vào vòng bạn bè thì vui vẻ nói, wow, mèo con thật đáng yêu." Thình Tinh Hà cũng có chút tò mò, điểm vào vòng bạn bè của Hạ Kỳ Niên, phát hiện là một đường ngang, thực hiển nhiên anh đã bị chặn. Trong nháy mắt, anh cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi, giống như một người bạn trai không biết bạn gái vì sao tức giận, vẻ mặt mờ mịt. Hai ngày nay huấn luyện không tốt sao? Tại sao lại một mình chặn anh? Phát hiện ngoài ý muốn này làm anh nảy ra muôn vàng suy nghĩ, ngay cả đùi gà trong dĩa cơm cũng không còn hấp dẫn nữa. Anh trượt lại xem lịch sử trò chuyện của mình và Hạ Kỳ Niên, cuối cùng dừng lại ở buổi sáng ngày 26. Chẳng lẽ là trách anh không có phụ giúp chém giá? Tuy rằng với sự hiểu biết của anh về Hạ Kỳ Niên, khả năng tức giận này chỉ có không phần trăm nhưng thịnh tinh hà vẫn cào tóc tải tin đao về thịnh tinh hà tôi chém được một đồng sáu đủ không n giờ anh mới thấy tin nhắn à thịnh tinh hà không phải lúc trước không có áp này tôi vừa mới tải xuống n sao đột nhiên nghĩ đến việc giúp tôi chém giá vậy thịnh tinh hà bỗng nhiên nhớ tới n tại sao lại nhớ tới thịnh tinh hà xoa óc một chút phương thức hỏi vấn đề của hạ kỳ niên luôn tràn đầy kỹ xảo huấn luyện viên cánh tay bỗng nhiên bị đụng một cái thịnh tinh hà ngước mắt nhìn trương đại khí anh có nghe tụi em nói không hả cậu nói gì trương đại khí lặp lại lần nữa hôm nay sinh nhật em cha mẹ em tài trợ cho một ít tiền buổi tối cùng nhau đi ăn tối không ồ tính hết có những ai thịnh tinh hà hỏi chỉ có những người trong đội chúng ta lý triều và thiên khánh buổi tối có chuyện không đi được tính ra thì hẳn là vừa đủ gom lại một bàn đó trương đại khí nói hà kỳ niên cũng đi thịnh tinh hà lại hỏi chắc rồi nếu không bảo cậu ta ngày mai tuyệt giao với em luôn đi thịnh tinh hà suy nghĩ một chút gật gật đầu được mấy giờ tối chắc là khoảng sáu giờ rưỡi đi đến lúc đó rồi hẹn lại em về ký túc xá nghỉ ngơi trước được sự chú ý của thịnh tinh hà lần thứ hai quay trở lại giao diện trò chuyện do dự thật lâu quyết định nói thật giải quyết vấn đề thịnh tinh hà bởi vì tôi phát hiện vòng bạn bè của cậu đã chặn tôi. N, sau đó thì sao? Thịnh tinh hà, sau đó thì hỏi cậu, vì sao bỗng nhiên lại chặn, tôi chọc giận cậu. N, không. Thịnh tinh hà, vậy cậu trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, vì sao tôi lại bị chặn? N, không phải anh chưa bao giờ tò mò sao? Miễn là tôi không ảnh hưởng đến việc học tập và huấn luyện là được. Thịnh tinh hà lúc này mới giống như bị điện giật, chợt nhớ tới cuộc đối thoại kỳ lạ vào buổi chiều nào đó mấy lời không tò mò này quả thật là chính anh nói, nhưng dục vọng trả thù của thằng nhóc này cũng quá mạnh đi. Nói một câu mà nhớ lâu như vậy, thực sự không phải cung bò cạp ư, n, chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn xem, thịnh tinh hà, đây cũng không phải chuyện riêng tư gì, n, vậy anh cầu xin tôi đi, thịnh tinh hà, hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng thịnh tinh hà cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm, biết rõ còn cố hỏi mà gửi tin nhắn, mở đề tài khác ra, thịnh tinh hà, tối nay sinh nhật đại khí cùng đi không n được anh đã chuẩn bị quà chưa thịnh tinh hà còn chưa tôi chỉ mới biết được thôi n buổi chiều tôi chỉ có một tiết học sau khi học xong cùng nhau đi ra ngoài mua quà không thịnh tinh hà buổi chiều tôi phải học không biết mấy giờ mới kết thúc xong sẽ gọi điện thoại cho cậu n được rồi tuy rằng vòng bạn bè của bạn nhỏ hạ đến cuối cùng vẫn không có mở cửa cho anh chưa bỏ chặn nhưng ở trong mắt thịnh tinh hà chuyện này nếu đã tán gẫu rồi thì coi như là đã kết thúc, cho hay không cho xem là chuyện của Hạ Kỳ Niên, chẳng lẽ thật sự phải cầu xin người ta cho anh xem sao? Mặt mũi làm huấn luyện viên của anh còn đặt ở đâu? Thịnh tinh Hạ cất điện thoại di động cũng đồng thời thu lại tâm tư lộn xộn, một lần nữa chú tâm vào công việc. Nội dung chủ yếu của cuộc họp buổi chiều là về hội thao trường tiếp theo và một giải vô địch điện kinh lớn cấp quốc gia. Hội thao trường dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10, thời gian giữa hai giải đấu cách nhau rất gần nhau, nhất định sẽ là một tháng bận rộn. Khoảng thời gian 10 ngày giữa tháng, đại hội thể thao của trường đương nhiên là khuyến khích học sinh tích cực đăng ký, còn ngưỡng cửa của giải thi đấu điền kinh lớn kia lại rất cao, chủ nhiệm tôn đẩy cặp kính mắt thật dày. Mọi người có thể xem tư liệu trong tay, năm nay trường chúng ta không lấy được nhiều danh ngạch, cơ bản đều là một đến hai người, còn một số hạng mục có thành tích tốt nhất cũng còn kém xa tiêu chuẩn thi tuyển của người ta, cũng không cần phải xin. Mọi người đều gật đầu đồng ý thịnh tinh Hà xoa xoa trắng, lật bảng danh sách thật dài lên tìm chỗ tư cách dự thi môn nhảy cao, 2m15. Đây là độ cao mà quán quân của đại hội thể thao tỉnh đạt được. Căn cứ vào khoảng thời gian huấn luyện chuyên nghiệp này, kỷ lục cá nhân của hà Kỳ Niên đã nâng cao lên 2cm, nhưng nếu mang cái thành tích 2m18 đi dự thi, ráng chết cũng chỉ có thể vượt qua hai lần, rất khó giành giải thưởng ở hạng mục này. Nhưng nếu như muốn anh đi hỏi hà Kỳ Niên có nguyện ý tham gia hay không? đáp án nhất định là có bởi vì sức hấp dẫn của thể thao là tất cả mọi thứ đều có khả năng ngay cả khi thua cũng sẽ có được một lần kinh nghiệm thi đấu quý giá hội nghị kết thúc thịnh tinh hà đúng hẹn gọi điện thoại cho hạ kỳ niên anh họp xong rồi thanh âm hạ kỳ niên trong trẻo nghe có vẻ tâm trạng không tệ phải thịnh tinh hà đáp cậu đang ở lầu số mấy tôi sẽ đến tìm cậu tôi đang mua sữa chua ở siêu thị hạ kỳ niên mở tủ đông ra một tay xách hai lon sữa ra. Anh ở cửa tay bên kia chờ tôi đi, tôi đạp xe qua rất nhanh. Được, Thịnh Tinh Hà đang định cúp điện thoại, lại nghe Hạ Kỳ Niên hỏi, anh thích vị sữa chua nào? Tổng hợp, xoài, bưởi hay dâu tây, có sữa tươi không? Thịnh Tinh Hà nói, Hạ Kỳ Niên nở nụ cười, sao anh không theo kịch bản gì cả vậy? Sữa tươi có gì ngon đâu mà uống, đã tanh còn không có hương vị gì. Thịnh Tinh Hà, vậy cậu nghĩ hương vị trái cây trong sữa chua đến từ đâu? Tất cả đều là chất phụ gia thực phẩm, đương nhiên là phải có phụ gia mới thơm nha. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể Hạ Kỳ Niên vẫn hết sức thành thật đem sữa chua bỏ lại vào tủ đông, đổi thành hai túi sữa nguyên chất có thời hạn sử dụng rất ngắn. Thịnh Tinh Hà nói, nếu cậu muốn uống sữa chua có hương vị trái cây thì tôi có thể làm cho cậu, đảm bảo không thêm phụ gia còn uống ngon nữa. Trước mắt Hạ Kỳ Niên lập tức sáng ngời, được ngay sau đó cậu lại liên tưởng đến điều gì, cười đến gục cả đầu. À, Hạ Kỳ Niên. Đầu óc của mày quả là bẩn thỉu quá đi, thịnh tinh Hà đoán không sai, tâm tình Hạ Kỳ Niên quả thật không tệ, hơn nữa cả buổi chiều cũng đều không tệ. Những suy nghĩ nhỏ nhặt này của cậu cuối cùng cũng tạo nên một chút sóng nhỏ trong biển rộng mênh mông rồi. Với tính cách của thịnh tinh Hà, sẽ đi hỏi khắp nơi vì sao cậu lại chặn mình trên vòng bạn bè sao? Không đời nào vậy ít nhất cũng chứng minh được rằng ở trong lòng thịnh tinh hà, mình vẫn có một chút địa vị như vậy. Cây quế trong trường nở rộ hoa, có thể ngửi thấy hương thơm ở khắp mọi nơi. Trong từng làng hương thơm thấm tận ruột gan, cậu cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ cần thịnh tinh hà một ngày còn không có bạn gái, cậu vẫn có cơ hội, thay vì ở đó tức giận thì chi bằng ở chung cho thật tốt. Kết quả là vào lúc chạng vạn, thịnh tinh hà lại gặp được đứa nhỏ mặt mày đầy gió xuân kia, hà kỳ niên đón hoàng hôn mà đến, hơi nheo mắt lại, Khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Tinh Hà, khóe miệng hiện lên nụ cười tràn đầy nhiệt tình. Có phải chờ lâu rồi không? Hạ Kỳ Niên phanh gấp, xe vững vàng dừng trước mặt Thịnh Tinh Hà. Lên đây đi. Thịnh Tinh Hà là một người cao, ngay cả dơ chân lên cũng không cần dơ, chỉ cần đi qua, hai chân hơi cong một cái đã ngồi xuống. Trước kia cậu đã từng có kinh nghiệm chở người rồi sao? Hạ Kỳ Niên quay đầu lại. Thế nào, chở anh còn phải cần kinh nghiệm nữa hả? Anh đang tuyển dụng lái xe à? hay là nói, anh đang thăm dò xem tôi có nói về đối tượng của mình hay không, cậu suy nghĩ nhiều quá đi. Thịnh tinh hà cười cười, tôi sợ cậu không có kinh nghiệm làm tôi ngã thôi, hạ kỳ niên hai chân chống đất, vậy không thì anh chở tôi đi, thịnh tinh hà lập tức lắc đầu, vịnh lấy đệm ngồi, tôi không thèm chở, cậu nặng như vậy, vậy cũng không tốt lắm. Hạ kỳ niên dùng sức đạp một cái, thịnh tinh hà kéo hai cái bắp chân giúp cậu đẩy, gặp đèn giao thông, hạ kỳ niên phanh gấp, thịnh tinh hà hoàn toàn không phòng bị, nhoáng về sau một cái, rồi toàn bộ khuôn mặt trực tiếp nện vào lưng cậu. Một thanh âm nặng nề vang lên, đệt. Thịnh tinh hà xoa mũi ngẩng đầu, kỹ thuật chạy xe của cậu cũng nát quá đi, sống mũi của tôi sắp bị sập luôn rồi. Hà kỳ niên khiếp sợ ra mặt, mũi anh cũng bự quá à. Thịnh tinh hà nện một quyền vào lưng cậu, hà kỳ niên vui vẻ ngửa đầu cười, anh có thể ôm eo tôi mà, không cần. Đầu xe Hạ Kỳ Niên lắc lư trái phải, chính là không chịu chạy cho đàng hoàng, thịnh tinh hà bất đắc dĩ bám lấy bả vai cậu. Bả vai hạ kỳ niên rất rộng, cơ bắp nắm vào hết sức săn chắc, tay chân trần trụi bên ngoài đều tràn ngập cảm giác sức mạnh. Bên cạnh có người nhìn qua, thịnh tinh hà cảm thấy ngượng ngùng, đặt đầu dựa lên lưng hạ kỳ niên. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên không ngừng tăng lên. Trên đầu là những đám mây bị hoàng hôn thiêu đốt, tầng tầng lớp lớp, giống như muốn nuốt chửng cả tòa nhà ở cách đó không xa, hương hoa quế say lòng người xông vào mũi. Hạ Kỳ Niên nhìn đường phố ồn ào, khóe miệng hơi nhếch lên. Chiếc xe đạp thoải mái băng qua dòng người nhộn nhịp trên đường phố, hòa nhập vào mảnh hoàng hôn này. Đến trung tâm mua sắm, thời gian đã không còn sớm, hai người đi thẳng đến cửa hàng Lego trên tầng 3. Cửa hàng này có diện tích rất lớn, trang trí và bố cục đều rất có cảm giác thiết kế, màu vàng tươi sáng cùng màu trắng gạo phối hợp tạo ra một loại hương vị ngây thơ. Tủ trưng bày thủy tinh cùng kệ hàng được lau chùi sạch sẽ, Vài nhân viên cửa hàng mặc đồng phục tươi cười chào đón. Có rất nhiều cha mẹ dắt trẻ em đi dạo trong cửa hàng. Thịnh Tinh Hà lớn tới như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đi dạo loại cửa hàng này, cảm giác rất mới mẻ, vừa đi dạo vừa cảm thán, khi còn bé tôi đều không có loại đồ chơi này, chơi xếp gỗ đều bằng gỗ cả, hoặc là chơi với bông tuyết, vân vân. Khi còn bé tôi bị ép phải luyện đàn dương cầm, tham gia các lớp yêu thích hội họa, thư pháp, ngay cả tuyết cũng chưa từng được chơi. Hạ Kỳ Niên nói, thịnh tinh Hà Kinh Hải, cậu còn có thể chơi đàn dương cầm nữa a? À? Đương nhiên, nhớ năm đó tôi chính là đi theo con đường nhã nhặn hướng nội. Hình ảnh một vận động viên nhảy cao cắt đầu đinh 10cm cởi áo ba lỗ với quần đùi, thay vào áo sơ mi và quần tây để chơi piano là hình ảnh như thế nào? Thịnh tinh Hà khó có thể tưởng tượng ra được. Ấn tượng của anh với Hạ Kỳ Niên vẫn luôn tương đối đóng khuôn, thích nói cười, hài hước dí dỏm, toàn thân đều tràn đầy tế bào vận động. Chơi đàn dương cầm là một chuyện vô cùng nghệ thuật, cần một nội tâm nội liễm yên tĩnh lại mềm mại, trong ấn tượng của anh, nghệ sĩ dương cầm đều tao nhã, dáng vẻ đoan trang, có một loại hơi thở ôn hòa như mưa nhẹ gió mát, cơ bản không liên quan gì đến Hạ Kỳ Niên. Có điều ngón tay Hạ Kỳ Niên đặc biệt thon dài, phỏng chừng xoải ngón tay vượt qua 12 độ cũng không phải là vấn đề gì, coi như là một loại thiên phú đáng kiêu ngạo hơn người, vậy bây giờ cậu còn có thể đàn không? Thịnh tinh Hà hỏi. Cái đó còn phụ thuộc vào anh muốn nghe ngôi sao nhỏ hay là Crozier cùng tưởng khúc nữa. Crozier Rhapsody, tên một album và là ca khúc chủ đề cho các album khác nữa của Maxim Rivica, một nghệ sĩ piano người Crozier. Thịnh tinh hà nở nụ cười, còn lựa chọn nào khác nữa không? Anh muốn nghe cái gì tôi có thể học ngay, chỉ cần có nhạc phổ là có thể đàn, cùng lắm thì đàn không được lưu loát thôi. Được đó, cậu còn có loại kỹ năng này nữa hả? Hạ kỳ niên có chút đắc ý nho nhỏ tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa anh có nghe giọng phát thanh chưa nghe thì nhất định là đã nghe rồi nhưng cũng chỉ nghe trên tivi và đài phát thanh chưa từng gặp qua người thật thịnh tinh hà nói vậy tôi biểu diễn cho anh nghe nè hà kỳ niên hắn giọng lập tức đổi thành một bộ mặt khác nghiêm túc nói các vị lãnh đạo nhà trường các vị thầy cô và các bạn học sinh xin chào buổi sáng mấy cái xưng hô vừa mới tuôn ra mặt thịnh tinh hà lập tức hiện ra vẻ mặt kinh ngạc giọng nói này phối hợp với ngữ điệu và câu chữ rõ ràng, có thể nói là khác một trời một vực với giọng nói thường ngày của Hạ Kỳ Niên, nếu bịt mắt, anh nhất định không thể tin được hai loại giọng nói này là của cùng một người. Thanh tuyến của Hạ Kỳ Niên vừa mới phát triển không bao lâu, trong trẻo lại dịu dàng, khi bình thường nói chuyện luôn mang theo vài phần ý cười, nhấn chữ cũng không chuẩn như vậy, thậm chí còn có chút hài hước. Sau khi bắt đầu đổi thành giọng phát thanh thì thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, tràn ngập từ tính. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ Kỳ Niên nghiêm túc, không nói nói cười cười, quả là khiến người khác phải thay đổi cách nhìn. Vào một buổi sáng đầy nắng như thế này, trường chúng ta đã chào đón đại hội thể dục thể thao sinh viên lần thứ 53. Ở đây tôi thay mặt nhà trường nhiệt liệt chúc mừng việc tổ chức đại hội thể thao này." Hạ Kỳ Niên nói chuyện, đại não cũng đồng thời nhanh chóng hoạt động, tầm mắt bất giác dừng lại trên mặt Thịnh Tinh Hà. Giờ phút này cậu đều nghĩ đến bản thảo phát sóng, trên mặt không còn nụ cười thường ngày cũng quên mất thẹn thùng. Thanh âm trầm thấp chậm rãi lại có lực, đuôi chữ hơi nâng cao lên, ngắt câu và trọng âm đều khống chế tương đối xinh đẹp. Cho tới bây giờ thịnh tinh hà cũng không phải là tuyết người cuồng giọng, nhưng giờ khắc này quả thật đã bị chất giọng siêu trầm này trêu chọc đến mức có chút mềm chân, đến cuối cùng thậm chí còn tránh ánh mắt của Hạ Kỳ Niên. Thế nào? Đoạn này của tôi cũng được chứ? Hạ Kỳ Niên giống như một đứa trẻ mẫu giáo đang mong đợi lời khen ngợi của giáo viên. Ừ. Thịnh Tinh Hà nheo mắt lại, rất đặc biệt, đặc biệt chỗ nào? Hạ Kỳ Niên nở nụ cười, đặc biệt dễ nghe sao, Thịnh Tinh Hà sờ sờ mũi, nghe có vẻ như già đi 10 tuổi, Hạ Kỳ Niên, nói đùa thôi, âm sắc của cậu thật sự rất đặc biệt, nghe qua một lần sẽ không quên. Thịnh Tinh Hà thành thật nói, Hạ Kỳ Niên hài lòng cười cười, chọn quà xong, Hạ Kỳ Niên chuyển một nửa tiền qua cho Thịnh Tinh Hà, đúng lúc nhìn thấy thời gian và vị trí trương đại khí mới phát trong nhóm. Nhà hàng họ tụ hợp cách trung tâm mua sắm hơn nửa cây số, bằng không thì một hồi chúng ta trực tiếp đi bộ qua đó luôn đi, xe thì cứ khóa ở bên này trước, dù sau khi trở về còn có thể đi qua. Hạ Kỳ Niên quay đầu hỏi ý, "Được rồi, đi bộ về còn có thể tiêu thực." Thịnh Tinh Hà gật đầu, khi tới chỗ thang máy thì đi ngang qua một cửa hàng quà tặng. Hạ Kỳ Niên quay đầu thoáng nhìn chiếc ly nước nhỏ rực rỡ trong tủ trưng bày, bỗng nhiên nhớ tới cái ly thủy tinh bị vỡ mất vào hai ngày trước lại bước lùi về nói, anh, anh chờ một chút, tôi đi vào mua cái ly đã. Thịnh tinh hà đáp một tiếng, ông hợp quà tặng đứng ở cửa chờ vài giây, cũng đi theo vào. Tủ tổng cộng có năm tầng, bày chỉnh tề đủ loại ly cốc theo màu sắc và chủng loại. Hạ kỳ niên tay trái và phải mỗi bên cầm một cái ly sứ, nhìn một hồi, lại thả trở lại. Thịnh tinh hà nhìn không được nói, cậu có chứng chương ngại chọn đồ à, chọn lâu như vậy sao? Cái màu xanh vừa rồi không phải là rất đẹp ư, tôi cũng rất thích cái này, nhưng chỗ để tay này có chút khuyết điểm nhỏ. Hạ Kỳ Niên cố ý chọc vào vị trí tay cầm, đáng tiếc nó chỉ còn lại có một cái này. Thịnh tinh Hà cảm giác điện thoại di động rung vài cái, mở quy chát ra. Đám đại khí đã tới rồi, đang dục chúng ta đó, cậu nhanh lên, bằng không thì lấy một cái ly giữ nhiệt đi, mùa hè đựng nước đá mùa đông đựng nước nóng, rất thực dụng, có lý, kiểu dáng của ly giữ nhiệt tương đối đơn giản, hình dung đơn giản thì chính là xấu nhưng mà có một loại ly nước tình nhân rất sáng tạo, một đen một trắng, thân ly lần lượt in hình phiên bản quy của Samoy và Haxi. Hà Kỳ Niên không chút suy nghĩ liền cầm lấy bộ ly kia đi tính tiền. Một mình cậu muốn dùng hai cái. Chớp mắt Thịnh Tinh Hà nói ra lời này xong đã lập tức nghĩ đến chuyện lần trước Hà Kỳ Niên đã nói muốn theo đuổi người, vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra, hay là cậu muốn tặng người khác? Đúng vậy. À, Thịnh Tinh Hà biểu môi, chua lét đi ra ngoài làm phiền bỏ vào hai túi riêng giúp tôi. Hạ Kỳ Niên vừa quét mã vừa nói, được. Nhân viên bán hàng mỉm cười ngọt ngào, thịnh tinh Hà nằm sắp trên lan can chơi điện thoại di động, giọng của Hạ Kỳ Niên vang lên phía sau anh. Anh à, tôi xong rồi. Thịnh tinh Hà vừa xoay người, Hạ Kỳ Niên liền giơ tay đưa cho anh một cái túi quà màu lam nhạt. Tặng anh, thịnh tinh Hà sửng sốt, chớp chớp mắt hai cái. Tặng tôi, đúng vậy cảm xúc kinh ngạc lẫn vui mừng căn bản không thể khắc chế được, ánh mắt và khóe môi thịnh tinh hà đều cười đến công công, anh nhận lấy túi sách, nói một tiếng cảm ơn. Vì sao đột nhiên lại tặng tôi cái này? Lúc Hạ Kỳ Niên thanh toán đã sớm nghĩ ra lý do, thông dòng nói, lần trước anh cũng tặng tôi giày thể thao mà, tôi đáp lễ lại anh một chút, như vậy cũng không tính là cố ý thiên vị rồi. Thịnh tinh Hà cười cười, chỉ vào tay Hạ Kỳ Niên nói, vậy tôi muốn cái xa môi kia, anh không thích hắc si, hắc si quá ngốc, Sa cười rất có tính chữa lành. Hạ kỳ niên đưa túi sách qua, không tiếc lời khen ngợi, anh cười lên cũng rất có tính chữa lành. Thịnh tinh hà, còn cậu cười cứ như hắc xi. Si. Này, thiếu đánh sao? Nhà hàng mà trương đại khí chọn là do người dân địa phương mở, trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, hai cánh cửa gỗ chạm rỗng mở ra bên ngoài, bên cạnh cửa bày một chậu cảnh bằng đá xanh. Còn chưa vào cửa đã có nhân viên phục vụ thanh tú nên đón. Xin hỏi đi mấy người ạ? À? Bạn tôi đã đặt chỗ rồi hạ kỳ niên nói nhà hàng này làm ăn không tệ đầu bếp đội mũ cao bận rộn đến khí thế ngất trời dưới lầu chật kín người nhân viên phục vụ dẫn khách lên lầu vào phòng hai người thịnh tinh hà đến cuối cùng chỉ còn có hai vị trí khi phục vụ bưng món ăn lên hay không cẩn thận đụng phải là trống không cần phải chọn điều này đúng là hợp với ý của hạ kỳ niên thọ tinh ở đối diện lên tiếng hai người đi đâu vậy sao lại trễ như thế người được mừng sinh nhật mua quà chúc mừng cho ngài Hà Kỳ Niên đặt đồ lên mặt bàn thủy tinh, lại chậm rãi chuyển đến trước mặt Trương Đại Khí. Đây là tôi và huấn luyện viên cùng nhau mua đó, chúc cụ ngài phúc như đông hải thọ tự Nam Sơn ạ. À. Một bàn người cười tới mức ngửa tới ngửa lui. Trương Đại Khí chơi Lego chơi rất chăm chỉ, chỉ cần ước lượng trọng lượng một chút lại lắc lắc hộp một chút cũng đã đoán được quà tặng là thứ gì, cười đến thấy răng không thấy mắt. Cảm ơn hai người, khách sáo quá đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận quý trọng nó. Cốc tiêu tiêu thấy hai người ở đối diện đồng thời đưa tay kéo ghế, đồng thời ngồi vào, lại hết sức ăn ý cùng xé bộ đồ ăn dùng một lần trên bàn, trêu ghẹo nói, hai người giống như vợ chồng mới cưới ghê, tặng quà gì đó còn phải chuẩn bị chung với nhau nữa. Người nói vô tâm nghe người hữu ý, biểu tình thịnh tinh hà thoáng có chút cứng nhắc, cốc tiêu tiêu đùa dẫn lại giống như đang ám chỉ quan hệ giữa anh và Hạ Kỳ Niên không bình thường, dưới con mắt của mọi người cảm giác rất kỳ cục, còn tâm tính Hạ Kỳ Niên lại hoàn toàn trái ngược với anh, hết sức vui vẻ vặn mở chai nước dừa trong tay ra, chỉ thiếu một câu cậu thật là có ánh mắt. Cậu quay qua nhìn về phía thịnh tinh hà, hỏi, vợ ơi, uống không? Một giây sau, mu bàn chân bị người ta hung hăng dẫm cho một cước, đau đến nỗi cậu hét lên một tiếng, ngũ quan vặn vẹo, nghèo, chủ yếu là bởi vì tôi quá nghèo, không mua nổi. Sau đó ép huấn luyện viên thịnh góp một phần tiền. Trương đại khí vỗ bàn một cái, bữa này vốn coi như tôi hối lộ anh ấy, cậu cứ nhất định phải hại anh ấy tốn kém lại mời không công rồi vừa nghe đã biết là đùa giỡn mọi người lại cười rộ lên đã đến đông đủ nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn nóng lên điều kiện trong nhà trương đại khí cũng không tệ lắm cha mẹ đều làm ăn chỉ là bình thường tương đối bận rộn không có thời gian đi cùng cậu ta cho nên mỗi năm sinh nhật đều cho cậu ta chút tiền để đi chơi với bạn học túi bạc nhỏ dồi dào món ăn tối nay khá phong phú một phòng đều là người luyện thể thao lượng cơm ăn người bình thường thực sự không thể so sánh nổi, một mâm thức ăn bưng lên bàn, từ tạo hình tinh xảo biến thành trống không như chỉ cần thời gian không tới 3 giây, phạm là thịt thì nhất định phải đứng lên cướp, nếu không thì chỉ có thể móc nước canh, thịnh tinh hà lớn tuổi, cũng coi như là nửa trưởng bối, không làm được loại chuyện đứng lên cướp ăn như điên với một đám học sinh, trốn ở trong góc vừa cười vừa ghi hình cho bọn họ, có món chia theo nhân số thì ăn một chút, không có thì thôi trong phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ và tiếng bát đũa va chạm ăn được mấy món hà kỳ niên rốt cục cũng nắm giữ được kỹ xảo cướp đồ ăn chính là trước khi nhân viên phục vụ còn chưa đặt dĩa xuống ổn định thì đã ra tay bắt đầu cướp trước mẹ kiếp anh niên cậu cũng phạm quy quá rồi đó trương đại khí chỉ vào cậu đóng to một bàn người đồng thời thò tay gấp thức ăn hà kỳ niên thật vất vả mới cướp được một miếng thịt bò áp chảo chắc nịch đặt vào chén thịnh tinh hà nhìn có vẻ rất ngon anh nếm thử xem, cảm ơn. Thịnh tinh hà buông di động xuống, gấp lên. Trương đại khí lại chửi, quá âm hiểm, anh niên lại quan minh chính đại lấy lòng huấn luyện viên. Hà kỳ niên phản bác, đã quan minh chính đại rồi còn gọi là âm hiểm gì nữa, cũng đúng. Trương đại khí đứng lên, gấp thịt bò trong bát cho thịnh tinh hà. Huấn luyện viên, của em cũng cho anh ăn, cảm ơn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong bàn đều phối hợp đưa thịt đến bát thịnh tinh hà còn có người rót nước tiếp vào trong ly của anh. Huấn luyện viên, anh ăn nhiều một chút. Thịnh tinh hài nhìn chầm chầm một chén thịt bò đầy ự, ừ. nội tâm dân trào ấm áp, thậm chí có chút tự hào. Anh bỗng nhiên cảm thấy nhìn đám bạn nhỏ này chậm rãi trưởng thành cũng là một chuyện tràn đầy ý nghĩa. Sau khi chân dê nướng bị dọn xuống, nhân viên phục vụ bưng lên một đĩa cua vàng rực rỡ, món này tính theo nhân số, tất cả mọi người đều không cần tranh giành. Giờ chính là mùa cua bắt đầu đưa ra thị trường, kích cỡ lớn thịt mềm mịn thơm ngon ngọt nước, gạch cua vàng ương vừa nhiều vừa tươi ngon, ngay cả mấy cô gái cũng không để ý hình tượng mà gặm tích cực. Lưu Vũ hàm bẻ hai cái chân cua ra, thịt chân cua này dễ tách ra ghê, trước đây tôi ăn đều rất khó lấy, có thể là không được tươi lắm, còn ở chỗ này đều là bắt lên nấu liền. Trương Đại Khí nói, cốc tiêu tiêu dùng đũa đẩy thịt cua ra, chấm một chút gia vị, đưa vào miệng, ăn ngon quá, còn có chút vị ngọt nữa, vậy tôi cho cậu luôn nè. Trương đại khí vặn mấy cái chân cua đặt vào trong bát cốc tiêu tiêu. Tôi không thích ăn chân cua, cảm ơn. Cốc tiêu tiêu ngước mắt lên, thấy trên đĩa vẫn còn một con cua lớn, nhìn quanh một vòng, huấn luyện viên, sao anh không ăn? Thịnh tinh hà từ nhỏ không thích ăn món có vỏ, chủ yếu là cảm thấy gặm rất phiền toái, đã không có bao nhiêu thịt lại còn thường xuyên bị rạch đầu lưỡi. Anh lắc đầu nói, ăn cua rắc rối lắm, mấy cô cậu ăn đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy người lập tức như hổ rình mồi thế nào? Chờ đoán số nhé. Trương Đại Khí đề nghị, không đợi mọi người lên tiếng, Hà Kỳ Niên đã nhanh tay lẹ mắt nhất chân cua đặt vào trong chén cơm của mình. Mẹ kiếp. Hà Kỳ Niên, cậu còn là người sao? Tần bái hét lớn, thế giới người lớn, ai cướp được trước chính là của người đó. Hà Kỳ Niên quay sang nhìn về phía Thịnh Tinh Hà, huấn luyện viên, anh nói xem đúng không? Thịnh Tinh Hà nên đón một loạt ánh mắt như hùng như sói, xua tay. Tôi từ chối tham dự thảo luận đề tài này. Đó chính là đồng ý. Hà kỳ niên tách mở vỏ cua. Cũng may món ăn tiếp theo lên nhanh. Cuối cùng con cua lớn kia nhanh chóng bị mọi người lãng quên. Chủ đề trên bàn ăn luôn thay đổi. Con gái thích nói về bạn nam, nói về điện ảnh. Con trai thích bàn về game và bóng rổ. Bầu không khí náo nhiệt ngất trời, miệng mọi người đều không dừng lại. Thịnh tinh Hà từ trên bàn ăn lộn xộn phát hiện một cái bánh xếp dầm đường nhỏ đang chuẩn bị đưa tay gấp lấy thì một cái tay khác đã bất động thanh sắc duỗi tới, lấy đi chén không của anh, ngay sau đó đổi một cái khác lại. Cái bát nhỏ mới đổi kia chứa thịt cua đã gỡ xong, thịnh tinh hà nhất thời cảm thấy trái tim nóng lên, quay đầu nhìn về phía hạ kỳ niên, cậu còn đang cúi đầu xử lý mớ chân cua còn lại, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, phản phất như chỉ là một cái máy bóc thịt cua không có tình cảm, cho tôi. Thịnh tinh hà nhẹ giọng hỏi, chứ không thì sao? Hạ kỳ niên đáp lại thịnh tinh hà muốn hỏi vì sao nhưng cổ họng có chút căng thẳng hà kỳ niên chọn thời điểm đưa bác rất tốt tất cả mọi người đều đang chờ trương đại khí mở bánh ngọt muốn xem cái bánh ngọt cá nhân đặt hàng trong truyền thuyết kia rốt cuộc trông như thế nào căn bản không có ai chú ý tới bọn họ trong góc a à, thật đáng yêu chờ đã để tôi chụp ảnh trước đã Cốc tiêu tiêu hô hà kỳ niên bị thịnh tinh hà nhìn chằm chằm đến mức lòng dạ không yên ra vẻ bình tĩnh nhìn lướt qua cái bánh hoạt hình kia sau đó chụp ảnh chung với mọi người, nhưng thật ra trong đầu căn bản không biết mình đang làm gì. Thật tình thì trong lòng cậu rõ ràng, loài chuyện gỡ thịt cua này quá mức ái mùi, bàn tay đưa bát qua cũng đều run rẩy. cậu đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, lại ngoài ý muốn thấy thịnh tinh hà cầm thìa. Múc thịt cua đưa vào miệng, không có một từ vựng nào có thể hình dung chính xác tâm tình của cậu lúc này, giống như kết thúc môn cuối thi đại học, cơ bắp và thần kinh căng thẳng trong người trong nháy mắt thả lỏng ra tế bào tưng bừng nhảy nhót trong cơ thể quả thực muốn điên rồi đại khí cậu đột nhiên hét lớn một tiếng ối làm gì vậy làm tôi giật hết cả mình trương đại khí vuốt ngực một cái cậu hại tôi cắt bánh bị lệch rồi chúc mừng sinh nhật cậu hôm nay tôi đặc biệt hạnh phúc trương đại khí biểu môi biết rồi biết rồi tôi cắt cho cậu miếng lớn một chút hà kỳ niên liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái vừa vặn nhìn thấy thịnh tinh hà đang nhìn mình nhỏ giọng hỏi ngon không? Thịnh Tinh Hà thành thật gật gật đầu. rất ngon. Đầu Hà Kỳ Niên thoáng dựa gần vào một chút. chỗ tôi còn một con nè, để tôi gỡ thịt cho anh. xong nhanh lắm. Thịnh Tinh Hà rất muốn nói không cần đâu, cậu cứ ăn đi là được rồi. nhưng không biết vì sao, anh nhìn chầm chầm ngón tay Hà Kỳ Niên thật lâu, cuối cùng cũng không thể nói ra. Hà Kỳ Niên bẻ toàn bộ chân cua ra, vặn đoạn mập nhất, đưa lên miệng cắn mở hai đầu, sau đó dùng sức hút một cái, lại lấy thịt cua từ trong miệng ra thịnh tinh hà cả kinh đến thiếu chút nữa văn luôn trồng mắt ra cậu 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 vừa rồi chính là bóc thịt cho tôi như vậy à hà kỳ niên cười hố hố anh đoán xem khi tâm trạng tốt người ta dễ ăn nhiều hà kỳ niên ăn hai bát cơm sau đó lại ăn tiếp một miếng bánh ngọt thịnh tinh hà nhìn thấy cũng hơi nghẹn đến phát hoảng dạ dày của cậu bộ thông tới biển hả sao cậu có thể nhét nhiều thứ vào như vậy từ nhỏ lượng cơm của tôi đã nhiều hơn một chút so với người bình thường rồi có thể là bởi vì ăn nhiều nên dáng dấp mới cao. Hà Kỳ Niên ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, cảm thấy hơi ngấy, lại ăn sạch dưa hấu và dưa hami trong đĩa trái cây. Cốc Tiêu Tiêu, cậu cũng có thể làm người dẫn chương trình vua ăn Úc rồi đó, khẳng định sẽ có rất nhiều fan. Hà Kỳ Niên rút khăn giấy lau miệng, không thể so với lượng cơm của bọn họ được. Lưu Vũ Hàm, cậu có thể đi theo con đường tinh tế, ví dụ như ăn một món ngọt tương đối nổi tiếng, gà tráng gì đó. Bây giờ có rất nhiều loại Hà Kỳ Niên cười cười, cậu có tài trợ không? Trương Đại Khí Dành nói, tụi này có thể gây quỹ cộng đồng dùm cậu. Mọi người vui vẻ hết sức. Lúc đi ra khỏi khách sạn, trời đã tối hoàn toàn, đoàn người vội vàng đón xe buýt, Hà Kỳ Niên và Thịnh Tinh Hà thì đi ngược chiều trở lại trung tâm thương mại lấy xe đạp. Đèn đường chiếu bóng dáng hai người kéo thật dài, chỉ chốc lát sau, lại biến thành một đoạn ngắn ngủn mập mạp. Hạ Kỳ Niên nhìn chầm chầm cái bóng trên mặt đất, thoáng đi chậm lại một chút, khi cậu giơ ngón tay lên, hai cái bóng liền biến thành trạng thái tay trong tay. Ngực giống như bị thứ gì đó không nhẹ không nặng cào một chút, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Sắp đến nơi đổ xe, thịnh tinh hà bỗng nhiên mở miệng, lát nữa cậu chở tôi à. Hà kỳ niên sợ tới mức trục tay lại. Sao cũng được, anh muốn chở tôi cũng được, vậy thì đi thêm một đoạn nữa đi. Thịnh tinh hà nói, ăn no quá, không muốn đi xe đạp lắm. Hạ Kỳ Niên sững sờ gật đầu một cái. Được, thầm mến một người là cảm giác như thế nào, rất khó dùng một từ hoặc một câu để miêu tả tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi và thương cảm nhưng cậu vẫn rất biết ơn thịnh tinh hà đã mang đến cho cậu những khoảnh khắc mừng rỡ như điên kia lấy xe xong thịnh tinh hà treo ly lên tay lái chậm rãi đẩy cậu muốn treo lên không cầm như vậy rất phiền hà kỳ niên làm theo lời anh hôm nay anh ăn no chưa tôi thấy anh cũng chưa ăn được gì thịnh tinh hà nói ăn no mà tôi cũng đâu có giống cậu sức ăn lớn như vậy huống chi anh muốn nói huống chi cậu không phải còn gấp cho tôi rất nhiều thức ăn sao, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại phải nuốt trở về. Anh lại nghĩ đến một bát thịt cua lớn kia, cuối cùng cũng không thể hỏi được rốt cuộc là bóc như thế nào. Vì trong lòng sinh ra một ít ý niệm kỳ lạ, những lời vốn rất tự nhiên lại trở nên khó có thể mở miệng. Anh đã ý thức được giữa mình và Hạ Kỳ Niên có một chút mập mờ, nhưng anh cũng không hy vọng Hạ Kỳ Niên biết rằng anh đã nhận ra. Cố tình Hạ Kỳ Niên lại là loại người thích đào bới đến tận cùng, không làm người ta đỏ mặt thì không chịu bỏ qua huống chi cái gì thịnh tinh hà liếc cậu một cái tôi quên mất rồi hạ kỳ niên kinh ngạc cái gì chứ nói chuyện nói có một nửa tôi nghe khó chịu lắm vậy chứ tôi quên mất rồi cậu bảo tôi làm sao bây giờ tôi lớn tuổi trí nhớ kém không được sao thịnh tinh hà nói hạ kỳ niên nhìn anh vậy anh cứ cố gắng nhớ lại đi sẽ luôn nhớ được mà hoặc là chúng ta có thể tái hiện lại cảnh tượng một lần cũng được thịnh tinh hà hơi cảm thấy bối rối tái hiện lại cảnh tượng hà kỳ niên giải thích chính là lặp lại đối thoại vừa rồi của chúng ta lần nữa đến lúc đó tự nhiên anh sẽ có thể nhớ ra lúc nào mà tôi không nhớ nổi thứ gì sẽ thường chơi trò tái hiện lại cảnh tượng này thịnh tinh hà cười một tiếng ngốc cho dù có tái hiện lại một trăm lần anh cũng sẽ không nhớ thật đấy tôi không có lừa anh đâu hà kỳ niên nhớ lại vừa rồi anh nói cầm cái ly rất phiền toái để tôi treo lên xe sau đó tôi hỏi anh hôm nay ăn no chưa tầm mắt của cậu quét về phía đường cái một chiếc xe tải màu đỏ chở gỗ đang chạy về phía trước tốc độ tuy không nhanh nhưng cũng không tính là chậm mà ngay bên vỉa hè có hai đứa nhóc đang lắc lắc lư lư đi về phía bên kia đường lúc này làng đi bộ đã sáng đèn đỏ hai đứa nhỏ không có phụ huynh đi theo bên cạnh cậu dự đoán rằng chiếc xe tải có thể sẽ tăng tốc vượt qua đèn xanh trái tim cậu đột nhiên căng thẳng thịnh tinh hà đang cúi đầu cười bỗng nhiên nghe thấy hạ kỳ niên ây một tiếng trong tiếng kêu ngắn ngủi đó lộ ra sự hoảng hốt hiếm có trong nháy mắt khiến trái tim người ta vọt lên tới cổ họng còn chưa kịp đợi anh phản ứng lại có chuyện gì xảy ra đã thấy hạ kỳ niên nhảy dựng lên cả người giống như một con báo săn phóng qua bụi cây cao nửa người lao về phía làng xe cơ giới rộng lớn đúng như dự đoán của hạ kỳ niên tài xế xe tải quả thật nhấn chân ga muốn tăng tốc vượt qua đèn xanh chỉ còn ba giây kia vị trí của hai đứa nhỏ vừa vặn là gốc chết thị giác của anh ta, anh ta căn bản không chú ý, thân thể còn lắc lư theo âm nhạc trên xe, căn bản không biết có hai đứa nhỏ sắp chui vào dưới bánh xe của mình. Tốc độ của xe tải rõ ràng trở nên nhanh hơn, hầu như sắp nghiến lên thân thể đứa nhỏ, một người dì ven đường đã phát hiện ra tình huống không ổn, hít một hơi khí lạnh, vạn phần hoảng sợ che miệng thét chói tai, hai chân của cô cũng bị dọa đến mềm nhũng. Ngoại trừ kinh hoảng hét ầm lên thì không có bất kỳ phản ứng nào ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen bất ngờ từ trong bụi cây nhảy ra, hai tay nắm chặt quần áo của hai đứa trẻ, kéo mạnh về phía sau, chiếc xe tải phóng nhanh qua, cuốn theo những chiếc lá rụng bên đường. Hạ Kỳ Niên bảo vệ chặt chẽ hai đứa nhỏ vào lòng, lùi lại hai bước, ngã xuống mặt đường nhựa, khuỷu tay chạm đất, đau đến mức cậu phải nhe răng trợn mắt. Đứa trẻ bị hoảng sợ, đầu tiên là nhìn chầm chầm vào chiếc xe tải, sau đó từng đứa sụp đổ bật khóc. Hạ Kỳ Niên vừa mới lách qua cửa địa ngục, trái tim đập vô cùng dữ dội, cổ họng khô khốc hết mức, ngửa đầu nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, thở phào một hơi, đầu còn hơi choáng váng, cảm giác vách sắt của chiếc xe tải kia sạc qua sát trước mắt, tứ chi đều bị dọa đến phát run, căn bản không đứng lên nổi. Lúc này cậu mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, nếu như vừa rồi chỉ cần phản ứng của mình chậm thêm không phải một giây, bộ phận nào đó trên thân thể bị cuốn xuống gầm xe, cậu sẽ có kết quả gì? Kết cục của hai đứa trẻ này sẽ là gì? sau lưng nhất thời tứa ra một tận mồ hôi lạnh, thịnh tinh hà vội vàng xông tới ông đứa nhỏ lên, cậu không có sao chứ? Có bị thương không? Có đau đầu hay đau xương chỗ nào không? Hạ Kỳ Niên giật giật bả vai và cánh tay, cảm giác hẳn là chỉ là vết thương da thịt, lắc đầu nói, không có việc gì, vậy là tốt rồi. Thịnh tinh hà đưa tay nâng cậu dậy, cậu hù chết tôi rồi, nói thật. Hạ Kỳ Niên hít sâu một hơi, thanh âm còn hơi phát run tôi cũng sắp bị hù chết mấy tài xế đối diện vỉa hè đều nhìn thấy toàn bộ quá trình dồn dập bấm còi nhắc nhở tài xế chiếc xe tải lớn kia còn có người đưa tay ra từ cửa sổ xe chỉ vào anh ta tài xế xe tải rốt cục cũng ý thức được cái gì phanh xe lại người gì bên đường ai nha một tiếng hù chết người nha hai đứa trẻ này là con cái nhà ai còn là một cặp song sinh nữa tại sao không ai coi chừng tụi nó hai bên đường đều là cửa hàng có mấy người tận mắt nhìn thấy tình huống xảy ra, chỉ có điều chưa kịp lao ra. Rất nhanh, người từ bốn phương tám hướng xông tới, làng đường vừa rồi còn vắng vẻ thoáng cái đã trở nên chật chội, lớp thì mở video ghi hình, lớp thì nói chuyện phím. Người qua đường A, nếu không phải có chàng trai kia, ngày hôm nay hai đứa trẻ này chắc chắn đã không còn rồi. Người qua đường B, ai nha, vừa rồi tôi ở bên trong ăn cơm có nhìn thấy, lúc ấy tôi đã nghĩ thầm hai đứa nhỏ này có thể lao ra ngoài hay không kết quả thật đúng là chạy ra ngoài, tôi cũng không kịp xông ra. Người qua đường C, tài xế này lái xe sao không nhìn đường chứ? Sau khi tài xế nghe nói sự việc xảy ra, mới đầu vẻ mặt còn ngơ ngác, ngay sau đó liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ. Tôi căn bản là không nhìn thấy được tới vị trí đó, vốn đã có vườn hoa trắng mất rồi, tôi thật sự là không nhìn thấy gì cả, tôi mà nhìn thấy thì làm sao có thể không phanh lại được, tôi cũng đâu có ngốc chứ phải không? hai đứa nó vượt đèn đỏ người lớn không chịu trông coi cẩn thận sao lại cách tôi được hướng đi thẳng của tôi là đèn xanh người qua đường dê quả thật cũng không thể cách anh ta tôi nhìn thấy hai đứa nhỏ này đột nhiên chạy ra ngoài người lái xe tìm được nhân chứng mừng rỡ trong lòng đúng đó người qua đường b hai đứa song sinh này là của bà chủ cửa hàng quần áo bình thường đều bị nhốt trong cửa hàng không biết làm thế nào mà để chạy ra ngoài khi cô ấy nói điều này còn nắm tay hai đứa trẻ đứa nhỏ không dậy ra, chỉ vừa khóc nức nở vừa lau nước mắt. Chúng không nhận ra mình đã phạm sai lầm gì, nhưng lại sợ hãi chiếc xe tải đột ngột lao qua và những người đang la hét xung quanh. Đúng lúc này, người qua đường bỗng nhiên hét lên một tiếng về phía giữa đường, ai nha, Mỹ Linh. Con chỉ suýt chút nữa bị xe tông rồi kia kìa, chỉ thấy người phụ nữ xách túi mua sắm siêu thị vội vàng vọt tới, vừa nghe rõ ngọn nguồn, sợ hết hồn hết vía, ông lấy đứa nhỏ, nước mắt lưng trồng nhìn Hạ Kỳ Niên bởi vì xúc động, cô nói chuyện hơi lộn xộn, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, thực sự cảm ơn cậu, mấy, đứa nhỏ của tôi cũng không biết sao lại như vậy, cậu là người ở đâu, tôi sẽ tự mình tới cửa cảm tạ, không cần không cần. Hạ Kỳ Niên không được tự nhiên, ngại ngùng xoa xoa ót, lần sau nhất định phải cẩn thận, đừng để bọn nó chạy loạn, con chị vẫn còn nhỏ. Năm nay hai tuổi rưỡi. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa trẻ mau nói cảm ơn anh trai đi. đứa trẻ dường như bị đám đông làm cho sợ hãi, co ro trong lòng người lớn, không dám mở miệng. Điện thoại di động của Hạ Kỳ Niên được người ta nhặt lên, đưa trả, màn hình đã hoàn toàn vỡ vụn. người phụ nữ Lưu Phương thức liên lạc của cậu rồi trực tiếp chuyển 2.000 mốt qua. thật ngại quá, quy trách của tôi chỉ còn có nhiêu đó, chờ chồng tôi trở về, cả nhà chúng tôi nhất định sẽ đến nhà cảm tạ. Hạ Kỳ Niên không nhận tiền, nhiều lắm, chỉ có một cái màn hình thôi mà điện thoại di động không có hỏng quần áo cũng giơ hết rồi coi như là tôi bồi thường quần áo cho cậu đi người phụ nữ nói không biết là ai báo cảnh sát một chiếc xe cảnh sát dừng ở ven đường hai vị cảnh sát dân sự đi xuống đơn giản hỏi một chút tình huống vụ việc xảy ra lại trích xuất camera của một cửa hàng hamburger ở gần đường nhất tua lại xem toàn bộ quá trình xảy ra sự việc người phụ nữ là bà chủ cửa hàng quần áo bình thường vẫn luôn dẫn đứa nhỏ theo bên mình mẹ chồng cũng trông con giúp, hôm nay mẹ chồng bị bệnh, chỉ có một mình cô ở đây. Vốn định đi siêu thị mua chút đồ ăn nên mới nhốt hai đứa nhỏ trong cửa hàng, ai ngờ hai đứa nhỏ vậy mà học được cách mở cửa, có lẽ là muốn tìm mẹ, vì thế mới lão đảo đi ra đường. Trong hình ảnh của camera giám sát, có thể thấy rõ một bóng người lướt qua bụi rậm ven đường, thân thủ nhanh nhẹn túng lấy quần áo của đứa nhỏ ngã xuống đất. À! Hù chết người! nhân viên cửa hàng hamburger vây lại xem sợ đến mức hít khí lạnh, thật sự là nhờ có cậu. Người phụ nữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang quay đầu lại, muốn nói một tiếng cảm ơn, lại phát hiện cái người vóc dáng cao lớn vừa rồi cứu người đã không thấy đâu nữa. Khi Hạ Kỳ Niên ngã xuống không có bất kỳ cái gì lót ở dưới, hơn nữa còn ông hai đứa nhỏ, khuỷu tay và lưng bị trầy sức nghiêm trọng, tay phải bị mài chảy máu một khoảng lớn cỡ nửa bàn tay, vừa rồi ở hiện trường lực chú ý của cậu bị những chuyện khác hấp dẫn nên chỉ cảm giác hơi đau bây giờ tinh thần cả người chậm rãi thả lỏng mới sâu sắc cảm nhận được đau đớn bỏng rác truyền tới từ các nơi trên thân thể mắt cá chân phải cũng bị trẹo sưng lên một cục lớn đi lại không tiện thình tinh hà chở cậu đến bệnh viện gần nhất xử lý vết thương bác sĩ trong phòng cấp cứu nắm bắp chân cậu chỗ này có đau không hạ niên lắc đầu bác sĩ lại đổi chỗ khác ở đây thì sao hạ kỳ niên hít một tiếng theo phản xạ rụt chân lại. Đau đau, bác sĩ buông tay nói, trước tiên đi chụp hình cái đi, để tôi xem có bị gì khác không. Khử trùng, băng bó, xếp hàng, chụp hình, chờ lấy phim, trở lại chỗ bác sĩ, một quá trình cũng mất hơn 2 giờ, cũng may xương không bị tổn thương, chờ khi vết thương lành rồi sẽ không có vấn đề gì nữa. Mắt cá chân Hà Kỳ Niên cuốn nhiều lớp băng, không có cách nào mang dậy, lúc xuống giường, thịnh tinh Hà lập tức đưa tay đỡ một cái. Tôi cổng cậu đi, anh cổng nổi sao? Hạ Kỳ Niên hơi hoài nghi, thật ra tôi rất nặng đó. Thịnh tinh hà, tôi ngay cả ông cũng ôm qua rồi, cậu lại nói tôi không cổng nổi ư. Mắt Hạ Kỳ Niên sáng rỡ, anh đã ôm tôi khi nào vậy? Lúc hai chúng ta mới quen, ở trên sân thể dục, cậu nhất định phải treo trên hông tôi làm động tác ngửa ra ngồi dậy đó. Thịnh tinh hà nói xong còn khoa tay múa chân, bác sĩ cười như không cười đẩy mắt kính. Hạ Kỳ Niên không ngờ anh có thể nhớ rõ ràng như vậy, khóe miệng bất giác cong lên, hai tay đặt lên vai anh thịnh tinh hà nâng đùi cậu dùng sức nâng lên cậu lại mập lên nữa a à? thể tích cơ bắp và thịt mỡ hoàn toàn không thể so sánh với nhau hà kỳ niên nhìn thon dài không có bao nhiêu thịt nhưng thật ra thật sự rất nặng hà kỳ niên nhỏ giọng trả lời tôi không biết đã lâu lắm rồi tôi không cân thịnh tinh hà nhắc nhở nếu vào đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chắc chắn sẽ buộc cậu phải giảm cân nhảy cao không thể so với các môn điền kinh khác nó đòi hỏi các vận động viên phải duy trì một cơ thể nhẹ nhàng hơn để dễ vượt qua thanh ngang, vì vậy hầu hết các vận động viên trong khi tập luyện cũng sẽ cố ý giảm cân, cho đến nay, tất cả những người giữ kỷ lục nhảy cao đều là dáng dấp sào tre cao gầy, đường viên của xương quai xanh có thể nhìn thấy rõ ràng, nhìn rất có cảm giác xương sẩu. có quy định bao nhiêu cân sao? Hà Kỳ Niên hỏi, chiều cao này của cậu, khoảng 145 cân, 72.5 kg. Thịnh Tinh Hà nói. Wow. Hạ Kỳ Niên nhớ lại một chút, đó đại khái là cân nặng mà tôi mong có nhất đó. Nếu cậu có thể giảm, thì giảm thử 10 cân, 5 kg trước đi, nhất định có thể nhảy cao hơn. Ánh mắt Hạ Kỳ Niên sáng lên. Thật sao? Đương nhiên, đều là kinh nghiệm của các tiền bối. Thời tiết nóng, hành lang lại không có điều hòa, Thịnh Tinh Hà mới cõng đi được một đoạn đường nhỏ đã bắt đầu thở hỗn hỉnh. tòa nhà cấp cứu tương đối cũ, cả tầng chỉ có một cái thang máy kẹt ở tầng năm cả nửa ngày không nhúc nhích, bằng không anh thả tôi xuống trước đi. Hạ Kỳ Niên ngượng đến có cả ngón chân lại, không sao. Thịnh Tinh Hà chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp đi cầu thang ở bên cạnh, Hạ Kỳ Niên vùi đầu vào vai anh, một mùi dầu gội quen thuộc chui vào khoang mũi cậu, bước chân của Thịnh Tinh Hà không ổn định, thế nên cậu lơ đãng hôn lên vành tai Thịnh Tinh Hà, cảm giác mềm mại như kẹo bông. Điều này làm cậu nhớ lại chuyện lần trước hôn trộm, hình như môi thịnh tinh hà cũng là xúc cảm này, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không. Lần sau có cơ hội lại nếm thử một lần nữa. Sau đó, cậu ngạc nhiên quan sát sự thay đổi màu sắc của vành tai, chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, vành tai đã đỏ đến như muốn nhỏ máu. Hà Kỳ Niên, xe, xe đạp của cậu đậu ở đâu? Thịnh tinh hà thở hổn hển hỏi. Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi không phải anh đậu sao? À phải, hình như là tôi đậu xe. Thịnh tinh hà nhìn bốn phía xung quanh, cảm giác mấy tòa kiến trúc đều giống y hệt nhau, hơn nửa trời đã tối, hoàn toàn không nhớ rõ phương hướng. Tôi dừng xe ở đâu, cậu có ấn tượng gì không? Tôi nhớ rõ là chúng ta vào cổng chính xong thì rẽ trái. Thịnh Tinh Hà, cổng chính ở đâu? Hà Kỳ Niên, hướng Nam. Thịnh Tinh Hà, cậu nói trước sau trái phải đi, đồng Tây Nam Bắc tôi không phân biệt được. Hà Kỳ Niên cười chỉ chỉ phía trước, ở hướng kia, người phương Nam các anh hình như đều không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, đại khí cũng luôn nói trước sau trái phải, vậy làm sao cậu chỉ một chút đã phân biệt được phương hướng? Thịnh tinh hà hỏi, nhìn mặt trời và mặt trăng. Hạ kỳ niên đáp, thịnh tinh hà lại hỏi, vậy nếu là ngày mưa thì sao? Hạ kỳ niên cười, không ra ngoài. Trở lại căn hộ đã hơn 12 giờ, thịnh tinh hà mệt được cả người, chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ luôn. Sau khi anh đậu xe đạp xong, đỡ Hạ Kỳ Niên đi lên tầng 2, tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi học thịnh tinh hà nói ừm ngủ ngon hạ kỳ niên sờ túi quần một chút biểu tình trong nháy mắt ngưng động xong rồi xong rồi tôi để chìa khóa trên giá giày quên cầm theo rồi thịnh tinh hà quả thực rất bất đắc dĩ sao cậu lại nữa vậy không phải hạ kỳ niên thốt lên lần này là thật tôi thực sự quên lấy rồi thịnh tinh hà sững lại hai giây linh quang chợt lóe vậy lần nào là giả trái tim Hạ Kỳ Niên căng thẳng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cho tới bây giờ Hạ Kỳ Niên cũng chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ bị lật xe trong chuyện này, đành phải dựa vào cửa lớn than thở, ý đồ chuyển đề tài. Chân tôi đau quá, thịnh tinh Hà hiếp mắt lại. Cậu là giả bộ đó à? Thật sự đau, hiếp, hiếp cái quỷ gì? Thịnh tinh Hà vỗ lên óc cậu một cái, giải thích một chút, lần trước là xảy ra chuyện gì? Hạ Kỳ Niên giả ngu còn chuyện gì xảy ra chứ lần trước cũng quên mang theo chìa khóa thịnh tinh hà nhìn thẳng cậu hà kỳ niên chột dạ cao giọng thật đấy không có nói dối anh đâu không tin tôi thì anh đi hỏi chủ nhà tôi xem không phải cậu đã nói muốn đeo chìa khóa lên cổ sao còn không phải là quên đeo lên sao thịnh tinh hà trận trắng mắt sao không quên mang thân xác của cậu ra ngoài luôn đi hà kỳ niên liếc anh một cái không dám lên tiếng nữa sợ thịnh tinh hà sẽ truy vấn chi tiết may mắn ghê không có trên cửa ngược lại có dán một số điện thoại liên lạc của công ty mở khóa thịnh tinh hà gọi hai lần cũng không có người nghe máy phỏng chừng là đã nghĩ có điện thoại của chủ nhà không thịnh tinh hà hỏi có có hạ kỳ niên lộ vẻ khó xử nhưng mà lúc này anh ấy khẳng định đã nghỉ ngơi rồi thịnh tinh hà nghĩ thầm cũng đúng hơn nửa đêm còn quấy rầy người ta quả thật quá mức gây hận vậy hôm nay cậu qua chỗ tôi ở trước một đêm chuyện chìa khóa ngày mai nói sau Hà Kỳ Niên gật đầu như gà mổ thóc, tôi cảm thấy kiếp trước của tôi nhất định là đã cứu vớt cả địa cầu nên đời này mới có thể gặp được anh. Vậy chắc là tôi đã hại địa cầu kia rồi. Địch, hai người vui vẻ suốt một đường. Thịnh tinh Hà lúc huấn luyện thì nghiêm túc cẩn thận, nhưng trong cuộc sống lại thật sự không tính là một người cần cù gì, mới mấy ngày không gặp, trên sofa đã chất đầy quần áo và sách vở. Trên bàn trà có một hộp thức ăn nhanh còn thừa vẫn chưa dọn, cạnh quả táo còn dựng hai quả tạ trên ban công phơi ba cái quần lót với áo thun vừa nhìn đã biết là đã để mấy ngày mới giặt luôn một thể hạ kỳ niên không lưng lấy một đôi dép lê từ tủ giày sau đó vào phòng bếp rửa tay quen thuộc cũng giống như về nhà mình vậy đúng rồi anh mấy thứ như bàn chải đánh răng của tôi anh còn giữ lại không thịnh tinh hà trả lời còn chưa kịp vứt hạ kỳ niên thỏa mãn cười cảm ơn quá vết thương của hạ kỳ niên ở lưng và khuỷu tay diện tích lớn không có cách nào dính nước bác sĩ đề nghị mấy ngày nay tạm thời dùng khăn lau trước, chờ bắt đầu đóng vẫy rồi mới tắm rửa, để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Hà Kỳ Niên đánh răng xong thử một chút, phát hiện ngay cả quần áo cũng không có cách cởi ra, khuỷu tay cậu cuốn mấy lớp gạt, không có cách nào uống công tự nhiên, chỉ có thể tuổi thân đi tìm thịnh tinh Hà giúp đỡ. Anh, tôi không nhấc tay này lên được, anh có thể giúp tôi lau lưng một chút được không? Phải thu phí dịch vụ, một lần một trăm. Thịnh tinh Hà nói, Hà Kỳ Niên nở nụ cười, có thể chia ra trả không? Thịnh tinh hà, vậy hôm nay tôi sẽ lau một cánh tay cho cậu, ngày mai lau bộ phận khác. Khóe miệng Hà Kỳ Niên nhếch lên, vậy nếu tôi bỏ ra thêm chút tiền, chỗ anh có thể có dịch vụ khác không? Ngài còn muốn dịch vụ đặc sắc gì nữa? Thịnh tinh hà ông cánh tay dựa vào khung cửa, giọng điệu không bình thường, hai chữ đặc sắc còn nhấn mạnh, vào tai Hà Kỳ Niên, thậm chí còn hơi phù phiếm. Hai người liếc nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên, rõ ràng là nghĩ đến cùng một việc. Thịnh Tinh Hà bình thường không nói nhiều ở trước mặt đám sinh viên, càng sẽ không mở miệng trước mặt người khác, hôm nay thật sự là đã không coi Hạ Kỳ Niên là người ngoại. Một số chuyện có thể phải tính phí theo thời gian, bao nhiêu một phút? Hạ Kỳ Niên hỏi, Thịnh Tinh Hà hai mắt đều mở to, cậu ngắn như vậy, Hạ Kỳ Niên sắp cười điên luôn, đỡ bể nước nói, tôi chỉ tư vấn một chút không được sao? Tôi sợ thời gian dài tôi không đủ khả năng trả, Thịnh Tinh Hà, tôi tin cậu cái quỷ ấy. Hà Kỳ Niên nhướng mày, thử xem, quay qua đây. Thịnh tinh Hà ra lệnh, cởi quần áo ra. Hà Kỳ Niên bất đắc dĩ nói, tôi mà có thể cởi còn bảo anh làm gì chứ. Thịnh tinh Hà đi qua, hai tay nắm lấy vạt áo, giơ tay lên. Tại sao tôi phải quay lại, thế này làm tôi giống y như một tên tội phạm vậy? Hạ Kỳ Niên nói, Thịnh Tinh Hà, bởi vì mặt trời nhỏ của cậu chói mắt quá. Hạ Kỳ Niên cười, chậm rãi xoay người lại, của anh cũng vậy. Mẹ kiếp, Thịnh Tinh Hà vỗ sau lưng cậu một chưởng, Hạ Kỳ Niên đau đến gầm gừ kêu lên, "Anh cũng có phải con gái đâu, có cái gì mà thẹn thùng chứ, anh có bộ tôi không có sao?" "Thịnh Tinh Hà, tôi đẹp hơn cậu." Hạ Kỳ Niên cắn răng. Được, khi Hạ Kỳ Niên té trên mặt đất, quần áo đã bị mài ra một cái lỗ, thoạt nhìn không có cách nào mặc lại, quần cũng bẩn, không biết có thể giặt sạch được hay không. Thịnh Tinh Hà cởi áo cho cậu, vắt một cái khăn nóng. Anh lớn tới vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác lúng cuốn tay chân thiếu chút nữa đánh đổ luôn cả chậu, khăn tắm trà xuống cột sống. Mạnh như vậy có được không? Thịnh tinh hà tránh vết thương, cẩn thận lau chùi, hả? Anh đã bắt đầu lau chưa? Hạ kỳ nghiêng quay đầu, tôi không có cảm thấy gì hết á. Nhìn thì da mình thịt mềm, vậy mà chịu được cọ sát ha. Thịnh tinh hà tăng thêm lực, sau khi lau xong làn da giống như bị cạo, đỏ bừng, so với miệng vết thương còn rõ hơn. Lần thứ hai thịnh tinh hà thấm ướt khăn. Lúc lao ra cứu hai đứa nhóc kia, cậu đang suy nghĩ cái gì? Không nghĩ gì hết, lúc ấy nào còn kịp suy nghĩ tình huống chứ? Hai tay Hạ Kỳ Niên chống lên cạnh hồ nước. Nếu tôi thật sự suy nghĩ gì thì không nhất định có thể cứu được bọn nó, tôi nhất định sẽ do dự, lúc ấy đầu xe kia cũng sắp cà lên mặt tôi rồi, chậm nửa giây cũng sẽ không kịp. Rất nhiều lúc, người ở bên cạnh thường sẽ càng lo lắng hơn so với người cứu người, bây giờ thịnh tinh hà nhớ tới còn sợ hãi, lúc ấy không sợ à không sợ chỉ cảm thấy nóng lòng sợ không kịp bắt lấy bọn nó hạ kỳ niên cúi đầu nhưng mà sau khi tôi cứu được người rồi ngược lại cảm thấy hơi sợ hãi thình tinh hài nhìn anh bạn nhỏ trong gương vì sao bởi vì tôi nghĩ tới một số người và một số chuyện hạ kỳ niên vẫn không ngẩng đầu thanh âm càng lúc càng nhẹ lỡ như chẳng may chân tôi bị cán bẹp không thể nhảy cao nữa thì phải làm sao bây giờ lúc đó tôi phải làm gì hơn nữa tôi còn chưa kịp tỏ tình nếu xảy ra chuyện gì chẳng phải cả đời này người ấy cũng không biết có một người thích mình sao không khí đột nhiên im lặng bàn tay đằng sau không còn di chuyển nữa hạ kỳ niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy người trong gương cũng đang nhìn mình máu nóng dâng lên trong nháy mắt một loại tình cảm không rõ ràng nào đó muốn thoát ra trong chớp mắt tầm mắt giao nhau trái tim thịnh tinh hà căng thẳng lập tức thu hồi tầm mắt đem khăn mặt để lại vào chậu nước còn chỗ nào cần lau không ngọn lửa nhỏ vừa được châm lên đã vô tình bị dập tắt, Hạ Kỳ Niên nhẹ nhàng lắc đầu. Không còn, những nơi khác tôi tự làm. Hạ Kỳ Niên không biết rằng, thịnh tinh Hà cơ hồ là chạy trối chết. Anh bị ánh mắt cùng lời nói của Hạ Kỳ Niên dọa tới kinh hồn bạc vía, sợ muộn một giây thôi tâm tình sẽ không đè nén được nữa, cũng sợ Hạ Kỳ Niên nói ra ít lời khiến anh khó có thể ứng phó. Trở về phòng đóng cửa lại, anh nằm ngửa ra trên giường thở dài. Thật ra khi Hạ Kỳ Niên hỏi anh có thể tiếp nhận đối tượng nhỏ hơn mình khoảng 6 tuổi hay không, anh đã có một loại dự cảm vi diệu, chỉ là bị Trương Đại Khí kéo chuyện đi như vậy, tư duy liền lâm vào một loại lầm tưởng, cho rằng người Hạ Kỳ Niên thích là con gái, trước mặt anh mà gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống là bởi vì cậu ấy ngượng ngùng, nhưng cái ly dưỡng nhiệt kia khiến anh nhận ra một chuyện, khoảng cách lớn nhất giữa 27 và 20 là ở một người đã học được cách che giấu cảm xúc của mình một người lại luôn muốn giải phóng cảm xúc của mình. Có lẽ Hà Kỳ Niên cũng không biết, những va chạm nhỏ nhìn như vô tình kia, ở trong mắt thịnh tinh Hà đều là cố ý. Khi thích một người, đôi mắt sẽ giống như biết nói, tràn đầy xúc động nóng lòng muốn thử. Thịnh tinh Hà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, kéo ngăn kéo nhỏ dưới bàn làm việc ra, một cái hộp sắt nhỏ đang nằm trong góc, bên trong là một đóa hoa hồng trắng đã xẹp xuống. Đó là lúc trước khi đi leo núi, Hà Kỳ Niên đã xếp giấy đưa cho anh. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, vẫn không vứt, bây giờ anh vẫn còn có thể nhớ rõ chuyện khi đi leo núi, lúc ấy thằng nhóc này đang ám chỉ điều gì sao, nhưng lúc đó bọn họ mới quen nhau bao lâu chứ? Cậu ấy thích gì ở anh? Thình tinh hà xoay hoa hồng quanh ngón tay, thật ra nếu dựa theo tiêu chuẩn chọn vợ của anh mà xem thì hạ kỳ niên cũng không phải loại người mà anh thích, tuổi còn nhỏ, chưa thành thục, đặc biệt huên hoang, lại là loại diện mạo dễ mời ông dụ bướng, với ai cũng được nhất định không chỉ yêu một người anh thích đối tượng thành thục ổn trọng khiêm tốn nội liễm một chút bởi vì người như vậy trong cuộc sống đều sẽ bình tĩnh hiền hòa mà hạ kỳ niên hoàn toàn trái ngược với hình tượng lý tưởng của anh nhưng khi anh nhận được cái ly kia đấy lòng vậy mà lại là thầm vui vẻ đương nhiên hạ kỳ niên cũng có rất nhiều ưu điểm là quan tự tin tinh tế cẩn thận những khi có mặt cậu luôn tràn ngập niềm vui bất ngờ và lãng mạn nếu anh là một cô gái nhỏ mới trưởng thành phóng chừng sẽ không thể tự kiềm chế mà rơi vào tình yêu, đáng tiếc anh là một người đàn ông 27 tuổi, lý trí đã ức chế tất cả tình cảm trong nội tâm anh lại rồi. Anh không phải là một người lạc quan, niềm vui bất ngờ và lãng mạn chỉ tồn tại trong tâm trí một thời gian rất ngắn, bởi vì anh biết rõ, một khi chấp nhận tình cảm này thì chờ đón họ là những gì. Nhóm người này rất khó được ủng hộ và chấp nhận, bị những người xung quanh phân biệt đối xử và chửi rủa cũng còn xem là nhẹ, đáng sợ nhất là bị bịa đặt dèm pha sau lưng còn có sự phủ định của người thân bên cạnh thừa nhận thích một người rất đơn giản khó khăn là tất cả mọi thứ phải đối mặt sau khi căm ô út vui mừng bất ngờ lẫn cùng lo lắng khiến anh trở nên hơi lo âu vừa nghĩ đến chuyện yêu đương anh rất dễ liên tưởng đến một số chuyện không tốt khác anh từng chứng kiến một đôi đồng tính luyến ái yêu nhau nhiều năm vì căm ô út mà bị gia đình chối bỏ trong đó còn có một người mẹ lấy cái chết ép buộc tình cảm của hai người đó cuối cùng kết thúc bằng chia tay hiện tại một người đã kết hôn với con gái, người kia không có tin tức, còn có một người quen biết ở đội Điền Kinh, anh kia luyện nhảy cao, bạn trai là luyện nhảy cấp 3, có lần hẹn họ bị người phát hiện sau đó báo cáo. Một vị lãnh đạo sợ như sợ ung thư giai đoạn cuối thay đổi biện pháp đuổi anh ta đi, anh không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào mới đúng, sợ tổn thương đến nội tâm Hạ Kỳ Niên, càng sợ mình từng bước đi đều sai. Hạ Kỳ Niên năm nay chỉ mới 20 tuổi, đối với tình cảm phỏng chừng chỉ là ngây thơ không biết gì, nếu thật sự yêu đương thì còn không biết sẽ thế nào, thuận theo tự nhiên vậy. Cách vách có tiếng động đóng cửa, Thịnh Tinh Hà vội vàng bỏ đồ trong tay lại vào ngăn kéo, nằm vào chăn giả vờ chơi điện thoại di động. Hạ Kỳ Niên mặc quần lót đi vào phòng, quen thuộc đi về phía tủ quần áo. Tầm mắt Thịnh Tinh Hà dính chặt vào người cậu. Lần trước cậu mặc quần áo của tôi đi về còn chưa trả đó, gấp cái gì, mai mốt tôi mua lại hai món mới cho anh. Hạ Kỳ Niên xách áo thun đi tới bên giường, thịnh tinh hà đề phòng duỗi cổ ra sau cậu làm gì vậy giúp tôi mặc vào đi chứ. hà kỳ niên ném áo lên đùi anh tay tôi không nhấc lên được ồ mặc quần áo xong hà kỳ niên đang chuẩn bị lên giường bị thịnh tinh hà đạp cho một cước cậu qua phòng bên cạnh ngủ đi oai hà kỳ niên trợn tròn hai mắt oai cái gì mà oai ở đây là nhà của tôi tôi nói cái gì thì chính là cái đó không có oai hà kỳ niên ôm một cái gối đầu vẻ mặt nghẹn khuất hừ một tiếng một bước quay đầu ba lần thật sự không được sao tôi sợ mà phòng bếp có tỏi đó treo đầu giường trừ tà đi hừ thịnh tinh hà cười đến mức hai mắt đều cong lên chút ngủ ngon nói là chút ngủ ngon nhưng hà kỳ niên nằm trên giường lăn qua lộn lại căn bản không ngủ được đủ loại phản ứng hôm nay của thịnh tinh hà làm cậu cảm thấy có hy vọng nhưng lại có một ít động tác và lời nói khiến cậu cảm thấy chẳng có hy vọng gì tâm tình cậu tự như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, đều nói tỏ tình chính là có tỷ lệ 50% thành công, nhưng hậu quả khi thất bại lại như lông trời lỡ đất, cậu không chỉ một lần muốn đâm thủng lớp giấy cửa sổ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, sợ phá vỡ sự yên bình này, sợ thịnh tinh hà sẽ dần dần xa cách cậu, giống như người xa lạ, ý chỉ sự ngăn cách chỉ mỏng manh như lớp giấy dán cửa sổ, người Trung Quốc xưa, chủ yếu thời đường Tống, thường dán cửa sổ bằng giấy thấm dầu để ngăn gió và lấy sáng tầng giấy rất mỏng ai muốn nhìn lén chỉ cần đâm thủng lớp giấy này một số từ một khi nói ra khỏi miệng rồi sẽ không bao giờ trở lại như lúc đầu được khó có thể tưởng tượng được nếu thịnh tinh hà không muốn tiếp nhận cậu những ngày tiếp theo ở trường phải sống như thế nào chính mình xấu hổ còn chưa tính cậu sợ thịnh tinh hà cảm thấy không được tự nhiên càng không hy vọng thịnh tinh hà trốn tránh mình suy nghĩ khó yên ổn trằn trọc mãi Hà Kỳ Niên bèn gửi tin nhắn cho vị đang cách một bức tường. N, anh ơi, anh ngủ chưa? Thịnh Tinh Hà, ngủ rồi. N, vậy anh trong giấc mơ nói chuyện với tôi đi, tôi không ngủ được. Thịnh Tinh Hà, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện búp bê móc trong mắt người nha. N, mẹ kiếp. Im ngay. Im ngay, Thịnh Tinh Hà, tôi sẽ kể, bây giờ cậu mở tủ đầu giường ra xem một chút, bên trong có một con búp bê vải thiếu một con ngươi hà kỳ niên cầm điện thoại di động rụt cả người vào chăn ngọc cũng chỉ dám sóc lên một cái lỗ trò chuyện nhàm chán kể chuyện kinh dị làm cho bóng đêm trở nên trêu người hơn chân hà kỳ niên bị thương không có cách nào tiến hành tập thể dục sớm trước khi đi ngủ cậu tắt đồng hồ báo thức lại không nghĩ tới sáng sớm hôm sau vẫn bị tiếng tin nhắn trong nhóm đánh thức cậu mơ màng trừng mắt sờ tới điện thoại di động ở đầu giường dụi dụi mắt tin tức trong nhóm vẫn đang đẩy lên đại khí mẹ nó anh niên cũng quá mãnh liệt, tốc độ tay kia không hổ là độc thân 20 năm, tiêu tiêu, thật đáng sợ. Hà Kỳ Niên, người cậu không sao chứ, anh hàm N đệt, Hà Kỳ Niên cậu cũng thật trâu bò, mau lên ùi bù đi, có đại V chuyển tiếp đoạn video này, tôi cậu, đại V, tài khoản đã được chứng thực, lượng fans đông đảo, thường trên 500.000, thường là danh nhân, nghiên cứu học thuật, ngôi sao, đại khí, đầu đầu, cũng tôi một chút. Hạ Kỳ Niên trượt lên trên thấy một đoạn video, là dùng điện thoại di động quay video, đối diện ống kính chính là nơi xảy ra chuyện tối hôm qua. Hai đứa nhỏ một trước một sau đi về phía đường cái, lúc sắp bị bánh xe nghiền qua, cậu một tay túng lấy hai đứa nhỏ, lăn sang một bên, tiếp theo một đám người ào ào xông tới. Toàn bộ đoạn video chỉ dài hơn 30 giây, từ lúc cậu phóng qua bụi rậm đi cứu hai đứa nhỏ đến khi được thịnh tinh hà nâng lên, đều được ghi lại rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của cậu là, Ai đã quay nó? Hình ảnh cuối cùng biến thành hiện trường quay video, ống kính hơi lắc lư, một hồi quay cậu, một hồi quay hai đứa nhỏ, tiếng nền đặc biệt ồn ào, có tiếng còi, còn có tiếng người qua đường và tài xế tranh cãi, hẳn là lúc đó có một người qua đường nào đó đã ghi lại cung cấp cho cảnh sát địa phương. Khi cậu đăng nhập vào Weibo, đã hoàn toàn bị một cảm giác kỳ lạ quét qua. Bình luận, người hâm mộ đều hiển thị là 99, anh trai nhỏ rất đẹp trai bình luận nhan sắc này ngon ghê là sinh viên thể thao đấy. Tôi có thể, vẽ mặt hạ kỳ niên mộng bức, mờ mịt, đơ ra, hoàn toàn không hiểu gì. Cậu tra được ban đầu đăng video lên là một tài khoản công an địa phương, tiêu đề là thiếu niên nhảy vọt qua rào cứu hai cậu bé, mỗi một khung hình đều là bom tấn. Quỳ bộ kia đơn giản giải thích nguyên nhân sự tình, cuối cùng còn tung hoa bung cầu vòng mà kết thúc. Đáng xấu hổ nhất là chú cảnh sát còn kèm cho một burger mờ trong khí thế lộ rõ ra vẻ quê mùa một người đàn ông khàn khàn gào thét trong một nháy mắt này có một triệu khả năng ôi trời ơi hà kỳ niên túng tóc xấu hổ tới mức ngón chân cuộn tròn cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành nhân vật chính trong một đoạn video tin tức để cho vô số người nghị luận loại cảm giác này rất khó hình dung lỗ tai nóng đến đỏ bừng cậu lần mò thấy id của lưu vũ hàm trong khu vực bình luận anh hàm đưa bạn đi ăn gà đây là bạn cùng lớp của tôi chào mừng bạn đến thăm bạn Tiểu Hà hôm nay ăn mấy bát cơm. Bình luận này đã được đưa lên tốt. Làm việc tốt được mọi người thay phiên nhau khen ngợi là một chuyện đáng để vui mừng. Hà Kỳ Niên cảm thấy vô cùng vinh quang, nhưng uầy bộ của cậu đều là chuyện sa điêu hàng ngày, còn có không ít ảnh tự chụp, cùng hiện thực hoàn toàn là hai phong cách. Sa điêu nghĩa gốc là điêu khắc tượng cát, nhưng vì đồng âm với từ ngu ngốc nên dân mạng bên Trung hay xài thay. Xấu hổ quá, bây giờ cậu có loại xúc động muốn giết người nhóm uy chát và quy quy vẫn đang không ngừng bắn tin nhắn lớp trưởng n người trong video này là cậu đúng không bạn học a kiểu tóc và hình dáng này đã rất rõ ràng lớp trưởng tôi vừa nhìn thấy trong nhóm bạn bè hà kỳ niên tôi nhìn thấy cậu đang hót hừng hực kia kìa bạn học b tôi vừa thấy nhật báo đông thành cũng chuyển tiếp trường chúng ta thật nở mày nở mặt bạn cùng lớp c tôi có thể nói rằng tôi đã thấy cái này trong vòng tròn bạn bè của mẹ tôi Hạ Kỳ Niên từng chú ý nhật báo Đông Thành, phàn có hơn 10 triệu, khi cậu nhìn thấy tin tức này, da đầu tê dại một trận. Nhấn vào xem, đoạn video về việc cứu người của cậu được chuyển tiếp vào nửa tiếng trước, đã có hàng vạn bình luận và lượt thích, có một ID quen thuộc bị đẩy lên vị trí số một lần nữa. Anh Hàm đưa bạn đi ăn gà, đây là vận động viên nhảy cao trong đội điền kinh đại học T, tuổi, 20, chiều cao, 196, nhân cách tốt, không nóng nảy. Năm nay học năm thứ ba, vẫn còn độc thân, hoan nghênh vây xem bạn Tiểu Hà hôm nay ăn mấy bát cơm. Hạ Kỳ Niên Tất cả đều đến quá nhanh, Hạ Kỳ Niên thực hoài nghi mình là đang nằm mơ, số điểm đỏ nhỏ trong tin nhắn riêng vẫn cứ tăng lên không ngừng. Một số lo lắng cậu bị thương, một số khen cậu dũng cảm, một số hỏi thông tin cá nhân của cậu, thậm chí còn gửi tin nhắn riêng cho cậu để hỏi những thứ về chuyên ngành, đang ở trong ký túc xá nào. Trong một đêm, tài khoản Weibo của cậu tăng lên mấy chục ngàn fan, tâm trạng khó tránh khỏi có chút kích động, ngón tay đánh chữ cũng run rẩy, quá nhiều tin nhắn, căn bản không kịp trả lời, chỉ trả lời có mục đích một chút, bất tri bất giác mà một giờ đã cứ thế trôi qua. Thịnh tinh hà chạy bộ buổi sáng trở về, trong tay còn mang theo mấy túi đồ ăn sáng, anh vừa đổi giày vừa hô vào trong phòng, Hà Kỳ Niên, mau dậy ăn điểm tâm đi, còn muốn tôi đút tới tận miệng cậu sao? Hà Kỳ Niên cũng hô, cũng không phải là không được, thịnh tinh hà, lăn ra đây mau, tới liền hạ kỳ niên buông điện thoại xuống đáp một tiếng cách một đêm chỗ bị ngã hiện ra vết bầm tím còn lớn hơn bàn tay chạm vào một chút đã đau đớn vô cùng đứng dậy thôi cũng cảm thấy tốn sức động tác của cậu không sao trơn tru được nhe răng trợn mắt mặt quần vào vịn vách tường dịch từng chút từng chút ra ngoài trong miệng vẫn luôn hít hà làm sao vậy thịnh tinh hà đi qua đỡ cậu một phen chân lại đau hả hạ kỳ niên níu thắt lưng quần kéo xuống dưới ý bảo anh nhìn một chút vết bầm tím kia thịnh tinh hà ai một tiếng, quay mặt đi, cậu bệnh hả? cay hết cả mắt, mau mặt lại, rõ ràng là chính anh hỏi mà. Hạ kỳ niên buông tay, lưng quần nhanh chóng trượt trở về, cậu ngửi thấy mùi thơm của tiểu lung bao, không để ý đến những thứ khác, khập khiễng đi vào phòng tắm rửa mặt, tiểu lung bao, hay tiểu long bao theo cách gọi của thượng hải bánh bao nhân canh hoặc súp, anh, anh mua tiểu lung bao thịt cua à? Hạ kỳ niên từ phòng tắm thò ra nửa cái đầu, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng, các loại đều có, tôi còn mua hai phần sủi cảo nữa. Thịnh Tinh Hà nói, Hà Kỳ Niên làm giấu một khẩu súng lục, tôi yêu anh quá đi. Thịnh Tinh Hà vừa uống một ngụm nước đã bị sặc ra mũi, ho đến đỏ bừng cả mặt. Hà Kỳ Niên lộ ra một nụ cười thực hiện được ý xấu, lui trở về phòng tắm. Thịnh Tinh Hà ra vẻ lạnh nhạt lau mặt, mở bỏ túi ni trên bàn, chiếm hết đầu óc đều là màn đạn bắn lỗ mảng phóng đại màu đỏ chói chế độ bình luận bay đầy màn hình trên một số nền tảng xã hội. Tôi yêu anh quá đi tôi yêu anh quá đi. Mẹ kiếp. Mới sáng sớm đã trêu chọc anh rồi. Thịnh tinh hà ra ngoài chạy buổi sáng không đem điện thoại di động theo, lúc ăn sáng mới lướt tin tức trong nhóm. Trương Đại Khí, anh Niên, cậu thật sự hot rồi. Lưu Vũ Hàm, lên hót sức luôn. Cốc Tiêu Tiêu, lúc tôi mới xem thì đang đứng thứ 39. Lưu Vũ Hàm, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn riêng hỏi cách liên lạc, có muốn cho không? Trương Đại Khí, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, cậu phải nắm chắc cho thật tốt đó nha. Ha ha ha, sau khi Thịnh Tinh Hà bị cấm thi đấu đã gỡ cài đặt ôi vẫn luôn không đăng nhập, nhìn thấy ảnh chụp màn hình của mọi người, cảm thấy không rõ nguyên nhân. Anh tải lại ôi nhưng đã quên mất mật khẩu, thử đi thử nhiều lần, cuối cùng đành gửi mã xác minh để thay đổi mật khẩu. Danh sách hot sớt có 50, nhưng anh liếc mắt một cái liền biết mọi người đang nói chuyện gì. Tốc độ phản ứng của vận động viên có thể nhanh bao nhiêu tiêu đề này đã bị đẩy lên vị trí thứ 9 trong bảng hot search, nhấn vào chính là video giám sát tối hôm qua Hạ Kỳ Niên phóng ra cứu người, sau khi phối hợp thêm hiệu ứng âm thanh nền thì đúng là rất bùng cháy. Sau khi nhật báo Đông Thành chuyển tiếp, lại có không ít blogger chuyển tiếp theo. Blogger, nguyên văn là doanh tiêu hào, là thuật ngữ dùng để chỉ những mua bán, tiếp thị tin tức trên mạng để kiếm tiền. Các tài khoản blogger có thể là một cá nhân hoặc một nhóm người quản lý có thể tự phát vì sở thích hoặc thuộc một công ty hay đoàn đội để hoạt động theo mục đích, có kế hoạch. Trong khu vực bình luận ít thì có 3 trăm, nhiều thì hơn 10 ngàn. bình luận nóng nhất chính là một tin nhắn chỉ đường, ID tên là Hàm Ca dẫn bạn đi ăn gà, ảnh đại diện chính là Lưu Vũ Hàm. Thịnh Tinh Hà cũng mới biết ID Weibo của Hạ Kỳ Niên, thuận tay nhấn chú ý, hơn 100 tin Weibo của Hạ Kỳ Niên, anh chỉ tiện tay trượt một cái liền thấy được ảnh chụp chung lần trước khi bọn họ đi leo núi, kèm theo đó. Bức ảnh chụp anh giống như con rận cũng được đăng lên Weibo. Trong bình luận đều là ha 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 v đúc Viết tắt bính âm, cười chết tôi rồi, tôi cười chết mất. Weibo mới nhất của Hạ Kỳ Niên vừa vặn là ảnh tự sướng, bối cảnh là sân thể dục trường học, lúc ấy sắc trời còn chưa tối hoàn toàn, bên cạnh cột xà ngang có vài người đang đứng, hẳn là vừa mới huấn luyện xong. Hai má Hạ Kỳ Niên hơi phím hồng, môi hơi tách ra giống như đang thở dốc, ống kính rất gần, thậm chí còn chụp được mồ hôi chảy ra và màu ửng đỏ trên cổ cậu chỉ viết có một câu muốn ăn mì trộn quá đi khu vực bình luận đã nổ tung ô ô ô ô ô ô đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì anh trai đẹp trai như vậy có tồn tại thật sao các tôi cũng muốn ăn mì trộn anh ơi anh thật sự rất đẹp trai cứu người hai nhà tôi cũng học trường t sao tôi lại không để ý đến trường chúng tôi lại có một anh trai đẹp trai như vậy tờ tờ Bắt đầu từ ngày mai tôi phải kiên trì chạy bộ mỗi ngày, cầu một lần tình cờ gặp. Đó có phải là khoa thể thao không? Đi theo đoàn tham quan, đôi chân này thật sự rất dài. Tôi có thể phát ra tiếng gà gáy. Đây là bạn trai tôi. Thịnh Tinh Hà nhấn vào weibo của người này, phát hiện là một học sinh trung học ở nơi khác. Mới ý thức được cô chỉ đang đùa giỡn, không hiểu sao anh lại thở vào nhẹ nhõm. Thịnh Tinh Hà tiện tay lướt mấy trang, trên cơ bản đều là nội dung tương tự. Anh đi đến bên cửa phòng tắm, dựa vào khung cửa, trêu chọc nói: "Hôm nay bạn học Tiểu Hà ăn mấy chén cơm?" Hạ Kỳ Niên đang súc miệng, phun luôn ngụm nước lạnh ra. "Anh cũng thấy rồi sao? Cũng đạt top 10 luôn rồi, có thể không thấy được sao?" Thịnh Tinh Hà nở nụ cười, "Được quá nha, tối hôm qua chịu tội thế này cũng không uổng công, đã trở thành người nổi tiếng trong trường rồi, một lát đến trường phỏng chừng sẽ bị không ít người vây xem, không có khả năng nào có nhiều người nhận ra tôi như vậy." hạ kỳ niên vốc nước lạnh chà sát mặt anh đừng chọc tôi nữa dự cảm của thịnh tinh hà từ trước đến nay rất chuẩn anh chở hạ kỳ niên vừa mới vào cổng trường đã nhận được rất nhiều tầm mắt không bình thường rất nhiều bạn học đi qua còn quay đầu lại nhìn một cái mặc dù tình huống này vẫn thường xuyên xảy ra nhưng hôm nay quả thật rất khác bởi vì ngoại trừ các bạn nữ còn có không ít bạn nam ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận đại khái là sợ quấy rầy cậu mọi người cũng không tiến lên hỏi cái gì chỉ thân thiện cười cười tình huống như vậy kéo dài đến chiều hạ kỳ niên đột nhiên nhận được thông tin từ nhân viên hướng dẫn nói là người nhà của hai đứa nhỏ được cứu tối hôm qua phải trăm phương nghìn kế mới tìm được trường học muốn tặng cờ khen thưởng cho cậu cờ khen thưởng hạ kỳ niên hoàn toàn ngây ngốc nhân viên hướng dẫn gật gật đầu đúng vậy rất có thể diện hạ kỳ niên được bạn học đỡ đi tới văn phòng gia đình đứa trẻ vừa nhìn thấy cậu đôi mắt lại rưng rưng lần nữa xin lỗi tôi lại đến quấy rầy cậu tối qua cậu chạy quá nhanh may mà có cư dân mạng cùng giúp tìm thấy cậu a à, hà kỳ niên xoa xoa tay cảm giác có chút không được tự nhiên không quấy rầy lá cờ khen thưởng này tặng cho cậu tôi đại biểu cho cả nhà chúng tôi cảm tạ cậu đã đứng ra cứu con của tôi nếu không có cậu gia đình chúng tôi xem như cũng tan nát rồi người phụ nữ nói xong nước mắt lại tràn ra hà kỳ niên cũng không biết nên nói cái gì cho phải hai tay nhận lấy lá cờ khen thưởng màu đỏ sậm kia. Mở ra xem, phía trên dán chữ lớn màu vàng rực, lấp la lấp lánh. Tặng, lôi phong sống thời nay. Lấy giúp người làm niềm vui, phẩm đức cao thượng, can đảm hơn người, trụ cột của đất nước. Mẹ nó xấu hổ quá. Rồi cái này bảo cậu treo ở đâu chứ? Hà Kỳ Niên gãi ót, cảm ơn. Nhân viên hướng dẫn mặt mày rạng rỡ ở một bên nhiệt tình giới thiệu, Hà Kỳ Niên, vị này là phóng viên của Nhật Báo Đông Thành hôm nay tới đây để đặc biệt phỏng vấn cậu một chút. Hạ Kỳ Niên cất cờ khen thưởng vào, quay qua nhìn, lúc này mới để ý đến trong góc còn có người. Phóng viên là một người phụ nữ đeo kính, trang điểm tinh xảo, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhã nhặn, phía sau còn có một người đàn ông đỡ máy quay, ống kính đối diện với cậu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bên ngoài văn phòng đã chật kín người, từ khe cửa có thể nhìn thấy bảy tám cái đầu xếp chồng lên nhau dù sao hạ kỳ niên cũng là người học dẫn chương trình chuyên nghiệp khi đối mặt với ống kính cũng không khẩn trương lắm bình tĩnh và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của phóng viên nghe nói cậu vì hứng thú mới gia nhập đội điền kinh của trường đúng vậy hạ kỳ niên gật gật đầu tôi luyện nhảy cao vậy khó trách thân thủ nhanh nhẹn như vậy sau đó chúng tôi có đến hiện trường xem qua bụi cây kia cũng rất cao rộng khoảng hơn một thước người bình thường đúng thật là sẽ không vượt qua được lúc ấy cậu có nghĩ tới mình sẽ gặp nguy hiểm không không kịp suy nghĩ nhiều như vậy đâu lúc ấy trong đầu chỉ có một ý niệm chính là mau chóng kéo hai đứa nhỏ trở lại giống như phản xạ có điều kiện vậy lúc ấy cả đầu óc đều trống rỗng sau khi cứu người xong mới bình tĩnh lại vậy sau khi bình tĩnh lại rồi thì nghĩ đến cái gì phóng viên mỉm cười hỏi trước ống kính hà kỳ niên lại nhớ đến nụ cười của thịnh tinh hà ngượng ngùng mím môi nở nụ cười may mắn còn sống bằng không sẽ không ăn được tiểu lung bao nóng hổi phóng viên bị cậu chọc cười ha ha cậu còn rất hài hước vậy gia đình cậu có biết chuyện này không hà kỳ niên không nghĩ tới phóng viên lại kéo đến người nhà nhất thời nghẹn lời cậu không muốn nói dối trước ống kính lắc đầu tôi không nói cho bọn họ biết rồi chuyển chủ đề ngay lập tức khi đó huấn luyện viên của chúng tôi cũng có mặt anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện chụp hình rồi đi thay thuốc với tôi còn đưa tôi trở về vậy xem ra huấn luyện viên rất lo lắng cho cậu đúng vậy bình thường ngoài nhảy cao ra cậu còn có sở thích gì nữa không? Ăn chăng? Cuộc phỏng vấn nhanh chóng được đưa lên mạng, khu vực bình luận lại lần nữa đầy la hét. Chúng ta có chung sở thích. Trong ba phút, tôi muốn có thông tin liên lạc của anh trai nhỏ này. Hiện tại thông tin tra được là sinh viên năm ba đại học T, chuyên ngành là dẫn chương trình và phát thanh, thành viên nhảy cao ở đội điền kinh của trường, quán quân đại hội thể thao tỉnh năm nay. Trên mạng đã có thông báo, đẹp trai còn trâu bò của vê đúp như vậy, tôi khóc. Vấn đề là còn chưa có đối tượng, tôi có thể. Hà Kỳ Niên không chú ý lắm đến những bình luận này, theo cậu thấy, đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống, kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa kết thúc, hẳn là mọi người đều sẽ quên chuyện này, dù sao trí nhớ của cư dân mạng rất ngắn, nhưng mọi thứ thường diễn ra theo cách bất ngờ. Trong kỳ nghỉ, có cư dân mạng nhiệt tình cắt hai đoạn video ghép lại cùng nhau, đăng lên một nền tảng video ngắn, lượt like vượt hơn 4 triệu. Người hâm mộ Hà Kỳ Niên tiếp tục tăng vọt hơn 400.000 trong kỳ nghỉ này. Sân thể dục xuất hiện trên Weibo của cậu đã trở thành thánh địa của rất nhiều đàn em nữ. Đáng tiếc Hà Kỳ Niên bị thương ở mắt cá chân, không đi huấn luyện, người bị nhìn chầm chầm vào như khỉ chỉ có Thịnh Tinh Hà và các thành viên khác trong đội Điền Kinh. Thịnh Tinh Hà mỗi ngày nói nhiều nhất chính là Hạ Kỳ Niên không có ở đây, tôi không có phương thức liên lạc của cậu ấy, tôi không quen cậu ấy. Một buổi tối học tự chọn kết thúc, Hà Kỳ Niên gửi tin nhắn cho Thịnh Tinh Hà, Hẹn gặp mặt ở tầng dưới cùng của tòa nhà giảng dạy. Từ sau khi mắt cá chân bị bị thương, hai người bọn họ cơ bản là cùng ra cùng vào, cho dù Thịnh Tinh Hà tan tầm sớm cũng sẽ ở trường chờ cậu tan học. Thật ra chỗ bị thương đã sớm hồi phục, buổi trưa cậu chạy tới căng tin còn nhanh hơn so với bất kỳ ai, nhưng chính là không muốn phá vỡ phần tốt đẹp khó có được này. Chỉ cần cậu vừa kêu đau, Thịnh Tinh Hà sẽ nhường nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng thon dài chạy như bay tới, quần áo bị gió thổi bồng lên một khối. Hạ Kỳ Niên khập khiển đi hai bước, chào hỏi anh. Lúc thịnh tinh hà dừng lại, một chỏm tóc còn dựng lên, chờ lâu rồi sao? Lần sau cậu gửi tin nhắn cho tôi sớm hơn đi, tôi sẽ đến văn phòng xin. Không sao, cũng đâu có gấp gì. Hạ Kỳ Niên vuốt tóc cho anh, anh đói không, chúng ta đi ăn khuya ha, được rồi. Thịnh tinh hà liếc mắt nhìn chân phải của cậu một cái, đã nhiều ngày như vậy rồi, chân cậu còn chưa tốt lên sao? bà già hồi phục còn nhanh hơn cậu nữa đó trên mặt hà kỳ niên không hề có chút quẩn bách nào ngược lại còn than thở mấy ngày này quá mệt mỏi không nghỉ ngơi tốt buổi chiều xuống cầu thang lại không cẩn thận bị vẹo một chút sao không cẩn thận như vậy thịnh tinh hà chua xót hỏi không có em gái hâm mộ nào tới đỡ cậu một phen sao cô nào có thể chịu nổi cân nặng này của tôi chứ hà kỳ niên thuận tay quàng cả cánh tay lên vai thịnh tinh hà coi anh như cây nạn hình người của mình hôm nay có bạn nữ chờ ở sân thể dục nửa ngày trời, hỏi phương thức liên lạc của cậu. Thịnh tinh Hà nói, ồ, rồi anh có cho không? Hà kỳ niên hỏi, cho rồi. Thịnh tinh Hà mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối, cô ấy có thêm cậu chưa? Hà kỳ niên, mỗi ngày đều có rất nhiều thông báo xin kết bạn, tôi không biết anh đang nói cái nào. Thịnh tinh Hà đẩy cánh tay trên vai ra, mau tìm các cô ấy đưa cậu về đi. Nói không chừng còn có thể phát triển tiếp nữa đó tôi lại không thêm các cô ấy. Hạ Kỳ Niên chỉ những chấm đỏ nhỏ trên uy chát, anh xem, tôi cũng đâu có đồng ý. Thịnh Tinh Hà biểu môi, cho tôi xem làm gì. Hạ Kỳ Niên cật nhã nói, tôi sợ anh ăn dấm. Thật buồn cười, tôi ăn dấm gì, tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Trên đường trở về, Thịnh Tinh Hà trẻ vào một siêu thị mua chút xương ống lớn, chuẩn bị hầm canh bồi bổ thân thể cho anh bạn nhỏ. Hạ Kỳ Niên quen biết Thịnh Tinh Hà lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh mua đồ ăn, kinh ngạc nói anh đây là muốn làm đồ ăn hả thịnh tinh hà cười dẻo bằng không thì sao mua về nhìn à anh biết nấu ăn không không thịnh tinh hà thành thật nhún nhún vai nhưng tôi có thể học hầm canh mà thôi hẳn là không phải việc gì khó vậy lát nữa tôi có thể lên chỗ anh cò một bữa không hà kỳ niên hỏi bộ tôi nói không được thì cậu liền không tới cò sao thịnh tinh hà hỏi ngược lại hà kỳ niên đương nhiên là không tôi sẽ kiên định Thịnh Tinh Hà vừa cười vừa mắng tục một câu, à đúng rồi. Hạ Kỳ Niên nói, chỗ anh có phải còn chút thuốc không, lát nữa giúp tôi thay băng gạt đi, hôm nay tôi đổ rất nhiều mồ hôi, đều dính lại, còn có chút ngứa ngáy nữa. Thịnh Tinh Hà quay đầu lại nhìn cậu một cái, sao lại không đến phòng y tế của trường xử lý một chút, Hạ Kỳ Niên nương theo chuyện còn bị thương, lớn mật đặt cầm lên vai anh, tôi nhìn thấy phái nữ liền xấu hổ, không được sao xấu hổ thì đương nhiên là không có khả năng xấu hổ rồi thình tinh hà quen biết hạ kỳ niên lâu như vậy đã thấy cậu không biết xấu hổ không biết bao nhiêu lần thường xuyên chả xem hoàn cảnh chẳng nhìn thời gian mà khoe dáng người của mình không biết có phải là ảo giác của mình không mà anh luôn cảm thấy hạ kỳ niên giống như đã cảm giác được gì đó gần đây lại có thêm ít động tác chân tay và lợi lẽ càng mập mờ càng càng rỡ hơn cũng không phải thấy khó chịu chỉ là trong lòng càng ngày càng bất an cái này thì không thể nào Thịnh tinh hà nghiêng đầu, hà giọng bảo, theo tính hướng này của cậu thì cho nam xem mới ngại ngùng mới đúng chứ. Hà kỳ niên cầm lấy túi xương ống trong tay anh, dù sao anh cũng đã xem qua nhiều lần như vậy rồi, thêm lần này nữa cũng có sao đâu. Thịnh tinh hà nghẹn lại, không nói tiếp. Lúc đến quầy thanh toán, khi đi ngang qua hai hàng tủ đông, Hà Kỳ Niên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ vào sữa nói, lần trước anh nói muốn làm sữa chua cho tôi mà, đến giờ vẫn chưa làm đó. Ồ, thịnh tinh Hà lấy hai lon sữa tươi cậu muốn ăn sữa chua hương vị nào? Mâm xôi, dâu tây, vani, thịnh tinh hà thở dài, có thể chọn loại trái cây nào mà bây giờ mua được không? Tôi biết đi đâu mua mâm xôi cho cậu, hạ kỳ niên rộng rãi nhượng bộ, vậy thì nguyên vị đi. Thịnh tinh hà đến quầy trái cây lấy một nải chuối và một quả dứa. Hạ kỳ niên biểu môi, nhỏ giọng lầu bầu, mỗi lần anh hỏi ý tôi xong đều không thèm nghe tôi. Thịnh tinh hà xách đồ đi tính tiền, còn có lần nào nữa? Ví dụ xem hà kỳ niên thành thật nói lần đầu ngủ ở nhà anh đó anh hỏi hai người chúng ta ai tắm trước tôi nói cùng nhau tắm đi anh lại không chịu thịnh tinh hà cũng sắp bị cậu chọc cho nổi nóng loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng nhớ lâu như vậy cậu có biết xấu hổ không mấy tuổi rồi mà còn đòi tắm chung cái này có gì đâu tôi thường đi nhà tắm công cộng kỳ lưng cho nhau mà tôi thích một mình yên tĩnh tắm rửa không cần ai kỳ lưng giúp thịnh tinh hà nói hà kỳ niên tương đối khiếp sợ vậy kỳ không sạch đất thì sao anh có thể tự trà lưng cho mình ư sao lại không thể đây là lần đầu tiên tôi nghe tắm mà phải có người giúp mới tắm sạch được đó nói vậy nghĩa là tới mùa đông anh cũng chưa bao giờ đi phòng tắm công công để có người trà lưng cho à ở chỗ chúng tôi không phổ biến mấy mục tắm rửa này bình thường tôi đều tắm ở nhà ngâm thêm một chút là có thể kỳ cọ sạch sẽ thịnh tinh hà cảm thấy đầu óc mình chắc có hố rồi mới đi giải thích với cậu ta nhiều như vậy vậy hả vậy tôi có thể kiểm tra chữ tra còn chưa ra đã trực tiếp bị thịnh tinh hà cắt ngang không tiếp nhận kiểm tra vậy chắc chắn là kỳ không sạch sẽ rồi chờ tới mùa đông tôi dẫn anh đi nhà tắm công cộng kỳ cho một lần cam đoan anh sẽ yêu thích loại cảm giác này tôi mới không thèm thịnh tinh hà lập tức gạt bỏ tôi không thích tắm chung với người khác gâu gâu Thịnh tinh hà ngửa đầu cười vang. Đây là lần đầu tiên kể từ thịnh tinh hà chuyển vào ở đây tới nay mới mở lửa nấu cơm, điều bộ mười phần, kết quả ở trong bếp lăn qua lăn lại cả nửa ngày, ngay cả bếp gas bật thế nào cũng không nghiên cứu ra. Không phải là hỏng rồi đó chứ. Anh thì thầm, chắc là có thể đó, cắm vào là có thể dùng, chủ nhà có cho anh thẻ không? Hạ kỳ niên nửa quỳ trên đất, nhìn chầm chầm vào vị trí vang, ở ngay đây nè, thấy chưa, có một cái khe cắm thịnh tinh hà nghi ngờ nhìn cậu một cái cậu chắc chắn không hà kỳ niên nheo mắt lại chắc không phải là anh chưa nấu cơm lần nào đó chứ trước kia nhà tôi đều dùng loại bếp xài than chưa từng nghiên cứu qua loại xài khí gas này thịnh tinh hà cau mày cố nhớ lại lúc gặp chủ nhà đã là chuyện mấy tháng trước rồi ai mà còn nhớ rõ chuyện có đưa thẻ hay không chứ gọi cho chủ nhà bên kia nhanh chóng bắt máy gì à bếp bật không cháy nổi lúc ấy gì có cho con thẻ không con quên mất rồi, có đưa cho cậu nha, thẻ gas, chìa khóa, để chung với hợp đồng đưa luôn một lượt cho cậu đó. Giọng của dì chủ nhà vô cùng chắc chắn, thịnh tinh hà chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, có không? Hạ kỳ niên nhìn chầm chầm hỏi, dì ấy nói có đưa. Thịnh tinh hà cúp điện thoại, nhưng tôi không nhớ để ở đâu rồi, dì ấy nói là để chung với hợp đồng đưa cùng một lúc, tới giờ tôi còn chưa từng dùng cái thẻ kia, chắc là còn để chung với hợp đồng tôi cùng tìm giúp anh hạ kỳ niên đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp là túi tài liệu hả anh có ấn tượng là để ở đâu không thịnh tinh hà thở dài tôi mà có ấn tượng thì còn cần tìm sao hạ kỳ niên không chút lưu tình bắt đầu đọc mồm trí nhớ của anh thật kém há thịnh tinh hà cười to cậu ngẫm lại mình xem đã quên chìa khóa bao nhiêu lần rồi có lần nào không phải là tôi tốt bụng chứa chấp cậu đâu vừa nhắc tới chuyện chìa khóa hạ kỳ niên liền chột dạ chuyển đề tài vậy anh còn nhớ túi tài liệu ấy trông như thế nào không? Tôi sẽ giúp anh tìm nó, là loại túi tài liệu trong suốt rất bình thường. Thịnh Tinh Hà nói, bàn trà trong phòng khách có mấy ngăn kéo, Hà Kỳ Niên lục lọi một vòng không có kết quả, đi vào phòng ngủ của Thịnh Tinh Hà, tủ đầu giường của anh còn chưa tìm phải không? Cậu hỏi, Thịnh Tinh Hà đáp một tiếng, cúi đầu lật xem ngăn kéo cuối cùng, bên trong là một đống hướng dẫn sử dụng thiết bị điện vô dụng. Hạ Kỳ Niên dùng ngón trỏ níu quai cầm, mở cửa tủ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái hộp sắt cỡ bằng nắm tay, nhãn trên mặt là ngoại ngữ, hẳn là kẹo linh tinh gì đó. Lực chú ý của cậu bị cái hộp nhỏ này hấp dẫn, cầm lên lắc lắc hai cái. Đây là chocolate hả? Tôi ăn được không? Thịnh tinh hài nhìn lướt qua đồ vật trong tay cậu, đồng tử đột nhiên phóng to, máu nóng dân trào sông thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả huyệt thái dương cũng bị sợ đến mức nhảy lên thình thịch nhào tới như hổ đói vồ mồi đè mấy ngón tay đang rụt trịch kia lại không thể ăn hạ kỳ niên bị anh dọa cho sợ tới phát run buông cái hộp sắt nhỏ ra ngước mắt nhìn anh thịnh tinh hà nắm chặt hộp sắt trong tay như đang giữ một quả lựu đạn bên trong là bông hồng trắng của hạ kỳ niên trên khăn giấy còn in logo của quán mì hạ kỳ niên liếc mắt một cái tuyệt đối sẽ nhớ tới ngay mặt nạ đeo lâu rồi cũng không dám dễ dàng tháo xuống bởi vì xấu hổ và lúng cuốn suy nghĩ của anh rơi vào trạng thái hỗn loạn, ngón tay bóp đến mức cái hộp cũng bị móc xuống một lõm. Anh biết Hạ Kỳ Niên đang nhìn anh, hai má càng ngày càng đỏ, tay chân cũng có chút cứng nhắc, cuối cùng, anh cúi đầu, khô khốc trả lời, không phải đồ ăn. Anh càng như vậy, Hạ Kỳ Niên lại càng không cách nào kiềm chế được tò mò của mình. Vậy trong đó là cái gì? Đầu ngón tay thịnh tinh hà miết nhãn hiệu trên hộp, cau mày, cố hết sức làm cho biểu cảm của mình có vẻ thâm trầm ngưng trọng chứ không phải cuộn bách, là là di vật của mẹ tôi. Hạ Kỳ Niên trong lòng cả kinh, ánh mắt lập tức trở nên mềm mại. Thật ngại quá, là thứ rất quý giá sao? Có bị tôi làm hỏng không? Không. Thịnh Tinh Hà đứng dậy đem hộp sắt nhỏ khóa vào một ngăn kéo an toàn, đồng thời cũng đem phần tình cảm tạm thời còn chưa xác định này khóa lại cùng nó. Cũng không quý. Sau khi tìm thấy thẻ gas, cả hai trở lại nhà bếp nấu bữa tối. Lúc mua đồ ăn, Thịnh Tinh Hà thề son thề sắt nói muốn nấu ăn, nhưng khi thực sự đứng trước bếp rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, ngoại trừ xúc gạo rửa rau thái hành ra, những việc khác đều là Hạ Kỳ Niên làm. Nhà anh có nồi hầm lớn hay không, để tôi cho xương lớn vào hầm trước. Hạ Kỳ Niên hỏi, tôi không biết. Thịnh tinh Hà không lưng kéo cửa tủ ra, để tôi tìm xem. Hạ Kỳ Niên khiếp sợ, không phải anh đã ở đây mấy tháng rồi sao? Thịnh tinh Hà, thì sao? Hạ Kỳ Niên thở dài, thoáng nhìn gáy anh, nhìn không được đưa tay xoa một cái. Không sao, có tôi ở đây, anh chỉ cần phụ trách hưởng thụ món ngon là được. Thịnh tinh hà giơ tay lên gỡ cánh tay cậu ra, không biết lớn nhỏ, cho xương và nguyên liệu vào nồi nấu một lúc, trừ vớt sạch bọt thì cơ bản không cần quan tâm tới nữa. Món tiếp theo là trứng cà chua tương đối đơn giản, tất nhiên, đây chỉ là đơn giản đối với hạ kỳ niên thôi. Chảo dầu nóng dần lên, bên trong còn có một chút vết nước không lau khô, phát ra âm thanh lóp bốt, Thịnh tinh hà giơ nắp vung lên chắn trước người, ánh mắt kia giống như là nhìn thấy kẻ địch khiên a ca vậy với cái tư thế phòng ngự như vậy hà kỳ niên có thể tưởng tượng được kỹ thuật nấu ăn của anh có thể nấu được bao nhiêu món cho lòng trứng khuấy vàng rực xuống chảo hà kỳ niên xoay chảo sau đó dùng đũa khuấy vài cái lòng trứng lỏng biến thành miếng trứng mềm mại ngửi rất thơm yết hầu thịnh tinh hà nhúc nhích sau khi hạ kỳ niên vớt trứng ra lại bắt đầu xào cà chua xào đến khi cà chua ra nước lại đổ trứng đã xào xong trước đó vào cho thêm một chút nước và gia vị, đậy nắp, chờ nắm vị. Trơn tru liền mạch. Trong suốt quá trình, động tác mà thịnh tinh hà làm nhiều nhất là nuốt nước miếng, thao tác liền mạch như mây bay nước chảy này của hạ kỳ niên trong mắt anh quả thật là đã đạt tới cấp bậc của thần bếp rồi. Cho trứng xào cà chua ra khỏi chảo, hạ kỳ niên rửa sạch chảo, chuẩn bị làm thêm món khoai tây thịt bò. Thịt trong chảo bốc hơi thơm ra bốn phía, thịnh tinh hà thật sự không nhìn nổi, rút đũa gấp một miếng trứng lóc dạ. Hương vị thế nào? Hạ Kỳ Niên quay lại hỏi, không biết là do đói quá hay thế nào, thịnh tinh Hà cảm giác hương vị này rất tuyệt vời, đầu bếp khách sạn cùng lắm cũng chỉ là đến thế này mà thôi, anh không màng nói năng gì nữa, giờ ngón tay cái lên, cho tôi nếm thử một miếng đi. Hạ Kỳ Niên há miệng, thịnh tinh Hà bưng đĩa, gấp một miếng trứng đưa lên miệng thổi thổi, đút qua, Hạ Kỳ Niên ăn đến vừa lòng thỏa dạ, tinh thần phấn khởi, phía sau tựa hồ còn có một cái đuôi đang ngoắt qua ngoắt lại chuyện nấu cơm Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không giúp được gì nên quay qua làm sữa chua, đổ sữa tươi vào máy làm sữa chua, đổ một ít bột men vào, thêm một ít nước nóng nữa, cuối cùng đậy nắp rồi cắm điện. Sao không bỏ trái cây vào? Hà Kỳ Niên hỏi. Cái này phải để lên men cả đêm, giờ bỏ trái cây vào ngày mai lấy ra còn ăn được mới sợ. Trái cây tôi chuẩn bị dùng để trộn với hạt và ngũ cốc. Trước kia sao chưa từng thấy anh làm? Hà Kỳ Niên hỏi. Thịnh Tinh Hà nâng mắt lên nhìn cậu tôi lười không được à không sao giờ tôi học được rồi sau này anh muốn ăn tôi làm cho anh thịnh tinh hà trong lòng nói thằng nhóc này thật mẹ nó biết nói ngon nói ngọt cơm trong nồi cơm điện tỏa ra mùi thơm canh xương ống cũng hầm xong tay cầm của nồi không phải bằng chất liệu cách nhiệt hà kỳ niên dành mở nắp trước thịnh tinh hà cái này nóng để tôi bưng cho anh đi đơm cơm đi hà kỳ niên không cho anh có bất kỳ cơ hội do dự nào dùng vẻ lau lót tay nhanh chóng bưng ra ngoài Đêm nay thần kinh yếu ớt của thịnh tinh hà bị xúc động hết lần này đến lần khác. Tên này nhìn người thì cao lớn mà tâm tư lại rất tinh tế. Mùi thịt trong phòng bếp bị dời đến bàn ăn. Hạ kỳ niên đói đến mức ăn như hổ đói, thịt miếng lớn, một bát cơm không ráng tới ba phút đã thấy đấy. Thịnh tinh hà phải kiểm soát chặt chẽ cân nặng, ăn cũng không nhiều. Đúng rồi, hôm nay chủ nhiệm tôn nói với tôi chút chuyện của cậu. Ừ. Cái đầu sắp chôn luôn vào bát canh của Hạ Kỳ Niên rốt cục cũng chịu ngẩng lên về chuyện có nên vào đội tuyển tỉnh hay không thịnh tinh hà nói lúc trước không phải cậu nói với tôi muốn vào đội tuyển quốc gia sao vậy đội tuyển tỉnh chính là bàn đạp lớn nhất thịnh tinh hà làm dấu hình một kim tự tháp trên bàn từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đến đỉnh cao cần một đoạn quá trình sàng lọc và chuyển vận các trường thể thao lớn các đội huấn luyện thanh niên đều là những nơi dự trữ nhân tài chọn ra một nhóm người tốt nhất đưa vào đội tuyển tỉnh tham gia các giải đấu quốc gia ví dụ như giải nhảy cao trong nhà quốc gia đại hội thể thao toàn quốc giải vô địch điền kinh quốc gia xa hơn một chút chính là giải vô địch châu á chỉ khi cậu có thể lấy được thành tích trong những cuộc thi này mới có cơ hội được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia giải đấu kim cương đẳng cấp quốc tế giải vô địch thế giới thế vận hội olympic đến lúc đó cậu sẽ đại diện cho trung quốc cậu sẽ đại diện cho trung quốc những lời này khiến hạ kỳ niên cảm thấy da đầu tê dại một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu Hình Tinh Hà tìm trong túi ra một phần tư liệu in sẵn đẩy qua cho cậu. Trong đó có nêu điều kiện được vào đội rất chi tiết, cậu có thể nhìn xem, nhưng mà tôi cũng phải nói rõ ràng cho cậu biết, con đường này rất khó đi, ít nhất sẽ khó đi hơn cậu tưởng rất nhiều lần, phải xem chính bản cậu lựa chọn như thế nào. Nếu đã nói là lựa chọn, vậy nhất định là một chuyện vừa có lợi cũng vừa có hại. Cơ sở huấn luyện của đội tuyển tỉnh cách trường rất xa, qua lại phải mất ít nhất 4 giờ lái xe nếu muốn đến đó rồi trở về trong ngày là một chuyện cực kỳ tốn thời gian tiền bạc và công sức ngoài ra thời gian huấn luyện đặc biệt hàng ngày sẽ không ít hơn 8 tiếng hầu hết đều tập trung vào ban ngày nói cách khác sẽ không theo kịp chương trình giảng dạy của trường đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất mà vận động viên nghiệp dư chuyển sang chuyên nghiệp phải đối mặt không thể đồng thời có cả cá và tay gấu lựa chọn chuyên nghiệp có nghĩa là phải tạm thời từ bỏ việc học hạ kỳ niên từng suy nghĩ qua vấn đề này nhưng không nghĩ tới sự thay đổi này lại đến nhanh như vậy phải đến gần năm hai cậu mới bắt đầu luyện nhảy cao ban đầu chỉ là theo đội trường tham gia một vài trận đấu nhỏ căn bản không dám tưởng tượng có một ngày nào đó mình sẽ thật sự đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp thịnh tinh hà xuất hiện tựa hồ như vô hình thúc đẩy cậu phải vạch ra một phần kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai của mình cậu có thể đọc được sự mong chờ từ trong mắt thịnh tinh hà nhưng ý nghĩa đằng sau của loại mong chờ này còn chưa rõ ràng nó giống như sự khuyến khích và tin tưởng của huấn luyện viên đối với học trò của mình. Vào đội tuyển tỉnh huấn luyện rồi thì có phải sẽ không thể về nhà không? Ẩn ý của câu này là tôi không thể gặp anh. Đúng, trong đội sẽ sắp xếp ký túc xá cho các cậu, trận đấu cuối tháng vừa kết thúc thì cậu có thể trở về, chờ tới trận tiếp theo. Nhưng mà khoảng thời gian này cũng không dài, cậu chỉ có thể lợi dụng những khoảng thời gian ngắn ngủi để ôn tập, nếu bị đụng với lúc thi cử thì phải xin nghỉ trước với giáo viên. Thịnh Tinh Hà nói chuyện thẳng thắn biểu cảm không hơi biến hóa nào, căn bản không nghe ra ẩn ý trong lời cậu. Sắc mặt Hà Kỳ Niên có chút ngưng trọng, anh ấy không quan tâm đến điều này, nhưng có rất nhiều lời, không có cách nào thẳng thắn mà hỏi ra miệng được, chỉ có thể áp dụng chiến thuật vòng quanh. Vậy ngoài trừ tôi ra còn có ai đi cùng? Xác định chính là Lưu Vũ Hàm, tổ chạy nước trút cũng có hai người, tôi nhớ nhóm này tổng cộng là có 11 người đi. Thịnh tinh Hà vỗ vỗ bả vai cậu, yên tâm, khẳng định là cậu không phải một mình chiến đấu đâu, huống hồ gì cậu cũng có nhiều fan nhỏ như vậy mà, chắc chắn bọn họ sẽ đặc biệt chờ mong biểu hiện của cậu đó. Hạ Kỳ Niên thở dài, nghĩ thầm, anh không đi thì có khác gì chiến đấu một mình đâu. Đối với một người đang bị hãm sâu vào giai đoạn thầm mến mà nói, nửa ngày không gặp được người ta đều sẽ nghẹn đến phát hoảng, chứ đừng nói chi là hơn nửa tháng. Nhưng khi lệnh cấm thi đấu của thịnh tinh Hà chấm dứt, anh sẽ quay lại chỗ đứng trên cao nhất kia, đến lúc đó cậu nhất định sẽ phải băng đèo vượt núi mới có thể sống vai đứng cùng anh. Trong giai đoạn khó khăn và mờ mịt trong cuộc đời lại gặp được một người khiến mình rung động, giống như có trăm cái vuốt cào vào trái tim, mâu thuẫn đến tột cùng. Muốn chiếm hữu, lại sợ mình không đủ năng, không có cách nào mang đến thứ gì cho người ấy. Nghĩ lại thì đây có lẽ là một chuyện đáng mừng, con đường mà hôm nay cậu đi chính là con đường khi sư thịnh tinh hà đã từng bước, tương lai của họ dẫn đến cùng một nơi, đích đến đều là các trận đấu. Cậu vô cùng kiên định đưa ra lựa chọn, hơn nữa còn âm thầm thề rằng một ngày nào đó phải đi đến căn cứ đứng đầu cả nước tìm được người mình muốn gặp nhất thịnh tinh hà cũng không rõ diễn biến tâm lý gần đây của hà kỳ niên lắm chỉ biết cậu là một đứa trẻ có khả năng thích ứng tương đối mạnh hơn nữa còn rất dễ dỗ dành chỉ cần vài câu cổ vũ ngắn ngủi là có thể loại bỏ nỗi sợ hãi của cậu đối với việc đi tới đội tuyển tỉnh huấn luyện đặc biệt vận động viên muốn được đưa đến đội tuyển tỉnh cần có rất nhiều điều kiện vừa bận rộn chuyện đại hội thể thao của trường xong thịnh tinh hà đã tỉ mỉ chỉnh lý tư liệu và giấy chứng nhận của các đội viên một phen rồi đem gửi cho lãnh đạo đội tuyển tỉnh chờ bên kia xem xét xác nhận lúc họp chủ nhiệm nói phải sắp xếp một huấn luyện viên dẫn đội đi đưa bọn họ bình an qua đó thịnh tinh hà chủ động nhận nhiệm vụ này tối thứ bảy trời mưa nhỏ đến chủ nhật thì nhiệt độ giảm nhẹ phía nam bước vào giai đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi từ mùa hè đến mùa đông khi ra ngoài có thể nhìn thấy những người mặc áo thun và áo len cùng một lúc khi nhìn nhau đều cảm thấy đối phương đúng là kẻ ngốc. Buổi trưa thịnh tinh hà ăn cơm ở bên ngoài, nhận được thông báo của chủ nhiệm, nói tất cả đều qua kiểm duyệt của đội tuyển tỉnh rồi, sáng sớm ngày mai có thể xuất phát. Thịnh tinh hà phát thông báo trong nhóm mới lập, tối nay mọi người trở về thu dọn hành lý một chút, sáng mai tập hợp ở cổng tây của trường. Nhà trường sắp xếp một chiếc xe buýt đưa các cậu qua, nhận được thì trả lời, ai không trả lời các cậu nhớ nhắn dùng. Tin tức vừa mới công bố không bao lâu, đã nhận được tin nhắn trò chuyện riêng của Hạ Kỳ Niên. N, anh có vali lớn cho tôi mượn một cái đi, cái kia của tôi không cẩn thận làm vỡ mất một gốc rồi, mới đặt mua trên mạng một cái nhưng coi bộ phải đến ngày mốt mới giao tới. Anh đến chỗ quản lý lấy giúp tôi nhé. Thịnh Tinh Hà, được, không thành vấn đề. Trở lại căn hộ, Thịnh Tinh Hà lấy vali ra lau sơ một chút, chuẩn bị đi qua cùng thu xếp đồ đạc giúp Hạ Kỳ Niên. Lúc đi lên lầu hai lại nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà Hạ Kỳ Niên người phụ nữ kia dáng người cao gầy mái tóc đen uốn lọn to buông xuống thắt lưng như thác nước tóc vừa nhìn đã biết là được tỉ mỉ xử lý mượt mà bồng bềnh dưới ánh đèn còn tản mát ra vẻ sáng bóng mềm mại bà mặc một chiếc váy theo tối màu đeo khẩu trang và kính râm chân đi giày cao gót thân hình mảnh khảnh nhìn cách ăn mặc thì hẳn là còn rất trẻ trung tiểu niên con mở cửa đi mẹ khó có thời gian tới đây lát nữa còn phải lên máy bay nữa trong phòng truyền ra giọng của hạ kỳ niên Ngài bận rộn thì cứ đi trước, tôi không dám làm chậm trễ thời gian của ngài. Con mau mở cửa cho mẹ. Người phụ nữ gõ cửa thêm vài lần nữa. Bà nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang, quay đầu nhìn thoáng qua. Thịnh Tinh Hà xách vali đi tới cửa. Người phụ nữ hơi lùi ra sau một bước, trong ánh mắt lộ ra vài phần đề phòng. Hà Kỳ Niên, tôi mang vali tới cho cậu, có muốn thu dọn hành lý giúp không? Hà Kỳ Niên nghe thấy tiếng của Thịnh Tinh Hà, kinh hãi ngồi bật dậy từ trên ghế salon sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến ngay lúc này. Cậu thở dài, đứng dậy đi mở cửa, thịnh tinh hà quay sang nhìn thoáng qua người phụ nữ đang đứng trước cửa kia, cô cũng tìm hạ kỳ niên. Hạ tử hinh gật gật đầu, tò mò nói, anh là, tôi là huấn luyện viên của cậu ấy, hiện đang sống ở đối diện, dậy nhảy cao, đúng, vậy thì người tôi tìm chính là anh, à. Thịnh tinh hà sửng sốt, hạ kỳ niên mời hai người vào phòng, đóng cửa lại. Người phụ nữ tháo kính râm và khẩu trang xuống, thịnh tinh hà rốt cục cũng thấy rõ mặt bà. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, bảo dưỡng thích hợp, làn da mềm mại đến mức có thể bóp ra nước, rất khó nhìn ra tuổi thật của bà. Nhưng thịnh tinh hà đoán bà đại khái đã 40 tuổi, bởi vì da ngón tay đã hơi lỏng lẻo. Trang điểm tinh xảo, ăn mặc nổi bật, kính râm và khẩu trang, hiếm khi có thời gian, còn phải kịp chuyến bay. Thịnh tinh hà thông qua những tin tức vụn vặt này mà tổng hợp lại, cũng đoán ra đại khái. Ngài là cô của Hạ Kỳ Niên đúng không? Hạ Tử Hinh hơi kinh ngạc. Làm sao anh biết? Tôi có nghe Hạ Kỳ Niên nhắc tới, nói ngài bình thường hay bay tới bay lui, tương đối bận rộn, hôm nay cố ý tới đây là có chuyện gì sao? Hạ Kỳ Niên lạnh lùng tiếp một câu, còn có thể có chuyện hay ho gì nữa, sẽ không cho tôi vào đội tuyển tỉnh chứ gì? Hạ Tử Hinh chọc chọc bả vai cậu, con còn không biết xấu hổ mà nói nữa sao? chuyện lớn như vậy mà một chữ cũng chưa từng nói với cô con cảm thấy mình đã trưởng thành cánh cứng cáp rồi chuyện gì cũng có thể tự quyết định phải không hà kỳ niên hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải sao thình tinh hà nghe hai người đối thoại mà kinh hồn bạc vía cứ luôn cảm thấy dây sau sẽ ầm ĩ lên là một người ngoài anh cảm thấy bị nghẹt thở khi ở đây thật sự là cầm tiền bán cải trắng lại lo như tiền bán ma túy anh cảm thấy mình sắp trở thành bác gái của ủy ban cư trú rồi lo lắng không đâu này anh thật sự không biết nên gọi là gì hay chị, do dự nửa nhịp. Cô à, người ngồi xuống uống miếng trà trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Thái độ của thịnh tinh hà khiến hạ tử hình đang kích động thoáng bình tĩnh một chút, ngồi xuống sofa. Tôi tới đây chủ yếu là vì chuyện tiểu niên vào đội tuyển tỉnh, chuyện này từ đầu đến cuối nó cũng không thương lượng với tôi một chút nào, tôi còn chưa đồng ý, anh là huấn luyện viên của nó, chuyện này anh có thể quản được không? Thịnh tinh hà thoáng nhíu nhíu mày tôi không rõ ý của ngài lắm, ngài muốn cậu ấy bỏ qua cơ hội vào đội tuyển tỉnh sao? Hạ Tử Hinh gật đầu, đúng vậy. Hạ Kỳ Niên cao giọng, cô bớt đi, không đời nào đâu. Thịnh Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu, đi đun nước nóng pha chén trà. Hạ Kỳ Niên biểu môi, trong lòng không tình nguyện chút nào, nhưng vẫn làm theo. Thịnh Tinh Hà tiếp tục quay lại tiếp tục nhìn về phía Hạ Tử Hinh. Thành tích của Hạ Kỳ Niên ở giai đoạn hiện tại luôn tiến bộ. Trước đó đoạt giải quán quân tại đại hội thể thao tỉnh mới được chọn vào, cơ hội như vậy vô cùng khó có được, đối với vận động viên mà nói thì rất quý báu, mỗi một bước đi đều có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp tương lai của cậu ấy. Tôi biết, nhưng nói thật, tôi không hy vọng nó làm nghề nhảy cao. Hạ Tử Hinh nhìn thì gầy gò, nhưng giọng nói lại vô cùng vang dội, trong từng câu chữ đều lộ ra vẻ quyết tuyệt không cho phép nghi ngờ. Thịnh tinh hà vốn cho rằng hạ tử hinh dự định để hạ dự niên tốt nghiệp đại học rồi mới làm vận động viên chuyên nghiệp, nhưng xem ra thì không phải. Tại sao? Chính là không cần thiết, làm vận động viên vất vả như vậy còn không kiếm được tiền, cần gì phải lãng phí thời gian, tương lai của nó có rất nhiều con đường có thể đi. Phòng bếp được mở ra, hạ kỳ niên đứng bên cạnh bể nước nghe bọn họ nói chuyện, nước trong vòi nước chảy ào ào đổ vào bể. Cậu cảm thấy lời này của hạ tử hinh không chỉ làm mình bị thương, mà còn gián tiếp làm tổn thương đến huấn luyện viên, trong lòng khó tránh khỏi hơi tức giận. Chẳng lẽ chỉ có việc nào kiếm được tiền mới được xem là có ý nghĩa sao? Cô chưa từng nếm trải việc này nên mới không thể nào hiểu được. Tôi chọn nhảy cao là vì nó có thể cho tôi cảm giác vinh dự to lớn, để tôi cảm thấy phong phú. Hà Tử Hinh phản bác, bây giờ anh cảm thấy nhảy cao thú vị, có thể khiến anh có được cảm giác vinh dự, nhưng anh có nghĩ đến mình có thể nhảy được bao lâu không? sau thời kỳ vàng bùng nổ thì chờ đợi cậu chính là thành tích tuột xuống liên tục và một cơ thể đầy chấn thương, thực sự đến thời điểm đáng buồn đó thì anh có hối hận cũng không kịp. Lớn tuổi rồi thì tình trạng thân thể vốn sẽ một ngày càng không bằng một ngày, còn nếu đã lựa chọn thì khẳng định sẽ không hối hận. Hạ Kỳ Niên nói, mắt Hạ Tử Hinh trừng to như chuông đồng, tầm mắt ghim cứng vào cậu, giọng cũng càng lúc càng cao, bây giờ con còn chưa mất đi cái gì, đương nhiên sẽ không hối hận nhưng một khi cậu đem khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời hiến hết cho huấn luyện khô khan nhất, từ bỏ du học, từ bỏ xã giao, từ bỏ các loại cơ hội việc làm, đổi lại là không có chuyện gì thành công, liệu con vẫn sẽ nói với cô rằng con không hối hận ư? Hạ Kỳ Niên rủ mắt xuống, những hậu quả từ miệng Hạ Tử Hinh đã tàn nhẫn công kích phòng tuyến trong lòng cậu. Muốn nói rằng mình một chút cũng không sợ hãi thì không có khả năng. Bước vào giới thể thao vốn chính là lấy thanh xuân làm tiền đặt cược, sở dĩ dũng cảm như vậy, không chỉ vì tình yêu mà còn vì thịnh tinh hà đã ở trong đội tuyển quốc gia tại sao cô lại xác định con sẽ không thành công thanh âm của hà kỳ niên rất nhẹ nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng hà tử Hinh biết đứa nhỏ ở độ tuổi này nhất định là sẽ mờ mịt về tương lai mới mạnh mẽ và quyết đoán đã kích cậu vận động viên nhảy cao hàng đầu của đội tuyển quốc gia chưa chắc đã có thể tiến đến giải đấu đẳng cấp quốc tế chứ đừng nói đến việc giành chức vô địch còn có hiểu chuỗi lợi ích trong giới thể thao không cô nói thẳng chen không vào cuộc thi được thì không có người xem, không ai xem thì không được làm đại diện, không có quảng cáo thì không có thu nhập, tiền con kiếm được chỉ đủ ấm no hàng ngày, nhưng sau khi con giải nghệ thì sao? Con có thể làm gì với một thân thể đầy đau đớn? Kinh nghiệm của Hạ Tử Hinh khiến những lời này càng thêm chân thật, Hạ Kỳ Niên tuy tin nhưng ngoài miệng vẫn còn bướng. Nào có kinh khủng như cô nói chứ? Cô à, cô nói không sai, nghề nhảy cao này quả thật không kiếm được tiền. Thịnh Tinh Hạ nói, con xem đi, đến huấn luyện viên của con còn nói như vậy. Hạ Kỳ Niên nhìn Thịnh Tinh Hà, nhưng mà định nghĩa về thành công cũng đâu chỉ có mỗi quyến được nhiều tiền chứ. Tâm tính Thịnh Tinh Hà bình thản, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Có lẽ thành công trong mắt đại đa số mọi người là vừa có danh lại vừa được lợi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thành công chính là một quá trình không ngừng tới gần mục tiêu. Trong quá trình đó còn thu hoạch được cảm giác hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn, so với phải có một kết quả thì còn quan trọng hơn nhiều. Trên đời này có quá nhiều nghề nghiệp không thể kiếm tiền, nhưng vẫn có người tình nguyện phấn đấu cả đời vì nó, ước mơ của mỗi người đều phải được tôn trọng, chứ không phải bị dùng tiền để đo lường nó có đáng giá hay không. Ngài vừa mới nói cậu ấy luyện nhảy cao chính là lãng phí thời gian, như vậy để cậu ấy đi làm một chuyện mà cậu ấy căn bản không muốn làm thì là quý trọng thời gian sao? Tương lai cậu ấy sẽ không hối hận ư? Hạ Tử Hinh nghẹn lại, im lặng lại vài giây mới nói, vậy cũng có thể chọn một nghề không cần phải vất vả như vậy nó tuổi còn nhỏ, tầm mắt còn chưa đủ rộng, trên thế giới này còn có nhiều chuyện thú vị hơn. Cô có biết trong trường của chúng tôi có bao nhiêu người không? Thịnh tinh Hà hỏi, Hà Tử Hinh không rõ vì sao anh hỏi như vậy, lắc đầu. Trường chúng tôi tổng cộng chia làm 16 học viện, 48 khoa, sinh viên cả trường cộng lại có hơn 30.000, chúng ta cứ tính theo phân nửa đi, có 15.000 sinh viên nam, mà trong những người này, ngài nghĩ có bao nhiêu người cao hơn một M96? Hạ tử hình nhíu mày, không nói gì, nhưng trong lòng cũng có tính toán. Đó là tỷ lệ gần một phần mười ngàn. Cho nên tôi nghĩ, có lẽ không phải là cậu ấy lựa chọn nhảy cao, mà là nhảy cao lựa chọn cậu ấy. Điều đáng sợ nhất trên thế giới này là phước lành của Thiên Chúa, bởi vì chỉ cần nó thì sẽ kéo dài khoảng cách giữa người với người, mà cô lại không thể làm gì được nó. Hạ tử hình lại giật mình thêm lần nữa, nghẹn đến á khẩu không nói nên lời. Quay qua nhìn về phía cái đầu sắp đụng tới trần nhà kia. Thật ra trước kia bà từng có ý định đưa Hạ Kỳ Niên vào showbiz, nhưng sau khi học trung học, vóc dáng của cậu cứ như cỏ dại, màu lớn dã man, mỗi lần gặp mặt đều đã cao thêm vài cm, nhanh đến mức hơi đáng sợ. Vóc dáng cao thì khi đóng phim cùng diễn viên nữ sẽ vô cùng bất tiện, rất khó nhận kịch bản, đành phải kệ cậu đi. Cô vẫn thường nói một câu là cao như vậy có ích gì đâu, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới trong một ngành nghề nào đó, chiều cao như vậy sẽ là ưu thế vượt xa ngàn vạn người độ cao mà rất nhiều sinh viên thể thao phải mất nhiều năm cũng không thể nhảy qua được, cậu ấy chỉ dành thời gian luyện tập một trận là đã có thể vượt qua, cậu ấy cũng đã thắng ở vạch xuất phát rồi, ngài thật sự xác định rằng muốn cậu ấy buông bỏ sao, kiêu ngạo trong mắt hạ tử hình đã yếu đi, có ưu thế này thì có thể bảo đảm cái gì? Nếu như người ta có thể nhìn thấy bộ dạng 30 năm sau của mình, thì 29 năm trước đó liền trở nên không có ý nghĩa. Thịnh Tinh Hà cười cười nói. Tôi là ở trong đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã luyện nhảy cao. Từ trong ánh mắt anh, Hà Tử Hinh đọc được niềm kiêu ngạo và tín ngưỡng. Bà từng có nhiều thứ rồi lại mất đi, theo dòng chảy xiết của giới giải trí, bà đã sớm quên mất tư tưởng ban đầu của mình là gì. Bà bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt người này giống như của động vật đơn thuần, trong suốt mà lại sáng ngời. Có lẽ chỉ có những người có tâm tính đơn thuần mới nhìn ra sự tốt đẹp của thế giới. Hà Tử Hinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng tôi thật sự không hiểu luyện nhảy cao có cái gì có thể kiêu ngạo ai nấy đều liều mạng như vậy chỉ vì một tấm huy chương ư thịnh tinh hà nhìn thoáng qua bạn nhỏ trong ánh mắt tràn ngập kiên định và chờ mong nhảy cao đương nhiên không có gì mà phải kiêu ngạo nhưng cậu ấy là hạ kỳ niên nếu có một ngày ngài chịu dành thời gian đi xem trận đấu tôi nghĩ khi cậu ấy tỏa sáng trên sân đấu nhất định sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngài luyện nhảy cao đương nhiên không có gì đáng để tự hào nhưng cậu ấy là hạ kỳ niên mấy câu nói cuối cùng của Thịnh Tinh Hà không ngừng xoay quanh trong đầu Hạ Kỳ Niên. hết lần này đến lần khác, giống như có người bắn một mũi tên vào ngực cậu. Nói chuyện kết thúc, Thịnh Tinh Hà và Hạ Kỳ Niên cùng nhau tiễn Hạ Tử Hinh ra khỏi chung cư. Một chiếc xe thương mại màu trắng quay đầu ở ngã tư rồi từ từ lái về phía họ. đi thông thả. Hạ Tử Hinh gật đầu một cái, nhìn về phía Hạ Kỳ Niên. không được không nghe điện thoại của cô. con biết rồi. giọng điệu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn nhưng thịnh tinh hà biết cậu sẽ nghe lời người hà tử hinh tuy rằng đã đi rồi nhưng vẫn để lại hai yêu cầu chuyên ngành đang học không thể cứ bỏ bê như vậy ngoài ra trong vòng một năm mà không thể vào được đội tuyển quốc gia thì phải chuẩn bị cho tốt chuyện ra nước ngoài học tập hiện tại có cảm thấy áp lực trên vai rất lớn không thịnh tinh hà nhéo nhéo bả vai hạ kỳ niên khá lớn đây chính là thế giới của người lớn cậu phải bắt đầu từ từ thích ứng đi tương lai sẽ còn có nhiều lựa chọn và khiêu chiến hơn Hạ Kỳ Niên gật gật đầu, nhưng so với những thứ này, vấn đề mà cậu quan tâm nhất bây giờ là một chuyện khác. Sáng mai anh sẽ đưa tôi đi đến đội tuyển tỉnh Hà. Ừm, sau khi Thịnh Tinh Hà rời khỏi nhà Hạ Kỳ Niên, lại đi siêu thị mua một lon sữa tươi lớn, lần trước Hạ Kỳ Niên khen sữa chua anh làm hương vị không tệ, anh định làm thêm một ly nữa mang qua cho cậu uống. Miệng ngọt là tốt như vậy đó, chiếm hời khắp mọi nơi, anh nghĩ. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung ở cổng trường người trong đội điền kinh thường xuyên huấn luyện cùng nhau cho dù không cùng một môn không biết tên nhau nhưng tóm lại là đã gặp mặt rồi thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ bắt đầu tán gẫu đội ngũ náo nhiệt thịnh tinh hà vừa tới thanh âm dần dần nhỏ đi mọi người lại kiểm tra kỹ đồ đạc tùy thân một chút đi xem có ai để quên gì không kiểm tra xong chúng ta sẽ xuất phát đều kiểm tra kỹ rồi chắc chắn rồi chắc rồi vậy thì lên xe đi mọi người mang theo vài phần hưng phấn chờ mong và lo lắng lục tục lên xe trên xe có rất nhiều chỗ trống nhưng hạ kỳ niên lại chen cùng một chỗ với thịnh tinh hà đây đại khái là thời gian cuối cùng bọn họ ở cạnh nhau trong tháng này tối hôm qua rõ ràng đã nghĩ ra rất nhiều chuyện muốn nói nhưng khi thực sự gặp rồi lại không biết bắt đầu từ đâu thịnh tinh hà lấy từ trong túi ra một quyển sổ ghi chép cùng mấy hộp thuốc dáng đau cơ tác dụng nhanh huấn luyện của đội tỉnh nghiêm khắc hơn ở trường rất nhiều tôi đoán lúc các cậu vừa tới đó nhất định sẽ không chịu nổi thuốc dán đau cơ này tự mua chắc chắn là tốt hơn trong đội phát cho nhiều, các vị trí khác nhau nên dán thế nào dán tôi đều có ghi trong sổ hết rồi, sau này nếu có thành viên nào trong đội không thoải mái thì cậu dán cho bọn họ một chút, để tránh bị thương. Hạ Kỳ Niên nhận đồ, trong cao hứng còn xen lẫn một chút mất mát, tôi còn tưởng anh chuẩn bị riêng cho tôi, thịnh tinh Hà cười cười, bộ cậu không phải là đội viên sao? Hạ Kỳ Niên hơi khổ não, cái cậu muốn là chăm sóc đặc biệt kìa, là cái loại thiên vị có giới hạn ấy nhưng thịnh tinh hà cứ quẹo ngang ngay sát cái giới hạn này. Trong lòng không nỡ làm cho chuyến đi dài này nên hết sức ngắn ngủi, càng gần đích đến loại cảm xúc này lại càng mãnh liệt, cậu thậm chí còn muốn ra sức ông lấy người bên cạnh một chút, sau đó dán vào tai anh nhẹ giọng nói một câu, tôi sẽ nhớ anh, nhưng không có gì xảy ra. Cậu tán gẫu với mọi người chuyện phân ký túc xá, tài xế vừa dừng xe, cậu đã xách hành lý đi theo đội xuống xe, thịnh tinh hà đi ở cuối cùng, chuẩn bị đi vào bàn giao với huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh cơ sở huấn luyện của đội tuyển tỉnh khí thế rộng rãi sân thể dục một sân nối tiếp một sân đủ các môn thể thao sân thể dục cũng lớn hơn sân của trường rất nhiều mỗi khi đi qua một địa điểm trong đội ngũ đều phát ra một trận than thở sợ hãi mẹ kiếp hồ bơi lớn quá không khí ở đây không giống với ở trường đây là một nơi ngập tràn bầu không khí thể thao có thể thấy các vận động viên tướng tá cao to cơ bắp cuồn cuộn ở khắp nơi huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh dẫn mọi người thăm thú sơ qua trung tâm đào tạo điền kinh tiếp theo là ký túc xá cho vận động viên các em có thể rút thăm để quyết định sắp phòng như thế nào người hướng dẫn nói ký túc xá là phòng đôi mỗi phòng đều có phòng tắm riêng và ban công môi trường cũng tốt Hà kỳ niên và vu thuận bình trong đội nhảy xa vu thuận bình sắp xếp hành lý đơn giản một chút rồi đi sang phòng bên cạnh thịnh tinh hà đứng ở cửa ký túc xá nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm lúc trước tôi đến đội tuyển tỉnh thì còn chưa có điều kiện tốt như vậy, bốn người một phòng, mỗi lần đi tắm đều phải chờ cả nửa ngày. Hạ Kỳ Niên đẩy vali vào phòng, lưu luyến không rời tựa vào bên cửa, anh muốn vào ngồi một chút không? Không ngồi đâu. Thịnh tinh Hà giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, tôi phải trở về rồi, giờ ngồi xe về còn phải mất hơn hai tiếng đồng hồ. Ồ, Hạ Kỳ Niên nắm tay lại sau lưng, môi giật giật, đang muốn nói tôi có thể ông anh một chút hay không thì thịnh tinh hà đột nhiên tháo ba lô trên vai xuống nói à đúng rồi tôi còn có thứ này cho cậu trước mắt hà kỳ niên sáng ngời cái gì vậy thịnh tinh hà đưa ly giữ nhiệt của mình qua tối hôm qua tôi làm sữa chua nhiều nên không uống hết mang cho cậu một ly ở đây không có tủ lạnh cậu nên nhanh chóng uống hết đi để tới mai có thể sẽ hỏng đó tính cách và kinh nghiệm quyết định cách nói chuyện của anh vào lúc này dường như vĩnh viễn cũng không học được cách thẳng thắn luôn hời hợt ở phương diện tình cảm, thậm chí bỏ qua mất, nhưng Hà Kỳ Niên vẫn mừng rỡ như điên nhận lấy ly giữ nhiệt kia. Niềm vui khi còn trẻ thường đến từ một câu quan tâm của người mình yêu, thậm chí cậu còn có thể đọc được 10.000 tin tức nhắn gửi từ một ánh mắt của đối phương. Hà Kỳ Niên không nhìn xuống rung động trong lòng mình được, đưa tay ông lấy bả vai anh, kéo về phía mình. Thịnh tinh Hà không đề phòng, thân thể nghiêng mạnh về phía trước, rơi vào trong lòng Hà Kỳ Niên. Cơ thể của một vận động viên, săn chắc và đầy sức mạnh, cánh tay sau lưng càng siết chặt hơn, giống như đang phát tiết cái gì đó, cảm ơn, tôi sẽ uống hết. Hạ Kỳ Niên nói, thịnh tinh Hà giơ tay xoa xoa ót cậu, có một chút cảm giác bị đâm tay, nhưng sợ vẫn rất thoải mái, vậy tôi đi rồi, anh phải biết chăm sóc tốt chính mình đó. Hạ Kỳ Niên không buông tay, cầm của cậu liền đặt trên vai thanh tinh Hà, vành tay giáng sát vành tay, một loại hương thơm vây quanh anh. Đây là khoảng cách thân mật trước nay chưa từng có, nghiêm túc mà nói, là vào lúc thịnh tinh hà đang tỉnh táo, gần gũi trước nay chưa từng có, tôi. Hô hấp của hạ kỳ niên sát bên tai, ngực thịnh tinh hà nóng lên, ngón tay khẩn trương nắm lại thành nắm đấm, vali của tôi, anh nhớ giúp tôi lấy đó. Hạ kỳ niên vô cùng hối hận, sau khi thịnh tinh hà về rồi, cậu cứ nằm trên giường đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài mãi, thời cơ tốt như thế mà lại ngây ngẩn không nói ra được lời trong lòng, càng thích lại càng lo sợ trước kia cậu không hiểu những lời này nhưng bây giờ đã cảm nhận rất sâu sắc mỗi lần đến gần thịnh tinh hà là suy nghĩ của cậu lại bắt đầu rối loạn tay chân cũng không thèm nghe sai khiến của mình nữa cậu vùi đầu vào trong gối đầu mềm mại chậm rãi nhớ lại cảm giác khi ôm hối hận lúc đó sao mình không nhìn xem vành tai anh ấy có đỏ lên hay không hà kỳ niên hành lý của cậu đã thu xếp xong chưa huấn luyện viên bảo tới căng tin ăn tối kìa ngoài cửa có người đang gọi hà kỳ niên tạch một cái bật dậy ngay tới đây. Lúc sắp đi ra cửa, cậu lại quay gấp trở về, lấy ly dưỡng nhiệt của thịnh tinh hà theo. Ra tới hành lang đã vội vàng uống thử một ngụm sữa chua, có hơi ngọt, trong sữa còn thêm vào rất nhiều trái cây cắt thành hạt nhỏ. Càng uống càng cảm thấy hương vị này rất ngon, khi xuống tới dưới lầu, quanh miệng cậu đã dính một vòng sữa chua dày. Kỳ! Lưu Vũ Hàm nhìn thấy cái ly trong tay cậu, cảm thấy nhìn hơi quen. Cái ly của cậu giống cái của huấn luyện viên ghê á. Hạ Kỳ Niên liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra chút đắc ý nho nhỏ, thì chính là cái của anh ấy mà, anh ấy làm sữa chua cho tôi đó, cậu đã uống sữa chua anh ấy làm bao giờ chưa? Chưa từng uống? Hà kỳ nghiêng hô hố, siêu ngon luôn, vậy hả? Có còn không? Tôi uống hết rồi. Lưu Vũ hàm trận trắng mắt, ngày đầu tiên vào đội, vốn tưởng là chỉ làm quen hoàn cảnh một chút, không ngờ tới buổi chiều đã chính thức bắt đầu huấn luyện ma quỷ rồi. Ở trường cơ bản đều là một huấn luyện viên hướng dẫn nguyên một tổ, hai con mắt của thịnh tinh hà phải theo dõi hơn 10 người căn bản là không kịp quản hầu hết thời gian đều là dựa vào tự giác điều này cũng có nghĩa là có thể lén làm biến một chút cho dù có bị thịnh tinh hà phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt chạy hai vòng mà thôi nhưng ở đây tất cả mọi thứ khác hoàn toàn chỉ cần vừa vào trung tâm huấn luyện là sẽ có huấn luyện viên chuyên môn nhìn chầm chầm, huấn luyện viên hướng dẫn của hạ kỳ niên họ khổng tên cụ thể là gì thì không giới thiệu tính cách của huấn luyện viên khổng trái ngược hoàn toàn với thịnh tinh hà bộ dạng hung thần ác sát còn chưa tính nói chuyện đặc biệt to vừa gầm lên thì người trong vòng 50 mươi mét đều quay đầu nhìn qua tính tình nóng nảy vô cùng nóng nảy nóng nảy như cả thế giới đều nợ ông 100 triệu động tác không chuẩn trực tiếp mắng dẫu lạnh chửi nóng tài ăn nói tuyệt đối không thua gì huấn luyện viên lái xe trong quá trình huấn luyện tuyệt đối không được than mệt không thể kêu chán lần đầu tiên cảnh cáo lần thứ hai trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà luôn đây là cảnh cáo mà hạ kỳ niên nhận được sau khi thuận miệng hôn một câu mệt quá đi đến đội tuyển tỉnh huấn luyện không chỉ có sinh viên đại học có người vẫn còn là tên nhóc thối mới học trung học cũng bị đưa vào huấn luyện có một đứa vì tư thế không đạt bị huấn luyện viên lạnh mặt mắng cho một trận trên mặt còn treo đầy nước mắt nước mũi vừa khóc vừa ngồi chồm hổng hạ kỳ niên thấy đứa bé kia đáng thương muốn đi tới đưa khăn giấy bị huấn luyện viên khổng rống cho hoa mắt chóng mặt Ngoại trừ ăn cơm đi vệ sinh ra, thời gian còn lại đều là huấn luyện, có thể nghỉ ngơi, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao cho trước đã. Thịnh Tinh hạ nói một chút cũng không sai, lượng huấn luyện so với của trường không chỉ tăng gấp đôi, còn chưa tới một giờ mà bộ đồ thể thao của Hạ Kỳ Niên đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Tới giờ thứ hai, đã có thể vắt áo ra nước. Giờ thứ tư, cánh tay và bắp chân run rẩy không ngừng, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cổ họng đau xót, còn không hít đủ oxy. Đến giờ thứ năm, cậu nôn mửa, thực sự nôn ra luôn. Hai mắt cậu đỏ ngầu, vịn bồn nước trong phòng vệ sinh nôn một trận tối tăm trời đất, dạ dày cũng co rút, đồng thời bắp chân còn đang không ngừng phát run, căn bản không còn hơi sức để đứng cho vững. Huấn luyện viên khổng châm một điếu thuốc, ông cánh tay thờ ơ lạnh lùng, khăn giấy của cậu có chỗ xài rồi đó. Hạ kỳ niên mở vòi nước đến mức lớn nhất, súc miệng. Nôn xong rồi, ừm. Hạ niên niên đóng vang nước lại, lau mặt, nhìn mình trong gương đã dần dần khôi phục được chút huyết sắc có thể tiếp tục luyện tập chứ còn phải luyện nữa ư khi nói ra lời này cổ họng cậu đã khàn đến mức sắp nghe không rõ huấn luyện viên khổng trích một hơi thuốc lá cười cậu cũng có thể chọn trở về ký túc xá để ngủ giọng điệu này căn bản cũng không phải là cho cậu được phép lựa chọn hốc mắt hạ kỳ niên cũng nóng lên phương thức huấn luyện ở đây so với những gì cậu đã dự đoán còn thảm thiết hơn gấp mấy lần chênh lệch quá lớn trong nhất thời rất khó thích ứng cậu không thể ức chế được mà nhớ tới sân thể dục của trường nhớ huấn luyện viên sẽ vừa chạy vừa nhảy cùng bọn họ khi đó cho dù có khổ đến đâu ít nhất trạng thái cũng còn tốt nhưng bây giờ ngay cả mở miệng còn không muốn có lẽ cảm thấy thể lực của cậu không theo kịp huấn luyện viên khổng bảo cậu nghỉ ngơi nửa tiếng rồi mới nói luyện thêm ba nhóm cốt lõi nhóm cơ cốt lõi là một nhóm cơ quan trọng chịu trách nhiệm bảo vệ sự ổn định của cột sống chủ yếu nằm ở bụng bao gồm cơ bụng thẳng cơ bụng ngang cơ cột sóng dọc vờ vờ cơ cốt lõi không có sức thì cơ cánh tay và cơ chân có luyện đẹp đến đâu cũng vô dụng có rất nhiều loại phương pháp để luyện phổ biến nhất là hít đất và đu xà huấn luyện yêu cầu chính là kiểu khi chân nâng lên hạ xuống nâng cao làm một lần có thể tập được nhiều nhóm cơ ở trước và sau cùng một lúc luyện cơ thịt càng nhiều thể năng tiêu hao càng lớn hai tay nắm thanh ngang của khung ra sức gồng cơ bụng hai chân chậm rãi nâng lên đến vị trí thanh ngang lúc này cơ bụng thắt lưng sẽ cảm thấy đau nhức dữ dội kiên trì hai giây lại chậm rãi thả hai chân xuống một nhóm làm hai mươi lần hoàn thành một nhóm nghỉ ngơi năm phút rồi lại tập tiếp nhóm thứ hai hà kỳ niên bị bộ động tác này tra tấn đến mức cơ bắp run rẩy sau khi nôn một lần cơ thể đã trở nên rất yếu làm xong một nhóm cánh tay cũng sắp không nắm nổi thanh ngang nữa nhưng thế giới vận động viên chính là biến không làm được thành có thể làm được cậu cũng chưa bao giờ dám xem nhẹ tự cho phép mình bỏ qua một lần cũng không dám bởi vì thịnh tinh hà đã từng nói một câu có một lần lười biếng thì nhất định sẽ có lần thứ hai lần thứ ba rồi vô số lần bầu trời bên ngoài phòng huấn luyện đã tối đen trong phòng đèn đuốc sáng trưng khắp nơi đều là tiếng nâng lên hạ xuống của thiết bị trong khoang miệng hà kỳ niên vẫn luôn ngậm một mùi máu tươi nồng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện khổng giao cho thế này cũng chưa tính là hết sau khi kết thúc tất cả huấn luyện còn phải chịu đựng tra tấn kéo giãn cơ thể. Nếu huấn luyện là quất roi lên người, thì kéo giãn chính là rắc tiêu lên vết thương. Mỗi một lần có duỗi đều đau khổ hệt như một người đàn ông trưởng thành chưa bao giờ học múa bị ép phải dạng chân sát sàn vậy. Cho nên mỗi lần kéo giãn, Hà Kỳ Niên đều hệt như một con cá bị mất nước, liều mạng công người, gân xanh nổi hết lên, nước mắt không khống chế được tuôn ra. Thật sự rất đau, còn đau hơn huấn luyện gấp trăm lần. Hạ Kỳ Niên cao, sức lực lại lớn khác thường, phải cần đến hai người hỗ trợ huấn luyện ở bên cạnh đè thân thể lại mới có thể thuận lợi hoàn thành động tác kéo giãn. Bên ngoài sân đều có thể nghe thấy tiếng gào khóc xé gan xé ruột. À, không cần không cần không cần, tôi không thể, thật sự không được đâu. Ngày tập luyện đầu tiên kết thúc lúc 9 giờ tối. Lúc xuống lầu là một đám người còn sinh long hoạt hổ, lúc lên lầu mỗi người đều tự như ông già bà cả gần đất xa trời, vịnh lan can chậm rề rề mà nhích, ngay cả hơi sức để oán giận cũng không còn. Lúc Hà Kỳ Niên trở lại phòng, Vu Thuận Bình đã tắm rửa rồi, ngay cả tóc cũng không lo lâu đã nằm sắp trên giường nói chuyện phím với một cô gái, nghe nội dung đối thoại thì hẳn là bạn gái, bởi vì toàn nói những thứ vớ vẩn, cùng người gần gũi, hoặc là người mình muốn gần gũi mới có thể sàm nhảm đến mức đó. Vu Thuận Bình lấy một hộp mì ăn liền từ trong tủ ra, rót chút nước nóng, tiếp đó để điện thoại di động lên bàn trà nhỏ. Trong khi chờ mì nở, cậu ta lại quay qua hỏi hạ kỳ niên có cần một hộp không hạ kỳ niên xua tay vận động quá độ khiến cậu căn bản không còn thiết gì đến ăn uống nữa cả người đầy mồ hôi quần áo thể thao cởi ra có thể vắt y như khăn mặt mới ngâm nước xong sau khi tắm rửa xong cậu tiện thể vào quần áo treo lên phơi cả người giống như một bãi bùn nát trải bẹp ra giường không nhúc nhích ánh mắt trống rỗng vu thuận bình vẫn còn tám với bạn gái chuyện huấn luyện bạn gái liên tục cảm thán thảm quá hà thật đáng thương cho anh một cái hôn nè. Vu Thuận Bình Thân là một tên đàn ông 188 tuổi, lại đối diện với ống kính chu môi bán manh, mua 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 à, Hạ Kỳ Niên. Thật ra cậu cũng đã tích đầy một bụng uất ức, đáng tiếc không có chỗ nào để xả ra, cậu không muốn thịnh tinh hà thấy mình tràn ngập năng lượng tiêu cực. Vào lúc mình khổ sở, nghĩ đến người mình thích cũng từng bước từng bước thế này mà tiến lên liền sẽ cảm thấy ngày mai cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Đêm yên tĩnh càng khiến nhớ nhung thêm sâu sắc. Hạ Kỳ Niên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người mình yêu. Sữa chua tôi uống hết rồi, tay nghề tiến bộ lắm nha, chờ lần tới anh làm nhiều hơn nha. Đợi nửa phút, lại gửi qua. Anh đang làm gì vậy? Huấn luyện thật sự là quá mức mệt mỏi, mệt đến nỗi cậu còn không kịp chờ tin hồi âm của Thịnh Tinh Hà rơi vào mộng. Hơn 10 phút sau, Thịnh Tinh Hà trả lời một câu vừa tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, lại ân cần hỏi thăm tình hình huấn luyện của cậu ở đội tuyển tỉnh. Lúc hỏi còn hết sức chú ý thêm vào một chữ cắt ở trước chữ cậu, đáng tiếc chờ cả nửa ngày cũng không nhận được hồi âm. Anh gửi tin nhắn cho Vu Thuận Bình, Vu Thuận Bình thành công bán luôn hạ kỳ niên. Hôm nay cậu ấy bị huấn luyện viên huấn luyện đến nôn như điên, thân thể không thoải mái, đã sớm ngủ đến không biết trời trăng gì rồi. Đại khái là áp lực quá lớn, đêm đó Hạ Kỳ Niên nằm mơ đều thấy đang luyện tập đặc biệt, phải vượt qua một hàng rào trắng bày từ đầu này đến tận cuối đầu kia sân thể dục, cậu ra sức nhất chân nhưng làm thế nào cũng không nhảy qua được chạm xà một lần phạt chạy một vòng huấn luyện viên khổng còn đe dọa sẽ quay lại trò hề khi cậu ngã xuống đất rồi đăng lên mạng cho người hâm mộ xem một cuộc điện thoại của thịnh tinh hà phá vỡ giấc mơ u ám kia tới lúc này tâm tình buồn bực của hạ kỳ niên mới hơi tốt hơn nghe nói hôm qua cậu huấn luyện bị nôn hả có nghiêm trọng không ai nói vậy giọng hạ kỳ niên vang dội thịnh tinh hà cười nói tôi cài tai mắt của mình bên cạnh cậu nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt tôi. Nhưng mà nghe giọng cậu thế này thì trạng thái hẳn là đã khôi phục rồi. Hạ Kỳ Niên cười ha ha, dùng giọng điệu có xen chút trêu chọc hỏi, tôi không ở trường, có phải anh hơi không quen không? Bớt được một phiền toái lớn, cảm giác đặc biệt thoải mái. Trong thanh âm của thịnh tinh Hà mang theo ý cười, Hạ Kỳ Niên hướng một tiếng. Trận đấu cuối tháng anh sẽ đi xem chứ? Đương nhiên, đã chắc như vậy rồi đó. Được, chờ mong cậu phát huy vượt xa bình thường. Vu Thuận Bình đánh răng xong từ phòng tắm đi ra, tò mò nói, cậu vừa mới nói chuyện điện thoại với bạn gái hả? Hai chữ bạn gái này khiến lòng Hà Kỳ Niên chấn động, chấn động xong lại ngại ngùng. Sao cậu lại đoán như vậy? Vu Thuận Bình cho rằng mình đã đoán đúng, trưng ra bộ dáng người từng trải, đắc ý giàu dạt nói, mới sáng sớm đã gọi, ngoại trừ người thích cậu ra thì còn có thể là ai nữa? Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, Hà Kỳ Niên đã nổ tung như một quà pháo, máu cả người nóng hừng hực suốt buổi sáng huấn luyện viên khổng còn nghiêm túc mà hoài nghi có phải là cậu đã dùng thuốc cấm gì không vẻ đẹp của tình yêu không thể miêu tả chính xác bằng từ ngữ được tình yêu của mỗi người có một hương vị khác nhau đối với hạ kỳ niên mà nói tình yêu là một chất kích thích không bao giờ bị phát hiện khả năng thích ứng của hạ kỳ niên rất mạnh chỉ ngắn ngủi vài ngày đã vào trạng thái huấn luyện hơn nữa còn lên kế hoạch cho thời gian học tập ban ngày huấn luyện sáng sớm và ban đêm làm bài tập về nhà quan hệ giữa cậu và các bạn cùng lớp cũng không tệ lắm mỗi môn học đều có người gửi nội dung trọng điểm giáo viên nói cho cậu, cẩn thận hơn một chút thì gửi bản đồ tư duy, một số còn gửi thật ở quay được trong lớp học, lười biến hơn một chút thì gửi video quay trực tiếp, cậu dành thời gian ngắn rời rạc mỗi ngày để tìm hiểu kiến thức mới, chỉ có trước khi đi ngủ sẽ cho thần kinh căng thẳng của mình một chút thư giãn, chẳng hạn như nghe bình luận thể thao hoặc tướng thanh của Đức Vân Xã, tướng thanh, nghệ thuật tấu hài của Trung Quốc. Đức Vân Xã là tổ hợp nổi tiếng nhất của hình thức nghệ thuật này bạn cùng phòng của cậu, Vu Thuận Bình, là một sinh viên có năng khiếu thể thao, đăng ký chuyên ngành là hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội, nhưng các lớp học chuyên ngành cậu ta chỉ tùy tùy tiện tiện, ngay cả ở trường cũng rất ít khi nghiêm túc lên lớp nghe giảng. Có một đêm, hơn 2 giờ sáng cậu ta dậy đi vệ sinh, thấy Hạ Kỳ Niên còn nằm nhoại ra bàn làm việc nhỏ trên ban công lật xem tư liệu, liền cảm nhận được trung động trước nay chưa từng có, cậu còn chưa ngủ sao? Cậu ta xoa xoa đôi mắt buồn ngủ thanh âm hơi hơi khàn khàn, cũng hơn 2 giờ rồi, chờ chút nữa tôi còn chưa buồn ngủ. Hạ Kỳ Niên vừa mới nói xong lời này đã ngáp một cái, còn bảo không buồn ngủ. Vu Thuận Bình đi tới, nhìn thoáng qua màn hình máy tính của cậu, là một tài liệu, cậu đang làm gì vậy? Giáo viên bảo viết một bài tiểu luận với một bản thảo tin tức mới nữa, tuần sau nộp. Đối với Vu Thuận Bình mà nói thì hai chữ bài tập hơi xa lạ thậm chí ngay cả tên đầy đủ của sách giáo khoa chuyên ngành cậu ta còn không nhớ được. Có phải tôi làm ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của cậu không? Không thì kéo rèm cửa lại đi, như vậy chắc sẽ không còn sáng đâu. Hạ Kỳ Niên nói, không sao, không sao, tôi tỉnh do buồn tiểu, dậy đi vệ sinh thôi. Vu Thuận Bình đi vệ sinh xong, cảm giác đã tỉnh táo rất nhiều, nhẹ nhàng ra ban công, lại nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Hạ Kỳ Niên ngước mắt nhìn cậu ta, sao vậy, tôi hơi mất ngủ tôi như vậy có cản trở cậu viết bản thảo không? Không, tôi đã viết xong rồi, đang sửa sai chính tả. Hạ Kỳ Niên nói, Vu Thuận Bình nhìn chầm chầm cậu một hồi lâu, hơi nghi hoặc, cậu thích chuyên ngành hiện tại của cậu không? Rất thích, có thể học được rất nhiều thứ. Vu Thuận Bình hỏi, vậy tại sao cậu lại nhảy cao? Nhảy cao là sở thích lớn nhất của tôi. Hạ Kỳ Niên mím môi, giống như một đứa trẻ còn non nớt, mặt không biến sắc khoe khoang. Huấn luyện viên của chúng tôi chính là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi cũng muốn vào đội tuyển quốc gia." Vu Thuận Bình lại càng nghi ngờ, "Vậy sau này cậu rốt cuộc là định làm MC hay là nhảy cao?" Nhìn xa trông rộng, hai thứ này thật ra cũng không mâu thuẫn với nhau, "Tôi có thể luyện nhảy cao trước, tích lũy kiến thức chuyên môn, sau khi giải nghệ thì ra nước ngoài tu nghiệp gì gì đó, sau đó trở về làm MC bình luận, trước kia tôi đã muốn phát triển về phương diện bình luận thể thao rồi." Vu Thuận Bình nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, bỗng nhiên hơi cảm khái cậu đã nghĩ đến xa như vậy rồi sao thì cũng nghĩ như vậy thôi cụ thể như thế nào vẫn phải đi một bước lại xem một bước năm đó khi thi đại học tôi cũng không nghĩ tới sẽ nhảy cao càng không nghĩ tới sẽ vào đội tuyển tỉnh không chừng tương lai sẽ gặp được nghề nào hấp dẫn hơn bình luận viên thì sao hạ kỳ niên lưu lại tài liệu đã chỉnh sửa còn cậu thì sao có kế hoạch gì không tôi chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp tìm một công việc ổn định sau đó kết hôn với bạn gái của tôi hạ kỳ niên hơn nửa đêm bị thồn một họng thức ăn cho chó, thật sự là nghẹn đến phát hoảng. Hà Kỳ Niên khép lại sách vở, ho khang hai tiếng, vì kia nhà tôi chí hướng hơi lớn, tôi phải làm một phen sự nghiệp cùng với người ta trước, loại chuyện này không gấp, thật ra tôi cũng gấp rút với chuyện kết hôn. Chủ yếu là cô ấy muốn ở cùng một chỗ với tôi thôi. Hà Kỳ Niên ở trong lòng bóp chết Vu Thuận Bình cả mươi ngàn lần, cậu cũng muốn ở bên nhau với Thịnh Tinh Hà. Vu Thuận Bình nói đến bạn gái thì lập tức tinh thần phấn chấn. Cậu biết không, cô ấy vẫn luôn muốn nuôi một con chó nhưng người trong nhà không đồng ý ở nhà tôi là có thể nuôi rồi đến lúc đó chúng tôi chính là thế giới hai người một chó ban ngày đi làm buổi tối dắt chó đi dạo hà kỳ niên ảo tưởng cảnh tượng cùng thịnh tinh hà trêu chọc mèo dắt chó đi dạo một chút thật là tốt đẹp khóe miệng bất giác mỉm cười thích ý hình như là rất không tệ cậu trở lại giường mở album ảnh ra trong đó còn phân ra một album ảnh riêng chuyên cất giữ một ít hồi ức của cậu và thịnh tinh hà nhưng thịnh tinh hà không thích chụp ảnh phần lớn đều là ảnh cậu chụp lén anh không phải bóng lưng mặc nhiên thì chính là gương mặt khi ngủ vô tình vậy mà cũng được mấy trăm bức rồi theo thứ tự thời gian sớm nhất là khi bọn họ cùng nhau ăn mì ăn liền không ngay cả mì ăn liền nấu lên cũng không phải chính là một gói mì sống mà thôi cậu nhớ tới thịnh tinh hà vì không tìm được ấm đun nước mà làm mặt dậy nói thật ra mì ăn liền có đến vài cách ăn lận trong đó là ăn sống là ngon nhất đó hai gói mì sống Thịnh Tinh Hà và cậu cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình. Đoạn video cuối cùng được ghi lại vào một buổi sáng sớm, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất mờ nhạt, Thịnh Tinh Hà ngồi xếp bằng trên thảm, trên bàn trà bày hai bát sướng nhỏ và một hộp ngũ cốc. Ngũ cốc có quả hạch, Hà Kỳ Niên không thích ăn hạch đào, Thịnh Tinh Hà đổ ra bát rồi phải lựa từng hạt từng hạt ra cho vào bát của mình, thêm trái cây đã cắt thành khối, đổ sữa chua vào khuấy đều, giống như cảm giác được gì đó, bỗng nhiên dương mắt lên, mỉm cười cậu đang chụp cái gì vậy? Không có gì. Xạo, đưa điện thoại di động đây tôi xem. Thật sự không có mà. Đêm dài đằng đẵng, trong mộng đều là người trong lòng. Gần cuối tháng, thời tiết dần dần trở nên mát mẻ, nhiệt độ cùng lắm cũng chỉ có mười mấy độ, không lạnh cũng không nóng, vừa vặn thích hợp cho cuộc thi. Giải vô địch Điền Kinh Quốc gia năm nay được tổ chức tại sân vận động trung tâm thành phố Z, kéo dài ba ngày, hạ kỳ niên theo đội, đi tàu cao tốc đến khách sạn trước một ngày. Hôm nay trời quang mây tạnh, tâm trạng các vận động viên không tệ, tinh thần dâng cao. Dù sao cũng là cuộc thi mang tính chất quốc gia, mỗi trường học đều phái ra không ít lãnh đạo và huấn luyện viên cùng đi xem thi đấu để cổ vũ cho các vận động viên, nhưng ngoài ý muốn chính là Thịnh Tinh Hà thế mà lại không có trong đội ngũ. Hà Kỳ Niên còn tưởng rằng mình nhìn sót, đi hỏi huấn luyện viên chu bên đội nhảy xa, lúc này mới xác định Thịnh Tinh Hà thực sự không tới. Lãnh đạo trường vừa đến thì tập hợp lại họp hà kỳ niên lén lút gửi tin nhắn cho thịnh tinh hà hỏi khi nào anh có thể đến thịnh tinh hà chỉ trả lời bằng một tin nhắn tôi tạm thời có chút chuyện cậu thi đấu thật tốt nha lại không nói rõ khi nào đến điều này khiến hà kỳ niên mơ hồ có một dự cảm không tốt lắm hội nghị vừa kết thúc cậu lập tức gọi điện thoại cho thịnh tinh hà anh đang làm gì vậy sáng mai bắt đầu trận đấu rồi anh có thể đến không thịnh tinh hà bên kia im lặng thật lâu cũng không nói gì trầm mặt dài đằng đẵng khiến cho dự cảm trong lòng hạ kỳ niên càng thêm mãnh liệt anh bị sao vậy xin lỗi giọng thịnh tinh hà rất nhẹ có thể tôi không có cách nào để tới xem cậu thi đấu rồi tuy rằng khi nói còn kèm theo hai chữ có thể nhưng hạ kỳ niên đã có thể xác định được rằng anh sẽ không đến so với các đội viên thì thịnh tinh hà còn chờ mong trận đấu hơn tất cả mọi chuyện đều sẽ sớm sắp xếp ổn thỏa lãnh đạo và huấn luyện viên của trường đều đến vậy chứng tỏ không phải là chuyện trong trường học mà là chuyện riêng của thịnh tinh hà đầu óc hà kỳ niên xoay chuyển thật nhanh càng suy nghĩ lung tung lại càng dễ sốt ruột anh có chuyện gì vậy không khỏe hay sao không phải cậu trước đừng để ý đến tôi cứ thi đấu thật tốt là được cái gì gọi là đừng để ý đến anh giọng hà kỳ niên cũng nâng cao lên rốt cuộc anh bị sao vậy không nói là tôi sẽ bay trở lại ngay bây giờ đó thịnh tinh hà hoảng hồn cậu còn dám uy hiếp tôi nữa hả có nói hay không không nói là giờ tôi đi đặt vé máy bay ngay lập tức thịnh tinh hà tức đến choáng váng cả đầu anh đoán chừng tên nhóc hà kỳ niên này sẽ thật sự có khả năng làm ra loại chuyện như thế bất đắc dĩ nói cậu bên kia có đang bận không không bận vừa mới học xong chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi hà kỳ niên nói dối một chút thật ra lúc này cậu đang theo cả đội đi đến nhà ăn ăn gì đó nhưng chuyện của thịnh tinh hà so với ăn cơm thì quan trọng hơn nhiều cậu nói xong lập tức đẩy một cánh cửa thông ra lối an toàn ra ngồi trên bậc thềm hành lang. Chung quanh yên tĩnh rất nhiều, dòng thịnh tinh hà trở nên rõ ràng. Huấn luyện viên của đội Điền Kinh đã liên lạc với tôi báo rằng đã có thể tiếp tục thi đấu vào tháng 2 tới. Đây là chuyện tốt mà. Hạ Kỳ Niên vỗ đùi nói, anh làm tôi giật hết cả mình, tôi còn tưởng rằng thân thể anh không thoải mái. Thịnh Tinh Hà nói, còn hơn 3 tháng nữa, tôi phải tập luyện thật tốt để tìm lại cảm giác thi đấu. Hạ Kỳ Niên nghe ra ý trong lời nói của anh, tim rung lên anh không phải đã đi rồi đó chứ ừm hiệp hội điền kinh ra lệnh cấm thi đấu cũng không ảnh hưởng đến việc huấn luyện hàng ngày của thịnh tinh hà ở căn cứ lúc trước là bởi vì đã tiến hành phẫu thuật chân lấy đà một lần anh không thể không tịnh tâm tĩnh dưỡng bây giờ vết thương ở chân đã từ từ hồi phục lại bác sĩ cũng nói đã không còn gì đáng ngại anh nghĩ cũng nên quay lại rồi dự định ban đầu là chờ giải thi đấu lớn này kết thúc rồi mới bay về nhưng huấn luyện viên nói tháng sau tổ nhảy có một đợt đặc huống phải bay ra nước ngoài nếu như cuối tháng trở về bổ sung thủ tục xong thì sẽ dẫn theo anh nữa cho nên lòng muốn trở về của thịnh tinh hà lập tức như mũi tên bắn ra anh phải bận rộn bàn giao lại cho huấn luyện viên mới đến rồi còn thu dọn đồ đạc đương nhiên thịnh tinh hà cũng không nói chi tiết như vậy chỉ nói huấn luyện viên thúc giục anh trở về anh phải bắt kịp chuyến bay vào tối mai sở dĩ không nói trước cho hà kỳ niên là vì sợ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của cậu nhưng bây giờ xem ra phỏng chừng sẽ ảnh hưởng đến thi đấu của cậu thịnh tinh hà hơi hối hận mình hẳn là nên sớm suy nghĩ ra một lý do thật tốt ví dụ như con của bà con có chuyện vui mình phải tham gia hôn lễ chẳng hạn tốt xấu gì cũng để cho hạ kỳ niên an tâm thi đấu nhưng lời cũng đã nói ra miệng rồi giờ có suy nghĩ thì cũng không giúp ích gì được nữa cậu hãy cố lên đến lúc đó bảo bạn học quay video lại cho tôi xem lúc nói những lời này thịnh tinh hà đang thu dọn hành lý vali anh đang xài chính là cái hạ kỳ niên mới mua kích cỡ cũng không chênh lệch lắm với cái của anh. Đúng rồi, cái vali kia của cậu tôi mang đi, chắc là cậu không ngại đâu ha. Lúc này đổi thành Hạ Kỳ Niên trầm mặt, cậu mất gần nửa phút mới miễn cưỡng tiêu hóa hết tin dữ cho dù mình có thi đấu xong thì trở về trường cũng không còn được gặp thịnh tinh hà nữa. Cho dù có tự nhủ, tự điều chỉnh tâm lý, dùng lý trí để đối mặt thì nội tâm mất mát vẫn mất thật lâu cũng không có cách nào bình phục được. Nếu cậu để ý thì cũng không có biện pháp nào, tôi cần dùng gấp rồi thịnh tinh hà lại nói cửa sổ hành lang mở ra bên ngoài có gió không khí lưu thông nhưng hạ kỳ niên vẫn cảm thấy ngực mình ngột ngạt hô hấp không thông trong đầu cậu xuất hiện hai người tí hon thiên sứ nhỏ lý trí nói thịnh tinh hà có mục tiêu và lý tưởng của mình trở về huấn luyện cũng là chuyện đương nhiên dù sao tập luyện ở trường và huấn luyện ở căn cứ là khác nhau một trời một vực anh ấy phải nên trở về sớm một chút còn quỷ nhỏ lại nở nụ cười tá ác đừng có viện lý do thi đấu vào tận tháng hai năm sau còn thiếu một hai ngày tập luyện sao lúc trước rõ ràng đã đồng ý sẽ đến xem trận đấu rồi giờ nói không đến được liền không đến điều này đã nói rõ cái gì anh ta hoàn toàn không quan tâm đến mày cũng không có kỳ vọng gì với việc mày nhận được giải thưởng cả thiên thần nhỏ rưng rưng nước mắt không phải như cậu nói đâu anh ấy luôn quan tâm đến tình hình của tôi ở đội tuyển tỉnh mà quỷ nhỏ thậm chí còn đắc ý hơn quan tâm thật không chỉ sợ tất cả đều chỉ là có lệ mà thôi. Bằng không vì sao ngay cả muốn đi, anh ta cũng không thèm thông báo cho mày biết, mày mà không gọi điện qua, anh ta sẽ không nhắc tới chuyện này, ngay cả anh ta có đi rồi thì mày cũng không biết. Cổ họng của thiên thần nhỏ nghẹn lại, khóc như bão táp mưa xa. Tùy anh, tôi đi ăn cơm đây. Thịnh tinh hà từ trong giọng nói nghe ra cậu đang khó chịu, anh buông quần áo trong tay ra, ngồi xuống mép giường. Cậu tức giận à? Không, tại sao tôi phải tức giận? thế này thì rõ ràng là đã tức giận rồi, thực xin lỗi. Thịnh Tinh Hà lại chân thành xin lỗi lần nữa, chuyện tôi đã đồng ý với cậu mà lại không làm được, lần sau nhất định sẽ bồi thường cho cậu, có được không? Nghe thấy hai chữ bồi thường, ánh mắt Hạ Kỳ Niên lập tức sáng lên. Nước mắt của thiên thần nhỏ cũng ngưng chảy, hai tay chống thắt lưng đắc ý dạt vào, còn nói anh ấy không quan tâm đến tôi nữa thôi. Vậy tại sao đến bây giờ anh mới nói cho tôi biết, có phải hôm nay tôi không hỏi thì anh cũng không định nói không vừa mới nhận được thông báo vào mấy ngày trước nghĩ đến cậu sắp thi đấu rồi nên mới không quấy rầy cậu thịnh tinh hà nói chuyện lớn như vậy sao có thể tính là quấy rầy được chứ hạ kỳ niên xoa xoa đùi mình hơi chờ mong vậy anh định bồi thường cho tôi như thế nào thịnh tinh hà cười một tiếng tôi còn chưa nghĩ ra đâu bằng không thì mua cho cậu một món quà rồi gửi qua tôi không cần quà hạ kỳ niên mím môi sau khi anh đến bên kia rồi có thể quay video gửi cho tôi không? Đầu óc cậu nhanh chóng vận chuyển, vừa muốn đạt được mục đích, lại không muốn ý đồ của mình bại lộ rõ ràng nên bổ sung, tôi rất muốn nhìn hoàn cảnh căn cứ, xem bình thường anh huấn luyện như thế nào. À, thịnh tinh hà suy tư một lát, tôi có một tài khoản Weibo, trên đó đăng rất nhiều video huấn luyện, lát nữa tôi sẽ gửi ID qua cho cậu ha. Hạ kỳ niên sức đầu mẹ tráng, không thể quay video sao? tôi vẫn luôn tò mò không biết ký túc xá của đội tuyển quốc gia trông ra sao mẹ nó ai mà thèm tò mò ký túc xá trông như thế nào thịnh tinh hà cũng sắp chống đỡ không nổi nữa cắn răng nhịn xuống ý cười được rồi sau này tôi sẽ quay video gửi cho cậu ở bên kia hạ kỳ niên duỗi đạp hai cái chân dài cảm thấy mình quả thực là thông minh tuyệt đỉnh thịnh tinh hà rất phiền chuyện chuyển nhà mỗi lần đều phải thu dọn một đống đồ đạc sau khi anh đóng gói mấy cái thùng lớn xong thì kéo chúng đến quán cà phê của tạ vũ chờ sau khi tôi sắp xếp xong cậu hãy gửi qua giúp tôi phí chuyển hàng tôi sẽ gửi uy chát trả cho cậu nhanh như vậy đã phải đi rồi sao mới ở lại có mấy tháng đâu tạ vũ bấm ngón tay tính toán ba tháng hả mới ba tháng thôi sao thịnh tinh hà cảm thấy thật thần kỳ có lẽ bởi vì quen biết rất nhiều sinh viên thu hoạch được rất nhiều nên mới cảm thấy như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Đám trương đại khí định tổ chức một buổi lễ tiễn đưa vui vẻ, thịnh tinh hà đã uyển chuyển từ chối, một là sợ bọn họ hao phí, hai là không thích tạm biệt. Nghi thức tiễn đưa càng lớn, bóng lưng người rời đi càng có vẻ tịch mịch. Vé máy bay là hơn 5 giờ chiều, anh sớm chào chủ nhà, trả lại một sâu chìa khóa lớn và thẻ ra vào cổng, bà chủ nhà rất khách sáo đưa cho anh một ít trái cây, chúc anh một đường thuận buồm xuôi gió. Thịnh tinh hà đeo một cái túi hai quai, kéo vali, cũng giống như ngày đến đây, bắt taxi ra sân bay. Trước nay chưa từng hưng phấn như vậy, cảm giác hô hấp cũng thoải mái không ít, cơn ác mộng của anh cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng song song với hưng phấn còn xen lẫn vài phần mất mát, anh đã quen với thanh âm ồn ào của đám nhóc kia, thường xuyên đùa giỡn nhau, quan tâm những điều nhỏ nhặt, không còn gặp mặt nữa thì quả thật là khiến người ta phải thương cảm, lỡ như trong khoảng thời gian này Hà Kỳ Niên thích người khác thì sao? hoặc là có người tỏ tình với Hạ Kỳ Niên. Nhiều em gái lớp dưới như vậy, mỗi ngày đều canh ở cạnh sân thể dục chờ đưa nước uống, anh đi rồi thì sẽ không thể nào biết tin tức được, cũng không có cách nào ngăn cản. Miễn là đông người, thì hẳn sẽ có một người nhìn vừa mắt mà, đúng không? Hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác trót vào đầu, anh kinh ngạc phát hiện mình lại bắt đầu lo được lo mất như đang yêu xa. Không được, không được, không được. Điều này hoàn toàn không thể nào không thể để cho cảm xúc ảnh hưởng đến tâm lý của mình, huấn luyện mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Nói không được liền không để ý nữa, anh mở điện thoại di động bắt đầu xem tin tức thể thao, nhưng trong đầu vẫn có một màn đạn bay dày đặc đỏ chóe. Mày thật sự không thèm để ý sao? Qua thôn này chưa chắc đã có quán khác đâu nhà dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa lại còn là vận động viên nhảy cao nữa hợp với mày như vậy. Anh không nhịn được gửi cho Hạ Kỳ Niên một tin nhắn ân cần hỏi thăm thật đường hoàng, thi đấu thế nào rồi? đợi thật lâu, học thoại cũng không hiển thị đăng nhập, mãi cho đến khi anh sắp lên máy bay, Hà Kỳ Niên mới trả lời, vừa mới khởi động bên ngoài sân, bây giờ chuẩn bị đi kiểm tra, có phải anh sắp cất cánh rồi không? Đến nơi thì nhớ gửi cho tôi một tin nhắn, giọng điệu này cứ như người nhà anh vậy, thịnh tinh hài nhìn không được nở nụ cười, rõ rồi, Hà Kỳ Niên điều chỉnh tâm lý rất nhanh, vòng loại phát huy vượt trội cuối cùng bật nhảy trực tiếp vượt qua độ cao 2M20 bình thường thành tích tốt nhất của cậu khi huấn luyện luôn là 2M19. Đối với vận động viên nhảy cao mà nói, mỗi một CM đều là một bước đột phá lớn, Hạ Kỳ Niên có đột phá mới, toàn đội đều hưng phấn không chịu nổi. Ngay cả huấn luyện viên khổng cũng ngoài dự đoán của mọi người mà ném ra một câu khích lệ, thằng nhóc thúi, lần này biểu hiện cũng được lắm, phải duy trì tới trận chung kết, vào top 10 không thành vấn đề. Cách xưng hô hơi thân mật này khiến Hạ Kỳ Niên dựng hết lông tơ, cậu đã quen với một huấn luyện viên khổng luôn lớn tiếng gào thét rồi. Đợt huấn luyện ma quỷ ngắn mũi 20 ngày này quả thật đã khiến cho thể lực của cậu tăng lên rõ ràng, lúc trước chỉ nhảy 3 lần hơi thở đã trở nên không ổn định, bây giờ thì trạng thái khi nhảy xong lần thứ 5 cũng chẳng khác bao nhiêu với trạng thái mới nhảy có một lần. Cậu đã học được cách tiết kiệm thể lực để lại cho lần nhảy tiếp theo. Vòng loại nhảy cao của năm kết thúc lúc 8 giờ tối, cậu mặc dày hỏi các vị lãnh đạo trường muốn video và hình ảnh khi mình thi đấu. Cậu có học một chút cách cắt nối biên tập video clip, trong khi chờ thịnh tinh hà nhắn tin tới, cậu trở về phòng cắt video. Cậu rất thích quay lại những thứ này, từ năm nhất đến năm thứ ba, từ độ cao 2M02 đến 2M20, dù là chạy hỗ trợ hay bật nhảy, động tác của cậu đều đã có thay đổi tương đối lớn, nếu như không phải có những video này ghi lại, có lẽ cậu cũng sẽ không phát hiện ra những tiến bộ nhỏ này. Việc cắt ghép và chỉnh màu đơn giản không mất bao nhiêu thời gian, cậu chỉ cần nửa giờ để hoàn thành video, lưu vào đám mây. Mấy ngày nay không đăng nhập Weibo, vậy mà lại tích góp được hơn 10.000 bình luận. Trong hợp tin cá nhân có không ít tin nhắn của nhà quảng cáo tìm tới muốn hợp tác, cậu không có nhiều thời gian, đành phải quyển chuyển từ chối. Trong khi trả lời tin nhắn lại có tin mới bắn ra, Thịnh Tinh Hà, tôi đến rồi, N, vậy để tôi gửi video qua. Thịnh Tinh Hà, bây giờ tôi đang ở khách sạn, sáng mai sẽ trở về nhận thẻ vào cổng. N, vậy tôi có thể xem khách sạn của anh trông như thế nào không? Thịnh tinh hài nhịn không được nở nụ cười, đang muốn nói có phải cậu muốn nhìn tôi hay không thì màn hình đã hiện ra có gọi video. Thành phố A Gió rất lớn, hơn nửa trời còn đang mưa, lúc anh tới chỉ mặc một đồ bảo vệ mỏng, dọc đường bị thổi đến nước mũi cũng sắp chảy ra. Anh vội chạy tới trước gương nhìn hình ảnh của mình một chút, cao tóc vài cái mới giật mình phản ứng lại. Mình đang làm gì vậy? sao phải chú ý đến bề ngoài của mình? Nghĩ tới đây anh mới buông tha cho việc tự dày vào mình, cứ mặc kệ quần áo, đầu tóc đang ướt sũng, trực tiếp bấm vào nhận cuộc gọi. Ở giữa màn hình xuất hiện một khuôn mặt tươi cười quen thuộc, rõ ràng chỉ mới hơn hai tuần không gặp, thịnh tinh hà lại phát hiện cậu đã gầy đi rất nhiều. Nhiệm vụ huấn luyện của đội tuyển tỉnh vừa khô khan vừa nặng nề, Hạ Kỳ Niên bị tra tấn đến chết đi sống lại, lượng cơm lại không tăng lên, cứ như vậy mà luyện đến gầy mất 4 kg cậu thuộc dạng người đã gầy thì sẽ gầy mặt và chân cho nên thay đổi đặc biệt rõ ràng nhưng không thể không nói đường nét từ hàm xuống cằm đã trở nên rõ nét hơn cũng cứng rắn hơn không biết có phải là cố ý hay không thân trên của hạ kỳ niên không mặc áo chỗ để trần vừa vặn thấy đến vị trí ngực trong phòng mở một ngọn đèn bàn nhưng ánh sáng cũng không đủ mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đường nét của cơ ngực cậu không lạnh sao thịnh tinh hà nhịn không được hỏi không trong phòng còn rất ấm nè Hạ Kỳ Niên đến gần đèn bàn, giơ điện thoại quay từ trên xuống. Có phải anh phát hiện dáng người của tôi có thay đổi gì hay không? Vết thương trên cánh tay đã hoàn toàn khép lại, đường nét cơ bụng càng rõ hơn, có lẽ là do liên quan đến đêm khuya. Cách màn hình mà Thịnh Tinh Hà vẫn có thể cảm nhận được hóc mon nam tính nồng đậm đang phóng ra. Yết hầu không tự giác được mà lăn lên lăn xuống. Nhưng muốn anh thành thực thừa nhận những suy nghĩ này thì khác nào ép anh uống thuốc. Trầm mặt hai giây, anh mới bình tĩnh trả lời, không có gì thay đổi cả. Hạ Kỳ Niên hơi nhục chí, chuyển đề tài, "Hôm nay tôi vượt qua 2M20 rồi." Tin tức này trái lại lại khiến cho Thịnh Tinh Hà thấy trước mắt sáng ngời, bất ngờ và vui mừng nói, "Vậy tốt quá rồi. Tất cả đều đã đạt tiêu chuẩn cấp kiện tướng, tạm thời trong tay Hạ Kỳ Niên đã nắm được chứng chỉ vận động viên cấp 1, điều kiện để xin danh hiệu kiện tướng thể thao là đạt được thành tích 2M20 trong một cuộc thi." Từ cấp 1 đến kiện tướng thì 20cm nhìn như đơn giản này lại giống như một ngọn núi cao, đã lượt đi vô số người. Thịnh tinh Hà cảm thấy vui thay cậu từ tận đáy lòng. Hạ kỳ niên còn rất trẻ, chưa từng bị thương cũng không bệnh tật, sức mạnh còn chưa hoàn toàn kích phát ra hết mà đã có thể đạt tới trình độ như vậy rồi. Điều này chứng tỏ tương lai của cậu vẫn còn tiềm năng vô hạn. Hạ kỳ niên được khen ngợi, cười nằm sắp ra trên giường. Anh vừa tắm xong sao? Thịnh tinh Hà, không phải, bên này mưa, tôi mắt trên đường vậy còn không mau đi tắm đi không phải cậu muốn nói chuyện phiếm với tôi sao vậy anh đi tắm trước tắm xong rồi mới nói chuyện tiếp bình thường mà nói đến chuyện tắm rửa này thì cơ bản là chẳng khác nào có ý đợi rảnh rỗi rồi mới nói chuyện nhưng tới chỗ này của Hà Kỳ Niên thì lại khác khi Thịnh Tinh Hà đi ra khỏi phòng tắm đọc được năm tin nhắn tắm xong chưa còn chưa tắm xong hả sao tắm chậm như vậy trong khi tắm còn ngâm mình ư Tôi tắm trễ hơn anh mà còn tắm xong rồi nè, anh không phải đang ngủ đúng không? Ra rồi nhớ gọi lại cho tôi đó, dông dài như bà già, tóc còn chưa có lau khô, dọc nước theo tóc nhỏ xuống màn hình, thịnh tinh hà rút khăn giấy lau sạch sẽ, nằm sắp trên giường đánh chữ. Tôi tắm xong rồi đây, mời gọi video lập tức bắn tới, thịnh tinh hà còn chưa kịp mặc quần áo đã lập tức chui vào chăn. Hai người trò chuyện phím hơn nửa tiếng đồng hồ về đề tài giải thi đấu lớn, đợi đến lúc video bị tắt đi, thịnh tinh hà bỗng nhiên nhớ đến hạ kỳ niên căn bản không bảo anh quay phòng khách sạn cho xem tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi cho dù có muốn chối bỏ kiểu gì thì cũng không thể lừa bản thân nữa chỉ số thông minh đều biến thành cơ bụng hết rồi đêm khuya vắng lặng một khi nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống của hạ kỳ niên mục tiêu tiếp theo của tôi chính là tiến vào đội tuyển quốc gia anh nhất định phải chờ tôi đến lúc đó anh vẫn là đàn anh của tôi theo kế hoạch trận chung kết nhảy cao nam diễn ra vào ngày thứ ba, chiều cao khởi động tối thiểu là 1m90, sau đó chiều cao của mỗi vòng sẽ nâng lên 5cm. Hà Kỳ Niên chọn nhảy từ độ cao 2m, toàn bộ hành trình đều phát huy ổn định, thành công vượt qua độ cao 2m20, nhưng đây là lần nhảy thứ ba cậu mới vượt qua, thể lực tiêu hao tương đối lớn, cậu biết hôm nay mình không có khả năng khiêu chiến độ cao mới trên sân thi đấu nữa. Vượt qua độ cao 2m20 như cậu còn có hai người nữa, lần lượt là Lý Văn Long đến từ đội Hắc Long Giang và Triệu Thiên Dục của trường thể dục thể thao thành phố. Lý Văn Long vóc người cao gầy, đùi dài, chiều cao 2m đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Hạ Kỳ Niên có thể cảm giác được bình thường chắc chắn là cậu ta huấn luyện không nhiều lắm, bởi vì tư thế nhảy không đủ tiêu chuẩn, biên độ đánh hông lúc lớn lúc nhỏ, độ cao nâng lên nữa thì cậu ta sẽ không còn may mắn như vậy. Về phần Triệu Thiên Dục trường thể dục thể thao lại là đối thủ cũ của Hạ Kỳ Niên. Trước đó cũng đã từng gặp qua ở đại hội thể thao tỉnh, lúc đó mới độ cao 2m13 thì đã ngã xuống rồi, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, cậu chàng này có thể nhảy đến 2m20, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là cậu ta chỉ tập luyện ở trường, cũng không có vào đội tỉnh huấn luyện đặc biệt. Trong thời gian chờ trọng tài nâng gậy lên, Triệu Thiên dục xuống sân thay giày đinh, dốc vài ngụm nước, nhìn đông nhìn tây, rõ ràng đã nhảy qua độ cao mới. Nhưng sắc mặt cậu ta có vẻ đặc biệt lo âu bất an. Chiếc ghế của Hạ Kỳ Niên ở ngay bên cạnh cậu ta, cậu thân thiện cười cười, nhảy rất tốt. Triệu Thiên Dục vặn nắp chai lại. Trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Lời quái gở khác thường này vừa nói ra, nhiệt độ toàn trường đột nhiên giảm xuống, Hạ Kỳ Niên thoáng nhíu nhíu mày. Đương nhiên, cậu tiến bộ rất lớn. Triệu Thiên Dục nhìn cậu, rốt cuộc cậu muốn biểu đạt gì? Hạ Kỳ Niên cảm thấy có chút bối rối phương thức tư duy của triệu thiên dục thật đúng là không giống người bình thường tôi không có ý muốn biểu đạt cái gì chỉ đơn thuần cảm thấy cậu rất lợi hại hà kỳ niên thuận miệng hỏi bình thường khi luyện tập thì chuyên làm loại nào tương đối nhiều triệu thiên dục nhếch khóe miệng lên cười âm trầm cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết sao hà kỳ niên biểu môi sau đại hội thể thao tỉnh độ hảo cảm đối với người này lại rất xuống trên sân đấu luôn gặp người ở khắp mọi nơi muôn hình muôn vẻ không phải ai cũng chịu đem kinh nghiệm tâm đắc quý báu của mình truyền thụ cho người sau như thịnh tinh hà. Càng gặp nhiều người lại càng cảm thấy không phải ai cũng có ý tốt và tôn trọng, có điều cũng phải cảm ơn những người như Triệu Thiên Dục đã xuất hiện, để cậu ý thức được những người bạn bên cạnh giúp đỡ mình vô điều kiện đều rất quý giá. Cuối cùng, Thanh Ngang tăng lên độ cao 2M23, Hà Kỳ Niên và Lý Văn Long nhảy ba lần không qua được, Triệu Thiên Dục nhảy lần thứ hai đã vượt qua, đoạt được giải quán quân từ 2M13 đến 2M23. Tốc độ tiến bộ này cũng quá điên rồ rồi. Hạ Kỳ Niên nhìn gương mặt có chút âm trầm ở cách đó không xa, kết hợp với lời nói quái gở vừa rồi của cậu ta, nội tâm mơ hồ toát ra một ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Nhưng mà sau trận đấu vẫn phải kiểm tra đo pin, hẳn là không đến mức đó chứ phải không? Số lần Hạ Kỳ Niên làm rơi xà ở mức 2M20 nhiều hơn Lý Văn Long, chỉ giành được vị trí quý quân, hạng 3, tức huy chương đồng. Sau khi kết thúc, Cậu chia sẻ tin tức này cho Thịnh Tinh Hà. Thịnh Tinh Hà: Không sao, thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhà vô địch thế giới cũng có lúc thua mà, cứ huấn luyện cho thật tốt, lần sau ra sân lại thắng lại. N: Thắng thua ngược lại không sao cả, tôi chỉ cảm thấy Triệu Thiên Dục tiến bộ 10 cm chỉ trong thời gian hơn 2 tháng ngắn ngủi là chuyện rất khó tin, không biết bình thường đã luyện như thế nào. Thịnh Tinh Hà: Có kiểm tra thuốc chưa? N: Có, không dương tính. Thịnh Tinh Hà: vậy thì không cần suy nghĩ nữa ở đại hội thể thao tỉnh làm không tốt là vì lần trước người ta phát huy thất thường thôi giống như thi đại học có một số học sinh cũng thế bình thường làm kiểm tra cũng không tệ nhưng vừa đến phòng thi liền khẩn trương nhưng nếu có thể cho bọn họ thêm vài cơ hội để thích ứng thì tốt rồi hà kỳ niên cảm thấy cũng có lý không nghĩ nhiều nữa lộ trình của giải vô địch điền kinh quốc gia kết thúc hà kỳ niên tạm biệt đội tỉnh trở lại trường học tiếp tục học tập thịnh tinh hà thì bay tới thụy sĩ thời gian chênh lệch giữa hai bên là 7 tiếng, giờ giấc nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn lệch nhau. Lúc thịnh tinh Hà huấn luyện lại không thể chơi điện thoại di động, Hà Kỳ Niên thường xuyên đặt đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng để gửi tin nhắn, làm bộ như mình mất ngủ không ngủ được. Sau đó có thêm hai lần liên tục nữa, thịnh tinh Hà liền không cho phép cậu tiếp tục thức đêm. Cho dù có gửi tin nhắn qua cũng không có hồi âm, Hà Kỳ Niên đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn mà ngủ. Mùa đông đêm dài ngày ngắn, thời gian dường như cũng vì vậy mà trở nên nhanh hơn nhiều, sau khi kết thúc tuần thi bận rộn, trường học cho phép nghỉ. Một nhóm sinh viên thu dọn hành lý trở về nhà, khuôn viên trường lớn như vậy mà thoáng một cái liền vắng hoe, lá khô rơi đầy đất, lúc chạng vạn, cả thành phố đều có chút vắng vẻ. Hạ Kỳ Niên vẫn giống như những năm trước, lẽ loi một mình trong căn hộ, bởi vậy, cậu ghét năm mới, không có nơi nào để đi. Lúc Hạ Tử Hinh sinh cậu chỉ mới 18 tuổi, chưa lập gia đình đã mang thai, ngay cả thân phận của người đàn ông kia như thế nào cũng không biết, Hạ Tử Hinh cũng chưa bao giờ chịu nhắc tới, vừa nhắc tới thì liền khóc. Sau khi mang thai cậu, bà đã chuyển nhà nhiều lần, vì vậy nên không có nhiều người biết sự tồn tại của cậu. Sau trong ký ức, cậu có một chút ấn tượng về bà ngoại, đó là một người già tóc trắng xóa, nhưng rất hiền lành. Bà thường ông cậu ngắm cá nhỏ bên hồ, cùng chơi xếp gỗ với cậu, mua chocolate cho cậu, nhưng những hình ảnh này cũng đã phai mờ theo thời gian. Ấn tượng sâu sắc nhất là vào một buổi tối, bà nằm trên giường của bệnh viện, nắm tay cậu mà nói, "Đó không phải là cô, mà là mẹ, phải gọi là mẹ." Năm đó cậu mới học lớp 1, còn chưa có khái niệm gì đối với sự khác biệt giữa hai xưng hô cô và mẹ, nên thử gọi một tiếng mẹ. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ phản ứng của Hạ Tử Hinh lúc ấy, hai mắt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, ông lấy cậu mà khóc một trận. Sau khi bà ngoại qua đời, Hạ Tử Hinh lại không cho phép cậu gọi mẹ nữa cậu mới tiếp tục gọi là cô khi ấy còn bé căn bản không hiểu người lớn làm như vậy là có nghĩa thế nào chỉ lo ăn chocolate nhân rượu trong tay nhưng theo tuổi càng lớn thì lại càng đến gần sự thật thêm từng chút một rồi vô tình phát hiện ra rằng mình đã vô tình sống thành một nhân vật dư thừa khi Hà Tử Hinh còn trẻ bà cũng có ước mơ chẳng qua giấc mơ này cần phải hy sinh rất nhiều thứ bà phải nói dối mới có thể có cơ hội làm lại cuộc đời Hà Tử Hinh nói dối những người ngưỡng mộ bà đều tin nhưng tự như quả cầu tuyết lăn vậy, càng lăn lại càng lớn. Năm đó khẳng định bà sẽ không ngờ tới mình sẽ nổi tiếng, càng không ngờ tới mình phải dành thời gian cả đời để xoay quanh một lời nói dối. Đợi cả nửa đời người, Hà Tử Hinh rốt cục cũng tìm được một người đàn ông tình nguyện bao dung tất cả, người đàn ông kia biết có cậu tồn tại, nhưng vẫn kết hôn với bà. Hà Tử Hinh sinh một đứa con trai cho người đàn ông này, trong mắt mọi người, gia đình ấy thật hoàn mỹ, còn cậu lại triệt để bị đóng đinh trong quá khứ, vĩnh viễn không thể đi ra khỏi bức tường đó cậu cũng dần dần hiểu được một hiện thực mình đã không có khả năng có được một gia đình hoàn chỉnh nhưng sự xuất hiện của thịnh tinh hà đã khiến cậu có thêm vài phần khát vọng đối với cuộc sống trong tương lai khi màn đêm buông xuống thành phố tỏa sáng rực rỡ trong khi mọi người đang bận rộn dạo khắp hang cùng ngõ hẻm để đón năm mới thì hạ kỳ niên đang làm ổ ở căn hộ quay video kiếm tiền sinh hoạt cậu nhận quảng cáo cho một số công ty thực phẩm thật đúng là bị một câu của cốc tiêu tiêu nói trúng, làm MC cho chương trình ăn uống. Một hơi ăn hết mấy cân đồ ngọt, cũng may lượng vận động bình thường của cậu rất lớn, ăn xong vẫn có thể tiêu hao được. Đêm nay quay một loại lẩu tự sôi, bên bán hàng gửi cho cậu sáu hương vị, cậu giới thiệu từng vị một, nếm thử rồi đánh giá. Quay xong video, cắt ghép biên tập cộng với phụ đề rồi đăng lên, đồng thời chia sẻ lên ui bộ, nhiệm vụ hoàn thành. Bên bán hàng sẽ dùng hai phương thức để tính phí quảng cáo của cậu. Một là trực tiếp mua đứt, trước tiên sẽ thương lượng bao nhiêu tiền rồi mới quay video, hai là tính lượt xem video, lượng xem càng cao thì chi phí càng nhiều, cậu thường chọn cái sau. Sau khi xem hộp thư, cậu bắt đầu lướt các tin nhắn trên trang web, bánh ngô trong tay bỗng nhiên hết thơm. Một bữa này bằng ba bữa của tôi, Fans nhai hộ à. Sao nhoáng cái đã hết thế, quá thô bạo ha 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 ha, ha ha à, có thể ăn chậm một chút được không? Sao anh không mập vậy? anh trai nhỏ là một vận động viên. Bình thường có tập thể hình, mỗi lần nhìn ảnh ăn đều cảm thấy rất hạnh phúc nha, thiêu thân ngốc nghếch của chủ nhà. Ly này thật đáng yêu, mỗi tập video đều xuất hiện, muốn ghét một cái giống như vậy ghê. Một, 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 béo bình luận không nhắc tới, cậu cũng không chú ý, tập này mình vẫn dùng ly giữ nhiệt của thịnh tinh hà. Cậu tiện vèo vèo trả lời, của bạn đó, cư dân mạng nhiệt tình trả lời, a a a a a a có phải là bạn gái không? Cô Vê Đúc của, cậu lại trả lời, là nam, cư dân mạng, đầu chó dường như tôi biết cái gì rồi, cư dân mạng, đầu chó dường như tôi biết cái gì rồi. Thế là video ngày hôm sau, Ly đã thay thành kiểu khác, kế đó, cư dân mạng đã biết rằng cậu có một người anh em tốt cùng sử dụng Ly tình nhân. Năm nay Tết đến sớm, đêm 30 Tết, Hạ Kỳ Niên phát cho Thịnh Tinh Hà một bao lì xì lớn, N, chúc mừng năm mới anh phải chuẩn bị cho cuộc thi hả? Thịnh Tinh Hà, ừm, sắp rồi. N, sau khi kết thúc là có thể về nước rồi đúng không? Thịnh Tinh Hà, đúng vậy. N, chúng ta đều nghĩ, đến lúc đó tôi đi tìm anh chơi ha. Thịnh Tinh Hà không từ chối, điều này khiến Hạ Kỳ Niên lại có chờ mong với năm mới này. Sở dĩ cậu sản khoái quyết định đi thành phố A không chỉ vì Thịnh Tinh Hà đang ở đó, mà còn vì cậu có tình cảm rất đặc biệt đối với thành phố này. Cậu đã học trung học cơ sở ở đó, mãi đến trung học mới thi ở nơi khác. Khi Hà Kỳ Niên học tiểu học, Hà Tử Hinh vẫn còn trẻ, lại có kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất, là nữ nghệ sĩ nóng bỏng trong giới, tình hình kinh tế dư giả, không học được đầu tư lại muốn bảo đảm giá trị đồng tiền nên mua bất động sản ở vài thành phố, một số thì giữ đó, một số thì sang tay. Sau khi Hà Kỳ Niên trưởng thành rồi, Hà Tử Hinh đem một căn nhà thương mại ở khu đông thành phố A sang qua tên cậu, xem như là một loại bồi thường cho cậu có đôi khi đến kỳ nghỉ không có chỗ ở, hạ kỳ niên sẽ được đón qua, nhưng những ngày lễ bình thường đều bị sắp xếp các loại học tập, hơn nữa lúc đó tuổi còn nhỏ, đúng là còn chưa từng đi chơi ở gần. Hạ kỳ niên tra vị trí của trung tâm huấn luyện Điền Kinh, khoảng cách từ đó đến nhà, ngồi tàu điện nằm khoảng nửa tiếng, cộng thêm xếp hàng kiểm tra an ninh gì gì đó nữa thì dữ lắm cũng mất 50 phút, cũng không xa lắm. Nếu như thịnh tinh hà ở ký túc xá của căn cứ, vậy cậu sẽ ở nhà, nếu như ở khách sạn thì cậu cũng sẽ ở khách sạn cùng anh. Hê hê, kế hoạch thật là hoàn mỹ. Cậu tranh thủ thời gian lên mạng tra tìm rất nhiều cẩm nang du lịch, sắp xếp rõ ràng các mục ăn uống vui chơi trọng điểm, sửa sang lại trong bản ghi nhớ, sau đó chụp hình rồi gửi qua cho Thịnh Tinh hỏi ý kiến. Thịnh Tinh Hà rất Phật Hệ trả lời một cái, o, đại khái thì Phật Hệ là một loại thái độ vậy cũng được, thế cũng ok, không muốn gì cũng không tranh gì, tất cả chỉ là mây bay hiểu ngắn gọn thì là sao cũng được n o chỉ một cái o vậy thôi đó hả anh có xem cái ảnh tôi gửi qua cho anh không thịnh tinh hà xem n vậy anh cảm thấy thế nào sắp xếp như vậy có được không thịnh tinh hà ừm rất tốt n anh có lợi quá vậy hình như anh không hứng thú gì mấy hả thịnh tinh hà vậy cậu muốn tôi nói thế nào n ít nhất cũng phải bảo tốt tốt lắm tốt quá tốt các kiểu để người ta thoải mái sung sướng chút chứ o là quỷ gì thịnh tinh hà tốt ngoan ngoãn dịp gờ hạ kỳ niên cầm điện thoại di động cười ngây ngốc vui vẻ hơn nửa ngày ngày mùng năm tết trương đại khí hỏi trên uy chác có đi thắp hương không dân địa phương có thói quen đi chùa thắp hương bái phật khi đến tết năm ngoái hạ kỳ niên đã theo một nhà ba người của trương đại khí lên núi bái phật năm ngoái đi vào ngày mùng một khách du lịch tới từ nơi khác rất đông chùa miếu đều đầy người hết chỗ đường nào cũng toàn người chật như nêm cối, cả thành phố phải điều động lực lượng cảnh sát rất đông để duy trì công tác an ninh tại hiện trường. Bọn họ đã bắt đầu xếp hàng ở cửa từ tận 7 giờ sáng nhưng mãi cho đến trưa mới chen được vào, buổi chiều lại phải chen ra, có phải Phật hay không phải Phật cũng hết biết nổi, chỉ theo dòng người mà đổ xô vào trong. Năm nay đã biết không rồi, chờ đến mùng năm mới đi, khách du lịch gần như đã về hết, còn người dân địa phương muốn đi bái cũng đã bái xong rồi học kỳ trước trương đại khí đã lấy được bằng lái xe lái chiếc gờ răng chê rốc của cha cậu đến chung cư đón người anh niên bé hạ hà kỳ niên tới giờ dậy rồi trương đại khí hai tay bắt loa đứng ở dưới lầu gọi người miệng hà kỳ niên còn ngậm bàn chải đánh răng mở cửa sổ ném chiếc dép lê xuống đập trúng ngay vào óc cậu ta đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao đèn màu trên cây và vòng cầu phúc đều đậm không khí lễ hội cửa hàng dưới chân núi náo nhiệt khác hẳn ngày thường Bãi đậu xe xung quanh chùa đều kín hết, còn phải đi qua một đoạn đường núi rất dài, Trương Đại Khí đậu xe cạnh cửa một nhà hàng, hai người đi bộ lên núi. Việc kinh doanh của chùa vẫn thịnh vượng náo nhiệt như trước, nhưng so với tình huống năm ngoái thì đỡ hơn rất nhiều, ít nhất đã có thể dừng lại nhìn xem Đài Phật trốt cuộc trông như thế nào. Cuối cùng Hà Kỳ Niên tốn 30 tệ mua một cái dây băng cầu phúc. Trương Đại Khí cảm thấy hết sức khiếp sợ, năm ngoái cậu ta bỏ ra 30 tệ mua một cái, bị Hà Kỳ Niên cười nhạo suốt cả kỳ Tết này. Trương Đại Khí đụng cánh tay cậu, không phải cậu nói là ai mua cái này đều là đồ ngốc sao, tôi nói vậy hồi nào. Mắt Trương Đại Khí trừng lên như chuông đồng, đã có nhận thức mới về trình độ không biết xấu hổ của cậu, cậu muốn cầu nguyện cái gì vậy? Nói ra sẽ không linh, Hạ Kỳ Niên phòng ngừa cậu ta nhìn trộm, còn lấy tay trái che lại, lén lút viết tâm nguyện, cuối cùng trèo lên đại thụ, buộc dây băng vào cành cây trên đỉnh. Một cơn gió thổi qua, dây băng treo đầy trên cây bay theo chiều gió cho tôi một chút dũng khí, để tôi có thể đứng ở nơi mà anh vừa ngẩng lên đã có thể nhìn thấy. Trong chùa khói nhẹ lượn lờ, ngoài chùa tiếng chuông trầm bổng, Hạ Kỳ Niên mua mấy củ khoai lang còn mập hơn nắm tay trên một xe đẩy ven đường, Trương Đại Khí cầm một củ cắn một cái, nóng đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn khen không dứt miệng, siêu ngọc luôn. Hạ Kỳ Niên bẻ một củ khoai lang ra, chọn góc độ hấp dẫn nhất quay một đoạn video nhỏ gửi cho Thịnh Tinh Hà. N, anh có thèm không nè? Thịnh Tinh Hà, thèm suốt một năm tôi chưa ăn rồi đó. N, vậy anh há miệng ra đi. Thịnh Tinh Hà, a, à, Hạ Kỳ Niên chụp hình củ khoai lang bị cắn một miếng rồi đăng lên. N, có ngọt không? Thịnh Tinh Hà, rất ngọt nhưng mà hơi nóng. N, ha ha ha, vậy để tôi thổi cho anh. Hạ Kỳ Niên vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào màn hình mà cười ngây ngô. Vẻ mặt trương đại khí phức tạp nhìn cậu, mạnh dạn suy đoán, có phải cậu đang yêu không? Thần kinh Hạ Kỳ Niên căng lên, không trả lời. Trương Đại Khí lập tức hét, cậu đang yêu, chắc chắn là cậu đang yêu với ai vậy? Là người đã nói lần trước phải không? Hạ Kỳ Niên thẳng nhiên khoe, tôi đang nói chuyện phím với huấn luyện viên. Hứ. Trương Đại Khí căn bản không tin. Hai người đi dọc theo đường cũ trở về, khi đi ngang qua một cửa hàng thủ công, Trương Đại Khí còn cầm khoai lang rẽ vào. Ông chủ, vòng tay của ba cháu đã sửa xong chưa? Hạ Kỳ Niên cũng đi vào theo. Diện tích của cửa hàng này không lớn vừa vào cửa chính đã thấy toàn cảnh trên mặt tường hai bên đóng đinh một lớp vải nhung tối màu trên đó treo đủ các loại vòng tay và vòng cổ sắp xếp theo thứ tự của phẩm chất gỗ trên mặt bàn còn trưng bày một số hàng thủ công mỹ nghệ ở trong cùng có một bàn làm việc nho nhỏ ông chủ là một người đàn ông trung niên trên bàn đang bày một bộ trà cụ và mấy cuốn sách sửa xong rồi chú còn đang nghĩ nếu cháu không tới thì chú sẽ gửi qua cho nhà cháu Ông chủ lấy một chuỗi bồ đề mắt kỳ lân ra từ trong ngăn kéo. Hà Kỳ Niên không có nghiên cứu về đồ cổ và các loại vòng tay, nhưng lại bị một sợi dây thường đeo tay ở trên tường hấp dẫn. Trên sợi dây nhỏ màu đen ấy có sỏ hai hạt châu nhỏ trong suốt khác nhau, nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là hạt thủy tinh bình thường, không biết là bằng chất liệu gì, sờ vào rất cứng, còn có thể đổi màu theo góc nhìn, có một ít bụi phấn lấp lánh khảm ở bên trong, từng điểm từng điểm lấp lánh rực rỡ. Sợi dây thường có dáng nhãn, một hạt tên thâm hải, một hạt tên tinh hà. Ông chủ, hạt châu này là gì? Hạ kỳ niên hỏi, ông chủ rướng cổ lên xem, cái đó làm từ keo epoxy -si đấy, epoxy -si à. Trương đại khí thật không thể tin nổi một thằng con trai cả người cơ bắp như niên ca, rắn rỏi như sắt đá vậy mà cũng thấy hứng thú với loại đồ trang sức nhỏ này, hơn nữa còn mua nửa chứ, tặng bạn gái a. À? Trương đại khí hỏi, hạ kỳ niên nhét dây thừng vào túi, tạm thời còn chưa quen nhau. Còn chưa quen. Trương Đại Khí cười trêu chọc, cậu như vậy là không được rồi, đã lâu như vậy mà còn chưa yêu đương, tôi còn tưởng loại người có mặt tiền như cậu thì theo đuổi người ta phải sung sẻ lắm chứ. Hạ Kỳ Niên hừ một tiếng, tôi đây gọi là làm đâu chắc đó. Trương Đại Khí không chút lưu tình vạch trần, là người ta ứ thèm coi trọng cậu đó chứ. Cô ấy có biết cậu thích cô ấy không? Hạ Kỳ Niên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, hẳn là còn chưa biết, tôi chưa từng tỏ tình mà. Vậy cậu khó thành công rồi." Trương Đại Khí nói, Hạ Kỳ Niên nhíu mày, "Tại sao?" Trương Đại Khí thân là một cậu độc thân nhưng lại luôn có những hiểu biết sâu sắc về tình yêu, thích một người cũng giống như hắt hơi vậy, chính là không giấu được, cho dù miệng không nói thì cũng sẽ toát ra từ ánh mắt. Cô ấy không muốn yêu đương với cậu nên mới kéo dài, giả vờ như không biết. Một câu đánh thức người trong mộng, Hạ Kỳ Niên chán nản rũ mắt, "Là như thế ư? Thịnh Tinh Hạ biết cậu thích con trai." cậu cũng đã ám chỉ rất nhiều lần, là thật sự không biết hay vốn không muốn bắt đầu nên mới cố ý giả ngu. Nhưng nếu thật sự không thích thì đã không cần phối hợp với cậu như vậy. Đại khí, tôi hỏi cậu một vấn đề nhé. Ừm, cậu nghĩ sao nếu có một đứa con trai thích cậu? Mà quan hệ của hai người vốn đặc biệt tốt. Trương đại khí hoảng sợ trừng mắt nhìn cậu, hai tay ông ngực lùi về sau một bước. Không phải là cậu thích tôi thật đó chứ? Mẹ kiếp. Hạ kỳ niên không nhịn nổi, cười đến suýt chút nữa là sốc không. Cậu đã trải qua chuyện gì mà lại sinh ra loại tư tưởng kỳ diệu này vậy, cậu em? Trương Đại Khí vỗ vỗ bả vai cậu, cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Hạ Kỳ Niên nói, thì nhìn tình huống đã, có thể tôi sẽ nói. Trương Đại Khí vẫn hoài nghi Hạ Kỳ Niên có ý với mình, lén ngó chừng cậu. Hạ Kỳ Niên trợn trắng mắt, cậu nhìn tôi làm cái gì, tôi thật sự không phải muốn tỏ tình với cậu đâu, cho dù có chết tôi cũng không thích cậu. Ai, cũng không cần phải vậy chứ, bộ tôi kém cỏi như vậy sao? Dù sao cậu cũng có thể yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu. Chút chỉ số IQ và EQ có hạng của trương đại khí đều gom hết lại vào giờ khắc này, kết hợp với đủ loại biểu hiện kỳ quái của Hạ Kỳ Niên trong giai đoạn này. Cái não nhỏ của cậu ta cũng đã đào ra được một chút thông tin đặc biệt. Vậy chẳng lẽ là cậu cảm thấy hứng thú với người đàn ông nào, rồi chuẩn bị đi tỏ tình à? Tâm sự bỗng nhiên bị chọc trúng, tim Hạ Kỳ Niên đập mạnh, chột dạ mà cao giọng nói, Ai nói tôi muốn tỏ tình? Bộ không thể là người khác tỏ tình với tôi sao? Trương Đại Khí hít mắt nhìn cậu, dưới ánh mặt trời, gương mặt của thiếu niên càng lúc càng đỏ. Tôi không biết, tôi chưa từng được con trai thích, kinh nghiệm và suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, đáp án ra từ chỗ tôi không có giá trị tham khảo gì đâu. Cậu ta vốn còn muốn nói thêm một câu, cậu hẳn là nên đi hỏi người cậu thích ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu ta cảm thấy Hạ Kỳ Niên là một người thông minh như vậy nhất định có thể hiểu được đi thêm một đoạn đường nữa đỏ ửng trên mặt hạ kỳ niên mới dần dần lặn xuống quả thật là cậu hiểu những lời trương đại khí nói có ý gì cũng biết tính hướng của mình đã bị bại lộ rồi cậu cảm thấy có chút xấu hổ trương đại khí lại đột nhiên ôm lấy bả vai cậu buổi tối cậu có muốn đến nhà tôi ăn cơm không tối nay nhà tôi ăn lẩu bò đó là người thân ở nơi khác gửi nguyên một nồi tới cay lắm chắc chắn cậu sẽ thích trái tim hạ kỳ niên ấm áp khóe miệng cong lên vào đêm trước Tết Nguyên Tiêu, cuối cùng Thịnh Tinh Hà cũng đã bắt đầu trận đấu trong nhà đầu tiên của mùa giải, địa điểm thi đấu ở Ý. Trận đấu này không được phát sóng trực tiếp trong nước, vì thế Hạ Kỳ Niên đặc biệt chú ý đến tin tức thể thao trên một số phương tiện truyền thông để biết được tin tức mới nhất. Đến ngày thi đấu thứ ba, cuối cùng cũng có một phương tiện truyền thông phát một video về thi đấu nhảy cao năm. Hạ Kỳ Niên đang ăn trực cơm ở nhà Trương Đại Khí, vô tình lướt tới kênh thể thao này thì buông luôn mì trong tay. Trong mắt Hạ Kỳ Niên, động tác bắt đầu nhảy của Thịnh Tinh Hà rất đẹp, đáng tiếc ở độ cao 2m31, Thanh ngang đã rơi xuống hết cả ba lần, anh chỉ đạt được vị trí thứ tư với thành tích 2m28. Quán Quân là một người Canada với thành tích 2m34, khoảng cách chênh lệch là 6 cm. Thật đáng tiếc, nhảy qua được là có thể lấy huy chương rồi. Tôi nhớ anh ấy ở trường đã nhảy qua mức 2m31 mà, sao trải qua những huấn luyện rồi ngược lại lại nhảy không được? Trương Đại Khí nói hà kỳ niên bấm ngón tay nói hoàn cảnh sân đấu tốc độ gió trạng thái cơ thể trạng thái tâm lý đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng cậu đi thi cũng đâu thể lần nào cũng thi được số điểm y chang nhau vậy cũng đúng vận động viên xuống sân phóng viên trong nước phỏng vấn tuyển thủ của trung quốc là tần hạc hiên đã giành được vị trí á quân cậu cảm thấy trận đấu này mình phát huy như thế nào tần hạc hiên là lão tướng trong đội điền kinh từng nhiều lần tham gia các giải đấu quốc tế Hạ Kỳ Niên nhớ rõ thành tích cá nhân tốt nhất của anh ta là 2M31, lần này phát huy rất ổn định, vẫn duy trì ở độ cao này, phát huy cũng được lắm, tôi đưa trạng thái tốt nhất lúc bình thường huấn luyện của tôi lên sân thi đấu, sau này vẫn sẽ cố gắng tìm đột phá lớn hơn. Tần Hạ Khiên mỉm cười, trạng thái thoạt nhìn rất thoải mái. Khi Thịnh Tinh Hà đi qua, phóng viên bước nhanh lên trước, cũng tiến hành một lượt phỏng vấn như vậy. Hạ Kỳ Niên nhìn ra được tâm tình của anh không tốt lắm lúc đi đường đều cúi đầu đại khái là áp lực quá lớn cuối cùng phóng viên còn thêm vài câu hỏi nữa trải qua một năm rưỡi lắng động cảm giác tâm tính hoặc là thể lực của mình có thay đổi gì không thịnh tinh hà thể lực còn tốt tâm tính thì có một chút đã lâu không ra sân sẽ có chút căng thẳng phóng viên tôi nghe nói anh đã không tham gia đào tạo cả năm là cuộc sống có chút bận rộn ư cũng không biết có phải là phóng viên này cố ý đâm thọc hay không chuyên đâm vào tim người ta Hạ Kỳ Niên vỗ bàn một cái, tất cả đũa thì đều bật lên, hỏi toàn vấn đề quỷ quái gì không vậy? Trương Đại Khí đè cánh tay cậu lại, bất giận bất giận, Thịnh Tinh Hà hơi cau mày, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản. Năm trước chân trái đã phẫu thuật một lần, đến cuối năm ngoái mới dần dần khôi phục lại, trong lúc ấy quả thật không có huấn luyện nhiều, sau đó mới nhanh chóng điều chỉnh trạng thái trở lại. Phóng viên, sau này có chuẩn bị về nước tham dự giải vô địch điền kinh trong nhà không? Có. Trận đấu kết thúc Thịnh Tinh Hà theo đoàn đội bay về nước, còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi vài ngày, lại nhận được điện thoại của mợ, nói ông ngoại bỗng nhiên ngất xỉu, đã đưa đến bệnh viện. Anh còn chưa kịp về ký túc xá đã phải lập tức đặt vé tàu cao tốc về quê, ước hẹn với Hạ Kỳ Niên không thể không dời lại. Thật sự, thật sự, thật sự ngại quá. Thịnh Tinh Hà liên tục xin lỗi qua điện thoại. Bây giờ tôi đang trên tàu cao tốc về quê. Không sao, cũng đâu phải là anh cố ý, chuyện này thuộc về bất khả kháng mà. Hạ Kỳ Niên nói, chờ sau này rảnh rỗi rồi hãy nói sau, hy vọng ông ngoại của anh không sao, ừm, chỉ mong như vậy. Thịnh Tinh Hà cũng không muốn cúp điện thoại, lại hỏi, Tết năm nay cậu có ra ngoài chơi không, có lên núi thắp hương với đại khí? Hạ Kỳ Niên nói, tôi có mua một món đồ tốt để tặng anh, mua trong chùa hả? Là Phật Châu à? Không phải là mấy món trang sức linh tinh như ngọc bội đó chứ, mua ở dưới núi, thứ gì tốt, cậu gửi cho tôi à? không được. Thứ này phải tự tay tặng mới có ý nghĩa, là cái gì thế, không nói cho anh biết đâu, vậy cậu cũng không cần nói cho tôi biết sớm như vậy chứ, sẽ trong đó. Khi thịnh tinh Hà nói lời này, khóe miệng cong lên, Hà kỳ niên cười ha ha, để anh có nhiều chờ mong hơn với chuyện đi chơi với tôi, tiếng cười rót vào tai, tâm tình vốn đang lo lắng của thịnh tinh Hà cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Vào lúc cảm thấy cô đơn thì sự quan tâm và khuyến khích của Hạ Kỳ Niên có thể giúp anh xốc lại tinh thần. Ông ngoại bị đột quỵ ngất xỉu, cũng may phát hiện kịp thời đưa vào viện ngay, người cũng không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là sau khi tỉnh lại vẫn có chút hỗn loạn, đầu óc không quá nhanh nhạy. Khi thịnh tinh Hà còn ở quê phụ giúp chăm sóc ông ngoại thì Hạ Kỳ Niên bên này đã nhận được thông báo của đội tuyển tỉnh, nói là để cậu tham gia giải vô địch Điền Kinh trong nhà toàn quốc vào tháng 3 lúc trước không phải nói là không có danh ngạch đề cử sao huấn luyện viên khổng nói hồi tết vương nghị ra ngoài bị té ngã gãy chân phải bị thương gân cốt cử trăm ngày không thể tham gia trận đấu này được nên cậu đi bổ sung hạ kỳ niên giật mình cậu nhớ rõ thịnh tinh hà cũng sẽ tham gia trận đấu này huấn luyện viên khổng thấy cậu không có phản ứng còn tưởng rằng cậu không tự tin cậu sao vậy cho đi thi đấu còn không vui nữa hả không vui thì tôi thay người khác không 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 Hà Kỳ Niên vô cùng hưng phấn, ông lấy huấn luyện viên khổng ngay tại chỗ, còn nhấc lên. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Vóc người huấn luyện viên khổng không cao, cả người hoàn toàn bị nhấc hẳn lên trời, bị cậu siết đến nỗi thiếu chút nữa trận trắng mắt. Thả tôi xuống, giải vô địch Điền Kinh trong nhà quốc gia năm nay được chia thành 4 khu vực tiến hành thi đấu, mỗi hạng mục ở từng khu vực sẽ chọn ra từ 8 đến 12 vận động viên vào trận tổng chung kết. Trận tổng chung kết được tổ chức ở thành phố Hát. Hạ Kỳ Niên biết đối với Thịnh Tinh Hà mà nói thì loại trận đấu phân khu này cũng dễ dàng thôi, cho nên suốt một tháng đều tăng cường huấn luyện. Đêm khuya yên tĩnh, cậu ở lại luyện tập một mình trong sân vận động, âm thanh máy móc rơi xuống đất và tiếng thở dốc đang xen quanh quẩn ở nơi trống trải. Ban đầu huấn luyện viên khổng cho rằng cậu sẽ kiên trì không được mấy ngày, cũng không để trong lòng, hơn một tuần sau, ông bắt đầu lo lắng thằng nhóc này có thể cực nhọc quá độ mà chết hay không, bèn canh ở bên cạnh nháp ngắn nháp dài giúp luyện tập thuận tiện còn cảm khái một chút năm tháng thật vô tình. Trước kia ông cũng có thể suốt đêm không ngủ nhưng ngày hôm sau tinh thần vẫn phấn chấn như thường, còn bây giờ mà ngủ ít đi một tiếng là đầu óc sẽ mơ hồ, vẫn là trẻ tuổi thật tốt. Mùa đông ở phía nam lạnh đến mức khiến răng người ta phải đánh vào nhau, nhưng Hà Kỳ Niên vẫn đổ mồ hôi như mưa, giày thể thao bị hỏng hết đôi này tới đôi khác, tư thế nhảy mỗi lần lại càng tiêu chuẩn hơn. Người có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là cậu ta càng cố gắng hơn so với người thường trong trận chung kết khu vực, Hà Kỳ Niên trực tiếp giành quán quân, tiến vào tổng chung kết ở thành phố Hát. Đã nhớ nhung một thời gian rất dài, Hà Kỳ Niên chờ mong ngày chung kết đến, nhưng khi thật sự sắp đến ngày thi đấu thì lại cảm thấy mình còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Một đêm trước khi khởi hành, đến 2 giờ sáng cậu còn chưa ngủ, uống sữa nóng nghe nhạc trợ ngủ cũng không có tác dụng gì. Chủ yếu là lòng cậu chất chứa quá nhiều tâm tư, động cơ gặp mặt cũng không đơn thuần. Tỏ tình như thế nào? Tỏ tình ở đâu? tỏ tình trong trường hợp nào, thịnh tinh hà sẽ phản ứng ra sao, cứ suy nghĩ một đống chuyện lộn xộn. Ngày hôm sau, cậu thức dậy với cái đầu nặng trĩu, phải xin phép nghỉ với huấn luyện viên khổng. Từ sau Tết nguyên đáng, cậu chưa từng sửa soạn lại bản thân, tóc mái cũng che khục lông mày. Cậu tìm một tiệm cắt tóc vắng người, trong cửa hàng không có nhân viên, ông chủ tự mình cắt, động tác mạnh mẽ như hổ, trong nháy mắt mái đầu cũng nhẹ bớt. Tóc hai bên và tóc sau tai bị đẩy rất ngắn, gần như sắp sát vào da, chỉ chừa lại một chút ở trên, mái tóc bồng bềnh tự nhiên lại còn xoăn lọn. Ông chủ sấy xong thì nhìn ngang nhìn dọc, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình, phun thêm chút nước định hình. Hà Kỳ Niên xem thời gian thấy còn sớm, lại lên trung tâm thương mại mua một bộ quần áo mới, khi xuống lầu đi ngang qua quầy nước hoa, liếc mắt một cái, người vốn sắp đi ra cửa trung tâm thương mại, cuối cùng lại lùi trở vào. Lúc cả đội tập hợp, Lưu Vũ Hàm giống như nhìn thấy động vật quý hiếm mà nhìn cậu chầm chầm, còn lại gần ngửi ngửi, io, cậu còn xịt nước hoa nữa à, từng đuôi lông mày Hạ Kỳ Niên hơi nhướng lên, dễ ngửi không, dễ ngửi lắm. Lưu Vũ Hàm cười gật gật đầu, nhìn hơi lẳng lơ, một đống người bên cạnh đều vui vẻ, hai thành phố cách nhau khá xa, để tiết kiệm tiền, lần này sẽ mua vé tàu cao tốc, Hạ Kỳ Niên ngủ bổ sung một giấc trên tàu, khoảng cách giữa hai ghế hạng hai hơi hẹp, hai cái chân dài bị kẹt ở trong đó gần như không thể nhúc nhích. Hà Kỳ Niên ngủ cũng không thoải mái, nhưng tâm tình vẫn vui vẻ như trước. Trước khi xuất phát, cậu đã gửi tin nhắn hỏi Thịnh Tinh Hà đã đến khách sạn chưa, Thịnh Tinh Hà nói mình muốn đến thành phố S trước, sẽ ở khách sạn kinh doanh cạnh sân vận động. Cậu còn bóng gió hỏi số phòng. Giọng nữ trên loa thông báo vang lên hết lần này đến lần khác, cậu thưởng thức phong cảnh ven đường, chờ đợi đến gần mục tiêu. Khi xuống tàu cao tốc, tim cậu đập nhanh không kiểm soát được. Môn nhảy cao của đội tuyển tỉnh tổng cộng có 21 người tham gia trận tổng chung kết này, bao gồm các vận động viên, đội y tế và huấn luyện viên. Sau khi ra khỏi nhà ga, tất cả mọi người chia thành từng nhóm đi đến khách sạn. Nhóm hạ kỳ niên là nhóm đến cuối cùng. Nhân viên lễ tân của ủy ban thi đấu đang sắp xếp phòng cho mọi người. Lần này đều là phòng đôi, mọi người tự bắt tổ đi. Huấn luyện viên khổng nói. Sau khi hạ kỳ niên tìm được Vu Thuận Bình thì hỏi lễ tân lấy thẻ phòng. Wa. Wow phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm. Vu Thuận Bình kéo hết rèm cửa sổ ra, Hà Kỳ Niên, cậu tới xem nè, bên này còn có thể nhìn thấy cảnh sông nữa nè, lần đầu tiên tôi ở phòng có view sông đó. Hà Kỳ Niên căn bản không có hứng thú gì với sông nước, chỉ qua loa vài câu liền vội vàng ra ngoài, vừa vặn gặp được huấn luyện viên khổng ở hành lang khách sạn. Huấn luyện viên khổng cản cậu lại, hơn nửa đêm rồi, cậu còn đi đâu vậy? Hạ Kỳ Niên ngẩn người, mua đồ ăn khuya, Huấn luyện viên khổng nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Cậu đi đâu mua đồ ăn khuya? Hạ Kỳ Niên mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói, em chỉ mua đại một chút, em đói bụng, đồ trên tàu cao tốc khó ăn quá. Huấn luyện viên khổng biểu môi, không được ăn đồ bậy bạ nghe nghe chưa, đặc biệt là thịt nướng, thịt bên ngoài không thể đụng vào. Yên tâm đi, em chỉ mua chút sữa với bánh mì thôi. Hạ Kỳ Niên bỏ trốn thành công, giống một chú sa môi vui vẻ nhảy nhót suốt một đường đến khách sạn của thịnh tinh hà ở trong thang máy còn soi vách gương kiểm tra tạo hình của mình nhiều lần tóc cũng không rối chỉ là cậu ngửi ngửi cổ tay mình lại không ngửi ra mùi gì hối hận mình xịt nước hoa sớm quá hương thơm bay hết rồi nhưng cậu lại không muốn chạy về khách sạn xịt thêm nữa cậu chờ giờ khắc này chờ đến lâu quá rồi trong thang máy chỉ có một mình cậu trong đầu lặp đi lặp lại những lời thoại đã soạn trong chăn tối hôm qua đã lâu không gặp huấn luyện viên thịnh anh có nhớ tôi không nhớ tôi còn không mau ôm tôi đi. À, cậu càng nghĩ càng ngượng ngùng, sau khi che mặt cười ngây ngô ba giây thì hít sâu một hơi, bình tĩnh. Bình tĩnh, cốc. Cốc. Cốc, cửa phòng thịnh tinh hà bị gõ vang, anh còn tưởng lại là đồng nghiệp trong đội tới ăn trực, mở cửa không chút do dự, đập vào mắt lại là khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia, thịnh tinh hà ngây ngẩn cả người. Không biết có phải do đã lâu không gặp mặt hay không, anh cảm giác Hạ Kỳ Niên đã thay đổi rất nhiều, Làn da rám nắng hơn trước một chút, người cũng gầy đi, nhưng mà ngủ quan ngược lại lại càng thêm lập thể. Đã lâu không gặp, huấn luyện viên Thịnh, Thịnh Tinh Hà ngạc nhiên, vui vẻ nói, "Sao cậu lại tới đây?" Còn cắt tóc nữa, cái này mà cũng bị anh nhìn ra. Sau khi Hạ Kỳ Niên vào phòng thì trở tay đóng cửa, rất nhanh đã nói tiếp một câu, "Anh có nhớ tôi không?" Khóe môi Thịnh Tinh Hà cong lên, "Được rồi, bận rộn chuyện trận đấu quá, không nghĩ gì hết." Lúc này đổi thành Hạ Kỳ Niên sửng sốt, cái này không giống với trong tưởng tượng của cậu chút nào hết. Phòng có hình chữ L, hai người đều đứng ở lối đi, ánh sáng hơi tối, có chút ái mùi. Đêm khuya mang đến cho thiếu niên dũng khí vô tận, Hạ Kỳ Niên giang hai tay, nhào tới ông chặt thân thể thịnh tinh hà, nhẹ nhàng nói bên tai anh, tôi siêu nhớ anh. Một mùi hương nhẹ nhàng thoải mái ập vào mặt, thịnh tinh hà chỉ mới cảm thấy trước mắt tối đen thì đã mơ hồ, cánh tay ông anh càng siết chặt hơn, Thắt lưng cũng sắp bị đè công, thịnh tinh hà lùi lại liên tục, hai tay không có chỗ đặt dơ ra trên không trung, ai 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 vài tiếng cũng không ngăn cản bước chân Hạ Kỳ Niên lại được. Sức của tên nhóc này không biết từ khi nào đã trở nên lớn như vậy. Hạ Kỳ Niên muốn lái qua bên giường, không ngờ khi di chuyển về phía sau thì chân hai người ngoài ý muốn chen vào nhau. Hạ Kỳ Niên lảo đảo, thân thể không khống chế được ngã về phía trước, cuối cùng bùm một tiếng quỳ luôn trên mặt đất. Cũng may cậu phản ứng nhanh hai tay kịp chống đất không nằm sắp xuống hai tay thịnh tinh hà còn ôm chặt lưng cậu nằm trên thảm nhìn cậu vốn sẽ giống như một cảnh quay của một bộ phim thần tượng vừa văn nghệ lại vừa lãng mạn nhân vật chính chăm chú nhìn vào hai mắt đối phương ánh mắt ẩn ý đưa tình mạch nước ngầm trong lòng bắt đầu chuyển động giây tiếp theo nên hôn môi nhưng thực tế là trong phòng thịnh tinh hà còn có năm đồng nghiệp đang tụ tập ăn khuya thấy một màn này người phun cơm kẻ híp mắt ngửi trận mắt khá hốc mồm toàn bộ đều hóa đá. À tôi siêu nhớ anh có người ép giọng nhại lại nghe hơi kỳ cục, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười không rõ là có ý gì. Hạ kỳ niên hoàn toàn không ngờ tới trong phòng vậy mà vẫn còn người khác, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái khe để chui xuống. Sắc mặt thịnh tinh hà đỏ rực, vỗ vỗ lưng cậu, đứng lên. Cậu nặng muốn chết, sao anh không nói cho tôi biết trong phòng anh còn người khác chứ? Hạ kỳ niên vẻ mặt bối rối đứng lên khỏi người thịnh tinh hà, bởi vì quá gấp gáp, đầu gối trực tiếp đụng vào chỗ hạ bộ của người nào đó. Hạ kỳ niên tự a một tiếng trước, hít một hơi khí lạnh, thực xin lỗi xin lỗi, tay chân luống cuốn, thịnh tinh hà vỗ văn cái tay đang muốn vươn tới vị trí đũng quần của mình, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có ai thì tính chuẩn bị làm gì thế? Người vừa lên tiếng kia lại bồi thêm một câu, Hạ Kỳ Niên nhìn qua theo phản xạ, người nói chuyện là một chị gái, phỏng chừng khoảng 30 tuổi, theo hình thể thì hẳn là tuyển thủ bộ môn tạ xích, cánh tay còn thô hơn của cậu tướng mạo hiền lành tươi cười sang sảng chứ không giống kiểu cười của người có tính công chúa cậu cười ha ha nào có làm gì chỉ là lâu rồi không gặp nên tôi mới tới tìm anh tôi ôn chuyện đó mà vậy tụi này cũng không quấy rầy các người ôn chuyện nữa ha chị gái nói không có việc gì không quấy rầy đâu thịnh tinh hà nói cậu ta chỉ thích làm bậy thôi hà kỳ niên sờ sờ mũi nhìn thoáng qua thịnh tinh hà còn đang xoa mông khẩn trương nói anh bị ngã có đau không cậu đang muốn đưa tay qua xoa đã bị thịnh tinh hà đánh rớt móng vuốt lần thứ hai không đau cậu em này là ai vậy chị gái kia hỏi là học sinh tôi hướng dẫn lúc thực tập ở trường cũng luyện nhảy cao gọi là hạ kỳ niên thịnh tinh hà nói nhìn ra mà cặp chân dài này vừa nhìn đã biết là tổ nhảy cao rồi thịnh tinh hà giới thiệu cho hạ kỳ niên người nói chuyện vừa rồi là đội trưởng đội tạ xích nữ tên trương ngọc như anh chàng bên cạnh là tôn hạo dương của đội chạy nước rút hơi mập một chút là bác sĩ nghiêm chính của tổ nhảy người lớn tuổi đeo kính là huấn luyện viên mới của thịnh tinh hà tên là lâm kiến châu nhìn rất hiền lành còn người cao lớn cuối cùng là tuyển thủ nhảy cao tầng Hạc hiên vẫn thường thấy trên tivi hà kỳ niên nhớ đại khái tên của những người này cơ bản đều theo thân hình mà phân biệt chức nghiệp của họ mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cậu chỉ cần gọi anh chị là được trên bàn bày một đống hộp bán mang đi với sự hiểu biết của cậu đối với thịnh tinh hà đồng nghiệp mà hơn nửa đêm thế này còn có thể cùng tụ tập ở trong phòng ăn khuya thì quan hệ nhất định là đặc biệt tốt lâm kiến châu đánh giá hạ kỳ niên từ trên xuống dưới một phen cậu cao ít nhất cũng một m chín mươi sáu chứ nhỉ vâng hạ kỳ niên khẽ gật đầu hai ngày trước em mới đo cao một m chín mươi tám thịnh tinh hà khiếp sợ trợn tròn hai mắt giống như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh cậu sao lại cao lên cậu đã năm thứ ba mà còn có thể cao thêm được nữa sao đúng vậy Hạ kỳ niên ưỡng thắt lưng giơ tay lên sau ngang đầu thịnh tinh hà người sau vừa vặn cao đến vị trí lông mày của cậu nói không chừng đời này tôi có thể phát triển đến hai em m đó thịnh tinh hà đặt mông ngồi xuống bên giường dứt khoát tránh xa cậu ra cái ban phúc này của ông trời vẫn còn chưa xong nữa à ông trời có thể suy nghĩ cho sức khỏe tâm lý của đám người không được ban phước như họ một chút hay không luyện nhảy cao bao lâu rồi Lâm Kiến Châu lại hỏi, hơn 2 năm. Hạ Kỳ Niên nói, thờ bờ bao nhiêu? 2M20, personal best, thờ per bờ, hay personal record, PR thành tích cá nhân tốt nhất của một vận động viên. Đối với một vận động viên chỉ mới luyện tập hơn 2 năm mà nói, 2M20 đã là thành tích vô cùng xuất sắc, mỗi năm bộ môn nhảy cao cũng chỉ có một hai người đạt được tiêu chuẩn kiện tướng này, thậm chí có thể không có người nào. Lâm Kiến Châu gật gật đầu, khen ngợi nói, rất tốt, Tinh Hà ở tuổi của cậu cũng đạt khoảng độ cao này, nhưng rõ ràng em ấy luyện lâu hơn cậu nhiều. Thịnh Tinh Hà đã nhìn thấy sự kỳ vọng từ trong ánh mắt của Lâm Kiến Châu, tự như tâm trạng của anh khi lần đầu tiên gặp Hà Kỳ Niên vậy. Anh cảm thấy Hạ Kỳ Niên cách mục tiêu gia nhập vào đội tuyển quốc gia không còn xa nữa. Trò giỏi hơn thầy mới tốt chứ ạ. À? Thịnh Tinh Hà nói. Nếu lớp người sau không thể vượt qua lớp người trước thì đội Trung Quốc chúng ta phải làm sao mới vươn ra quốc tế được? Nói đúng lắm. Lâm Kiến Châu vui mừng cười tươi, nhưng anh vĩnh viễn đều là đàn anh tôi kính nể nhất. Hai mắt Hạ Kỳ Niên lấp lánh dưới ánh đèn, thoạt nhìn vừa chân thành lại vừa tha thiết, không có người đi trước chỉ dẫn thì sao có người sau tiến bộ được. Thịnh tinh Hà nhìn không được nở nụ cười, Hạ Kỳ Niên giống như một chùm sáng giữa bầu trời đầy khói mù, vừa biết nhớ ơn lại còn biết vươn lên, rất dễ được lòng người, đói bụng à. Cậu có muốn ăn chung với chúng tôi ở đây luôn không? Lâm Kiến Châu hỏi phải đó thịnh tinh hà nhịn không được xoa xoa đầu hạ kỳ niên có sủi cảo tôm cậu thích nữa đấy vì hạ kỳ niên cao lớn nên rất ít khi bị người ta xoa đầu ngơ ngác gật gật đầu bước đi cũng suýt chút thì tay chân động bên phần nào của anh phần sủi cảo trong tay thịnh tinh hà chỉ vừa mới ăn một cái anh đưa cái thì trong bộ đồ ăn của mình cho hạ kỳ niên cậu ăn trước đi còn dư lại đưa cho tôi là được nếu không còn dư thì làm sao bây giờ hạ kỳ niên gấp một cái nhét vào miệng không còn thì thôi tôi còn có thể làm gì cậu thịnh tinh hà nói ái cha cha trương ngọc như bật cười làm anh người ta rồi thì khác hẳn à nha trước kia sao tôi chưa từng thấy cậu khiêm tốn nhường nhịn như vậy hả hạ kỳ niên cúi đầu cười vậy bình thường anh ấy ở trước mặt các chị thì như thế nào trương ngọc như cười to dù sao cũng không giống như lúc này tần Hạc khiên ngước mắt lên nói cơ bản là không giống vậy với ai cả thịnh tinh hà đạp anh ta một cước trước kia hạ kỳ niên chỉ được thấy các vận động viên hàng đầu trên báo chí vẫn cảm thấy đội tuyển quốc gia đều sẽ giống như nghệ sĩ vậy cứ bay tới bay lui khắp nơi còn phải huấn luyện khép kín hoàn toàn hành tung bí ẩn tràn đầy cảm giác xa cách trước ống kính thì phần lớn đều tương đối cao lãnh nhưng hôm nay gặp được rồi thì ngược lại còn cảm thấy họ vừa đáng yêu lại vừa thân thiết mọi người cũng sẽ thảo luận món nào ăn ngon cũng tám về các tin đồn của các thành viên khác đối tượng tiểu bùi chính là cô gái lên căn cứ thăm cậu ta cậu ta nhận tham gia sâu truyền hình cũng là vì để hợp tác với cô gái ấy đó căn bản không nhận tiền luôn vậy cô ấy là con gái mà còn kiếm được nhiều hơn cậu ta nữa bộ không có áp lực sao tôi thấy cậu ta bình thường rất nam tính mà đã là thời đại nào rồi nữ kiếm được nhiều hơn nam là chuyện bình thường bạn gái tôi mà kiếm được nhiều hơn tôi thì tôi mừng còn không kịp nữa là đó là tại da mặt cậu dày nha hạ kỳ niên còn chưa bước chân vào xã hội chỉ có thể nghe hiểu những gì bọn họ bàn chứ không thể thực sự cảm nhận được loại áp lực mà họ nói. Áp lực trước mắt của cậu chỉ xuất phát từ việc làm thế nào nhảy được cao hơn để tiến vào đội ngũ chuyên nghiệp, không có liên quan gì đến tiền bạc, nhưng bị bọn họ nhắc tới như vậy, cậu lại cảm thấy thời gian tới mình nên tích góp thật tốt, bằng không sau này sẽ chăm sóc thịnh tinh hài như thế nào. Anh bạn nhỏ, em có bạn gái chưa? Trương Ngọc Như hỏi, Hạ Kỳ Niên hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh cổ thịnh tinh hà rụt lại người ta hỏi cậu cậu nhìn tôi làm gì chứ hạ kỳ niên lắc đầu còn chưa có lớn lên đẹp trai như vậy mà không có bạn gái hả trương ngọc như kinh ngạc nói ở trong trường không có ai theo đuổi em sao hạ kỳ niên lại liếc mắt nhìn thịnh tinh hà một cái nữa người sau cũng đang nhìn cậu cậu vội lắc đầu như điên không phải chứ trương ngọc như nói chắc chắn là cậu đang lừa người khác rồi hạ kỳ niên gặm sủi cảo tôm thành thật nói người theo đuổi em không phải là người em thích trương ngọc như vỗ đùi một cái chị đây biết ngay mà vậy em thích kiểu người nào nhẹ nhàng hay thể thao người thích ở ngay bên cạnh hà kỳ niên cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra thẳng thắn nói kết hợp cả hai đi em thích lớn tuổi hơn một chút à trương ngọc như như ngộ ra điều gì cúng sữa à ai bây giờ quả nhiên đều thịnh hành kiểu này tụi chị cũng thích lớn tuổi hơn nữa biết chăm sóc người khác giống như có điểm nào đó bị chọc trúng hà kỳ niên bỗng nhiên cãi lại em cũng biết chăm sóc người khác vậy ai nói tuổi nhỏ thì không biết chứ trương ngọc như bật cười chị không nói em không biết mà là cảm giác như tuổi còn nhỏ quá hà kỳ niên sốt ruột nói em không nhỏ em cũng hai mươi tuổi rồi không phải một thằng nhóc thối những gì các anh chị nói em đều hiểu hết thì vẫn là nhỏ nhất ở đây nha trương ngọc như nói chỉ có mấy đứa nhóc mới quan tâm đến việc người khác có coi mình là nhóc thúi hay không thôi. Hạ Kỳ Niên càng nói càng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nghẹn khuất, vừa bực tức vừa đuối lý, thịnh tinh Hà nâng một cánh tay lên, không nhẹ không nặng nhéo lỗ tai cậu một cái. Nói cậu tuổi nhỏ cậu còn không vui sao? Cậu có biết tôi muốn trở lại tuổi của cậu đến thế nào không? Không bị thương cũng không có bệnh, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hạ Kỳ Niên quay qua nhìn anh, tôi còn muốn đổi với anh đây sao lại muốn đổi với tôi? Muốn trải nghiệm nhiều hơn một chút, có nhiều thành tựu hơn một chút, muốn chăm sóc anh, muốn trưởng thành hơn, muốn trở thành đối tượng đáng tin cậy, đáng để dựa vào trong mắt anh chứ không phải là đàn em, là nhóc thối. Muốn nhảy qua hai M30, cậu nhất định sẽ. Thịnh tinh Hà cười nói, cậu ưu tú hơn tôi nhiều. Hạ Kỳ Niên nuốt sủi cảo xuống, quay sang nhìn anh. Anh cứ nói như vậy, lỡ đâu tôi không nhảy được thì sao? chẳng phải là mất mặt anh à sẽ không trong tâm lý học có một từ được gọi là hiệu ứng kỳ vọng đề cập đến hiện tượng giáo viên tha thiết hy vọng học sinh sẽ đạt được kết quả như mong muốn một cách kịch tính khi một người nhận được sự tin tưởng và khen ngợi của người khác anh ta sẽ cảm thấy như nhận được sự ủng hộ do đó sẽ đạt được động lực tích cực tiến về trước tâm lý được thỏa mãn thì sẽ trở nên tự tin hơn sẽ làm việc theo hướng mà người kia mong đợi để tránh làm người khác thất vọng trước kia biên hãng lâm từng nói chỉ cần chịu cố gắng thì nhất định sẽ nhảy qua được mốc 2M30, nên anh vẫn một mực theo phương hướng đó mà mạnh dạn tiến lên. Khuyến khích sẽ mang lại động lực cho mọi người tiến về phía trước, tất cả các ngành nghề và mọi lứa tuổi đều như thế, cậu chắc chắn có thể nhảy qua. Thịnh Trinh Hà nói, tôi còn đặc biệt mong đợi ai đó có thể vượt qua tôi đây, tôi thích có đối thủ mạnh hơn mình. Hạ Kỳ Niên đã nhận được cổ vũ rất lớn, vậy anh hãy đợi đấy. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh lâm kiến châu cười rộ lên vậy thì em phải cố lên thật nhiều đó ăn xong đồ ăn khuya mọi người lần lượt trở về phòng mình gian phòng vốn ồn ào thoáng cái đã yên tĩnh lại tầng khách sạn rất cao ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao hà kỳ niên đứng trước cửa sổ thật sự nhìn thấy được trường giang nhưng khoảng cách giữa tòa lầu này với tòa lầu kia quá hẹp cắt cánh sông thành một đường thình tinh hà dọn hộp cơm dùng một lần trên bàn lại không phải cậu nói có đồ gì muốn tặng tôi sao đồ đâu? Hạ Kỳ Niên vỗ túi áo một cái mới nhớ ra trước khi đi mình đã thay áo khoác rồi. Tôi đi quá gấp quên lấy theo, đồ còn ở trong một cái áo khoác khác của tôi, ngày mai sẽ đem tới cho anh. Thứ tốt gì vậy? Ngày mai sẽ biết. Thịnh tinh Hạ lấy một bộ đồ ngủ từ trong vali ra, chuẩn bị rửa mặt, thấy Hạ Kỳ Niên đặt điện thoại di động lên bàn trà, mới đi tới nhìn lướt qua. Cậu làm gì vậy? Hạ Kỳ Niên mở livestream. Lần trước tôi đã nói tôi mà vượt một triệu fan thì sẽ mở livestream tốc độ tăng fan của cậu nhanh ghê trước khi tôi ra nước ngoài thì hình như mới 800 ngàn thôi livestream ăn uống mấy lần không hiểu sao lại tăng lên rất nhiều vậy cậu chọn thời gian nào mà người xem không nhiều lắm đi đâu có liên quan có thể thu lại xem sao mà đây không phải là lần đầu tiên hạ kỳ niên phát sóng trực tiếp trước đó vì quảng cáo đồ này nọ cũng đã làm hai lần rồi giờ này là thời gian đi ngủ lúc mới bắt đầu livestream cũng có bao nhiêu fan nhưng phát một hồi thì lại có mấy trăm người lục tục vào xem lập tức trở nên náo nhiệt. Sau khi Hạ Kỳ Niên chào hỏi Phan xong thì quay ống kính về phía Thịnh Tinh Hà, Hào Phóng giới thiệu, đây cũng là đàn anh đã tốt nghiệp từ trường chúng tôi. Lần này là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu với anh ấy, bộ môn nhảy cao đã định vào 2 giờ chiều ngày mốt, đến lúc đó tôi sẽ xem xem có thể ghi lại một đoạn video để đăng trực tiếp lên Weibo hay không. Được, 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 tôi đã mua vé rồi, hẹn gặp lại vào ngày mốt, vì sao dân thể thao trường nhà người ta đều đẹp trai như vậy? các móa nó chứ cái vóc dáng này. A a a a a, đàn anh cũng đẹp trai nữa. Giá trị nhan sắc cấp thần tiên, có một sự thật, bên cạnh anh chàng đẹp trai là những anh chàng đẹp trai khác. Hạ Kỳ Niên cười cười, rất đẹp trai đúng không? Tôi cũng cảm thấy anh ấy rất đẹp trai. Thịnh Tinh Hà đang chuẩn bị cởi đồ, nghe thấy lời này lại ngượng ngùng thả tay xuống. Đồ ngốc, ai Hạ Kỳ Niên quay đầu lại nói, tôi đang phát sóng trực tiếp đó, anh có thể cho tôi chút mặt mũi không? cậu nói xong lại nhìn về phía màn hình. Anh ấy mắng tôi nữa rồi, thình tinh hà, vậy chứ nên gọi cậu là gì? Cục cưng à, Hạ Kỳ Niên bật cười, vậy thì khỏi, ha 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 ha, cục cưng. Ngọc ngào ghê chưa, phòng chỉ có một cái giường, hai người có chen nhau à, không phải cùng một phòng, tôi và anh ấy không chung đội, anh ấy thuộc thành phố A, tôi thuộc thành phố B, đây là phòng của anh ấy, thình tinh hà đi tắm, hạ kỳ niên vừa trò chuyện với phan vừa đi qua nằm liệt ra trên giường tôi hơi buồn ngủ mọi người còn chưa ngủ sao xem anh livestream mà anh trai ngốc tôi đã định đi ngủ rồi nhưng nhìn thấy livestream tôi lại nhào lên hạ kỳ niên dụi mắt một chút vậy mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi chúng tôi cũng đến giờ phải nghỉ ngơi rồi được rồi ngủ ngon có giấc mơ đẹp nhé lúc thịnh tinh hà đi ra từ phòng tắm thì nhìn thấy hạ kỳ niên nằm trên giường của anh đắp chăn của anh gối lên gối của anh hai mắt nhắm nghiền bộ dạng hoàn toàn giống y như đang ngủ hơn nửa hình như còn ngủ rất say điện thoại vẫn còn cầm trong tay màn hình đã tối đen kết thúc livestream rồi hạ kỳ niên không nhúc nhích thịnh tinh hà đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu cậu đây là chuẩn bị ở lại chỗ tôi sao còn không mau quay về ổ của mình mà ngủ đi hạ kỳ niên thật sự đã ngủ thiếp đi rồi nghe thấy thanh âm thì khẽ nhíu mày xoay người chui vào trong chăn nỉ non lạnh quá tôi không muốn trở về nữa, cái gì chứ? Thịnh tinh hà nắm tay cậu sách lên, bên tiếp đón không xếp phòng cho cậu sao? Có xếp rồi. Hạ kỳ niên buồn ngủ, miệng lẩm bẩm, vu thuận bình ngủ mớ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi, tôi muốn ngủ với anh hà. Thịnh tinh hà sờ sờ óc mình một cái, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mùa đông ở phía nam không có hệ thống sưởi ấm mà muốn đổi từ cái chăn này sang một cái chăn khác thì quả là cần phải có lòng can đảm to lớn nằm tới ổ chăn cũng ấm luôn rồi, đổi lại là anh thì cũng không vui sướng gì khi phải chạy trở về, hơn nữa cũng đã muộn như vậy. Tuy nói là ở đây chỉ có một cái giường, nhưng là phòng đôi, vốn sắp xếp để anh và người dẫn đội ngủ chung. Trùng hợp là nhà của người dẫn đội ở gần đây, vợ lái xe tới đón người đi rồi, thế là phòng này cũng chỉ còn lại một mình anh. Giường rất lớn, hai người có chen chúc với nhau cũng không có vấn đề gì. Thịnh tinh hà bật điều hòa, xúc chăn lên chui vào, phần ga giường bên anh lạnh như băng, lạnh đến mức anh cũng phải run rẩy chân trái vô tình đụng phải một phần da dẻ ấm áp anh chợt trục lại cúi đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ say không có phản ứng gì quỷ ở dơ mặt không rửa người không tắm quần áo cũng không thay miệng anh lẩm bẩm nhưng vẫn dám chăn thay hạ kỳ niên rồi giơ tay lên tắt đèn trong phòng rèm cửa không phải loại chắn sáng hoàn toàn ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở chiếu vào phòng mắt dần thích ứng với bóng tối có thể nhìn thấy lờ mờ đường cong bên sườn mặt của hà kỳ niên ngũ quan của cậu đặc biệt sâu sắc nếu như không nhìn thấy đôi mắt sáng ngời ướt sũng kia thì sẽ có cảm giác cậu cũng rất trầm ổn thình tinh hà nghiên người qua nằm đối mặt với cậu bắt đầu từ khi nào mà hình bóng của người này lại như ánh mặt trời dần dần thâm nhập vào cuộc sống của mình cướp lấy rất nhiều sự chú ý và cả tình cảm lá gan cũng ngày càng to ra giống như tối nay vậy anh vẫn còn nhớ rõ một đêm mùa hè mưa bão nào đó vào năm ngoái, Hạ Kỳ Niên bỏ quên chìa khóa trong nhà, nhưng cụ thể có phải quên thật hay không thì còn cần phải chờ kiểm chứng thêm. Lúc ấy người này vô cùng ngượng ngùng đứng ở cửa đánh tiếng, hỏi có thể ở nhờ một đêm được không, hơn nữa còn cam đoan mình ngủ rất tốt, không nói mớ, không nghiến răng, không đá người, ngoan ngoãn như một con mèo con. Bây giờ thì ngược lại, ngay cả hỏi một tiếng cũng không thèm hỏi đã trực tiếp lăn ra đây ngủ vù vù. Thời gian trôi qua, luôn sẽ có rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc lặng lẽ thay đổi trong vô thức. Hà Kỳ Niên cũng đã dám chắc chắn rằng anh nhất định sẽ không nỡ đuổi mình đi. Buổi đêm ở khách sạn cũng không yên tĩnh lắm, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người đi lại trong hành lang. Thịnh tinh Hà phải nằm rất lâu mới miễn cưỡng ngủ được, tướng ngủ của anh không tốt lắm, mùa hè thường đá chăng, mùa đông thích cuộn chăng, lại còn luôn công người lại như trẻ con. Lúc hơn 2 giờ sáng Hà Kỳ Niên tỉnh lại vì cảm thấy bả vai và lưng hơi lạnh, mở mắt sờ sờ, chăng đã bị cuốn đi mất rồi. Cậu lặng lẽ dịch người một chút, dán vào phía sau thịnh tinh hà, kéo chăng qua một chút, đại khái cũng do dự một phút đồng hồ rồi vươn hai tay, từ sau lưng ông lấy anh. Động tác nhẹ nhàng giống như gió xuân dịu dàng nhưng tim đập lại dữ dội như sắp nổ tung. Áo ngủ của thịnh tinh hà mỏng manh, cánh tay trần sờ lên nóng hổi, tiếng hít thở nghe mềm mại như của động vật nhỏ mới sinh khiến người ta nhìn không được muốn ghé tới gần hôn một cái. Thực tế thì cậu cũng làm như vậy cậu nín thở tập trung tinh thần dựa sát vào, hôn khẽ một cái vào sau gáy thịnh tinh hà rồi mới chịu ngủ thiếp đi. Máu cả người bắt đầu nóng lên, mặt cũng đỏ bừng. Quả thực là có thể tôi rèn ý chí con người còn hơn cả việc chạy đường dài giữa lúc trời mưa to nữa. Sáng sớm, thịnh tinh hà bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức, anh hoảng hốt nhíu mày, quay đầu nhìn thấy điện thoại di động và áo khoác đang để bên gối, đều là của Hạ Kỳ Niên. Anh nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, tình tiết cụ thể thế nào thì không nhớ rõ, chỉ nhớ là mình ngồi trên bãi cỏ đầy lá khô, sắc trời âm u, còn hơi lạnh, gió bắt luồn vào cổ, nhiệt độ cơ thể đang biến mất từng chút một, bỗng nhiên có người dùng sức ông lấy anh từ phía sau, ngón tay người nọ thon dài, khớp xương rõ ràng, anh không cần quay đầu lại cũng biết là ai, không ai trong hai người lên tiếng, thế nên họ cứ lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở của nhau, có người nào đó gọi họ từ nơi xa xôi, phải thi đấu rồi. Sức mạnh và nguồn ấm phía sau bỗng nhiên biến mất. Trong giấc mơ ấy, anh cảm giác như mình trải qua một hồi không thở nổi. Giấc mơ này giống như cuộc đấu tranh cuối cùng giữa lý trí và cảm xúc, lý trí luôn nhắc nhở anh rằng không thể dễ dàng xa vào, phải nhận rõ thứ gì mới quan trọng nhất trước mắt. Một giọng nói khác trong trái tim lại đang nói, mày không muốn giữ lại cái ông đó hay sao? Hồi thần sau một lúc trừng mắt nhìn trần nhà, Hạ Kỳ Niên đã đi ra, anh dậy rồi, ưm. Ừ. Thịnh tinh Hạ dụi mắt một cái, thấy tóc Hạ Kỳ Niên có hơi ướt, hồi nãy cậu tắm à, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên thanh âm của anh nghe khàn khàn tùm tối hôm qua thật sự mệt quá nên chưa kịp tắm ngủ ngon không thịnh tinh hà nhìn chăng đã buông xuống tới đất chắc là tôi không có đá cậu chứ hạ kỳ niên đột nhiên cúi người xuống một tay chống ở mép giường cậu bất ngờ tới gần rồi dừng lại khiến trái tim thịnh tinh hà đập thình thịch chuông báo động trong đầu rung lên do vừa tắm rửa xong nên hương sữa tắm ùa vào mặt ngay sau đó hạ kỳ niên cầm lấy áo khoác khóe miệng khẽ nhếch lên không có, tướng ngủ của anh rất ngoan. Lần đầu tiên trong đời Thịnh Tinh Hà bị một người nhỏ hơn mình 7 tuổi khen ngoan, tâm tình có chút vi diệu, không biết có phải là ảo giác của anh hay không mà anh cứ luôn cảm thấy. Nụ cười dịu dàng của Hạ Kỳ Niên giống như là đang dỗ mình vậy. Tôi đi mua đồ ăn sáng đây. Hạ Kỳ Niên cầm điện thoại di động trên đầu giường nhìn thoáng qua lượng tin còn lại, đúng lúc nhìn thấy có tin nhắn nhóm liền lạch cạch gõ chữ, miệng vẫn còn không quên dặn dò, anh mau đứng lên rửa mặt đánh răng đi. Thịnh tinh hà dương mắt nhìn đôi tay thon dài kia, khớp xương có hơi phím hồng, thật sự là giống y đúc như trong mộng, còn ngay ra đó nữa a. À. Hạ kỳ niên công ngón trỏ búng lên trán anh một cái, ái. Thịnh tinh hà nhắm tịt mắt xoa xoa trán, không biết lớn nhỏ. Trận chung kết chia làm hai ngày, nhảy cao nam được xếp vào hai giờ chiều ngày hôm sau, ngày đầu tiên chỉ làm quen với hoàn cảnh một chút, hai người ăn sáng xong thì mỗi người tự đi tìm huấn luyện viên của mình có các trận đấu của những bộ môn khác đang diễn ra trong phòng thi đấu. Mọi người chỉ có thể khởi động ngoài trời. khi Thịnh Tinh Hà đến nơi thì Hạ Kỳ Niên đã ở đây rồi. cậu đang nhảy rào trắng. đây là bài luyện tập chuyên biệt của môn nhảy cao. anh đang tìm chỗ để áo khoác thì thấy hai chiếc ly giữ nhiệt trên ghế ngồi. hai cái để dán sát vào nhau. Thịnh Tinh Hà quay sang, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Hạ Kỳ Niên. hai người mỉm cười. ở trong là sữa tươi, không có chất bảo quản đâu. Hạ Kỳ Niên từ xa hô tới thịnh tinh hà mở nắp uống một ngụm sữa vẫn còn ấm uống xong anh vặn nắp lại rồi đặt về chỗ cũ cũng không biết là trùng hợp hay vì lý do gì khác mà hầu như mỗi lần thịnh tinh hà ngẩng đầu lên tầm mắt đều chống lại đôi mắt sáng ngời ngập nước kia sau đó anh mới phát hiện chỉ cần hạ kỳ niên hoàn thành xong một tổ động tác thì đều sẽ nhìn về phía anh một cái tâm tình không hiểu sao lại tốt lên huấn luyện cực khổ mà ngày thường chịu không nổi cũng trở nên thoải mái hơn hẳn lúc nghỉ ngơi Hạ Kỳ Niên đem hai cái ly giữ nhiệt tới phòng vệ sinh súc rửa, dọc đường đều hết sức vui vẻ, đặc biệt là khi ánh mắt người khác dừng trên ly thôi là cậu cũng hận không thể đi tới giới thiệu một lượt rằng một cái là của Thịnh Tinh Hà, còn một cái là của tôi đó nha. Đáng tiếc, làm gì có ai nhiều chuyện dữ vậy. Khi đang rửa, cậu láng mán nghe thấy bên ngoài có người đang gọi điện thoại, âm sắc đặc biệt quen thuộc, xác định không thành vấn đề sao. Đây cũng không phải là vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm, chuyện này liên quan đến danh dự của tôi đương nhiên phải bảo đảm không một kẻ hở đắt quá tôi không có bao nhiêu tiền đâu vậy cũng được có điều phòng tôi có người rồi bất tiện lắm đến lúc đó tôi đi tìm anh cho cuộc đối thoại này không khỏi khiến người ta phải liên tưởng đến một số giao dịch mang màu sắc hạ kỳ niên rửa ly xong cũng không tắt vòi nước ngay người ở bên ngoài đẩy cửa vào là triệu thiên dục tầm mắt hạ kỳ niên đuổi theo cậu ta đánh giá từ trên xuống dưới hiển nhiên triệu thiên dục cũng nhận ra cậu ngẩn người nhưng không chào hỏi. Một ngày huấn luyện thích ứng kết thúc, Thịnh Tinh Hà đúng hẹn đi tới khách sạn Hà Kỳ Niên đang ở, tên nhóc này nói có thứ tốt muốn tặng cho anh. Vu Thuận Bình cũng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thấy anh tới thì chào hỏi, ngay lập tức Hà Kỳ Niên liền dẫn Thịnh Tinh Hà ra khỏi phòng. Tổng thể khách sạn có thiết kế thành hình bán cung, hành lang cũng có độ công, Hà Kỳ Niên đưa Thịnh Tinh Hà đến cuối hành lang, dựa lưng vào tường, giấu giấu dếm dếm, rốt cuộc là cái gì? Đưa tay ra đi, Hạ Kỳ Niên nói, thịnh tinh hà làm theo, mở lòng bàn tay ra, lại là hoa hồng nữa hả? Hạ Kỳ Niên sửng sốt mất một hồi lâu mới nhớ ra hoa hồng trong miệng anh nghĩa là gì, kinh hỉ nói, anh còn nhớ hả? Thịnh tinh hà cũng không thể không biết xấu hổ mà trả lời, nhìn cậu lấy một sợi dây nhỏ màu đen từ trong túi ra, sợi dây thường rơi vào lòng bàn tay. Anh mới phát hiện ở giữa sợi dây thừng này còn sâu một hạt châu nhỏ cỡ móng tay. Mượt mà tinh tế, màu sắc tổng thể chuyển dần từ màu xanh sang màu đen, Hai màu sắc giao hòa lẫn nhau giống như tinh thạch tự nhiên màu xanh biếc, lấp lánh dưới ánh đèn khiến người ta nhìn không được liên tưởng đến bầu trời mênh mông đầy sao. Hôm đó nhìn thấy ở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ dưới chân núi, ông chủ đặt tên cho nó là Tinh Hà. Hạ Kỳ Niên ngẩn lên cười cười, tôi cảm thấy có duyên nên mua nó. Mỗi khi hai người ở cùng nhau ở nơi nào yên tĩnh thì tình ý trong ánh mắt Hạ Kỳ Niên lại bắt đầu tuôn ra hết sức rõ ràng, Thịnh Tinh Hà có chút chịu không nổi, lặng lẽ dời tầm mắt đi thật sự rất trùng hợp. Anh xoay hạt châu một vòng, đầu óc có chút bí, nghĩ không ra từ hay ho nào để khen ngợi, cuối cùng đành ném ra hai chữ, không tồi, thích không? Chờ mong trong mắt Hạ Kỳ Niên cũng đều tràn cả ra ngoài. Món đồ nào cũng có thể được sản xuất ra hàng loạt, nhưng nếu như nó được đặt tên thì đã có một ý nghĩa riêng, thích. Hạ Kỳ Niên cười ha ha, tôi biết anh sẽ thích mà, lần đầu tiên nhìn thấy là tôi đã cảm thấy nó rất đẹp rồi, hạt châu này được mài hoàn toàn bằng thủ công đó trên đời chỉ có một viên này thôi thịnh tinh hà cầm sợi dây nhỏ đưa lên gần môi ngửi ngửi anh ngửi cái gì vậy cái này cũng đâu có mùi gì có thịnh tinh hà nói có mùi nước hoa trên người cậu hạ kỳ niên có chút bất ngờ giơ tay lên ngửi ngửi cổ tay anh có thể ngửi ra hả tôi cảm thấy không có mùi gì hết có một chút tối hôm qua tôi đã ngửi thấy thịnh tinh hà muốn trực tiếp đeo lên nhưng phát hiện chỉ có một bàn tay không dễ làm. Hạ Kỳ Niên nhìn mà nóng ruột, trực tiếp giật lấy, để tôi đeo dùm anh cho. Hình thể thịnh tinh Hà hơi gầy, khung xương lại lớn nên xương cổ tay đặc biệt rõ ràng, sau khi Hạ Kỳ Niên buộc xong, thắt dây thừng lại nửa vòng, hạt châu vừa vặn mắt ở ngay cạnh xương cổ tay. Trong mắt Hạ Kỳ Niên, đừng nói là người, ngay cả cổ tay này cũng thật gợi cảm, quả nhiên là rất hợp với anh. Thịnh tinh Hà cúi đầu gãy gãy hạt nhỏ bên cổ tay, cảm ơn, đừng khách sáo tất cả đều tiến hành như dự đoán trong lòng hạ kỳ niên giống như có một con chim sẻ nhỏ đang đập cánh lung tung vậy tôi trở về trước đây ngày mai gặp lại trên sân thi đấu ha thịnh tinh hà nói hạ kỳ niên gật gật đầu lại nói tiếp để tôi tiễn anh ngốc quá có một đoạn đường ngắn như vậy thôi tiễn cái rắm ấy anh quản tôi hạ kỳ niên nói tôi cũng cần xuống lầu mua hai chai nước khoáng thịnh tinh hà đi tới đột nhiên đụng qua thoáng cái hạ kỳ niên đã bị đẩy vào góc tường sau khi phản ứng lại cũng đụng thịnh tinh hà hai người xô qua đẩy lại trong hành lang tiếng cười vang lên không ngừng khi sắp đi tới cửa thang máy thì có một người nam đi tới trong tay cậu ta đang cầm một cái túi nhựa màu đen lúc đi ngang qua thùng rác thì nhanh chóng vứt vào tuy rằng người nọ đeo khẩu trang nhưng hạ kỳ niên vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra hành lang theo hình vòng cung hiển nhiên triệu thiên dục cũng không ngờ tới sẽ có người xuất hiện ở đây hoặc nói cách khác là không ngờ lại có người quen xuất hiện. Trong nháy mắt vẻ mặt và động tác đều vừa cứng nhắc vừa lúng túng. Ngay sau đó, cậu ta khoanh tay, ánh mắt tự như đại bàn khóa chặt hai người họ. Triệu Thiên Dục và họ lướt qua nhau, toàn bộ quá trình, tầm mắt Hạ Kỳ Niên đều đi theo cậu ta, cho đến khi Triệu Thiên Dục liếc cậu một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Sự kinh hoảng trong nháy mắt của Triệu Thiên Dục không thể thoát khỏi ánh mắt của Hạ Kỳ Niên, không hiểu sao sự khiêu khích đó lại càng khiến cho Hạ Kỳ Niên sinh ra một loại dự cảm, tuy không có căn cứ nào nhưng lại đặc biệt mãnh liệt. Cậu nhìn về phía thùng rác ở cách đó không xa, đoán xem thứ triệu thiên dục mới vội vàng vứt đi sẽ là vật gì. Nơi ở của họ nằm ở tầng 26, cả tầng tổng cộng có bốn thang máy vận chuyển khách, mà triệu thiên dục lại đi tới từ hướng lối thoát hiểm. Chỉ điều này đã có chút kỳ lạ rồi. Trong phòng có thùng rác tại sao không vứt vào đó? cho dù là mua đồ ở bên ngoài thì xung quanh khách sạn đều là trung tâm thương mại và siêu thị không có bán hàng trong nhà bán hàng nào lại đi dùng túi ni lon màu đen đựng đồ hạ kỳ niên không trả lời triệu thiên dục cũng không quay đầu lại mà bỏ đi khoảng hai giây sau chuông thang máy vang lên hạ kỳ niên nhìn thoáng qua bóng lưng triệu thiên dục hai chân không khống chế được đi về phía cái thùng rác kia nói thật thì cậu thực sự hy vọng rằng mình đã nghĩ nhiều rồi tất cả những người thật lòng yêu tha thiết ngành này đều sẽ hy vọng đối thủ của mình trong sạch đều mong muốn có một sân đấu sạch sẽ thịnh tinh hà đi vào thang máy không rõ nên thò đầu ra không phải cậu nói muốn đưa tôi xuống lầu sao lời này vừa nói ra triệu thiên dục quay đầu lại trong nháy mắt hà kỳ niên cũng quay đầu lại tầm mắt hai người bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải nhau trái tim cậu nảy lên dồn dập dự cảm kia muốn thành sự thật rồi hà kỳ niên không nói gì trực tiếp đi thẳng tới cái thùng rác kia mỗi một bước cậu đi tới đều ảnh hưởng đến thần kinh và nhịp tim của triệu thiên dục rốt cục khi hà kỳ niên dở nắp thùng rác lên thì cậu ta nhịn không được quát lớn cậu muốn làm gì phản ứng quá mức kịch liệt của triệu thiên dục đã chứng minh suy đoán trước đó của hà kỳ niên tôi nhặt một thứ mà thôi cậu có cần khẩn trương đến như vậy không hà kỳ niên dùng đầu ngón tay mở nắp thùng rác thùng rác trong hành lang khách sạn ngoại trừ nhân viên vệ sinh ra thì rất ít người dùng đến trong túi rác chỉ có một ít tàn thuốc lá một chai nước khoáng và một cái túi ni lông màu đen đầy nếp gấp, bị người ta cuốn chặt lại. Triệu Thiên Dục đưa tay tóm lấy cổ tay Hạ Kỳ Niên, ngăn cản động tác kế tiếp của cậu, cậu có bệnh không? Hơn nửa đêm đi móc rác, làn da cậu ta phơi nắng ngâm đen, vẻ mặt đặc biệt hung ác, động tác đã thô lỗ, thanh âm lại lớn, rõ ràng là câu nghi vấn nhưng nghe qua lại có loại khí thế hùng hổ dọa người, cậu đang chọc dạ cái gì vậy? Hạ Kỳ Niên hết sức tức giận, trực tiếp không để ý đến uy hiếp của cậu ta, dùng chiêu mà thịnh tinh Hà đã dạy cậu trước kia tránh thoát kiềm chế của cậu ta, đưa tay đi túng lấy cái túi ni lông kia. Khi đầu ngón tay chạm vào cái túi, mi tâm liền nhíu chặt lại. Đây là điều cậu không muốn phát hiện ra nhất. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.